Bọn họ đã từng là Trương thị cao tầng, đối với Trương thị bên trong thực hiểu biết, liên hợp người khác đối phó ngươi. Có cái này khả năng, nhưng rất nhỏ. Trương Huyền sở trường khoa tay múa chân một chút, người muốn suy xét mấy cái nhân tố, đệ nhất, bọn họ muốn không phải một bút mau tiền, bọn họ dã tâm, là muốn Trương thị, bằng không cũng sẽ không làm ra những cái đó quá kích hành động, đệ nhị, hoàng gia cùng cố gia vừa mới xảy ra chuyện, ở cái này mấu chốt thượng, không ai sẽ chủ động đi lên tìm suối quẩy. Triệu Ninh trong mắt vừa chuyển, bọn họ là tưởng đối với người động thủ. Đúng vậy, Trương Huyền gật đầu, bất luận cái gì phân tích, đều đến kết hợp hiện có điều kiện cùng tình huống tới xem. Đây là một cái luyện khí cùng khoa học kỹ thuật cùng tồn tại văn minh, tuy rằng luyện khí cùng khoa học kỹ thuật có nhìn như tương đồng địa vị, nhưng phải biết rằng, mặc kệ ở cái gì văn minh, vũ lực vĩnh viễn là áp đảo hết thảy phía trên, cho nên, đối với bọn họ mà nói, ta có trương gia như vậy bối cảnh, lại ở cái này tuổi tới quản lý công ty, kia khẳng định ở luyện khí phương diện là phế xài, rốt cuộc đệ nhất lựa chọn. Đều sẽ lựa chọn luyện khí, từ thương chỉ có thể trở thành kẻ có tiền, luyện khí tắc có thể trở thành cường giả cùng kẻ có tiền. Trương Huyền cười cười, ở thế giới này, giết người phí tổn là rất thấp, cường giả vung tay lên liền có thể kết quả một kẻ yếu, thật tới rồi cá chết lưới rách thời điểm, ta cũng sẽ lựa chọn phương thức này, rốt cuộc quá nhẹ nhàng không phải sao. Trương Huyền khi nói chuyện, một người đã từng công ty cao tầng hướng Trương Huyền nơi này đi tới. Người cảm thấy hắn mở miệng lúc sau sẽ như thế nào chào phúng ta? Trương Huyền hỏi hướng Triệu Ninh. Triệu Ninh có chút nghi hoặc, người liền như vậy khẳng định hắn sẽ đến chào phúng ngươi. Ha ha, Trương Huyền trên mặt lộ ra tự tin thần sắc, đối với bọn họ mà nói, ta một câu liền đủ để quyết định bọn họ nhân sinh, mà khi bọn hắn trong mắt, nhận định ta đã là cái người chết thời điểm, vô luận xuất phát từ cử thị vẫn là nào đó đố kỵ tâm lý, đều sẽ đi lên chào phúng hai câu. Trương Huyền thanh âm vừa ra, tên này cao quản liền tới tới rồi trương huyền trước bàn. U, này không phải chúng ta trương đồng sao, tên này cao quản phát ra âm dương quái khí thanh âm, xem trương huyền ánh mắt giữa, mang theo nghiền ngấm cùng trào phúng. Từ người này ánh mắt giữa, triệu ninh cũng đã khẳng định, trương huyền phân tích là đúng. Trương huyền khẽ cao mày, nhìn về phía đi tới tên này cao quản. Nhìn thấy trương huyền nhíu mày thần sắc, cao quản trong lòng thực giảng, chỉ cần chính mình người đáng ghét không vui, hắn chính là vui vẻ. Chỉ là, tên này cao quản trong lòng vui vẻ, bị Trương Huyền tiếp theo câu nói hoàn toàn ma diệt. Trương Huyền mày nhăn lại, vẻ mặt hồ nghi nhìn tên này cao quản, ngươi là? Trương Huyền này một bộ cẩn thận suy tư, nhưng lại cái gì đều nhớ không nổi bộ dáng, làm tên này cao quản trong lòng sảng cảm tức khắc không còn sót lại chút gì. Hắn trong mắt mang theo oán hận nhìn chằm chằm Trương Nhiên, hít sâu một hơi, mạnh mẽ lộ ra một cái gương mặt tươi cười, "Trương Đồng ngươi thật đúng là quý nhân hay quên sự a?" À? ta phía trước ở trương thị công tác, vẫn là bởi vì trương đồng ngươi, rời đi trương thị đâu. Nga, thật sự ngượng ngùng, không có ấn tượng, trương huyền trên mặt như cũng mang theo nghi hoặc, như thế nào, ngươi có việc sao? Ha ha, ta liền tới nhìn xem trương đồng, không có gì. Tên này cao quản xoay người sang chỗ khác, ở hắn xoay người trong nháy mắt, ánh mắt kia giữa, tràn ngập khói mù. Nhìn tên này cao quản rời đi bóng dáng, triệu ninh trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc, người này đem ngươi đương tay mơ, trên người hắn toát ra tới sát khí, ta đều cảm thụ rành mạch, người cảm thấy bọn họ sẽ tuyển ở khi nào động thủ đâu. Nhất vãn ngày mai, Trương Huyền tự tin nói, chẳng sợ xử lý ta, này Trương thì cũng không phải bọn họ nói có thể khống chế liền khống chế, sau lưng cần thiết phải có người duy trì, hơn nữa muốn đổi ở Trương thì còn lâm vào nguy cơ thời điểm, bọn họ lựa chọn duy trì có thể ở ngay lúc này duy trì bọn họ người. Chính là muốn nhất định có thể được đến chỗ tốt người, cho nên muốn đổi ở hoàng gia cùng cố ra bồi tiền phía trước. Vậy ngươi còn hướng ra chạy? Triệu Ninh mắt trợn trắng, ngươi này không phải cho bọn hắn cơ hội sao? Chính là đến cho bọn hắn cơ hội. Trương Huyền cười lạnh một tiếng, ngươi hẳn là biết, cái dạng gì tồn tại mới có thể mang cho người cảm giác sợ hãi. Triệu Ninh trầm mặc một chút, theo sau lẩm bẩm hai chữ ra tới, không biết. Đúng vậy, Trương Huyền cười một chút, được rồi, gọi món ăn, ăn cơm đi. Thời gian chậm rãi mà qua một đốn sinh mãnh hải sản ăn xong, đã là giữa trưa thời gian. Trương Huyền mang theo Triệu Ninh rời đi tiệm cơm, Trương Huyền rất dễ dàng nhận thấy được, đang âm thầm vẫn luôn có người quan sát đến chính mình, Trương Huyền khóe miệng treo lên một mặt mỉm cười, giống như không có việc gì người giống nhau, tiếp tục mang Triệu Ninh dạo phố, chuyển thương trường, chờ sắc trời hơi ám khi, Trương Huyền mang theo Triệu Ninh, đi trước trường trung thành. Con mồi muốn nhích người đi trước cố ra, có thể thông chi động thủ. Ở một gian trong phòng, Ngụy Phó Tổng nghe di động thanh âm, trên mặt treo lên một mặt cười lạnh. Sắc trời bắt đầu tối, một chiếc tạo hình khoa trương xe thể thao ở Hoàng Long Thành đi trước trường Trung Thành trên đường chạy nhanh. Trên đường chiếc xe cũng không phải rất nhiều, đột nhiên, đến từ trường Trung Thành phương hướng xuất hiện mấy chiếc xe, song song sửa tới, chiếm cứ toàn bộ con đường, này đó đèn xe khai rất sáng, thứ đối hướng đường xe chạy. Liền ở này đó xe sắp tiếp cận kia chiếc tạo hình khoa trương xe thể thao khi, ven đường ngọn cây bị gợi lên, theo sau bị hoa khai một đạo chỉnh tề lề sách, kia chạy nhanh xe thể thao, cũng từ trung gian nứt thành hai đoạn, vết nước chỉnh tề, như là bị cái gì lợi vật chỉnh thiết giống nhau. Bị cắt ra xe thể thao trên mặt đất hoa nổi lửa tinh, đánh vào con đường hai bên mới ngừng lại được. Kia bị hoa thành hai nửa thân xe nội, đang ngồi trương huyền cùng triệu ninh thân ảnh, lề sách từ hai người thân thể phía sau xuyên qua, lại đi phía trước 10 cm, là có thể đem hai người chém eo. Trương Huyền mang theo Triệu Ninh vẻ mặt chật vật từ thân xe nội bò ra, nghênh diện xử tới kia mấy chiếc xe cũng ngừng lại, cửa xe mở ra, Ngụy Phó Tổng Hòa phía trước những cái đó cao quản đám người, từ trên xe đi xuống tới, ở ô tô ánh đèn chiếu xuống, bọn họ giống như một cái hành hình giả giống nhau, ở xem kỹ Trương Huyền. Trương Đồng, cái này Tổng nên nhớ rõ ta đi, ở hải sản nhà ăn từ Trương Huyền kia ăn mệt cao tầng dùng lạnh nhạt ánh mắt nhìn Trương Huyền. Là các ngươi, Trương Huyền thần sắc biến đổi, có vẻ hoảng loạn, các người muốn làm gì? làm gì? ngụy phó tổng cười lạnh một tiếng. ta trương chủ tịch tính lên, chúng ta đây mới là lần đầu tiên gặp mặt đi. ngươi là thật sự thật sự, đem ta làm đến hảo thảm a. ngụy phó tổng về phía trước vài bước, xem kỹ trương huyền. ngươi thật là mệnh hảo a. còn tuổi nhỏ, liền ngồi lên như vậy cao vị trí, tùy tiện một câu là có thể quyết định người sinh tử. bất quá ta rất muốn biết, giống ngươi loại người này, đương ngươi sinh tử sắp sửa bị người sở khống chế thời điểm người sẽ làm ra như thế nào biểu hiện đâu. Kia 18 danh cao quản cũng tất cả đều xông tới, trong mắt mang theo nghiền ngẫm thần sắc. Các ngươi, các ngươi muốn giết ta, Trương Huyền bước chân lui ra phía sau, vẻ mặt không thể tin tưởng, ta là Trương gia thiếu gia, các ngươi giết ta, thánh địa là sẽ không buông tha các ngươi, Trương gia là sẽ không buông tha các ngươi. Ha 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 ha, ha. Ngụy Phó tổng cuồng tiếu ra tiếng, họ Trương, ngươi nói không tồi, ngươi là Trương gia thiếu gia, nhưng cũng chỉ là ngươi sống thời điểm là cái này thân phận mà thôi. Đối với người chết tới nói, đại gia thân phận đều giống nhau, Trương Thị còn muốn tiếp tục làm đi xuống, mà chúng ta là có thể làm Trương Thị tiếp tục làm đi xuống người. Ngươi cho rằng Thánh Địa sẽ vì một cái người chết, cha việc này cha bao lâu đâu. Đến nỗi người theo như lời Trương gia, ở ngươi sau khi chết, còn có thể hay không họ Trương, đều không nhất định. Trương Huyền hít sâu một hơi, không, các ngươi không thể làm như vậy, các ngươi sẽ hối hận. Hoàng gia cũng chọc ta, cố gia cũng chọc ta, bọn họ kết cục ngươi cũng gặp được. Đó là cố gia cùng hoàng gia quá xuẩn, đối phó ngươi, tự nhiên không thể cho ngươi lưu cơ hội, yên tâm đi, ta sẽ không dẫm vào cố gia cùng hoàng gia vết xe đổ. Hơn nữa ta tin tưởng, đương kim vãn sự sau khi kết thúc, cố gia cùng hoàng gia cũng sẽ thực vừa lòng như vậy kết quả, rốt cuộc ngươi hiện tại chính là bọn họ cái đinh trong mắt cái gai trong thịt A. Ngụy phó tổng trong mắt hiện lên tàn nhẫn, theo sau hét lớn một tiếng, động thủ. Trong không khí, một mặt gió nhẹ phất quá, trương huyền phía sau một ít cây cối, đồng thời bị chặn ngang chặt đứt. Hàn mang tại đây trong bóng đêm chợt lóe rồi biến mất, dây tiếp theo, một phen lập loè hàn mang lưỡi dao sắc bén đã đặt tại trương huyền cổ trước. Có một bóng người, cũng lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở trương huyền phía sau. Ngụy phó tổng đám người trên mặt tự tin tràn đầy, bọn họ chuyên môn thỉnh thiên đạo nhị trọng cường giả nứt phong, này nửa cái chân đã đạp ở thiên đạo tam trọng đỉnh cấp tồn tại, sát một cái trương huyền, còn không phải chút lòng thành. Đương ngụy phó tổng đám người nhìn đến kia hàn mang đã hoành ở Trương Huyền cổ trước thời điểm, cũng đã nhận định Trương Huyền là người chết rồi. Nứt phong, trực tiếp giết, không cần vẫn giữ lại làm gì cơ hội. Ngụy phó tổng mở miệng. Nhưng kia hàn mang, cũng không có như ngụy phó luôn muốn tượng chung như vậy, trực tiếp cắt qua Trương Huyền cổ, mà là như cũng dừng lại ở Trương Huyền cổ trước. Ngụy phó tổng mày nhân lại, nứt phong, người có ý tứ gì, mau ra tay nhưng nứt phong như cũ không có bất luận cái gì động tác. Đèn xe chiếu dọi ở Trương Huyền trên mặt, làm Trương Huyền trên mặt biểu tình rõ ràng bị mọi người thấy. Mà Trương Huyền trên mặt kinh hoàng, tại đây một khắc, chuyển hóa thành mỉm cười, kia mỉm cười giữa, mang theo thong rong cùng chấn định. Ngụy Phó Tổng cũng là lúc này mới thấy rõ ràng, kia hành ở Trương Huyền cổ trước lưỡi dao sắc bén, đều không phải là là nứt phong không nghĩ hoa đi xuống, mà là lưỡi dao sắc bén bị Trương Huyền sở nắm nhìn dáng vẻ chuyện này chỉ là các ngươi tham dự a à, hoàng gia củng cố gia cũng không tại đây trong phạm vi trương huyền cười ra tiếng theo sau trên tay dùng sức kia cổ trước lưỡi dao sắc bén trực tiếp vỡ vụn mở ra lại là một trận gió nhẹ phất quá xuất hiện ở trương huyền phía sau nứt phong thân ảnh biến mất ở hắc ám giữa trương huyền sở bày ra ra tới một mặt làm ngụy phó tổng đám người chừng lớn đôi mắt sao có thể tại sao lại như vậy Ngụy Phó Tổng bước chân không cấm lui về phía sau hai bước, một mặt Thiên Đạo Nhị trọng đứng đầu cường giả ra tay, lại là như vậy dễ dàng đã bị Trương Huyền hóa giải. Hắn mới bao lớn tuổi, hắn là Thiên Đạo cường giả. Trương Huyền phủi phủi trên người cho bụi, như thế nào? Cho rằng tùy tùy tiện tiện là có thể đem ta tể rất sao? Nguyên bản cho rằng việc này còn có cố gia cùng hoàng gia bóng dáng, hiện tại xem ra chỉ có các ngươi này đó tạp gã, liền này sao? Trương Huyền cánh tay bỗng nhiên về phía sau vung lên một đạo bàng bạc linh khí bị trương huyền đánh ra liền ở trương huyền phía sau cách đó không xa địa phương một bóng người trực tiếp tung bay ra tới đúng là vừa mới ẩn nấp lên nứt phong trương huyền khóe môi treo lên mỉm cười người linh khí cương mãnh càng thích hợp chính diện tiến công ẩn nấp loại sự tình này không thích hợp ngươi vẫn là từ bỏ đi lợi hại bất quá vẫn là đến chết nứt phong bạo a một tiếng lúc này không hề là gió nhẹ quất vào mặt mà là cuồng phong kích động này trong gió, mang theo sắc bén. Ngụy phó tổng đám người sợ tới mức sắc mặt trắng bệch, vội vàng lui về phía sau. Trương huyền hoạt động hạ cánh tay, nhéo nhéo ngón tay khớp xương, cũng hảo, nhiều như vậy thiên không hoạt động, cảm giác thân mình đều có chút cương, đến đây đi, làm ta kiến thức kiến thức nơi này cường giả. Giây tiếp theo, nước phong thân ảnh vào tới trương huyền trước mặt, đối trương huyền triển khai mưa rền gió giữ công kích. Thật lớn long cuốn lấy nước phong vì trung tâm hình thành, thổi quét trương huyền đối mặt này cuồng phong long cuốn, Trương Huyền một bước tiến lên trước, ở tiến lên trước nháy mắt, Trương Huyền trong cơ thể phát ra một trận rồng ngâm tiếng động. Lúc trước chăm ý cảnh giới, bày ra ra tới, không có bằng vào sao trời chi lực, Trương Huyền chỉ là dựa vào chính mình song quyền, đánh đi vào, hiện tại Trương Huyền muốn đi cảm thụ này phiến thiên địa chân chính thiên địa quy tắc, như vậy mới có thể làm được siêu thoát. Long cuốn bán kính đạt tới mấy chục mét, độ cao thẳng tận trời cao, tại đây hắc ám giữa, phá lệ khủng bố, cuốn lên đá vụn, mỗi ngày cảnh giới dưới, căn bản không thể đụng vào. Ngụy phó tổng đám người chỉ là nhìn, đều trong lòng sợ hãi. Theo anh một tiếng vang lớn, này tiếp thiên liền mà cuồng phong long cuốn đột nhiên tản mất, trương huyền cùng nứt phong hai người, lăng với không chung, nhìn nhau mà đứng. Nứt gió lớn khẩu thở hồn hền, trong tay nhéo một khối linh thạch tiến hành tiếp viện. Ngụy phó tổng đám người nhìn không chung, ánh mắt kia chung tràn ngập không thể tin tưởng, bọn họ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, Trương Huyền thế nhưng có này phân thực lực, có thể cùng nứt phong loại này thiên đạo nhị trọng đứng đầu cường giả giao thủ. Hơn nữa xem tình huống này, không phân cao thấp. Muốn giết ta, đến lấy ra điểm thật bản lĩnh đến đây đi. Trương Huyền tay niết hổ hạc song hình, tại đây một khắc, mãnh hổ cùng đại bàng hư ảnh, ở Trương Huyền phía sau hình thành. Ban đầu, Trương Huyền liền lấy trăm hình trăm ý nhập đạo, đến sau lại, bằng vào sở đi bất đồng con đường, trăm hình trăm ý đã không thế nào sẽ xuất hiện ở Trương Huyền trên người mà hiện giờ hiểu được tân thiên đạo trương huyền như cũng lấy trăm hình trăm ý làm cơ sở trăm hình trăm ý là thiên hạ các vật hình ý diễn biến đại biểu rất nhiều trương huyền chính là muốn từ bất đồng góc độ đi lý giải cái này thiên đạo hổ hạc hư ảnh xuất hiện hướng nứt phong cắn xé mà đi nứt phong đôi tay vung lên lưỡng đạo cuồng phong long cuốn liền trống giống hình thành trực tiếp đem kia hổ hạc hư ảnh rào toái đồng thời này lưỡng đạo cuồng phong tiếp tục cuốn hướng trương huyền giống như hai điều trường giao giống nhau quanh thân mang theo lưới dao gió mũi nhọn. Trương Huyền hai tay chấn động, hai điều trường long hư ảnh bốc lên, trực giác cùng kia lưỡng đạo cuồng phong long cuốn chém giết ở bên nhau. Trương Huyền bước chân vừa động, trong cơ thể xuất hiện một trận gào thét tiếng động, sau lưng hiện ra cửa vượn hư ảnh, Trương Huyền một quyền hướng nứt phong oanh ra. Ở cửa vượn chi ý thêm vào hạ, Trương Huyền này một quyền phá lệ mãnh liệt, có thể oanh sụp một tòa núi lớn. Nứt phong niết quyền, trong tay linh thạch nháy mắt vỡ vụn, trở nên ảm đạm, giống như phế đá vụn giống nhau rơi xuống trên mặt đất. Nước phong cũng động, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời, hét lớn một tiếng, cuồng phong chi lực thêm vào, này đều không phải là bình thường cuồng phong lực lượng, mà là đến từ chính thiên đạo cuồng phong chi lực thêm vào. Nước phong cùng Trương Huyền đối oanh một quyền, này một quyền dưới, nước phong liên tiếp lui ba bước, mà Trương Huyền ở cự vượn cự lực thêm vào dưới, còn lại là liên tiếp lui bảy bước, lúc này đây giao thủ, là Trương Huyền có hại. Xem Trương Huyền, Hắn giữa mày lại toát ra suy tư thần sắc. Quyền phong giữa tràn ngập phong lực lượng, quyền mặt pha chạm khi, cho ta cảm giác là huyền chuyển nhẹ nhàng, hắn có thể đem lực lượng của ta hoàn toàn dỡ xuống, mà ở này huyền chuyển nhẹ nhàng lúc sau, lại truyền đến một cổ xé rách bá đạo, đây là hắn sở lĩnh ngộ nói sao. Cùng phía trước chứng kiến, hoàn toàn bất đồng, Trương Huyền hoạt động hạ gân cốt, khóe miệng lại là gợi lên tươi cười, có ý tứ, đây mới là chân chính lực lượng thể hiện A, à. tiếp tục. Trương Huyền điên cuồng hét lên một tiếng, phi thân nhảy lên, phía sau đại bàng hư ảnh mở ra hai cánh, mà xuống một giây, Trương Huyền giống như thật sự nắm giữ bằng điều tốc độ, nháy mắt xuất hiện ở nứt phong trước mặt, phía sau bằng điều hư ảnh biến hóa vì một con con ưng khổng lồ, ưng chảo chiều nứt phong thiên linh chỗ chụp tới, Trương Huyền cũng ngón tay thành chảo, chụp vào nứt nổi bật lô, này một chảo chi lực chính là một ngọn núi đầu, cũng có thể bạo liệt mở ra, cuồng phong bỗng nhiên đại tác phẩm, thế nhưng thổi tan Trương Huyền phía sau hư ảnh đá vụn quay cuồng, nứt phong lấy quyền oanh ra, tạp hướng Trương Huyền tay chảo. Quyền chảo giao tiếp chi gian, kia cổ đến từ chính trong gió xé rách cảm nháy mắt lan tràn Trương Huyền toàn thân, này có thể chảo bạo đỉnh núi một chảo chi lực, thế nhưng liền dễ dàng như vậy bị nứt phong oanh phi mở ra. Trương Huyền thân hình bay ngược đi ra ngoài mấy chục mét mới ổn định xuống dưới. Thấy Trương Huyền liên tiếp rơi vào hạ phong, Ngụy Phó tổng đám người trên mặt dần dần hiện ra ý cười, này Trương Huyền là có vài phần thực lực không tồi, nhưng kia thì thế nào, Tại đây chờ cao thủ trước mặt, cũng chỉ có nuốt hận phân. Ngụy Phó tổng đám người thừa nhận chính mình là xem thường Trương Huyền, bất quá cũng không quan trọng, mặc kẻ tiểu không xem thường, kết cục sẽ không sửa đổi, người vô luận là cái thiên tài vẫn là phế vật, từ từ đều là một khối thi thể. Trương Huyền lúc này đây bị oanh phi sau, cũng không có sốt ruột tổ chức tiến công, từ nứt phong công kích giữa, hắn ở phân tích. Vài lần giao phong, trừ bỏ ban đầu bên ngoài, nứt phong toàn bộ đều là thuộc về bị động phòng thủ cũng không có triển khai bất cứ lần nào chủ động tiến công, từ phía trước đại quy mô tiến công một lần liền phải lấy ra linh thạch hồi phục tình huống tới xem, Nứt Phong là phi thường chú ý linh khí hao tổn. Mà hai lần tiến công, Trương Huyền phân biệt thay đổi hai loại bất đồng công kích phương thức, nhưng Nứt Phong quyền phong nội truyền lại đưa ra tới lực lượng thuộc tính, vẫn luôn đều không có thay đổi, này rất lớn khả năng thuyết minh, Nứt Phong sở nắm giữ lực lượng, chỉ có này hai loại, cũng chính là hắn sở lĩnh Ngộ Thiên Đạo chi lực. Làm cường giả, Trương Huyền rất rõ ràng Muốn ở trong vòng nhất chiêu dung nhập nhiều trọng thuộc tính có bao nhiêu khó khăn? Người này, là thiên đạo mấy trọng đâu?" Trương Huyền nheo lại hai mắt. Phía trước, Lăng Không sở ném một thương chịu uy, đến bây giờ đều làm Trương Huyền lòng còn sợ hãi. Trương Huyền hít sâu một hơi, phía sau lại lần nữa huyễn hóa ra cự vượn thân ảnh. Chăm hình chăm ý, Trương Huyền lấy bất đồng hình thức, bất đồng lực lượng hệ thống đi cảm thụ nơi này thiên đạo, giống cự vượn, chính là lực chi thiên đạo, như là bằng điều, liền đại biểu tốc độ bạch hổ đại biểu cho sát phạt, Trương Huyền đã từng ở thủy tổ nơi lấy 3.000 đại đạo hóa thành thần kiều, hắn đối đạo lĩnh ngộ, là được trời yêu ái. Mà hiện giờ, Trương Huyền lấy sao trời vì nói, lấy khai thiên tích địa vì nói, hắn đi lên một cái chưa bao giờ có người đi qua con đường, hắn sở đi đại đạo, là áp đảo thiên đạo phía trên đại đạo, đối với người khác mà nói, hiểu được thiên đạo, có lẽ sẽ thực phiền toái, mỗi nhất trọng thiên nói, đều là một cái bình cảnh. Nhưng đối với Trương Huyền mà nói, hắn tùy thời đều có thể hiểu được bất đồng thiên đạo. Tựa như hiện tại, cự vượn xuất hiện, lực chi thiên đạo thêm vào mình thân. Nhưng Trương Huyền đồng thời có cảm giác, chính mình có lẽ có thể giống trước mặt người này giống nhau, ở lực chi thiên đạo, lại gia nhập nào đó lực lượng, cuồng phong giữa mang theo xé rách, kia lực lượng tuyệt đối bên trong có thể hỗn loạn cái gì. Hủy diệt, đương cự vượn hư ảnh hiện lên lúc sau, có như vậy nhẹ nhẹ hiểu được hiện lên ở Trương Huyền trong óc, Trương Huyền lại như thế nào cũng chảo không được chẳng lẽ nói, nhất trọng thiên nói, dung hợp một trọng lực lượng, mà lưỡng trọng thiên nói, là có thể tiến hành nhiều một trọng dung hợp. Hoặc là nói, là lột xác. Trương Huyền càng muốn, hắn trong đầu ý nghĩ liền càng thêm rõ ràng. Cuồng phong thăng cấp bản, đó là xé rách, có được xé rách chi lực cuồng phong, liền có được lực sát thương, mà xé rách phía trên, còn sẽ có lột xác. Chỉ là loại này lột xác, quá mức với gian nan. Bất đồng thuộc tính dung hợp, có thể tạo thành lớn hơn nửa hủy diệt lực nhưng đồng thời tiêu hao cũng là càng vì thật lớn. Trương Huyền hơi hơi niết quyền, khóe miệng tươi cười càng ngày càng thịnh, kia nếu nói, ta đem lực lượng ngưng tụ thành một chút, liền có thể đạt tới phá hiệu quả, hay không, cũng là thiên đạo một loại đâu. Trương Huyền trong đầu ý nghĩ, vào giờ phút này trở nên dị thường rõ ràng lên. Thần Hải quyết định linh khí hồn hậu trình độ, thần Hải tiểu nhân người, lộ cũng chú định đi không lâu dài, bởi vì thần Hải lực lượng, thậm chí không đủ để sáng lập bờ đối diện. Mà thần Kiều, quyết định về sau sở đi nói, thần hải hẹp hòi, thần kiều chiều dài tự nhiên cũng đầu tiên, đại biểu đối đạo lĩnh ngộ nhiều ít. Bờ đối diện, còn lại là tự thân đạo Pháp hiện ra, lúc trước cắn nuốt, đó là một mảnh hư vô, cái gì đều nhưng cất chứa. Bát phân, chính là đi truy tìm chính mình sở truy đuổi nói, đi thấy rõ này nói rốt cuộc là cái gì. Mà mỗi ngày cảnh, chính là ở nói trên đường, đi tới càng nhiều, truy đuổi càng nhiều, phát hiện càng nhiều, có được càng nhiều. Thiên đạo, là tu sĩ suốt cuộc đời truy tìm tu sĩ sở làm hết thảy đều là vì hiểu được thiên đạo đánh hạ cơ sở mỗi nhất trọng thiên nói đều đại biểu cho này nói lột xác lần lượt lột xác lột xác ra lực lượng càng cường đại cho nên như vậy xem ra thiên đạo nhị trọng giống như cũng rất đơn giản a à. trương huyền nhẹ nhàng niết quyền theo sau buông ra bàn tay lại một lần niết quyền lại một lần thả lỏng mỗi một lần trương huyền đều ở cảm thụ lực lượng tụ tập cùng sói mòn Phong nói, là một loại hư vô mờ mịt, nắm lấy không ra nói. Mà lực lượng nói, là một loại nhất trực tiếp nói. Một anh khỏe chấp 10 anh khôn, đạo lý này, là trương huyền tiếp xúc khí lúc đầu, huyền thiên dạy cho hắn, nhậm ngươi có mọi cách pháp, ta tự một quyền oanh sát chi. Vô luận là diệt thế đổ lục, cũng hoặc là diệt thế ma kiếm, đều là lấy tuyệt đối mạnh mẽ lực lượng làm được nghiền áp. Ở đại ngàn giới, tay cầm sao trời chi lực trương huyền, cơ hồ đều là lấy đạo pháp trực tiếp nghiền áp, Đối với tuyệt đối lực lượng sử dụng cũng không có quá nhiều. Mà lúc này đây, Trương Huyền lại như là ban đầu như vậy, bằng trực tiếp phương thức đi thể hội cái loại này lực lượng truyền khắp toàn thân cảm giác. Mỗi một lần nhất quyền, Trương Huyền đều có thể rõ ràng cảm giác được có lực lượng ở lòng bàn tay nổ tung, cái loại này nổ tung nháy mắt là tuyệt đối tràn ngập nổ mạnh tính, là tuyệt đối bá đạo, nếu có thể bắt lấy loại này nổ mạnh tính, bá đạo cảm giác, đạt tới mỗi lần ra quyền hiệu quả, kia sẽ tạo thành như thế nào uy lực. Trương Huyền có chút không nghĩ ra. Cũng nhưng vào lúc này, một cái đoạn ngắn ký ức đột nhiên dũng mãnh vào Trương Huyền trong óc. Đó là Khương Nhi tại tiến hành một ít nghiên cứu khi Trương Huyền yêu cầu, Trương Huyền sẽ hỏi Khương Nhi, nếu gặp được không nghĩ ra vấn đề, lại không ai có thể giúp nàng, không ai có thể cho nàng linh cảm khi, nên như thế nào đi làm. Khương Nhi trả lời, phi thường ngắn gọn, nếu không nghĩ ra, vậy không ngừng thực nghiệm hảo. Không tôi, nếu không nghĩ ra, vậy không ngừng đi nếm thử vô pháp đi lối tắt, vậy dùng bài trừ pháp. Lấy có thể dung hợp đại đạo nguyên anh thân thể, lấy dị tượng chung ngàn vạn linh thạch làm cơ sở, chẳng lẽ còn có thể huy quyền huy bất động. Trương Huyền cả người bạo khởi, bạo vào tới nứt phong trước mặt, trong tay nắm tay, như mưa rào hướng nứt phong trên người oanh đi. Nứt phong trước người, luôn là có một cổ phong tồn tại, này phong làm Trương Huyền nắm tay đánh đi lên, có một loại mềm mại vô lực cảm giác, đem Trương Huyền mỗi một quyền lực lượng dỡ xuống hơn phân nửa, khiến cho nứt phong đối mặt Trương Huyền nắm tay, căn bản không làm né tránh. Mà ở này đồng thời, kia trong gió sở mang theo xé rách, không ngừng đối Trương Huyền sinh ra thương tổn. Có thể nhìn đến, tuy rằng Trương Huyền là bảo trì tiến công một phương, nhưng hắn mỗi một quyền oanh ra, đều sẽ vì cánh tay hắn thượng mang đi vài đạo vết thương, là kia trong gió xé rách lực lượng sở tạo thành. Không được, mỗi một quyền oanh ra, lực lượng quá phận tán, sẽ bị này phong lực lượng hoàn toàn hóa giải, muốn đột phá tầng này phong, cần thiết muốn lột xác. Trương Huyền cắn răng niết quyền, liền nắm quyền nháy mắt, kia lực lượng này lên toàn thân cảm giác lại lần nữa đánh úp lại, nhưng thực mau liền biến mất, loại cảm giác này chỉ có nắm quyền trong nháy mắt kia mới có. Nắm quyền trong nháy mắt kia, lực lượng là nhất tập trung, nếu thời thời khắc khắc có thể bảo trì loại cảm giác này, tuyệt đối có thể đột phá tầng này phong chi cái chắn. Trương Huyền trong lòng mặc niệm. Trương Huyền hít sâu một hơi, hắn lại lần nữa niết quyền chuẩn bị tiến công, nhưng mà liền sắp tới đem huy quyền trong nháy mắt, Trương Huyền bỗng nhiên một đốn. Không đúng, ta lâm vào một loại lầm khu. Lực lượng, phát huy ra cực cường lực lượng, phát huy ra cực hạn lực lượng, ta nếu chỉ nghĩ dùng song quyền là không thể làm được cực hạn lực lượng. Ta nhìn đến huyền thiên tiền bối nhẹ nhàng nhất kiếm liền có thể có như vậy đại uy lực là bởi vì huyền thiên tiền bối bản thân thực lực mà không phải khổ luyện kia nhất kiếm. Cùng dương thủ mộ bất đồng, dương thủ mộ cực hạn nhất kiếm càng nhiều là một loại kỹ xảo. Vài thập niên nhất kiếm, tuy rằng chỉ là đơn giản thứ đánh, nhưng cũng chuyển biến thành cao siêu kỹ xảo, thậm chí bên trong hỗn loạn nói tồn tại, cho nên mới sẽ như vậy khủng bố. Ta nếu tưởng cảm thụ lực lượng chi đạo, muốn lột xác, vậy muốn xuất ra sở hữu lực lượng tới tiến hành lột xác, mà không phải, gần chỉ có điểm này. Trương huyền nghĩ thông suốt một sự kiện, hắn đột nhiên ngửa mặt lên trời phát ra một tiếng thét dài, trong cơ thể, thần châu chuyển động, đại đạo Nguyên Anh phát ra quang hoa, kia một đóa đại đạo thanh liên dần dần trôi nổi dựng lên, nhưng lúc này đây, mấy thứ này cũng không có phát ra đến trương huyền bên ngoài cơ thể hình thành dị tượng, mà là liền ở trương huyền trong cơ thể dị tượng giữa, làm ra thay đổi. Kia lực lượng tràn ngập toàn thân cảm giác, lúc này đây rõ ràng đánh úp lại, làm trương huyền tỉ mỉ cảm nhận được. Trương huyền lại lần nữa nhiết quyền, hắn thậm chí có thể cảm giác được, thân thể mỗi một chỗ lực lượng bất đồng thể hiện. Ta muốn bài trừ phong chi cái chắn, liền phải bằng trực tiếp phương pháp, tiến hành phá hủy. Đem lực lượng tập trung đến điểm này. Cái gọi là cảm thụ thiên đạo, đơn giản chính là biết lực lượng diễn biến, mà lực chi đạo đệ nhị trọng diễn biến, đã kêu làm, phá. Trương huyền dơ lên một quyền. Liền ở trương huyền dương quyền nháy mắt, chung quanh linh khí, điên cuồng hướng trương huyền trên nắm tay tụ tập mà đi. Ân, nước phấn chấn ra một đạo nghi hoặc thanh âm, hai khối linh thạch trống giống xuất hiện ở nước phong trước người, cũng ở xuất hiện sau một giây liền toàn bộ vỡ vụn, Hai khối linh thạch nội sở ẩn chứa linh khí, bị Nứt Phong hoàn toàn hấp thu. Ngay trước mặt ta đột phá, cũng không tránh khỏi quá không đem ta để vào mắt. Nứt Phong hừ lạnh một tiếng, loại này bị coi khinh cảm giác làm hắn phi thường khó chịu. Không trung giữa, bỗng nhiên hiện lên một đạo thanh mang, đây là thuộc về Nứt Phong Thiên Đạo. Tại đây một khắc, Trương Huyền đột nhiên cảm giác được một loại cường đại lực cản, này lực cản khủng bố đến, chính mình đã huy khởi hữu quyền, căn bản là tạp không đi xuống như là có vô số chỉ tay kéo trụ chính mình thủ đoạn, ngăn cản chính mình đem này một quyền chém ra. Đây là nói lực lượng, cuồng phong hóa thành lưỡi dao, Trương Huyền trên mặt, trên quần áo đều xuất hiện thật nhỏ miệng vết thương, một đạo một đạo, rậm rạp, mỗi một đạo lưỡi dao gió đều có cường đại lực sát thương. Trương Huyền cổ chỗ, thủ đoạn chỗ cũng phân biệt xuất hiện miệng vết thương, có máu chảy ra. Đây là phong lực lượng, hư vô, mờ mịt, không chỗ không ở. Trương Huyền có thể cảm nhận được có thứ gì ở trói buộc chính mình, đó là một cái càng cao nói, giống như một đạo gông xiềng. Trương Huyền cánh tay ở run rẩy, đây là đã dùng hết toàn lực biểu hiện, nhưng kia một quyền, như cũ vô pháp tiến thêm, phảng phất ở duy độ thường, cũng đã bị nghiền áp. Như thế tuổi, có thiên đạo một trọng đỉnh núi thực lực, đúng là không dễ, người rất có thiên phú, nhưng, một trọng cùng nhị trọng chi gian tranh lệch, vô pháp dùng thiên phú tới đền bù. Nước phong lắc lắc đầu, cho nên, nuốt hận đi a à, trương huyền khẽ cười một tiếng nhắm hai mắt cảm thụ được trong cơ thể lực lượng cảm thụ được tầng này phong trói buộc người cười cái gì nứt phong đôi mắt trở nên tàn nhẫn hắn vừa mới bị người coi khinh phá lệ khó chịu hiện giờ bày ra nhị trọng thực lực lấy nghiền áp hình thức muốn kết thúc chiến đấu nhưng đổi lấy lại chỉ là một tiếng cười khẽ các ngươi nơi này điện ảnh không có diễn quá sao trương huyền nhắm lại đôi mắt đột nhiên mở vai ác đều là chết vào nói nhiều a à. trương huyền rít gào một tiếng Tại đây một khắc, trong thân thể hắn thần châu, thanh liên, cùng với Nguyên Anh lẫn nhau va chạm ở cùng nhau, một cổ khổng lồ lực lượng, từ trương huyền trong cơ thể phóng xuất ra tới, kia một tầng chói buộc, tại đây một khắc hoàn toàn tránh thoát. Nước phong sắc mặt mãnh biến, không có khả năng, thiên đạo tam trọng, trương huyền khóe miệng ngậm ý cười, đương trên tay phong chi chói buộc bị tránh thoát, kia xúc tích lực lượng một quyền, trực tiếp oanh ra tới. Nhìn như đơn giản một quyền giữa, lại là hỗn loạn vô cùng khủng bố lực lượng nứt phong trước người phong chi cái chắn thậm chí không có khởi đến chút nào ngăn trở tác dụng. Này một quyền oanh ở nứt phong ngược chỗ, nứt phong tại chỗ đốn một giây sau, giống như một viên đạn pháo, trực tiếp bị oanh bay ra đi, trên mặt đất kéo ra một cái dài đến mấy chục mét khe rãnh, lúc này mới miễn cưỡng ổn định thân hình. Lực lượng chi đạo, đệ nhị trọng phá, vô pháp thoát khỏi người trói buộc, nhưng nếu đem lực lượng áp xúc ở phóng thích, hình thành bạo, người kia phong lực lượng, liền vô dụng. Trương Huyền qua cua cánh tay, cái gọi là lực lượng chuyển biến đơn giản chính là vài loại hình thức cái gọi là thiên đạo mấy trọng kỳ thật không khó lý giải mà cử một là có thể phản tam trương huyền phía sau cự vượn hư ảnh tan đi xuất hiện đại bàng thân ảnh tốc độ một đạo mau đến mức tận cùng diễn biến nhị trọng chính là tật tật cái này tật là chỉ tại đây một không gian hạ tốc độ có khả năng đạt tới quy tắc cực hạn mà không phải tự thân cực hạn mà ở tật mặt sau diễn biến để tam trọng là nháy mắt tại đây một phương không gian nội đột phá không gian cực hạn tốc độ, đạt tới, thuấn di hiệu quả. Trương Huyền dứt lời, cũng đã xuất hiện ở nứt phong trước mặt. Nứt phong mới từ trên mặt đất bò lên, hắn căn bản là không có bắt lấy Trương Huyền di động quỹ đạo, hoặc là nói, Trương Huyền liền không có di động quỹ đạo, hắn chính là vượt qua không gian xuất hiện. Xuất hiện ở nứt phong trước mặt Trương Huyền, cũng không có huy quyền tiến công, mà là lầm bẩm đường nháy mắt cùng bạo kết hợp ở bên nhau khi, đó chính là, nháy mắt bạo. Trong nháy mắt này, Trương Huyền thân ảnh lại một lần biến mất, theo sau liền thấy, nứt phong thân thể chung quanh, không ngừng xuất hiện âm bạo thanh, kia không khí đều ở dao động, nứt phong trên mặt cơ bắp trở nên vặn vẹo, đầy mặt thống khổ thần sắc, mà ở này âm bạo trong phạm vi, không có bất luận cái gì phong động tính. Đây là một chỗ, hoàn toàn cách trở phong lĩnh vực. Lấy lực lượng cường đại, mạnh mẽ làm nứt phong vô pháp cùng hắn nói sinh ra liên hệ. Mấy giây qua đi, Trương Huyền thân ảnh một lần nữa hiển hiện ra, mồm to thở hổn hển. Tam Trọng Thiên nói, có điểm quá phế linh khí đi. Trương Huyền lau một phen cái chán mồ hôi. Linh khí tuy rằng tiêu hao thật lớn, nhưng lấy được hiệu quả, cũng là cực đại. Kia âm bạo nhìn như đơn giản, nhưng lại là tam trọng tốc độ chi đạo cùng lực lượng chi đạo kết hợp, bạo cùng nháy mắt, làm nổ mạnh ở không gian bên trong sinh ra, kia sở lẫn nhau dung hợp sinh ra lực lượng, không thể miêu tả, nhìn như bình tĩnh không gian nội, nứt phong nội tạng, sớm đã vỡ vụn. Đường âm bạo kết thúc nháy mắt, một ngụm máu tươi từ nước đầu gió trung phụt lên mà ra. Trương huyền hít sâu một hơi, phía sau hiện ra ra bạch hổ hư ảnh. Mà sát phạt chi đạo, hơi chút khó nắm giữ một chút. Trương huyền lại lần nữa một cái thuấn gì đến nước phong trước mặt, nhìn thoáng qua nứt phong sau, một chảo bắt được nứt phong đầu phía trên. Ở nước phong phía sau, một cái hư ảo hình đài xuất hiện, thật lớn áp đao treo ở trời cao. Lạc, Trương Huyền trong miệng nhẹ lẩm bẩm một tiếng, áp đao rơi xuống, nứt phong đầu, cùng thân thể hoàn toàn tách ra. Thiên đạo nhị trọng cường giả, thân chết. Thậm chí còn không có suốt toàn lực, cũng đã đã chết. Nứt phong chết, làm ngụy phó tổng bọn người có chút không phục hồi tinh thần lại. Trương Huyền đem nứt phong đầu tùy tay ném tới một bên, cảm thụ được tự thân thực lực biến hóa, cái gọi là nói, chính là phải tiến hành lĩnh ngộ. Cùng người khác yêu cầu thăm dò bất đồng, Trương Huyền đã từng đem 3.000 đại đạo hóa thành đại đạo thần kiều, đại đạo thần kiều rách nát lúc sau, mảnh nhỏ dung nhập thần anh trong cơ thể, hóa thành kinh lạc, đối người khác mà nói, muốn đi gian nan thăm dò thiên đạo, Trương Huyền chỉ cần từ tự thân giữa khai quật cùng lĩnh ngộ liền hào, nói mỗi một lần diễn biến, sở sinh ra uy lực, đều là chất biến hóa. Từ tự thân cấp tốc đến không gian cấp tốc, từ không gian cấp tốc đến không gian thuấn di, đây là khác nhau như trời với đất. Lực lượng biến hóa cũng là như thế này, tự thân lực lượng cực hạn, đến lực lượng ngưng kết cực hạn, lại đến ngưng kết lúc sau bảo. Một trận gió nhẹ phất quá, lần này gió nhẹ, là linh khí tán loạn lúc sau sở sinh ra, không có bất luận cái gì uy lực. Tại đây gió nhẹ giữa, ngụy phó tổng đám người đánh lạnh run. Trương huyền nhìn mắt ngụy phó tổng đám người, đột nhiên hướng bên cạnh rũi ra tay, một đạo dấu ở trong bóng đêm bóng người, liền như vậy bị trương huyền chộp vào trong tay, tạp trụ cổ. Một màn này, làm ngụy phó tổng đám người sắc mặt lại lần nữa cuồng biến. Vì để ngừa vạn nhất, bọn họ đều không phải là chỉ thỉnh một người, mà là dùng nhiều tiền, đem quý nhất ngàn mặt rắn độc cũng thỉnh tới, còn không chờ ngàn mặt rắn độc ra tay, thế nhưng đã bị phát hiện. Cùng nước phong bất đồng, ngàn mặt rắn độc tuy rằng chỉ có thiên đạo một trọng, nhưng am hiểu ám sát, chỉ cần nắm lấy cơ hội, thiên đạo nhị trọng cũng giống nhau đến nuốt hận. Nói thật, người cùng nước phong, vô pháp phối hợp. Trương Huyền lắc lắc đầu, người tuy rằng ẩn nấp không tồi, nhưng người tồn tại chung quanh, sẽ ảnh hưởng phong quỹ đạo, đã sớm muốn bắt ngươi ra tới. Ngàn mặt rắn độc bị Trương Huyền chộp vào trong tay, tự nhiên sẽ không ngồi chờ chết, linh khí nháy mắt trong người trước ngưng tụ. Vô dụng, Trương Huyền cánh tay dùng sức, trong cơ thể phát ra một trận rồng ngâm tiếng động. Giây tiếp theo, một con rồng dài từ mặt đất ra phóng lên cao, trực tiếp cắn xé trụ Trương Huyền trong tay thân ảnh, phóng lên cao. Không chung bên trong, tiêm máu nở rộ. Ngụy Phó tổng đám người, triệt triệt để để tuyệt vọng. Ngô Hung giết người, thủ đoạn không tồi a." À. Trương Huyền hướng Ngụy Phó tổng đám người đi qua đi. Ngụy Phó tổng đám người muốn chạy trốn, nhưng chỉ cảm thấy hai chân nhũn ra, sử không thượng sức lực, liền như vậy nhìn Trương Huyền cách bọn họ càng ngày càng gần. Nói cho các người một bí mật, Trương Huyền khóe miệng hơi hơi mỉm cười, theo sau chuyện vừa chuyển, tính, người chết cũng không cần biết nhiều như vậy, các vị, ngủ ngon." Trương Huyền xoay người sang chỗ khác. Giây tiếp theo, ngụy phó tổng đám người, đồng thời bị chém eo, bọn họ thân thể, cơ hồ là ở đồng thời, tài tới rồi trên mặt đất. Đi thôi, đi trường trung thành, đến cùng cố lão đầu nhiều yếu điểm đồ vật. Trương huyền vỗ vỗ tay, khai một chiếc ngụy phó tổng đám người mở ra xe, hướng trường trung thành mà đi. Cố ra, ngày mới tờ mở sáng, cố lão gia tử liền ngồi ở trong trang viên, hắn đầy mặt khuôn mặt u sầu, hôm nay là trương thị cấp kỳ hạn cuối cùng một ngày, nhưng hắn tưởng hết mọi thứ biện pháp trong tay tiền vẫn là thấu không đủ cố lão đầu người hắn sao có ý tứ gì đang ở cố lão gia tử phạm sầu khi cố gia trang viên đại môn bị người một chân đá văng trương huyền hùng hùng hổ hổ đi đến cố gia hộ viện lập tức tiến lên ngăn trở cố lão gia tử vừa thấy là trương huyền vội vàng ngăn lại hộ viện ứng đi lên trương thiếu gia này đây là làm sao vậy làm sao vậy trương huyền đầy mặt tức giận lão tử tối hôm qua tới trường Trung Thành trên đường bị người chặn giết, xe là từ trường Trung Thành mở ra, còn thỉnh hai cái thiên đạo cao thủ, người hắn sao muốn giết lão tử. Cố lão gia tử vừa nghe lời này, lập tức hoảng sợ, trương thiếu ra, đây đều là hiểu lầm, hiểu lầm a Hiểu lầm, trương huyền cười lạnh, ta xem người chính là không tưởng bồi tiền, này cuối cùng một ngày, tiền đâu. Cố lão gia tử thấy trương huyền đòi tiền, có chút khó xử, trương thiếu ra, này còn kém một ít, ta, ngươi hắn sao liền không chuẩn bị đúng không cũng đúng làm đã chết lão tử này tiền liền không cần bồi rốt cuộc hai mươi trăm triệu trương huyền lập tức nổi trận lôi đình nếu không phải ta tùy thân mang theo bảo tiêu thật đúng là đã bị ngươi cố lão đầu cấp làm đã chết hành cố lão đầu người bao che chính mình tôn tử không nói còn tưởng lộng chết ta ta hiện tại liền đi thánh địa trương huyền nói liền triều viện ngoại đi đến hiểu lầm hiểu lầm a à, cố lão gia tử vội vàng tiến lên ngăn lại trương huyền Trương thiếu gia, tiền đã chuẩn bị, chỉ là còn chưa tới chứng, hôm nay phía trước, khẳng định cho ngài chuyển qua đi, ngài nói việc này, cùng ta một chút quan hệ đều không có a. À. Hành, ngươi hắn sao không chuyển, lão tử liền cùng ngươi hảo hảo tính này bút chứng. Trương Huyền trừng mắt nhìn liếc mắt một cái cố lão gia tử, mang theo Triệu Ninh rời đi. Chờ Trương Huyền đi rồi, cố lão gia tử cau mày, dò hỏi, đêm qua sự, tra một chút. Thực mau, cố lão gia tử được đến tin tức, đêm qua, Hoàng Long Thành đi trường trung thành trên đường, đích xác phát sinh quá chiến đấu, hơn nữa ít nhất là hai gã thiên đạo nhị trọng cấp bậc cường giả chiến đấu kịch liệt, còn đã chết rất nhiều người. Được đến tin tức này cố lão gia tử dùng mình một cái, hắn thực minh bạch, ra chuyện này, mặc kệ việc này cùng chính mình có hay không quan hệ, nếu chính mình không đem tiền bồi thường, Trương Huyền một mực chắc chắn việc này cùng chính mình có quan hệ, kia cố ra, liền thật sự xong rồi. Mau mau mau, cho ta liên hệ người, cuối cùng một chút tiền, vô luận như thế nào đều phải tiến đến. Cố lão gia tử gào thét lớn. Mà Trương Huyền mang theo Triệu Ninh, trực tiếp trở lại Hoàng Long Thành, đi trước Hoàng gia, sau đó một chân đá văng Hoàng gia Đại Môn, cùng Hoàng gia chủ, cũng đem ngày hôm qua sự nói. Ngươi liền không nghĩ được tiền, sau đó muốn gả hòa cấp cố ra đúng không, ta nói cho ngươi, hôm nay không trả tiền, việc này không để yên. Trương Huyền buông tàn nhẫn lời nói, đi ra Hoàng gia. Trương Huyền rời đi trước tiên, hoàng gia chủ liền cùng cố lão gia tử liên hệ, biết được tối hôm qua xác có việc này sau, cũng sợ tới mức chân mềm, biết vô luận như thế nào đều đến đem tiền gom đủ. Người này cho hắn hai nhưng sợ hãi, ngồi trên xe, triệu ninh che miệng cười. Không có biện pháp, đến buộc bọn họ đi vào khuôn khổ, hiện tại hai nhà hẳn là đều kém không ít tiền, bằng không cũng sẽ không muốn kéo, người hiện tại đi ra ngoài tiếp tục thu mua đi, đúng rồi, kế tiếp muốn thu, mỗi nhà ra 300 triệu, muốn mua bọn họ chủ yếu tài sản cổ, khác không cần, minh bạch sao. Trương Huyền lái xe đi tới Trương Thị Tập đoàn dưới lầu. Triệu Ninh vừa nghe liền minh bạch, hảo a, à, người từ lúc bắt đầu, liền tưởng nuốt rớt bọn họ sản nghiệp đúng không? Trước đem chung quanh không quan trọng sản nghiệp mua, cuối cùng hướng lớn nhất xuống tay. Này cũng không có cách, kia hai lão đông tây quá tinh, trực tiếp người mua muốn cổ, phỏng chừng bọn họ liền đem chủ sản nghiệp cấp phân lưu đi ra ngoài, hiện tại bọn họ đã không có gì tiểu sản nghiệp, mỗi nhà kém chút tiền ấy không bán cũng đến bán hảo ta đây liền đi cố lão gia tử cùng hoàng gia chủ nóng nảy một ngày rốt cuộc vào buổi chiều thác người trung gian quan hệ liên hệ thượng lần trước tài chủ nghe được tài chủ muốn lấy sau so thị trường giới thấp ra hai thành giá cả mua nhà mình chủ sản nghiệp thời điểm liền giống như trương huyền sở suy đoán như vậy cố ra cùng hoàng gia không bán cũng đến bán bọn họ không có lựa chọn đương trương thị chủ động nhúng tay này hai nhà sinh ý lúc sau có thể kết luận, này hai nhà sản nghiệp, là chú định bị Trương Thị cắn nuốt. Trương Huyền ngồi ở văn phòng chung, tiếp tục nghiên cứu kia bổn sơn hải giới quái đàm. Văn phòng môn mở ra, lăng không đi đến. Thánh chủ, linh thạch lỗ thủng đã bổ thượng, có chuyện, cùng thánh chủ hội báo một chút. Trương Huyền đem trong tay thư thu hảo, gật gật đầu, tiền bối ngươi nói. Bồng lai thành xuất hiện một cái truyền thuyết, cái kia truyền thuyết giữa, cùng lão thánh chủ có quan hệ, có người nói, thấy được lão thánh chủ thân ảnh. Trương Huyền nghe được lời này, trực tiếp đứng dậy, cái gì truyền thuyết? Bồng Lai Thành, thành lập cùng 10 đại thánh địa chi gian, nghe nói kia đã từng là một tòa tiên đảo, có tiên nhân tung tích xuất hiện, chẳng qua không thể nào tuần tra, hiện giờ nơi đó là 10 đại thánh địa cộng đồng tổ chức học viện, tên là Bồng Lai học viện, Bồng Lai học viện sở tuyển nhận, đều là các đại thánh địa hậu bối thành viên, mà ở một lần rèn luyện giữa, có người mang về tới tin tức, nói gặp được truyền thuyết giữa cổ chiến trường, hơn nữa còn ở cổ chiến trường thượng nhìn đến một ít bóng người. Nghe bọn hắn miêu tả, trong đó một bóng người cùng lão thánh chủ thực tiếp cận. Lăng Không trả lời, bất quá này tin tức là để lộ ra tới, đã bị 10 đại thánh địa phong tỏa, muốn nhiều hiểu biết, chỉ có thể thánh chủ đi bồng lai thành tự mình nhìn xem. Trương Huyền mày nhăn lại, lấy thần thánh thiên quốc danh nghĩa, cũng hỏi thăm không đến sao? Lăng Không lắc lắc đầu, nơi này liên lụy rất lớn, thánh địa không muốn nhiều lời, hơn nữa, hỏi thăm tin tức này, không riêng gì chúng ta, còn có mặt khác tổ chức ở hỏi thăm, thánh chủ chúng ta thần thánh thiên quốc tuy rằng áp đảo 10 đại thánh địa phía trên, nhưng thánh địa giữa cũng không phải tất cả mọi người thiệt tình thực lòng phục chúng ta. Trương Huyền hít sâu một hơi, gật gật đầu, ta hiểu được, ta sẽ đi một chuyến bồng lai thành. Lăng không gật gật đầu cáo lui. Trương Huyền ngồi ở chỗ kia, cao mày, hắn hiện tại đã dần dần xem minh bạch một ít việc, chính mình cha mẹ địch nhân lớn nhất, chính là tiệt giáo không sai. Nhưng tiệt giáo rốt cuộc là một loại như thế nào tồn tại đâu nếu thật là thần thoại chung ghi lại như vậy, đó là không có chút quá khoa trương. Giải lãnh thành là một mảnh cổ chiến trường, hay là nhìn đến kia cổ chiến trường, chính là giải lãnh thành hình chiếu. Cổ chiến trường ngoại, rốt cuộc là cái gì? Vì cái gì giải lãnh thành phải bị hoàn toàn phong bế? Ở đi bồng lai đảo phía trước, còn phải đi trước một chuyến giải lãnh thành nhìn xem mới được. Đang ở trương huyền tưởng vấn đề thời điểm, văn phòng môn trực tiếp bị người một chân đá văng. Oa ha ha ha, trương tiểu tử, lão tử rốt cuộc tìm được ngươi. Liền thấy cửa, một cái trung niên nam nhân vẻ mặt hưng phấn chiều Trương Huyền chạy tới. Ca, ô ô ô ô, ta rất nhớ ngươi a. À. còn có một tên béo, một phen nước mũi một phen nước mắt theo ở phía sau. Trương Huyền nhìn đến này hai người, trên mặt lộ ra hiểu ý tươi cười, liền cùng hắn tưởng giống nhau, chỉ cần chịu cực cùng toàn len keng này hai hóa biết chính mình tin tức, tuyệt đối sẽ chủ động chạy tới. Trương Tiểu Tử, hắn sao, lão tử mau ái chết nơi này, lại có uống rượu, lại hắn sao có yên trừ, ha ha ha. Triệu cực ôm chặt Trương Huyền, đầy mặt hưng phấn. Ô ô ô, ca, a di ô tương đương đà Phật, ta muốn ăn đùi gà. Di, Trương Tiểu Tử, nữ nhi của ta đâu, nàng không cùng ngươi ở bên nhau. Triệu cực đột nhiên nghĩ đến, hỏi Trương Huyền. Đôi ta ở bên nhau a, à, hiện tại nàng là ta bí thư, Triệu Ninh rất thích thương nghiệp phương diện này. Trương Huyền giải thích. Ngoà tào, Triệu cực buông ra Trương Huyền, một cái lui về phía sau bước, trực tiếp rút ra kháng long giản tới, Trương Huyền, người con mẹ nó, cấp lão tử nhận lấy cái chết. Trương Huyền nhìn triệu cực bộ dáng này, mắt trợn trắng, người có phải hay không có bệnh. Đừng tưởng rằng lão tử không biết người tưởng gì, triệu cực gắt gao nhìn chằm chằm Trương Huyền, có việc bí thư làm, không có chuyện gì. Triệu cực nói còn chưa dứt lời, bị người một cây gậy đập vào cái gáy, đương trường hôn mê bất tỉnh. A-di-đà-phật, toàn len keng thu hồi chính mình tổ khí, người này ngôn ngữ thô bỉ, ca, chúng ta vẫn là đi ăn đùi gà đi. Trạng vạng, Hoàng Long thành tốt nhất khách sạn nội, ước chừng một bàn hảo đồ ăn, bị toàn len canh càn quét sạch sẽ, cái gì đều không dư thừa hạ. Cũng may đại gia đối tình huống này cũng thường thấy. Toàn len canh thỏa mãn đánh cái no cách. Ca, đây là ta tới này lúc sau, ăn nhất no một đốn. Triệu cực trước mắt còn có điểm mạo sao kim, rốt cuộc mặc cho ai bị kia tổ khí một bổng kháng đến cái ót thượng, đều đến hoãn cái nửa ngày. Triệu cực một bên uống rượu, ánh mắt còn bất thiện nhìn Trương Huyền, lại nhìn nhìn ngồi ở chính mình bên cạnh Triệu Ninh, vẫn là có chút không yên tâm hỏi, này nhãi danh thật không đối với ngươi làm gì đi. Có, hắn làm ta kêu hắn kêu thúc thúc, Triệu Ninh cáo trạng. Gì ngoạn ý, Triệu cực một phách cái bàn, chửi ầm lên, Trương Huyền, tiểu tử ngươi chơi đủ hắn sao hoa a, như thế nào, còn phải làm điểm kích thích có phải hay không? Trương Huyền mặc kệ Triệu cực, cấp toàn len keng sử cái ánh mắt, mới vô bụng đánh no cách toàn len keng, lại rút ra hắn tổ khí, đối với Triệu Cực cái ót chính là một bổng, sau đó, toàn bộ thế giới đều an tĩnh. Mấy ngày kế tiếp, Trương Huyền mang theo Triệu Cực cùng toàn len keng ở Hoàng Long thành xoay chuyển, lại về tới cái kia quen thuộc văn minh hệ thống, Triệu Cực biểu hiện phá lệ hưng phấn, ít nhất mỗi ngày có thể một bao nửa thuốc lá, mà toàn len keng cũng hoàn thành đùi gà tự do. Kế tiếp đâu, các ngươi có tính toán gì không? Một cái đồ uống lạnh quán trước, Trương Huyền bốn người ngồi xuống. Trương Huyền dò hỏi. Ta tưởng tại đây làm buôn bán, Triệu Ninh không hề nghĩ ngợi liền nhấc tay lên tiếng, nàng hiện tại quá thích thương nghiệp chi gian những việc này. Ca, ta tính toán đi tranh phương Tây, toàn len keng cũng vẻ mặt chính xác, ta tổng cảm giác kia có thứ gì ở chỉ dẫn ta. Trương Huyền nhìn mắt toàn len keng, nói thật, toàn len keng đột nhiên nhập giáo chuyện này là rất ngoài ý muốn, hơn nữa vẫn là bị phá quân buộc nhập. Phá quân, là lúc trước lục diễn anh Linh, được đến nào đó lột xác, xem như sống gia tân một đời, thực khó lường, hơn nữa phá quân đi thời điểm cấp trương huyền nói một câu nói, lục lão nhân gặp được phiền toái. Toàn len ken nhập vật chuyện này, khẳng định không phải phá quân nhất thời nảy lòng tham ác thú vị. Phương Tây có thích ca thánh địa, tuyên dương Phật Pháp, đảo cũng thích hợp ngươi. Trương huyền gật gật đầu, lại nhìn về phía triệu cực, ngươi đâu? Ta a, triệu cực nhìn mắt triệu ninh, theo sau lắc lắc đầu, ta không gì quá nhiều ý tưởng, triệu ninh đi đâu, ta đi đâu đi, nhiều năm như vậy giã quán, cũng nên dừng lại nhìn xem. Trương Huyền nhìn triệu cực, không nói gì, muốn nói triệu cực là cái có thể rảnh rỗi người, hắn khẳng định không tin, triệu cực hiện tại làm ra cái này lựa chọn, chính là ở trong lòng có đối triệu ninh thua thiệt, muốn bồi thường. Đừng, ngươi đừng cùng ta ở bên nhau, triệu ninh vội vàng lắc đầu, ta mỗi ngày rất bận, ngươi chỉ biết cái kia gọi là gì tới, nga đối, hút thuốc uống rượu, còn có tiêu tiền, ta hiện tại tiền lương rất thấp, không đủ dưỡng ngươi, ngươi vẫn là đi ra ngoài đi dạo đi. Triệu Ninh cũng biết Triệu Cực làm ra cái này lựa chọn nguyên nhân, vội vàng ra tiếng, cự tuyệt Triệu Cực lưu lại. Triệu Cực cúi đầu, suy nghĩ một chút, theo sau thở phào một hơi, ta đây tưởng nhiều đi một chút, Nguyên Linh Thành là theo đại ngàn giới mà xuất hiện, nếu đại ngàn giới là cái âm mưu, chúng ta huyết mạch nơi phát ra, liền còn chờ khảo cứu. Triệu Cực muốn đuổi theo tố huyết mạch nơi phát ra. Nghe được lời này, Trương Huyền vỗ vỗ Triệu Cực bả vai, hắn biết Triệu Cực không phải lòng hiếu kỳ như vậy trọng người, sở dĩ làm như vậy đều là vì chính mình. Thật lâu tới nay, đều là Triệu Cực cùng đi Trương Huyền cùng nhau chiến đấu, nhưng theo gặp được địch nhân càng ngày càng cường đại, Triệu Cực cũng cảm thấy mệt mỏi, đến bây giờ, hắn thậm chí vô pháp giúp đỡ Trương Huyền vội, ở đại ngàn giới, chỉ có thể dùng thuộc về chính hắn phương pháp đi giúp Trương Huyền minh oan. Ngược dòng huyết mạch nơi phát ra, chỉ là muốn cho chính mình càng cường đại hơn mà thôi. Trương Huyền hít sâu một hơi, ngày mai ta cũng sẽ rời đi, cụ thể thời gian cũng không biết, chúng ta điện liên đi. Ha ha ha, hắn sao, lại không phải không bao giờ gặp lại, làm đến còn trầm trọng thực. Triệu cực cười lớn một tiếng, đúng rồi, về lâm nhà đầu, người tính toán xử lý như thế nào, hiện tại đại ngàn giới sự tình đã giải quyết, người thật tính toán liền vẫn luôn cùng nàng như vậy đi xuống. Ta đã ở tìm nàng, Trương Huyền nhìn mắt phương xa, đến nỗi như thế nào cởi bỏ phong ấn, ta cũng không biết, huống hồ, nàng cũng có nàng phải làm sự đi. Trương Huyền không biết kia đại ngàn giới thiên đạo cụ thể là cái cái gì thực lực, nhưng có thể ở vô số năm trước liền diễn biến thiên đạo, sáng tạo đại ngàn nhà giam, thực lực tuyệt đối đáng sợ. Ngay cả như vậy tồn tại, đều không tiếc hóa giải tự thân đi hình thành cái này âm mưu, chỉ vì chờ đợi huyền hoàng huyết mạch xuất hiện, hoàn thành đoạt xá, có thể thấy được này huyền hoàng huyết mạch, có bao nhiêu cường đại. Lâm Thanh Hạm cũng đang tìm kiếm nàng người nhà. Ai, Trương Huyền thở dài một tiếng, có quá nhiều chuyện đã xảy ra, chỉ có thể một kiện một kiện tới. Sơn Hải giới, ở mọi người trong mắt, 10 đại thánh địa, đó là cực hạt, nhưng cho dù là 10 đại thánh địa, cũng có rất nhiều không thể đụng vào vùng cấm, những cái đó vùng cấm là tuyệt đối cấm chế nơi, không người dám tiến vào, truyền thuyết này đó vùng cấm bên trong có thần thú tồn tại, vô cùng khủng bố. Ở cực nam khu vực, băng sơn tuyết địa, thiên đạo một trọng cường giả, thậm chí đều không thể thừa nhận nơi này rét lạnh, có người nói nơi này rét lạnh, đều hỗn loạn thiên đạo ý chí, nếu có thể tại đây gió lạnh giữa vượt qua 3 năm, nhưng trực tiếp lĩnh ngộ băng chi thiên đạo. Này cực nam khu vực, vốn chính là người sống chưa tiến chỗ, chẳng sợ so thiên đạo nhị trọng cường giả, cũng sẽ không tùy ý xuất hiện ở chỗ này, nơi này đại tuyết mấy ngày liền, rét lạnh hơi thở làm người vô pháp phân biệt phương hướng, liền cảm quan đều sẽ đã chịu ảnh hưởng, hàng năm vô pháp thấy nhật nguyệt. Liền tại đây cực nam nơi chỗ sâu nhất, có như vậy một tòa cung điện cung điện từ băng tinh điêu khắc mà thành, phản xạ trong suốt, phiêu tuyết rừng ở này băng tinh thượng sẽ dung nhập đi vào, khiến cho băng tinh nội tràn ngập càng nhiều hàn ý. Băng cung, đây là một chỗ không bị nhận chi nơi, này tại ngoại giới, được xưng là vùng cấm nơi. Một người thiếu nữ, đi chân trần đạp lên này băng tinh thượng nàng tóc dài vuông góc đến vòng eo, ngân bạch tóc dài, tại đây một năm thời gian nội, hóa thành tuyết trắng, nàng nhìn xa này băng cung ngoại phiêu tuyết, biểu tình không hề gợn sóng, nàng trong miệng lẩm bẩm trương huyền ca ca thực xin lỗi không giúp được ngươi một đạo băng tinh từ trên trời giáng xuống đem mặt đất oanh ra một cái hố sâu nơi này mỗi một bước đều tràn ngập nguy cơ chessia hồi tâm một đạo không hề cảm tình giọng nữ vang lên uống ra thiếu nữ tên thiếu nữ xoay người hơi hơi khom người huyền minh tiền bối trở về đi huyền minh thanh âm như cũ không có bất luận cái gì tình cảm trên bầu trời, đại tuyết rơi xuống, thiên đạo nhị trọng cường giả, đều không thể xua tan này bay xuống đại tuyết, đại tuyết minh mang, thấy không rõ phía trước có cái gì. Tại đây băng cung giữa, mang theo, chỉ có vô tận cô độc. Ở chỗ này, Chessia chỉ có thể mỗi ngày nhìn băng tinh, yên lặng tưởng niệm. Vô tận thời gian sông dài giữa, ký lục tuyên cổ đến nay hết thảy, tại đây con sông giữa, cho dù là trí tôn đại năng, cũng bất quá là mối bỏ biển. Một đạo màu đỏ hư ảnh, phiêu phù ở thời gian này sông dài bên trong, hắn đã không biết chính mình tại đây sông dài phía trên đứng bao lâu, ở chỗ này, cảm thụ không đến thời gian trôi đi, bởi vì này bản thân chính là từ thời gian sở hình thành một cái không gian. Ở chỗ này, không có sơn xuyên, không có nhật nguyệt. Trong giây lát, có kia một cái hắc long xuất hiện, trợn mắt đó là ban ngày, nhắm mắt đó là trời tối, này hắc long xuất hiện ở thời gian sông dài cuối, kia giống như là thiên địa sơ khai là lúc đã tại đây mê mang không biết bao lâu màu đỏ hư ảnh chạy về phía thời gian kia sông dài cuối mà đi đó là trúc long hắn muốn tìm về đã từng mất đi ký ức sơn hải giới bị gọi vực sâu vùng cấm nơi nơi này là một đạo đại địa vết sách vết sách dưới nhìn không tới đế chỉ có thể thấy nơi đó một mảnh tối tăm giống như một chương khủng bố miệng rộng muốn dần dần đem thế giới này cắn nuốt có người đã từng thăm dò quá này đại địa vết sách nhưng không có bất luận cái gì tin tức bởi vì đi xuống người không còn có đi lên quá, thiên đạo nhị trọng, tam trọng, thậm chí bốn trọng cường giả, đều đã từng hạ quá này vết sách, toàn không có tái xuất hiện. Có người nói, đây là đi thông vực sâu con đường, ở dưới ở một đám cường đại ma quỷ, bọn họ bị phong ấn tại nơi đó, sẽ sắp xuất hiện hiện tại kia người toàn bộ cắn nuốt. Không biết nhiều ít năm tháng trước, một người thánh địa chi chủ, sinh mệnh suy bại hết sức, đi vào này vực sâu bên cạnh, hắn đã từng tình cảm chân thành rơi vào vực sâu, vực sâu trở thành hắn tâm ma, chỉ vì thân ở trọng vị, hắn không được tự mình nhập vực sâu, mà đương thánh địa chi chủ vị trí nhường ra lúc sau, hắn rốt cuộc có thể lại lần nữa đi vào vực sâu, nhìn kia tối tăm cái khe, có được thiên đạo bảy trọng thực lực hắn, thả người nhảy. Thiên đạo bảy trọng, có thể nói là thế giới này người tu hành đỉnh, là mọi người trong mắt đã biết, cường đại nhất tồn tại, tuy rằng sinh mệnh đi hướng suy bại, nhưng cũng không phải thiên đạo sáu trọng có thể bằng được. Nhưng liền tính như thế, như cũng biến mất ở vực sâu chung, không còn có xuất hiện quá, từ đó về sau, không ai dám lại nhìn trộm vực sâu. Mà giờ này khắc này, một người, đứng ở vực sâu phía dưới, nàng người mặc kim hoàng trường bào, từ huyền hoàng khí bọc thân, lẳng lặng nhìn phía trên. Đó là một ngụm đỉnh, đỉnh thân tổn hại, nơi nơi đều tràn ngập vết sạn, đỉnh khẩu càng là xuất hiện một khối thật lớn chỗ hồng, ở kia chỗ hồng chỗ, một tia huyền hoàng chi khí, đang ở hướng ra phía ngoài phát ra, rơi vào mặt đất. Đương huyền hoàng khí rơi trên mặt đất là lúc, này vực sâu chiều sâu cũng ở gia tăng. Huyền hoàng khí xuất hiện ở thiên địa sơ khai là lúc, này thiên hạ âm dương, từ huyền hoàng khí phân chia, một sợi huyền hoàng khí, có thể đạt tới ngàn vạn quân, truyền thuyết thiên địa sơ khai khi, thiên cùng địa là liên tiếp ở bên nhau, thẳng đến kia huyền hoàng khí diễn biến mà ra, đem đại địa tạp rơi xuống đất mặt, liền có thiên địa chi cách. Ở chỗ này, chẳng sợ thiên đạo bảy trọng cường giả, đều không thể phi hành, thiên đạo bốn trọng cường giả, sẽ cảm giác lưng đeo một tòa núi lớn, đi đường đều khó khăn. Nơi này, sớm bị huyền hoàng khí diễn biến, huyền hoàng chi uy không thể đụng vào, phàm là đi vào này vực sâu, đều sẽ bị huyền hoàng chi khí nghiền nát, đây là có thể phân cách thiên địa đáng sợ lực lược, phi phàm tục có khả năng chống lại, muốn tiếp cận này huyền hoàng lĩnh vực, chỉ có thuần tịnh huyền hoàng huyết mạch mới có thể. Lâm Thanh Hạm ngẩng đầu, an tĩnh nhìn kia một ngụm tổn hại đại đỉnh, nàng trong mắt, có nước mắt chảy xuống, nàng rời đi đại ngàn giới thời điểm, liền đã chịu triệu hoán, một đường đi tới, huyết mạch dần dần thức tỉnh, cũng biết được càng nhiều. Huyền hoàng nhất tộc, đích xác không còn nữa tồn tại, mà chính mình, a à. Lâm thanh hạm hơi hơi nhếch miệng, có lẽ, xem như trời cao sủng nhi, lại có lẽ, chỉ là một cái người đáng thương đi. Đại chiến hết sức, mẫu đỉnh bị đánh rách nát, vực ngoại lai địch quá mức khủng bố. Này đó ký ức, đều là theo huyết mạch thức tỉnh, xuất hiện ở lâm thanh hạm trong óc bên trong. Tu bổ mẫu đỉnh, đi chiến trường, giết địch đây là huyết mạch bên trong sở để lại cho lâm thanh hạm tin tức hoặc là nói là sứ mệnh này đại khái chính là ta tồn tại ý nghĩa nhưng ta lại là từ đâu mà đến ở ta trong trí nhớ vì cái gì có như vậy một đạo thân ảnh rõ ràng rất quan trọng rồi lại nghĩ không ra lâm thanh hạm là tới tìm kiếm đáp án nhưng hiện tại trong lòng lại càng thêm mê mang nhật nguyệt thay đổi đối với rất nhiều người mà nói đây là bình thường một ngày ở hoàng long thành sân bay mấy người làm phân biệt Triệu Ninh tiếp tục lưu lại nơi này. Trương Huyền cùng Lăng không thường phi cơ, mà toàn len keng cùng Triệu Cực cũng không có lựa chọn như vậy sử dụng phương tiện giao thông rời đi phương thức. Ta phải đi phóng một ít địa phương, ngược dòng huyết mạch ngọn nguồn, không có mục tiêu, đi đến nào tính nào đi. Triệu Cực nói như vậy. Toàn len keng thay một thân tân áo cà sa, chắp tay trước ngực đi phương tây, chỉ có thể dựa vào chính mình. Toàn len keng người này rất quái lạ, nói hắn bất kính Phật, ở nào đó thời điểm, hắn biểu hiện thực thành kính có chính mình nguyên tắc, nói hắn kính Phật, rượu hắn không uống ít, thịt cũng không ăn ít, mấu chốt ở thủy tổ nơi, còn có cái bà nương. Có cái đắc đạo cao tăng danh hiệu, còn mẹ nó không giới nữ sắc, không giới thức ăn mặn, lúc này mới thỏa thỏa nhân sinh người thắng, hồng trần cùng Phật ta đều phải. Mấy người phân biệt, đảo cũng không có quá nhiều thương cảm, mọi người đều rõ ràng, mỗi người đều có mỗi người phải làm sự tình. Một trận thuộc về trương thị tư nhân phi cơ ở Hoàng Long thành cất cánh, thẳng đến phía chân trời, theo sau vượt qua một đám truyền tống trận pháp, đảo mắt biến mất ở Hoàng Long thành ngàn dặm ở ngoài. Mấy cái giờ sau, Trương Huyền nhìn đến trước mắt tầng mây dần dần trở nên loãng. Thánh chủ, đến giải lãnh thành, lăng không đi vào Trương Huyền trước mặt. Trương Huyền gật gật đầu, xuyên thấu qua cửa sổ, thấy được phía dưới cảnh tượng. Đó là minh mông vô bờ hoang mạc, cái gì đều không có, không có bóng người, không có thảm thực vật, không có bất luận cái gì sinh mệnh hơi thở. Đã từng, nơi này có tòa đại thành, Lăng không mở miệng, đường nhập khẩu đóng cửa lúc sau, đại thành liền biến mất. Theo phi cơ rơi xuống, đường trương huyền đi ra phi cơ lúc sau, lại phát hiện, không chung bên trong, thế nhưng hạ minh mông mưa phùn. Minh mông vô bờ, không có bất luận cái gì màu xanh lục hoang mạc bên trong, hạ khởi mưa phùn, cái này hình ảnh, phi thường quỷ dị. Trong giây lát, lại có một đạo tia chấp từ trên bầu trời lập lòe, tia chấp lập lòe nháy mắt, một đoàn ngọn lửa theo tia chớp thiêu đốt đi lên, theo sau cùng biến mất ở không trung. Ngừa to chung, một đạo tiếng kêu truyền tiến Trương Huyền trong tai, liền ở Trương Huyền bên người không đến một mét chỗ vang lên, nhưng dây lát lại biến mất. Giải lãnh thành, sơn hải giới vùng cấm chi nhất, lăng không hít sâu một hơi, thánh chủ, người vừa mới chỗ đã thấy, sở nghe được, đều là đã chịu cổ chiến trường ảnh hưởng, thiên đạo làm ra phản ứng, sẽ chiết xả đến nơi đây, nói nguy hiểm, nơi này không có địch nhân, nhưng muốn nói an toàn, chẳng sợ thiên đạo bảy trọng, đều tùy thời sẽ thân chết, nơi đó chiến đấu, quá thảm thiết. Trương Huyền liền an tĩnh nhìn này phiến hoang mạc, thực mau, vô số phi cơ xuất hiện, từ không trung bên trong đầu hạ linh thạch, này đó linh thạch ở không trung tự nhiên vỡ vụn, hóa thành nồng đậm linh khí, bao phủ tại đây. Này đó linh thạch, chính là cấp chiến trường bên kia người, cung cấp đầy đủ tiếp viện. Nồng đậm linh khí bao phủ tại đây phiến hoang mạc phía trên, thực mau liền pha loáng, lấy độc đáo phương thức bị hấp thu rớt. Hoang mạc trên bầu trời, khi thì sẽ xuất hiện một ít ảo giác, chẳng sợ không ở chiến trường, Trương Huyền cũng có thể cảm nhận được kia khủng bố hơi thở. Trương Huyền hít sâu một hơi, lăng không tiền bối, này cổ chiến trường, rốt cuộc là như thế nào? Lăng không lộ ra một bộ lòng còn sợ hãi thần sắc, ta không cẩn thận quan sát quá, nhưng bên trong, thực khủng bố, ta vô pháp cho ngươi hình dung, nơi đó cùng chúng ta hiện tại vị trí thế giới, là hai khái niệm, ở nơi đó, chỉ có vô tận chém giết, địch nhân rất mạnh. Cha mẹ ta, đều ở bên trong này, đúng không? Trương Huyền nhìn Minh Mông vô bờ hoang mạc ở xuất thần. Nhưng vào lúc này, không trung giữa đột nhiên xuất hiện một đạo cái khe, một phen màu đen trường đao, từ kia cái khe giữa bắn nhanh mà ra, trường đao thế tới hung mãnh, xuất hiện nháy mắt, toàn bộ hoang mạc, cát vàng nổi lên bốn phía, không trung giữa thoáng hiện một đạo thật lớn ma ảnh, ma ảnh phát ra một tiếng rít gào, kia tiếng gầm gừ rung trời. Lăng không sắc mặt biến đổi, cảm nhận được này màu đen trường đao sở hỗn loạn lực lượng mà này hắc đao sở chém tới phương hướng, đúng là trương huyền nơi. Thánh chủ cẩn thận, lăng không hét lớn một tiếng, thân hình chợt lẽ, xuất hiện ở trương huyền trước người, hai tay chỉ về phía trước, chống lại chém tới trường đao. Ngay trong nháy mắt này, lăng không dưới chân mặt đất hãm sâu, lăng không quần áo bay phất phới, tóc dài về phía sau bay múa, quanh thân đao mang tung hoành. Chỉ là một phen từ cái khe giữa chém ra trường đao, liền có này cuồng bạo lực lượng bày ra. Lăng không hai ngón tay để đao, một cái tay khác nhanh chóng kết ra pháp ấn, thiên đạo bốn trọng khủng bố thực lực, tại đây một khắc hoàn toàn bầy biện ra tới. Trên bầu trời, ầm vang tiếng vang, kia màu đen trường đao, nháy mắt vỡ vụn mở ra, ở màu đen trường đao vỡ vụn nháy mắt, sở hữu đao mang hoàn toàn biến mất, cuồng phong sậu đình. Hết thảy, quy về bình ổn. Lăng không nhíu mày, nhìn về phía trên không, sao lại thế này? Đây là từ cổ chiến trường tới. Lăng không vừa dứt lời, trên bầu trời lại lần nữa xuất hiện vết sách lúc này đây xuất hiện lưỡng đạo lưỡng đạo vết sách giữa đều xuất hiện bóng người này hai người từ vết sách chung xuất hiện không có bất luận cái gì lời nói trực tiếp chém giết lên này hai người động thủ nháy mắt khắp hoang mạc cát vàng đều bị thổi quét lên này cảnh tượng tựa như muốn hủy thiên diệt địa giống nhau hai người không có bất luận cái gì dư thừa vô nghĩa trực tiếp khai làm trên bầu trời các loại dị tượng lui tới khủng bố tuyệt luân lui. Lăng không bắt lấy Trương Huyền bả vai, điên cuồng về phía sau thối lui. Toàn bộ hoang mạc, giống như sóng biển giống nhau, phập phồng không ngừng. Cát vàng ở trên bầu trời tụ tập thành một cái nhà giam, đem hai người vây khốn đi vào. Tại đây cát vàng nhà giam ngoại, Trương Huyền như cũng có thể cảm nhận được kia khủng bố lực lượng. Thiên đạo sáu trọng, Lăng không nhìn chăm chú vào phía trước, sắc mặt khó coi. Đây là hai gã thiên đạo sáu trọng chí cường giả, từ cổ chiến trường bên kia giết ra tới, bọn họ mở ra cái khe thông đạo, xuất hiện ở sơn hải giới. Bực này cường giả chi tranh, đều không phải là Trương Huyền cùng Lăng không có thể tham dự. Hai đại cường giả ra tay thực mãnh là sinh tử chi chiến, này một phương thiên địa linh khí, đều ở nhanh chóng bị rút ra. Mấy phút đồng hồ sau, cát vàng nhà giam tan đi, lưỡng đạo thân ảnh tách ra, lại xem, hai người toàn thân bị trọng thương, hơi thở phù phiếm. Thần Thánh Thiên Quốc ở đâu? trong đó một người hét lớn một tiếng hắn thân xuyên bạch y cầm trong tay một phen đoạn kiếm xem kia đoạn kiếm phía trên toàn là lỗ thủng mà mặt khác một người cả người áo đen trong tay vô binh khí vừa rồi kia đem đã vỡ vụn màu đen trường đao hẳn là chính là trong tay hắn binh khí ngươi là người phương nào lăng không hướng thiên mở miệng bạch y nhân phất tay trong tay kia đem đoạn kiếm bắn nhanh mà ra dừng ở lăng không trước người ta nãi thần thánh thiên quốc thứ sáu đội trưởng tự nhiễm Bạch Hy Nhân khi nói chuyện, có gió thổi qua, có thể nhìn đến, hắn phía sau có một cái sáu đánh dấu. Lăng Không nhìn tròng trắng mắt y nhân thủ trung kiếm, thần sắc lập tức trở nên cung kính lên, hắn kính, là tự nhiễm thực lực, nhưng càng kính, là đối phương ở cổ chiến trường trả giá. Mỗi một cái có thể trở thành đội trưởng người, đều là ở cổ chiến trường thượng, chân chính mang đội liều mạng người. Tự nhiễm tiền bối, tại Hạ Lăng Không, Lăng Không ôm quyền, tự nhiễm gật gật đầu, chiến trường bại lui đối phương đã đánh vào pháo đài thông chi thánh chủ chúng ta yêu cầu chi viện tự nhiễm nói xong lời này lúc sau một ngụm máu tươi phun ra này một động tác làm kia người áo đen phát ra làm càn tiếng cười ha 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 này đó là đại môn lúc sau thế giới sao thực hảo thực rồi rào người áo đen dứt lời hắn nhìn về phía không trung cỡ nào mỹ diệu cảm giác a à, này tàn khuyết nói yêu cầu chúng ta tới bổ khuyết không dùng được bao lâu giáo chủ liền sẽ đích thân tới nơi này đến lúc đó, mọi người, đều phải ở ta giáo dưới, cúi đầu xưng thần. Người áo đen tiếng cười càng thêm làm càn. Các ngươi càng không được lôi trì một bước, tự nhiễm trên người bạch y, không gió tự động, hắn tuy khóe miệng mang theo máu tươi, nhưng trong mắt như cũ kiên nghị. Đây là sự thật, đây là xu thế tất yếu, không người có thể ngăn cản, ai đều không được. Người áo đen hét lớn một tiếng, hiện giờ các ngươi khuyết thiếu vây thần khóa, huyền hoàng mẫu đỉnh cũng bị đánh rơi, 12 viễn cổ ý chí tất cả biến mất chân tiên không ở, dựa vào cái gì, ngăn trở ta chờ. Chờ giáo chủ với thời gian sông dài bên trong trở về, chờ giáo chủ từ trong hư không đi ra, thiên hạ hết thảy, toàn về ta giáo. Người áo đen trong mắt thần sắc, là điên cuồng, là cực nóng, đối với hắn trong miệng giáo chủ, chính là hắn tín ngưỡng. Một cái có thể bị thiên đạo sáu trọng cao thủ coi như tín ngưỡng tồn tại, có bao nhiêu cường đại. Tự nhiễm tay áo vung, một đám gà gáy cẩu trộm hạng người. Cũng vọng tưởng nhúng chàm thiên đạo ha ha, kia lại có ai, có thể ngăn cản đâu. Người áo đen duỗi tay, trong hư không, một phen màu đen trường đao ngưng tụ mà thành, lại lần nữa sát hướng tự nhiễm. Tự nhiễm toàn thân tản ra màu trắng quang hoa, một chương đã rách nát màu trắng mặt nạ bị hắn từ phía sau lấy ra, mang ở trên mặt. Sát, tự nhiễm hét lớn một tiếng, thân hình chấp động, cùng kia người áo đen chiến ở bên nhau. Lăng không sắc mặt khó coi đến cực điểm, tự nhiễm nói hắn nghe được rõ ràng, pháo đài đã bị công phá. Pháo đài là vực ngoại chiến trường đạo thứ nhất cái chắn, đồng thời cũng là quan trọng nhất một đạo cái chắn, thế nhưng bị công phá. Mà mấu chốt nhất chính là, thánh chủ thế nhưng không ở chiến trường bên trong. Rốt cuộc đã xảy ra cái gì, sẽ làm thánh chủ rời đi nơi đó. Đại chiến như cũ, loại này chiến đấu, không phải lăng không cùng Trương Huyền có thể tham dự. Theo thời gian trôi qua, có thể nhìn đến, người áo đen càng đánh càng hăng, mà tự nhiễm đã bị hoàn toàn áp chế, tự nhiễm chịu thương quá nặng. Hơn nữa, đều là thiên đạo sáu trọng, người áo đen công phạt thủ đoạn, muốn vượt qua tự nhiễm. Ai? Một đạo tiếng thở dài, đột nhiên vang lên, thanh âm này, rõ ràng xuất hiện ở trương huyền cùng lăng không hai người trong tai. Ở thủy tổ nơi điều hòa thiên địa âm dương, vốn tưởng rằng có thể một lần nữa diễn biến ra bị phong ấn lực lược, nhưng duy độc khuyết thiếu một sợi huyền hoàng mẫu khí, làm những cái đó cấm kỵ chi lực vô pháp một lần nữa xuất hiện, tiệt giáo nắm giữ cấm kỵ lực lượng, tự nhiên hiếu thắng ra không ít. Thanh âm này, có một loại tang thương cảm giác. Trương huyền thân hình, bỗng nhiên chấn động. Trương huyền dục xoay người khi. Tiểu quỷ, người tiên liền đâu? Kia tang thương thanh âm lại một lần vang lên. Trương huyền cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, phía sau dị tượng triển khai, hóa thành một mảnh vũ trụ ngân hà, ngân hà giữa, có kia một gốc cây thanh liên, phảng phất ra đời với vũ trụ trung tâm. Ha ha ha, một gốc cây điều hòa âm dương tiên liên, vốn dĩ chỉ nghĩ diễn biến ra mất đi cấm kỵ chi lực, nhưng lại không nghĩ tới, bị ngươi diễn biến thành đại đạo sơ khai cấm kỵ chi lực, kia giáo chủ bước vào thời gian sông dài, lấy một thân hóa ngàn vạn, dấn thân vào hư không giữa, chỉ vì tìm được này đại đạo chi sơ, nhưng không nghĩ tới, ở tiểu tử ngươi trên người, đã diễn biến ra tới, không hổ là ta đổ nhi, nói đến cùng, vẫn là ta này sư phụ, giáo hảo A. Trương huyền thân thể, ở run nhẹ nhẹ, Thanh âm này chủ nhân, nói chuyện, vẫn là như vậy vô sỉ. Tu hành thành quả không tồi, ta thực vừa lòng, đến đây đi, đem đạo của ngươi, diễn biến cấp phi sư nhìn xem. Tại đây thanh âm dưới sự chỉ dẫn, một đạo thân ảnh, ngồi xếp bằng với đại đạo thanh liên phía trên, thân ảnh ấy lấy nhật nguyệt vì mắt, đại đạo vì kinh lạc. Ha ha ha, liền ta kia sư đệ hai đại lĩnh vực đều dung hợp sao. Không tồi, không tồi, đại đạo hóa thành kinh lạc, có thể tại đây khai thiên tích địa chi đạo thượng hành tẩu càng thêm vững vàng. Một viên thần châu chậm rãi dâng lên, là một ngôi sao, quấn quanh ở đại đạo Nguyên Anh thân thể chung quanh. Di, thứ này, có vài phần cổ quái, như là thần tộc mất đi trí bảo, cửu trọng thần tộc lão ra hỏa kia, giống như vẫn luôn đang tìm kiếm, dung hợp thượng cổ sở hữu thần thú tinh huyết sản vật, cũng bị đánh thượng đại đạo ấn ký. Trong thanh âm hỗn loạn một tia nghi hoặc, này một tia nghi hoặc vừa ra hạ, thần châu phía trên, liền ở phụt lên các loại dị thú hư ảnh, theo thần châu tự mình chuyển động, này đó dị thú hư ảnh cũng là hình thái khác nhau. Không đúng, này đã không phải đơn thuần khai thiên thần thú, hỗn loạn bất đồng hình ý, thậm chí tránh ra thiên thần thú huyết mạch, đều đạt tới siêu thoát, nhưng thật ra có vài phần ý tứ, bất quá còn kém chút hỏa hậu, yêu cầu lại dưỡng một chút a. Trương Huyền phía sau, một bộ ngân hà đồ cuốn, hoàn hoàn toàn toàn, trải ra mở ra, đại đạo nguyên anh hư ảnh dần dần cùng Trương Huyền dung hợp, Trương Huyền đạp lên kia thanh liên phía trên, quanh thân sao trời quay chung quanh, tại đây một khắc, thuộc về trương huyền đại đạo chi lực, thuộc về trương huyền khai thiên chi đạo, hoàn hoàn toàn toàn, bày ra ra tới. Đang ở đại chiến chung hai người, cơ hồ ở đồng thời cảm nhận được này trí cao vô thượng khai thiên chi lực, đây là hoàn hoàn toàn toàn, siêu việt thiên đạo tồn tại. Giáo chủ, người áo đen cơ hồ không có suy nghĩ, nhìn về phía một bên. Tự nhiễm ánh mắt, cũng nhìn lại đây. Ha ha a, dung hợp đại đạo Nguyên Anh, có trở thành đại đạo vật dẫn tiềm chất, kế tiếp, thiêu đốt ngươi huyết mạch. Tại đây thanh âm hạ, trương huyền bên ngoài thân, màu trắng ngọn lửa thiêu đốt dựng lên. Đây là, tự nhiễm trên mặt lộ ra kinh hỉ thần sắc. Mà người áo đen sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, đại kinh thất sắc, sao có thể? Trừ bỏ giáo chủ bên ngoài, sao có thể? Ta, ta giết ngươi. ồn ào, kia già nua thanh âm vang lên. Trên bầu trời, người áo đen thân ảnh liền hoàn hoàn toàn toàn bị định ở kia, vừa động đều không thể động ta dạy ta đồ nhi ai hắn sao làm ngươi nói chuyện thật là rừng bút ngốc bức một cái già nua trong thanh âm mang theo không kiên nhẫn ngữ khí trương huyền bên ngoài thân màu trắng ngọn lửa thiêu đốt tại đây một khắc hắn có thể cảm nhận được chung quanh sao trời đều chủ động hướng chính mình dựa sát vi sư đi ra ngoài nhiều năm tìm được một ít đồ vật hẳn là đối với ngươi hữu dụng không chung bên trong vô số đạo quang hoa xuất hiện theo sau dũng hướng trương huyền trong cơ thể. Sơn hải giới mỗi một chỗ cấm địa đều không phải không duyên cớ hình thành, có dị thú chiếm cứ, cũng đều không phải là là tưởng chiếm núi làm vua, chẳng sợ thiên địa lực lượng bị đánh thắp vô số, nhưng như cũ có tổn lưu, kia phong thần chi tranh, tổng hội có thiếu hụt, này đó, hẳn là có thể kích phát người huyết mạch một ít tiềm năng đi, trương gia huyết mạch, ai có thể đã từng nhất bình phàm, nhất vô dụng huyết mạch, cuối cùng thế nhưng hội diễn hóa thành loại này bộ dáng, chạy đi một, ha 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 ha. Chỉ có này bị xem nhẹ, bị từ bỏ một, mới là có thể dung hợp trời đất này chung, sở hữu cấm kỵ huyết mạch. Kia giáo chủ vượt qua thời gian sông dài là vì cái gì? Không phải muốn quên đi này chạy đi một, không phải muốn quên đi này nhất không ổn định nhân tố sao? Vô số quang hoa chui vào Trương Huyền trong cơ thể, kia màu trắng ngọn lửa, phảng phất có thể cắn nuốt hết thảy. Phong Thần nói dối, đem hết thảy cấm kỵ lực lượng toàn bộ phong ấn, Phong Thần lúc sau, lại vô lực lượng cường đại thể hiện, sở hữu huyết mạch đều hóa thành thần thoại cùng truyền thuyết. Cường đại huyết mạch dần dần trở nên loáng, rốt cuộc vô pháp thức tỉnh, nhưng luôn có như vậy chút đặc thù tồn tại là vô pháp cướp lấy huyền hoàng huyết mạch ra đời thiên địa sơ khai, chỉ cần trời đất này còn ở, huyền hoàng huyết mạch liền sẽ không biến mất, cho nên các người đánh trầm huyền hoàng mẫu đỉnh làm huyền hoàng khí trầm xuống. Chẳng sợ huyền hoàng huyết mạch xuất hiện cũng đối với các người sinh ra không được uy hiếp. Nguyên linh huyết mạch cũng bị trở thành âm dương huyết mạch đó là khi thiên địa xuất hiện âm dương chi lực khi, sở ra đời huyết mạch, chỉ cần âm dương ở, nguyên linh huyết mạch liền sẽ tồn tại, các người giáo chủ bước vào thời gian sông dài, đánh nát âm dương, trúc lòng ngã xuống, thế gian âm dương hỗn loạn, nguyên linh huyết mạch cũng dần dần suy sụp. Các người đánh cắp hết thảy, chờ đợi thời cơ, chờ đợi toàn bộ thế giới xuống dốc, sau đó ngóc đầu trở lại, vô số tuế nguyệt trước, các người xử này thịnh thế suy sụp, thời gian lại vô tiên một tồn tại, chỉ tiếc, có một cái huyết mạch, bị các ngươi xem nhẹ. Trương gia huyết mạch, phong thần huyết mạch giữa, nhất bình phàm huyết mạch, nhưng người cũng biết, ở kia thiên địa ra đời, cấm kỵ huyết mạch thức tỉnh là lúc, sẽ có này nhất bình phàm huyết mạch xuất hiện sao? Trương gia huyết mạch tồn tại, trống rỗng, một mảnh hư vô, chỗ trống đến, có thể hấp thu, giữa trời đất này, sở tồn tại hết thảy, có thể dung hợp, giữa trời đất này sở tồn tại hết thảy, có thể đồng hóa, giữa trời đất này, sở tồn tại hết thảy. Đây là trương gia huyết mạch từ xưa trương gia không thể xưng đế là bởi vì này huyết mạch thiên địa bất dung đó là thiên địa chi sơ ra đời cấm kỵ huyết mạch chi nhất chỗ chống đại biểu cho có thể vô hạn diễn biến thậm chí diễn biến khắp thiên địa các ngươi đánh thắp hết thảy muốn đái trời đất này suy sụp khống chế thiên địa cũng đương hết thảy đều suy sụp đi xuống khi kia chạy đi một sẽ trở thành thế giới này hy vọng các ngươi làm này đầy trời thần phật biến mất với thiên địa bên trong cũng đồng thời sáng lập một tôn tân đế vương ra tới theo thanh âm vang lên, trương huyền trên người màu trắng ngọn lửa, sở thiêu đốt càng ngày càng thịnh. Tiểu tử thúi, nhiều năm như vậy, vi sư cũng chưa đưa người cái gì lễ vật, hôm nay đưa người cuối cùng một cái đi, vi sư xưng này lực lượng vì, khai thiên chi lực. Trương huyền trên người màu trắng ngọn lửa, thiêu đốt đại đạo Nguyên Anh, trương huyền phía sau, một đạo mông lung cự ảnh xuất hiện, này cự ảnh cầm trong tay một phen diều lớn. Tại đây đầy trời sao trời giữa, cầm trong tay diều lớn thân ảnh bỗng nhiên bước ra một bước múa may cánh tay Dây tiếp theo khắp hoang mạc hóa thành vũ trụ sao trời giữa trời đất này vốn là một mảnh hỗn độn ở kia khai thiên chi lực hạ hết thảy mới diễn biến thành hiện tại như vậy bộ dáng cổ có truyền thuyết một người sinh với kia trong bóng tối một diều đánh xuống bổ ra toàn bộ thế giới hay không thật sự có này một người không thể nào khảo chứng nhưng này một diều chi lực tên là khai thiên Ha 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 ha, đại đạo diễn biến, hảo a. À. Tiếng cười vang lên khắp hoang mạc, biến thành đầy trời ngân hà, đây là một bộ thực thần dị cảnh tượng, tại đây thiên địa bên trong, hỗn loạn ngân hà. Tự nhiễm cùng kia người áo đen, tất cả đều ở vào này ngân hà bên trong. Giờ này khắc này, một loại kỳ diệu cảm giác xuất hiện ở Trương Huyền trong lòng, hắn có thể cảm giác được, chính mình tại đây ngân hà giữa, phảng phất có thể khống chế hết thảy, chính mình có thể rõ ràng cảm giác được nơi này nói chứa lưu động có thể rõ ràng cảm giác được, tự nhiễm cùng người áo đen trên người hơi thở. Sao trời diễn biến gian, quay chung quanh Trương Huyền. Đại đạo Nguyên Anh hoàn toàn dung nhập Trương Huyền trong cơ thể, bị kia đủ để bao dung hết thảy huyết mạch chi lực thiêu đốt, nhật nguyệt treo ở này ngân hà bên trong, tại đây một khắc, này ngân hà, mới là hoàn chỉnh, có được âm dương, liền có được thời gian. Trương Huyền phía sau hư ảnh ở bổ ra một diều lúc sau, liền tiêu tán mở ra, nhưng kia một diều chi lực, lại lấy một loại thần bí phương thức, truyền vào trương huyền trong óc giữa, kia một dìu giữa hỗn loạn lực lượng, không phải bất luận cái gì một loại thiên đạo, không phải bất luận cái gì một loại lực lượng diễn biến cùng lột xác, chính là đơn thuần một loại lực lượng, thậm chí là ra đời với thiên địa sơ khai trước một loại lực lượng. Đại đạo hỗn loạn, ở lực lượng cường đại hạ, bị dần dần bình ổn, ra đời thiên địa, ra đời vô số kỳ chân dị thú, này đó ra đời với thiên địa sơ khai sản vật, là trời cao sủng nhi, sinh ra liền nắm giữ vô thượng thần thông, theo thời gian trôi qua, này đó thần thông bị diễn biến trở thành cấm kỵ, lại ở nói dối dưới bị hoàn toàn đóng cửa, hiện giờ, thiên hạ thế yếu, có người muốn hỗn loạn này cấm kỵ thần thông trở về, nắm giữ khắp thiên địa, tưởng trọng viết thiên địa quy tắc, thật có chút cấm kỵ, là vô pháp mang đi. Bởi vì những cái đó cấm kỵ, bản thân liền đại biểu cái này thiên địa. Một đạo thân ảnh, chậm rãi hiện lên ở trương huyền bên cạnh. Thân ảnh ấy không cao, chỉ có thể đến trương huyền ngực vị trí, tóc tán loạn, căn bản không có trải qua sửa sang lại, quần áo cũng cực kỳ tùy ý, nhìn qua, giống như kẻ lưu lạc giống nhau, nhưng thứ nhất đôi mắt, lại phá lệ sáng ngời, phảng phất có thể thấy rõ thế gian hết thảy. Bóng người xuất hiện nháy mắt, Trương Huyền hai đầu gối uốn lượn, quỳ phục trên mặt đất. Đồ nhi Trương Huyền, gặp qua sư phụ. Đối với trước mắt cái này lão nhân, Trương Huyền là phát ra từ nội tâm tôn kính. Ha ha, lão nhân hơi hơi mỉm cười, trưởng thành, biến soái dần dần có vi sư tuổi trẻ thời điểm một phần trăm phong thái lão nhân nhìn một bộ không nhiễm hồng trần bộ dáng trong miệng nói, lại nơi trốn đều khích lệ chính mình. Lão nhân này nói chuyện phương thức, làm Trương Huyền cảm thấy phá lệ thân thiết, hắn từ nhỏ, chính là đi theo như vậy một cái lão gia hỏa. Tiểu quỷ, người cùng thế nhân bất đồng, cái gọi là thiên đạo, không thích hợp ngươi, ân. Lão nhân hơi chút suy nghĩ một chút, không đúng, là không xứng ngươi, nếu đã chân dẫm đại đạo, liền đi tìm đại đạo chi lực, ta biết được ngươi tưởng chính là cái gì, ngươi tưởng lấy mình thân hiểu được này phiến thiên đạo, đi đối chính mình nói tiến hành suy đoán, có thể, nhưng không cần thiết, này khai thiên chi lực, xem như ta đưa cho ngươi xuất sư lễ, từ nay về sau, vi sư trừ bỏ xoái bên ngoài, không có gì có thể dạy ngươi, vi sư cho ngươi kiến nghị, là thăm dò cấm kỵ lực lượng, đó là ngươi sở yêu cầu. Lão nhân nói xong lúc sau, bước ra một bước, lấy đưa lưng về phía trương huyền. Người này lưu lại nơi này, người đi cảm thụ một chút, cấm kỵ lực lượng, đến nỗi cái kia kêu tự nhiễm. Tiền bối, tự nhiễm ôm quyền, hắn tại đây lão nhân trên người, có thể cảm nhận được một loại khó có thể miêu tả cảm giác áp bách, phảng phất người này chỉ cần đứng ở này, là có thể đại biểu khắp thiên địa giống nhau. Pháo đài thất thủ, mang ta đi một chuyến đi, lão nhân chỉ là hơi hơi phất tay, chợt lóe đại môn, liền tại đây sao trời bên trong mở ra. Tự nhiễm nhìn kia đại môn xuất hiện, trong lòng chấn động. Cổ chiến trường đã bị phong tỏa, muốn đi vào, nói dễ hơn làm chính mình là thông qua đặc thù thủ đoạn bị bên trong vô số cao thủ hợp lực truyền tống ra tới này vẫn là bởi vì có thánh chủ lưu lại tọa độ mà muốn từ sơn hải giới đi trước cổ chiến trường này khó khăn so ra tới muốn cao hơn gấp trăm lần không ngừng mà đối với người này tới nói chỉ là vung tay lên liền mở ra này không gian thông đạo lão nhân đưa lưng về phía trương huyền liền như vậy đi vào đại môn bên trong đồng thời truyền ra thanh âm so với đi trước cổ chiến trường người sứ mệnh càng thêm quan trọng, bồng lai thành truyền thuyết, là bởi vì có cấm kỵ chi lực xuất hiện, địch nhân đã đang tìm kiếm trên đường, người cũng chạy nhanh xuất phát đi, ta ở chỗ này, chờ người có năng lực cùng ta kẻ vai chiến đấu kia một ngày. Giọng nói rơi xuống, lão nhân thân ảnh, đã biến mất ở đại môn bên trong. Tự nhiễm cũng vội vàng theo đi vào. Trương tiểu tử, một đạo thân ảnh dừng ở trương huyền trước mặt, đúng là phá quân. Tiền bối, trương huyền ôm quyền. Sư phó của ngươi hắn, Phá quân quay đầu nhìn mắt kia đại môn phương hướng, hít sâu một hơi, hắn mau đến cuối. Này, Trương Huyền thân hình run rẩy đối với hắn mà nói, lục diễn tồn tại, vẫn luôn là cường đại, thần bí, nhưng hiện tại, lại nghe phá quân, nói ra nói như vậy. Ha ha, lão nhân này, hơn 400 tuổi mà thôi, dám đi nhìn trộm tiên lực lượng, ngay cả ta cũng chỉ có thể khen hắn, dũng khí đáng khen. Bất quá ai làm hắn là người điên đâu, bằng không cũng lấy không trở về này khai thiên chi lực, dấn này cơ hội, ngươi cũng cảm thụ một chút sư phó của ngươi liều mạng thu hồi mấy thứ này, nhớ kỹ, nhưng chỉ có một kích Nga, lần sau lại dùng, phải dựa chính ngươi. Phá quân trên mặt lộ ra một mặt bất đắc dĩ tươi cười, hảo, ta cũng đến bồi lão già này đi điên một chút lạc, đi rồi. Phá quân vỗ vỗ trường huyền bả vai, hóa thành một đạo lưu quang, biến mất ở đại môn bên trong. Đại môn chậm rãi biến mất, chỉ còn này liên tiếp thiên địa ngân hà, cùng bị nhốt ở kia người áo đen đương đại môn biến mất là lúc kia vây khốn người áo đen lực lượng cũng đã biến mất nắm giữ thiên đạo sáu trọng lực lượng người áo đen có được tuyệt đối chiến lực bọn họ bản thân liền mang theo một tia cấm kỵ chi lực so tầm thường thiên đạo sáu trọng càng thêm khủng bố trương huyền chậm rãi đứng dậy nhìn thoáng qua kia người áo đen cảm thụ được chính mình trong cơ thể kia cổ kinh khủng lực lượng hít sâu một hơi tại đây một khắc ngân hà giữa nhật nguyệt luân chuyển Trương Gia Huyết Mạch, người áo đen hét lớn một tiếng. Đúng vậy, là Trương Gia Huyết Mạch, Trương Huyền bên ngoài thân, màu trắng ngọn lửa biến mất, hắn ánh mắt giữa mang theo một loại kiên nghị. Thật lớn hư ảnh lại lần nữa xuất hiện ở Trương Huyền phía sau, hư ảnh cầm trong tay dìu lớn, làm một cái hạ phách động tác, mà chính là này vô cùng đơn giản một cái hạ phách, không chung bên trong bị xé rách ra thật lớn chỗ hồng, lộ ra ngân hà, hai mảnh ngân hà liên tiếp mà thành, biến ảo vũ trụ kia thiên đạo sáu trọng người áo đen, thậm chí liền lời nói cũng chưa tới kịp nói ra, liền tại đây lực lượng trước mặt, hóa thành bột mịn. Mà trên bầu trời, kia nói bị xé mở chỗ hồng, vô pháp khép lại. Như thế nào cấm kỵ chi lực, bị thế giới này sở bất dung, đó là cấm kỵ. Cổ chiến trường chung, một tòa pháo đài, chừng cây số chi cao. Này pháo đài tường ngoài phía trên, toàn là vết thương, nơi này linh khí hỗn loạn, tùy thời tùy chỗ, đều có đại chiến bùng nổ, hiện giờ chiến hỏa đã thiêu vào pháo đài trong vòng pháo đài chung toàn là kêu sát tiếng động chợt lóe đại môn đột nhiên ở không trung bên trong mở ra tự nhiễm dẫn đầu từ đại môn bên trong xuất hiện nhìn đã bị chiến hỏa sở xâm nhập pháo đài tự nhiễm siết chặt nắm tay lưu lại nơi này chấn thủ phá quân theo ta đi lão nhân tự này đại môn chung xuất hiện lăng không hướng phương xa mà đi ở nơi đó là một mảnh vô tận hư không tràn ngập hắc ám hư không ở ngoài không biết có cái gì. Lão nhân thần sắc bình tĩnh, ở hắn trên mặt, nhìn không tới có bất luận cái gì gợn sóng. Liên sắp tới đem tiếp cận kia hư không hết sức, một viên thật lớn giữ tợn đầu đột nhiên hiện ra, như là ma quỷ, muốn trực tiếp cắn nuốt. Lão nhân thậm chí liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, đi theo này phía sau phá quân lộ ra tươi cười. Loại cảm giác này, đã lâu, đều không có a. À. Phá quân thân hình biến ảo, nháy mắt có ngàn trượng chi cự, đương này biến ảo mà thành khi, cuồng bạo lực lượng dũng hướng bốn phía, trong thiên địa, một mảnh thanh tịnh. Kia giữ tận đầu, thế nhưng lộ ra sợ hãi chi sắc. Lão nhân liền như vậy bình tĩnh trôi nổi tiếng trong hư không, mấy giây lúc sau, hư không truyền đến chấn động, sở hữu sát nhập pháo đài địch nhân, tại đây một khắc, toàn bộ điên cuồng phản hồi trong hư không. Trong nháy mắt, chiến trường phía trên, lại không có bất luận cái gì địch nhân. Không người nào biết trong hư không đã xảy ra cái gì, bởi vì trước nay không ai tiến vào quá kia trong hư không. Hồi lâu lúc sau, hư không giữa truyền đến hét lớn một tiếng. Lớn mật, một giới phàm tục dám đặt chân tiên vực." Này hét lớn một tiếng từ trong hư không truyền đến, vang vọng khắp cổ chiến trường, thật lâu không thể dừng lại. Sơn Hải giới, tại đây tin tức phát triển cực nhanh văn minh hạ, một tin tức giống như một trận cơn lốc, thổi quét toàn bộ Sơn Hải giới. Ở không lâu phía trước, có rất nhiều người đều nhìn đến không trung bên trong xuất hiện một phen dìu lớn, theo sau đem không trung xé rách, xuyên thấu qua kia vết rách, có thể nhìn đến không trung phía trên vũ trụ ngân hà, kia một đạo vết rách đã rằng có mấy cái giờ, đều không có biến mất. Chuyện này vừa ra, cơ hồ các nhà truyền thông lớn đều ở báo đạo, đều ở suy đoán rốt cuộc đã xảy ra cái gì, mới làm không trung bên trong xuất hiện như vậy một đạo vết rách, sự tình một phát sinh, cái dạng gì truyền thuyết đều có, nhưng không có một cái là có thể bị chứng thực. Mà giờ này khắc này, một trận phi cơ, chính đi trước bồng lai thành, kia vết rách người khởi sướng, liền ngồi ở trên phi cơ. Trương Huyền nhắm mắt lại, còn ở cảm thụ vừa mới kia một kích huy lực. Đây là cấm kỵ lực lượng thể hiện sao? Này khai thiên chi lực, là lục diễn tặng cho Trương Huyền, nhưng đối với Trương Huyền mà nói, hắn hiện tại cũng không thể nắm giữ cổ lực lượng này, nếu không cũng sẽ không đem không chung đều xé rách ra như vậy một đạo thật lớn chỗ hồng. Mà cũng là ở lục diễn dưới sự trợ giúp, Trương Huyền cũng mới có thể thi triển ra này một kích, nếu không bằng vào Trương Huyền hiện tại đối đại đạo lý giải, sao có thể làm được nháy mắt hạ gục một cái thiên đạo sáu trọng cường giả. Lục diễn nói, cấp Trương Huyền đề ra một cái tỉnh. Trương Huyền sở đi nói, cùng người khác bất đồng, đi chính là kia khai thiên đại đạo, mà rời đi đại ngàn giới sau, Trương Huyền luôn là tưởng đi trước nhìn trộm này sơn hải giới thiên đạo, lại dần dần diễn biến chính mình đại đạo, đây cũng là vì cái gì ngày đó chiến đấu khi, Trương Huyền muốn một chút một chút cảm thụ trên người lực lượng biến hóa, hắn đang tìm kiếm mỗi một loại lực lượng thăng hoa. Nhưng hôm nay buổi nói chuyện, lại một chút làm Trương Huyền tỉnh ngộ, Trương Huyền nói, là siêu việt cái gọi là thiên đạo, mấy thứ này cũng không sẽ cho Trương Huyền cung cấp quá nhiều trợ giúp, ngược lại sẽ trở thành trói buộc, một cái minh lộ, lục diễn cung cấp Trương Huyền chỉ ra. Tìm kiếm còn chưa bị phong ấn cấm kỵ lực lượng, tại đây trên thế giới, có rất nhiều lực lượng đều còn tồn tại, mà những cái đó lực lượng cụ thể ở đâu, Lục Diễn cũng cấp ra suy đoán, cái gọi là cấm địa, có dị thú thần thú chiếm cứ nơi, đều sẽ có cấm kỵ lực lượng tồn tại. Rốt cuộc, cấm địa bản thân chính là một loại cấm kỵ, nhưng những cái đó cấm địa, lấy Trương Huyền hiện tại thực lực, còn vô pháp đặt chân, chỉ có Bồng Lai Thành là Trương Huyền hiện tại lựa chọn. Lục Diễn cũng nói, Bồng Lai Thành xuất hiện truyền thuyết, cùng một loại cấm kỵ chi lực có quan hệ, mà ở kia còn có quan hệ với Trương Huyền phụ thân tin tức. Từ tự nhiễm mang đến tin tức chung có thể biết được, Trương Vì Thiên, cũng không ở cổ chiến trường, lúc ấy thâm nhập cổ chiến trường, cũng không có ra tới, lại cùng một cái khác cấm kỵ sinh ra liên hệ, điểm này, Trương Huyền cũng tưởng làm rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Lúc này đây đi bồng lai thành, lăng không cũng không có cùng đi, ở trong tối, cũng có địch nhân ở nhìn chằm chằm bồng lai thành, lăng không một khi xuất hiện, sẽ hấp dẫn đối phương ánh mắt, làm Trương Huyền vô pháp đem toàn bộ tâm tư đầu nhập đi vào. Bồng Lai Thành, đã từng cũng là một chỗ truyền thuyết nơi, đây là một tòa đảo nhỏ, ở rất nhiều năm tháng trước kia, bị mệnh danh là Bồng Lai Tiên Đảo, truyền thuyết tại đây đảo nhỏ phía trên có thần tiên tồn tại, có trường sinh bất lão bí mật, nhưng truyền thuyết trước sau là truyền thuyết, chưa bao giờ gặp qua tiên nhân chân chính tung tích. Theo thời gian trôi qua, khoa học kỹ thuật phát triển, Bồng Lai đảo dần dần biến thành một tòa hiện đại hóa đô thị, hơn nữa tại đây trên đảo còn có một tòa học viện, là từ 10 đại thánh địa cộng đồng thành lập mà thành, 10 đại thánh địa tinh anh thành viên đều sẽ tại đây tòa học viện giữa tiến tu hoàn thành cái gọi là khảo hạch, mới có thể thuận lợi tốt nghiệp. Này tòa học viện thành lập ước nguyện ban đầu không người biết được, cũng không rõ ràng lắm vì sao sẽ có như vậy địa vị, nhưng hiện tại, không có từ bồng lai học viện tốt nghiệp thánh địa thành viên, đều là không bị tán thành. Chẳng sợ những cái đó thánh tử thánh nữ, cũng đều phải trải qua học viện khảo hạch. Trừ bỏ thánh địa thành viên bên ngoài, học viện còn sẽ tuyển nhận thiên tư chắc việc tán tu, bất quá lúc này cũng không phải tuyển nhận học viên thời điểm. Trương Huyền tưởng lấy học sinh phương pháp tiến vào học viện là không quá khả năng. Đương nhiên, Trương Huyền bản nhân cũng không nghĩ tới muốn lấy học sinh thân phận đi vào, từ lăng không kia biết được, học viện bên trong, mỗi một người học viên mỗi ngày muốn tiếp thu chương trình học là phi thường nhiều, hơn nữa học viện nội quy củ nghiêm khắc, một người nếu liên tục trốn học số lần quá nhiều, là phải bị trục xuất học viện, tại đây loại quy củ hạ, trở thành học viên, hiển nhiên không thể làm Trương Huyền càng tốt đi điều tra một ít đồ vật. Cho nên, Trương Huyền phải làm, này đây một người tạp công thân phận tiến vào học viện, đây cũng là lăng không hỗ trợ tìm tới quan hệ tạp công thân phận ở trong học viện cũng không sẽ rất bận, hơn nữa cũng sẽ không dẫn người chú ý, đây đúng là trương huyền sở yêu cầu phi cơ liên tục xuyên qua trận pháp, mười mấy tiếng đồng hồ sau đi tới bồng lai thành, bởi vì bồng lai tiên đảo truyền thuyết bồng lai thành ở ban đầu bị dựng trở thành thành phố du lịch, nơi này phong cảnh tuyệt đẹp, bốn mùa như xuân, trên đảo nhỏ còn có đặc sản kỳ chân dị quả phá lệ mỹ vị, có người đã từng nếm thử nhổ trồng, nhưng này đó kỳ chân dị quả ra bồng lai đảo, đều không thể tồn tại. Trương Huyền mới vừa đi ra sân bay, liền nhìn đến từng chiếc xe thể thao ngừng ở sân bay trước trên đường. Thật hâm mộ này đó thánh địa phú nhị đại nhóm A, mỗi ngày cái gì đều không cần tưởng, có thời gian liền mở ra xe thể thao tới tán gái. Trương Huyền bên cạnh, vang lên một đạo hâm mộ thanh âm. Audio điện tử võ tấn bền bồng lai đảo đặc thù tính, dẫn tới nơi này trở thành một tòa triệt triệt để để võng hồng thành thị. Nơi này bốn mùa như xuân, gió biển quất vào mặt, có quá nhiều người đều thích đi vào nơi này, chụp ảnh đánh tạp. Nhiều năm phát triển, làm bồng lai thành khách du lịch phát triển phi thường nhanh chóng. Mỗi ngày đều sẽ có vô số người chạy tới bồng lai thành. Thành bài xe thể thao ngừng ở sân bay trước, nhìn mới từ trên phi cơ xuống dưới xinh đẹp các cô nương, không ngừng chào hỏi, đây là này đó phú nhị đại nhóm mỗi ngày lạc thú, bằng vào tự thân ra thế, bọn họ thực dễ dàng liền sẽ tìm được những cái đó tưởng chơi nhưng lại trong túi quẫn bách các cô nương. Có thể nhìn đến, có người đã thành công, chào hỏi, một người mang theo hai cái mỹ nữ, dẫm hạ động cơ bàn đạp, vẻ mặt hưng phấn rời đi, đêm nay sinh hoạt đã có thể đoán trước đến. Trương Huyền nhìn trước mắt một màn, lắc lắc đầu, phàm là có người địa phương, sẽ có như vậy sự phát sinh, hắn đã sớm thấy nhiều không trách, hơn nữa, này đó mở ra xe thể thao, chờ tán gái chơi pháp, ở Trương Huyền trong mắt, thật sự là tiểu nhi khoa, muốn nói tán gái lợi hại, kia còn phải xem Bạch Trì. Nghĩ đến Bạch Trì bọn họ, Trương Huyền khóe miệng không cấm lộ ra một nụ cười, còn không biết bọn họ ở nơi đó hiện giờ thế nào, đi qua thời gian dài như vậy, thủy tổ nơi ổn định đi, địa tâm văn minh cũng nên trùng kiến đi, phản cổ trên đảo quy củ hẳn là càng ngày càng nghiêm ngặt, bình thường xã hội hẳn là cũng một lần nữa khôi phục bình tĩnh, tập võ nhiệt chiều qua đi, lại biến trở về kinh tế thời đại. Thế giới này chính là như vậy, sở hữu đại sự ở mới vừa bùng nổ thời điểm sẽ khiến cho mỗi người kịch liệt phản ứng, nhưng theo thời gian trôi qua, cùng kinh tế móc nối, thậm chí không cần lâu lắm, khả năng chỉ là gần tháng thời gian, đại gia liền sẽ lựa chọn tính đem một chút sự tình quên đi, mặc kệ là chống lại lưu lượng minh tinh vẫn là chống lại bông sự. Chỉ cần có thể kiếm tiền, chính là chuyện tốt. Trương Huyền lắc lắc đầu, không hề suy nghĩ này đó, thủy tổ nơi giao cho Bạch chỉ bọn họ, Trương Huyền cũng yên tâm, rốt cuộc ở kia còn có người hỗ trợ, duy nhất biến số, chính là tiên cung chủ nhân, nhưng dung hợp một khối thần khu, cũng không phải trong khoảng thời gian ngắn là có thể làm được, xác suất thành công cũng hoàn toàn không sẽ cao. Làm Trương Huyền duy nhất lo lắng sự, lúc ấy Khương Nhi viết ra cái kia tiên tự, rốt cuộc ý nghĩa cái gì? Khương Nhi sở có được tiên tri năng lực, là cùng cái kia đồ vật có quan hệ, kia cũng là quang minh đảo lớn nhất bí mật, là Khương Nhi có được siêu việt thế giới 50 năm khoa học kỹ thuật căn bản, cái kia đồ vật không phải trống rỗng mà đến, Trương Huyền hít sâu một hơi, vẫn là có rất nhiều câu đố không có cởi bỏ a, à, nhưng tổng cảm giác mấy thứ này lập tức liền sẽ hiện lên ở trước mắt. Trương Huyền đi ra sân bay, trong lúc vô ý cùng một người ngồi ở siêu chạy điều khiển vị thượng nhị đại nhìn nhau liếc mắt một cái, rõ ràng nhìn đến nhị đại trên mặt kiêu căng thần sắc, Trương Huyền vội vàng cúi đầu xuống, này đó nhị đại, có cực đại xác suất đều là bồng lai học viện học sinh, chính mình sắp sửa đi sau bếp đánh tạp, khó tránh khỏi sẽ có đụng tới thời điểm, vẫn là không hấp dẫn người lực chú ý hảo. Trương huyền này một cái cúi đầu động tác, hiển nhiên làm nhị đại phi thường vừa lòng, tiêu sái cho chính mình điểm thượng một cây thuốc lá. Bồng lai học viện vị trí, chiếm cứ toàn bộ bồng lai đảo một phần tư phạm vi, bên cạnh Lâm Hải, học viện chung quanh, đều là cao cấp khách sạn, năm sao cấp lót nền, tối cao thất tinh cấp khách sạn, nghe nói bên trong nhất nhiều bức phòng, một đêm giá nhà liền ở 10 vạn 8.888, là kiến ở đáy biển. Này khủng bố giá nhà, cũng chỉ có chân chính hào dám ở, giống nhau nhị đại là không có cái kia tài lực. Trương Huyền cũng không có lựa chọn phương tiện giao thông, hắn cõng một cái đại bao, bước chậm tại đây tòa trên đảo, thưởng thức này bốn mùa như xuân cảnh đẹp, bởi vì linh khí quan hệ, nơi này thảm thực vật khai so thủy tổ nơi càng thêm tươi tốt, đi ở nơi này đều có một loại vui vẻ thoải mái cảm giác. Bồng Lai đảo rất lớn, đường phố rộng lớn, cho người ta một loại phi thường sạch sẽ cảm giác, gió biển thổi tới, một trận sảng khoái. Trương Huyền hoảng đi vào Bồng Lai học viện. Đập vào mắt, liền nhìn đến Bồng Lai học viện bốn cái chữ to, cao cao treo ở trường học trước môn trên đầu, trường học đại môn chỗ, siêu xe xuất nhập, bọn học sinh lui tới, Trương Huyền tuy rằng không biết cái này văn minh nổi danh nhãn hiệu đều có cái gì, nhưng cũng có thể nghĩ vậy chút học sinh trên người quần áo xa xỉ giá trị. Trương Huyền đi đến trước đại môn, trên người hắn chuyên môn chuẩn bị tiện nghi trang phục, cùng cõng đại bao, đều cùng trước cửa học sinh không hợp nhau. Đang làm gì? tới đăng ký, bảo vệ cửa là cái tuổi trẻ nam nhân, trên người ăn mặc sạch sẽ chế phục, một chút liền ngăn cản Trương Huyền. Ở trong trường học học sinh phi phú tức quý, đều là trêu chọc không dậy nổi tồn tại, bảo an sẽ không tùy tùy tiện tiện đem người liền bỏ vào đi. Trương Huyền vội vàng bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, người hảo, ta là tới nhập chức, đây là ta giới thiệu thư. Trương Huyền lúm cuốn tay chân đem một trương thư giới thiệu từ trong bao móc ra tới. Bảo An nhìn thoáng qua, lại nhìn nhìn Trương Huyền bộ dáng kia, bĩu môi, chiều bên cạnh chỉ một chút, cửa chính không phải ngươi có thể đi, đi cửa hông đi. Nói xong, bảo an trở lại chính mình cương vị thượng, không bao giờ phản ứng Trương Huyền. Một cái sau bếp đánh tạp, Zerrier, phản ứng không có bất luận cái gì ý nghĩa. Trương Huyền cúi đầu khom lưng, chiều cửa hông đi đến. Bồng Lai học viện rất lớn, từ cửa chính vòng đến cửa hông, lấy người bình thường bước chân, đến hai cái giờ thời gian. Rốt cuộc nơi này chiếm cứ toàn bộ đảo nhỏ một phần tư. Từ không trung quan sát, kia một mảnh khu vực đều là bồng lai học viện. Chờ trương huyền vòng đến cửa hông thời điểm, sắc trời đã tối sầm đi xuống. Từng chiếc xe vận tải từ cửa hông khai ra tới, trương huyền nhìn mắt u ám không trung đi vào. Thời gian này điểm, trong học viện chương trình học cũng đều kết thúc, bọn học sinh cơ hồ đều chui ra học viện, cũng không có ở bên trong đợi. Tuy rằng học viện có ký túc xá cung cấp, nhưng đối với này đó gia cảnh ưu việt học sinh mà nói hiển nhiên sẽ không trụ tập thể ký thúc xá, chỉ có kia một lòng nhào vào tu luyện mặt trên người, mới có thể lựa chọn ở nơi này. Cho nên, tới rồi ban đêm, trong học viện có vẻ tương đối trống vắng. Đây cũng là Trương Huyền sở hy vọng nhìn đến. Từ cửa hông đi vào học viện, tuy rằng cũng có bảo an, nhưng cũng không có ngăn lại Trương Huyền, bởi vì từ cửa hông tiến vào, đại bộ phận đều là Trương Huyền như vậy trang điểm, những cái đó dỡ hàng công nhân gì, đều là như thế này một thân. Trương Huyền cũng không có trước tiên lựa chọn đi nhập trước đưa tin, bản thân chính là muốn tìm tin tức. Trương Huyền cõng bao, bước chân nhẹ nhàng trên mặt đất một chút, dây tiếp theo, cũng đã xuất hiện ở phía trước, không có bất luận cái gì hành động quỹ đạo. Ai có thể nghĩ đến, tốc chi thiên đạo để tam tái diễn biến nháy mắt, bị Trương Huyền dùng tới rồi ăn trộm ăn cắp mặt trên. Nhưng không thể không nói, này phương pháp, thật sự dùng được. Thiên đạo tam trọng, ở học viện giữa, cũng coi như là cao thủ, ở Trương Huyền cố tình che giấu hạ, thật không ai phát hiện hắn. Trương Huyền đệ nhất lựa chọn, chính là học viện ký lục chỗ, ở tới phía trước, Trương Huyền đã nghiên cứu quá toàn bộ bồng lai học viện kiến trúc bản vẽ. Nơi này hừng đông sớm, đồng thời, cũng hắc mau. Sắc trời thực mau hoàn toàn tối sầm đi xuống, mà ở lúc này, cũng có thân ảnh, với trong bóng đêm hướng học viện ký lục chỗ mà đi. Bóng đêm hạ, ký lục thất một mảnh tối tăm. Trương Huyền thân hình chợt lóe, xuất hiện ở ký lục thất giữa, này một đường tới, là có một ít cấm chế, nhưng cũng không có đã chịu cái gì trở ngại, học viện người cũng không nghĩ tới, sẽ có người lấy thiên đạo tam trọng diễn biến, tới làm loại này trộm cắp sự. Cao thủ, giống nhau đều có cao thủ ngạo khí. Nhưng hiển nhiên, đối với trương huyền loại người này tới giảng, là không có ngạo khí. Đến nỗi triệu cực, còn lại là liền điểm mấu chốt đều không có. Ký lục thất rất lớn, giống như thư viện giống nhau, một cái lại một cái kệ sách, kệ sách hồ sơ thượng trình phóng bồng lai học viện lớn lớn bé bé sự trương huyền thân hình nhanh chóng trần chọc tại đây kệ sách bên trong tìm kiếm hữu dụng tin tức trương huyền biết về lúc này đây bồng lai học viện truyền thuyết nội dung khẳng định sẽ không tha ở ký lục trong phòng nhưng hắn muốn tìm không phải truyền thuyết nội dung cũng không nghĩ tới sẽ dễ dàng như vậy tìm được trương huyền sở muốn tìm không phải về truyền thuyết mà là về thí luyện sự bồng lai học viện sẽ lấy thí luyện làm học viên kết nghiệp chương trình học này đó thí luyện địa điểm là nơi nào, vì sao lựa chọn, nhưng không ai biết, thậm chí liền học viên tự thân đều không rõ ràng lắm, sẽ bị đưa đến nơi nào tiến hành thí luyện. Lăng không nói cho Trương Huyền, ban đầu, Bồng Lai học viện là không có thí luyện, nhưng ở 7 năm trước, Bồng Lai học viện đột nhiên làm ra tới thí luyện sự, hơn nữa xem thành là trọng trung chi trọng, này thí luyện đều không phải là nhìn qua đơn giản như vậy, mười đại thánh địa ở che giấu một ít việc, Trương Huyền muốn biết đến, là thí luyện nguyên nhân gây ra cùng với mỗi một năm thí luyện địa phương, đến ra kết luận, mà không phải giống ruồi nhặng không đầu giống nhau tìm kiếm, kia không phải Trương Huyền làm việc phương pháp. Trương Huyền không ngừng lật xem hồ sơ, hắn tốc độ thực mau, từ 7 năm trước bắt đầu tìm khởi. Bồng lai học viện truyền ra truyền thuyết, ở thí luyện nhìn thấy trong truyền thuyết cổ chiến trường, còn ở bên trong gặp được thiên quốc thánh chủ bóng dáng, cái này truyền thuyết, thật là vô tình toát ra, vẫn là bị người cố ý nói ra. Sở hữu khả năng, đều phải tính toán đến, Muốn đem thật giống nắm giữ ở chính mình trong tay, mới sẽ không bị người nắm cái mũi đi. Về thí luyện chi tiết, khẳng định sẽ không ký lục ở hồ sơ giữa. Nhưng Trương Huyền khẳng định, một chuyện lớn phát sinh, bên trong tất nhiên sẽ có rất nhiều liên hệ, học viện vì cái gì sẽ ở 7 năm trước đột nhiên làm ra thí luyện, hơn nữa trực tiếp đem thí luyện làm khảo hạch tiêu chuẩn? 7 năm trước đã xảy ra chuyện gì? Trương Huyền vượt qua 7 năm trước ký lục, muốn tìm được một ít dấu vết để lại. Trong giây lát, Trương Huyền nhìn về phía ngoài cửa sổ. Có người tới. Trương Huyền lẩm bẩm một tiếng, thân hình chợt lóe, giấu ở trong bóng tối. Này ký lục thất tối tăm, Trương Huyền giấu ở kia sẽ không bị người phát hiện. Vài giây sau, một bóng người phiên vào ký lục trong nhà, thân ảnh ấy tiểu xảo tinh tế, vừa thấy đó là cái nữ tính, nàng thân xuyên màu đen quần áo, trên mặt té ngã đỉnh đều che một khối miếng vải đen, chỉ có một đôi mắt lộ ở bên ngoài thấy không rõ bộ dáng, thậm chí liền màu tóc đều nhìn không tới. Nữ nhân phiên tiến ký lục thất sau, trực tiếp liền tới đến kia phóng 7 năm trước hồ sơ kệ sách trước, không ngừng lật xem, nàng lật xem tốc độ thực mau, mục tiêu định ở 7 năm, hiển nhiên cùng Trương Huyền muốn tìm đồ vật tương đồng. Trương Huyền quan sát đến nữ nhân, nữ nhân che giấu thực hảo, bất quá Trương Huyền vẫn là chú ý tới, nữ nhân trên chân, ăn mặc chính là một đôi giá trị xa xỉ dày. Này dày nhãn hiệu Trương Huyền ở Hoàng Long thành thương trường nhìn đến quá, nhất tiện nghi một đôi, giá trị đều ở 5.000 linh thạch khởi, không phải người thường có thể gánh nặng khởi. Trương huyền nội tâm giữa chỉ là hơi làm tính toán, cổ tay hắn quay cuồng, một đạo mỏng manh kiếm mang theo nữ nhân mà đi. Nữ nhân ở kiếm mang xuất hiện trong nháy mắt liền phản ứng lại đây, nàng cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, thân hình liên tục hai cái khởi nhảy, liền biến mất ở này ký lục thất chung, kia nói mỏng manh kiếm mang, không có thương tổn đến nữ nhân mảy may, nữ nhân cũng không chú ý, chính mình đế dày chỗ, Xuất hiện một đạo nhợt nhạt dấu vết, này dấu vết bất quá 2 cm, căn bản sẽ không bị chú ý, cũng không ai sẽ kiểm tra chính mình đế giày. Trương Huyền thân hình chợt lóe, rời đi ký lục thất, vừa mới xuất hiện việc này, lại đãi đi xuống, cũng không an toàn, trong học viện vẫn là có cao thủ tồn tại, chẳng sợ một chút mỏng manh linh khí dao động, chỉ sợ đều sẽ bị phát hiện. Quả nhiên, ở Trương Huyền rời đi sau không đến 30 giây, một người xuất hiện ở ký lục trong nhà. Ngày hôm sau buổi sáng, Trương Huyền cầm thư giới thiệu, đi tới học viện sau bếp, sáng sớm, trời còn chưa sáng, sau bếp cũng đã bận việc lên, cấp bọn học sinh chuẩn bị hôm nay bữa sáng, nguyên liệu nấu ăn đều là buổi sáng mới đưa tới, phá lệ mới mẻ. Có thể nhìn đến, này đó thánh địa thành viên ở trong trường học là cái dạng gì địa vị. Có thư giới thiệu, Trương Huyền thực báo tường nói thành công, hắn công tác rất đơn giản, cũng thực phức tạp, ở đầu bếp nấu cơm trước chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn, làm tốt sau khi ăn xong, lại đi nhà ăn phối hợp múc cơm múc cơm xong tẩy nồi xoát chén, lại quét tước nhà ăn vệ sinh. Đương nhiên này đó đều không phải Trương Huyền một người đi làm, nhưng này đó cũng tất cả đều là Trương Huyền công tác nội dung. Trương Huyền biểu hiện ra một bộ không thế nào nói chuyện bộ dáng, xem người thời điểm cũng ánh mắt né tránh, một bộ không tự tin bộ dáng. Ở trong xã hội lăn lê bò lết như vậy nhiều năm, Trương Huyền rất rõ ràng thế nào mới có thể nhất không hấp dẫn người chú ý. Cứ như vậy, Trương Huyền liên tiếp mấy ngày biểu hiện như thế, đã hoàn toàn dung nhập cái này sau bếp. Sau bếp người cũng đều biết có như vậy một cái không thế nào người nói chuyện, có người còn ở thảo luận, người này có phải hay không đầu óc có điểm cái gì vấn đề. Một tuần thời gian thực mau liền qua đi, Trương Huyền mỗi ngày đều vội vàng các loại tạp hóa, sau bếp tan tầm lúc sau liền không có việc gì, là Trương Huyền tự do hoạt động thời gian, mấy ngày này, Trương Huyền đều sẽ tìm cơ hội đi ký lục thất, nhưng bởi vì ngày đó sự, ký lục trong nhà gần nhất vẫn luôn đều có người trông coi, căn bản không có cấp trương huyền cơ hội đi tìm kiếm hắn muốn biết đến tin tức. Lại là một cái tân cuối tuần. Trương huyền, đầu bếp kêu trương huyền tên, mau, tân đến mấy cái cá giết, thủy đài hôm nay thiếu người, người đi thủy đài, đánh hà để cho người khác tới là được. Trương huyền, đem những cái đó tỏi băm. Trương huyền, xứng hạ đồ ăn. Sau bếp rất nhiều người kêu trương huyền tên, trương huyền biểu hiện ra ngoài bộ dáng là một bộ ngốc lăng, không thế nào nói chuyện hình tượng, nhưng làm việc phá lệ nhanh nhẹn, rất nhiều người khi dễ hắn thành thật, liền đem sống đều cho hắn làm. Trương Huyền cũng không có vô nghĩa, làm làm gì, liền làm gì, hắn làm ra này hết thảy, đương nhiên là có hắn nguyên nhân. Ở tới phía trước, Lăng không liền nói cho Trương Huyền, bởi vì lần trước thí luyện ngoài ý muốn nguyên nhân, bồng lai học viện thực mau liền sẽ chuẩn bị tiếp theo rèn luyện, mỗi lần rèn luyện, đều sẽ có đi theo đầu bếp đi theo đi, đầu bếp sẽ mang hai cái xuống tay qua đi, tự nhiên sẽ chọn một ít tay chân lanh lẹ, có thể làm việc người. Trương Huyền hình tượng dần dần ở phía sau bếp giữa dựng đứng lên, cùng Trương Huyền ở bên nhau đánh tạp, tổng cộng còn có bốn người, đều là tuổi trẻ tiểu tử, giữa trưa múc cơm thời điểm, là bọn họ thích nhất thời điểm, nhìn những cái đó xinh đẹp nữ sinh người mặc mát lạnh ở chính mình trước mặt lúc ẩn lúc hiện, này bốn người liền cảm giác phá lệ vui vẻ. Múc cơm thời điểm, Trương Huyền tổng hội bị người tế ở một bên. Một người nữ sinh chú ý tới sau lưng lửa nóng ánh mắt, đột nhiên xoay người lại. Đang ở nhìn chằm chằm nữ sinh xem còn lại bốn người, bốn người này vội vàng thu hồi ánh mắt, chiều Trương Huyền mắng. Trương Huyền, người kia đôi mắt hướng nào xem đâu. Ngày thường buồn không hé răng, đây là trong lòng không nghẹn hảo thí đi. Một cái kính nhìn chằm chằm nhân ra váy đế xem, hạ tiện. Bọn họ mắng thanh âm rất lớn, chính là muốn đem lực chú ý hấp dẫn đến Trương Huyền trên người đi, bọn họ rất rõ ràng. Này đó học viện học sinh thân phận có bao nhiêu cao quý, thật muốn tìm phiền toái, kia chính mình cũng thật muốn xui xẻo. Trương Huyền khẽ cao mày, cũng thu hồi ánh mắt, không hề nhìn lại. Một đám phế vật, lại xem ta đào các ngươi mắt chó, tên kia nữ học sinh mắng một câu, quay đầu đi xa. Vài tên tạp công đều ra một thân mồ hôi lạnh, bọn họ nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, cũng không có để ý vừa mới chủ động bôi nhỏ Trương Huyền sự, ở bọn họ trong mắt, đây là cái đầu óc không thế nào thông minh ngốc tử. Mỗi ngày thời gian, đối với Trương Huyền mà nói, đều là đang tìm kiếm, buổi tối tìm kiếm kia tiến vào ký lục chỗ cơ hội, ban ngày còn lại là tìm kiếm ngày đó buổi tối ở ký lục chỗ đụng tới thân ảnh, Trương Huyền có khả năng có được manh mối, chỉ có đối phương đế giải kia một đạo nhợt nhạt vết kiếm, muốn tìm đến, đến dựa vận khí. Thời gian một ngày một ngày qua đi, một tin tức cũng ở phía sau bếp xuất hiện. Nghe nói sao, học viện lại muốn tổ chức khảo hạch. Mỗi lần khảo hạch chúng ta sau bếp đều có thể đi ba người, kia chính là cấp rất nhiều linh thạch trợ cấp. Các ngươi nói lần này sẽ ai đi à? Một bếp tôn sư phó khẳng định sẽ đi, mang người, đánh tạp hẳn là liền mang cái trương huyền đi, rốt cuộc làm việc tay chân nhanh nhẹn, còn không sợ khổ không sợ mệt, đi ra ngoài không thể so sau bếp, bận việc việc nhiều đâu, dư lại cái kia, khẳng định mang chính mình đồ đệ đi. Sau bếp là một cái tiểu địa phương, một có gì sự, lập tức liền truyền bá ra tới, mọi người đều tụ ở kia thảo luận vương tiêu đức là sau bếp đánh tạp một viên nghe đến mấy cái này tin đồn nhảm nhí thời điểm sắc mặt khó coi vô cùng hắn là phi thường đỏ mắt cái kia trợ cấp nhưng hiện tại nghe nói những lời này đối trương huyền hận đã có chút áp chế không được một cái ngốc tử muốn như vậy nhiều linh thạch có gì dùng vương tiêu đức mắt lẽ chừng mắt đang đứng ở thủy đài sát cá trương huyền trong lòng thầm mắng một tiếng đối với chính mình đã bị người ghi hận thượng sự trương nhiên tự nhiên không biết hắn ánh mắt bị một đạo thân ảnh hấp dẫn Vương Sư Phó. Một đạo sinh sắn thanh âm ở phía sau bếp vang lên, đây là một đạo sinh đẹp thân ảnh, nhảy bắn đi tới sau bếp, từ trương huyền bên người xẹt qua. Thấy này đạo thân ảnh, Vương Tiêu Đức đám người ánh mắt một chút đã bị hấp dẫn trụ, nhưng lại vội vàng khống chế được chính mình đem ánh mắt rời đi, bởi vì bọn họ biết, nữ nhân này, là liền xem đều không thể nhiều xem. Bồng lai học viện tổng cộng chia làm bốn cái niên cấp, nữ nhân này, ở năm hai phá lệ nổi danh, nghe nói là mỗ một thánh địa thiên tài, người theo đuổi vô số, năm trước ở trong học viện, có cái tạp công bởi vì không nhịn xuống nhìn nhiều vài lần, trực tiếp đã bị mấy cái nam sinh cấp giáo huấn, rốt cuộc không xuất hiện quá. Trương Huyền ánh mắt, lại là đi theo nữ nhân này một đường qua đi. Vương Tiêu Đức thấy Trương Huyền dáng vẻ này, trong lòng cười lạnh một tiếng, tìm chết đồ vật. Trương Huyền sở xem, đúng là nữ nhân này đế dày, có một đạo nhợt nhạt vết kiếm, đúng là chính mình sở lưu. Trương Huyền đem người này bộ dáng ghi tạc trong lòng sau, lại xoay người sát cá đi. Bị gọi vương sư phó, là sau bếp chủ bếp. Ngài tới rồi, ngày thường nghiêm khắc chủ bếp, lộ ra một bộ lấy lòng bộ dáng, trong trường học học sinh, đại bộ phận đều là bọn họ không thể chiêu chọc. Vương sư phó, hôm nay tan tầm, còn phải phiền toái ngươi cùng ta đi ra ngoài một chuyến, viện trưởng bọn họ thực vừa lòng ngươi lần trước tay nghề. Nữ nhân nói một tiếng. Vương sư phó vội vàng gật đầu, nhất định, nhất định loại này việc nhỏ như thế nào còn làm tự mình đi một chuyến điện thoại thông chi một chút là được vừa vặn đi ngang qua liền tiến vào nhìn xem kia vương sư phó ta đi trước lạc nữ nhân phất phất tay theo sau bước nghịch ngợm nện bước rời đi sau bếp rời đi sau nữ nhân trong mắt không cấm lộ ra một mạt nghi hoặc thần sắc người kia rốt cuộc giấu ở làm sao nữ nhân trong đầu hiện lên vừa mới sau bếp chung mọi người diện mạo bao gồm trương huyền nhưng tất cả đều bị nàng lược qua sau bếp người nàng đều tương đối quen thuộc biết là người nào đến nỗi mới tới tạp công nàng cũng hoài nghi quá bất quá nhiều mặt hỏi thăm biết cái kia tạp công giống như đầu có vấn đề lời nói cũng không thế nào sẽ nói mỗi ngày đều đem sở hữu sống làm bị khi dễ thảm kia thực lực ít nhất cũng là thiên đạo nữ nhân hất hất đầu rời đi nơi này buổi tối sắc trời hơi ám chủ bếp phương sư phó thay sạch sẽ đầu bếp phục không có nhìn đến vương tiêu đức đám người chờ mong thần sắc hô một tiếng đang ở lao thủy đài Trương Huyền. Trương Huyền, người đi đổi thân sạch sẽ quần áo, cùng ta đi ra ngoài một chuyến, mấy thứ này làm vương tiêu đức bọn họ tới làm là được, nhanh lên. Trương Huyền không có làm ra bất luận cái gì trả lời, liền yên lặng buông trong tay công tác, nghe chủ bếp nói thay quần áo đi, một bộ dại ra bộ dáng. Vương Sư Phó vừa lòng gật gật đầu, bọn họ sau bếp, liền yêu cầu như vậy yên tâm làm việc người. Trương Huyền đi theo Vương Sư Phó, rời đi sau bếp, hướng trường học lầu chính đi đến, kia cũng là ký lục xứ sở ở vị trí. Lầu chính nội, có một ít yến hội thính. Này trường học là từ 10 đại thánh địa liên hợp tổ chức, có khi sẽ có thánh địa đại nhân vật lại đây, này đó yến hội thính, chính là chuyên môn mở tiệc chiêu đãi những cái đó đại nhân vật. Lúc này, một cái yến hội trong sảnh, ngồi suốt 10 cái người. Hôm nay tới sau bếp nữ nhân kia, cũng ở yến hội trong phòng. Vương bếp mang theo trương huyền, đi vào yến hội thính chuyên trúc phòng bếp, nơi này nguyên liệu nấu ăn mới mẻ hoàn cảnh cũng càng thêm hảo trương huyền một đường trầm mặc đi tới đều ở yên lặng quan sát không biết có phải hay không bởi vì đêm nay mở tiệc chiêu đãi nguyên nhân trông coi ký lục thất người cũng không ở đây là một cái cơ hội trương huyền đem bếp khai đem cá xử lý một chút đồ ăn xứng trương huyền yên lặng làm hết thảy hắn đầu ngón tay ngưng tụ một đạo linh khí nhẹ nhàng bắn ra linh khí hoàn toàn đi vào vương bếp bụng vài giây sau Vương bếp vẻ mặt nôn nóng che lại bụng, chạy ra phòng bếp. Trương Huyền có tin tưởng, nửa giờ nội, vương bếp cũng chưa về. Vương bếp rời đi sau một giây, Trương Huyền cũng rời đi sau bếp, chiều ký lục chỗ mà đi. Trương Huyền hôm nay nhìn thấy cái kia nữ, càng thêm làm hắn hoài nghi, 7 năm trước rốt cuộc là đã xảy ra cái gì. Trương Huyền xuất hiện ở ký lục chỗ, nhanh chóng lật xem hồ sơ, 7 năm trước một ít sự kiện, nhanh chóng khắc ở Trương Huyền trong óc giữa siêu việt hết thảy khoa học kỹ thuật phát triển, dẫn đầu toàn cầu mũi nhọn khoa học kỹ thuật. Như vậy một cái tiêu đề, khác ở trương huyền mi mắt, mà ở tiêu đề phía dưới, là một cái ăn mặc bồng lai học viện giáo phục học sinh, trong tay cầm giấy khen. Trương huyền theo tiêu đề hạ nội dung nhìn lên, càng xem, trương huyền hô hấp càng là thô nặng, bởi vì này nội dung viết đến, cùng Khương Nhi sở trải qua, giống nhau như đúc. Cho tới nay, Quang Minh Đảo đều có quá nhiều bí mật tưởng bị người khai quật. Quang minh đảo quá cường đại, này tồn tại liền giống như một tòa núi lớn, đè ở mọi người ngực. Nhưng quang minh đảo làm người nhất kiêng kỵ chính là cái gì? Là không chỗ không ở địa ngục hành giả. Thân phận ngập trời vương giới người sở hữu. Vẫn là kia được xưng là sao trời hạ mạnh nhất địa ngục quân vương. Đều không phải. Làm người kiêng kỵ, là quang minh đảo kia siêu việt thế giới 50 năm khoa học kỹ thuật. Vô luận ở khi nào, khoa học kỹ thuật đều là quan trọng nhất, bằng không một quốc gia, cũng không có khả năng khuynh cử quốc tri lực đi đối phó một cái sắp phải có đột phá khoa học kỹ thuật công ty không ai biết khương nhi kia khoa học kỹ thuật thủ đoạn từ đâu mà đến bọn họ tôn xương nữ nhân này là tương lai xương này là tương lai lai khách tất cả mọi người tưởng làm rõ ràng quang minh đảo nghiên cứu khoa học đoàn đội rốt cuộc giấu ở địa phương nào nghiên cứu khoa học loại sự tình này không phải một người là có thể đủ thúc đẩy nhưng vô luận khắp nơi thế lực như thế nào đi tìm như thế nào thăm dò đều tìm không thấy về quang minh đảo nghiên cứu khoa học đoàn đội bất luận cái gì manh mối. Đối với ngoại giới tìm kiếm, Trương Huyền vẫn luôn cũng đều là biết đến, nhưng hắn cũng không có đi ngăn trở, bởi vì hắn biết rõ, này siêu Việt 50 năm khoa học kỹ thuật, không có khác nghiên cứu khoa học đoàn đội phụ trợ, chính là Khương Nhi làm ra tới. Thông qua cái kia, bị gọi, khoa học kỹ thuật tri tâm đồ vật. Khoa học kỹ thuật tri tâm, là Khương Nhi cấp khởi tên, này bản thể, là một cái nhìn như bình thường quả cầu sắt, nhưng tại đây quả cầu sắt bên trong, lại có được vô số siêu việt hiện đại khoa học kỹ thuật trình độ, Khương Nhi chỉ có thể một chút đi thăm dò, mà bởi vì phản cổ đảo sự, Khương Nhi mạnh mẽ thúc giục khoa học kỹ thuật chi tâm, dẫn tới hôn mê, lúc sau lại tỉnh lại, thức tỉnh rồi thiên mệnh ý chí, này đều không phải là 12 đạo viễn cổ ý chí bất luận cái gì một cái. Về khoa học kỹ thuật chi tâm, vẫn luôn là Trương Huyền muốn khai quật bí mật, thứ này rốt cuộc từ đâu mà đến, chẳng lẽ thật là tương lai có người, về tới hiện tại, lưu lại thứ này. Hiện giờ, ở ký lục hồ sơ giữa cũng thấy được người này. Người này nắm giữ thế gian cao cấp nhất khoa học kỹ thuật, hắn từ một cái bình thường học sinh biến thành viện khách, mà ở kia lúc sau, Bồng Lai học viện thí luyện liền bắt đầu. Này trong đó rốt cuộc có cái gì liên lạc? Trương Huyền nhớ kỹ người này tên với Nhạc. Ký lục bên ngoài có tiếng bước chân vang lên, kia tiếng bước chân càng ngày càng tiếp cận, theo sau ở ký lục cửa phòng trước ngừng lại trương huyền vội vàng đem hồ sơ thả lại tại chỗ trốn tránh lên giây tiếp theo ký lục cửa phòng bị người đẩy ra phòng đèn cũng bị người mở ra kia trốn tránh ở âm dương giữa trương huyền lập tức liền bại lộ thân hình ai đứng ở ký lục cửa phòng là một nam nhân trung niên trương huyền không nghi ngờ có hắn tóc chi tam tái diễn biến nháy mắt lập tức phát động thân hình một cái lập lòe liền biến mất làm ta tìm được rồi trung niên nam nhân ánh mắt một ngưng đồng dạng có được thiên đạo tam trọng thực lực hắn lập tức đuổi theo liền tại đây dạy học lầu chính nội trương huyền thân hình trần trọc xê dịch nhưng đối phương thực lực cũng không kém gắt gao đi theo ở trương huyền phía sau trương huyền trong lòng rất rõ ràng như vậy truy đi xuống chính mình sớm muộn gì đều phải bại lộ chuyện tới hiện giờ chỉ có thể đua một phen đạo đạo kiếm khí từ trương huyền đầu ngón tay bắn nhanh mà ra hướng đuổi theo người đâm tới cùng lúc đó trương huyền xem chuẩn mục tiêu là yến hội thính sau bếp lấy kiếm khí kéo dài trương huyền thân hình xuất hiện ở sau bếp giữa kéo xuống trên người đêm hành phục thu vào dị tượng bên trong trương huyền đứng ở bệ bếp trước mồ hôi đầy đầu gần là hai giây sau kia trung niên nam nhân trực tiếp phá vỡ sau bếp đại môn ai trương huyền khiếp sợ gắt gao nhìn chằm chằm sau bếp cửa phương hướng trong tay cái muỗng đều ném đi ra ngoài trung niên nam nhân ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm trương huyền vài giây sau chất vấn nói ngươi là đầu bếp Trương Huyền đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, bếp, đầu bếp trưởng đi thượng WCD. Người tại đây làm cái gì? Trung niên nam nhân bước đi đến bệ bếp trước. Ta, ta, ta chuẩn bị nấu ăn. Nấu ăn? Hảo a, à, vậy ngươi làm. Trung niên nam nhân liền nhìn chằm chằm Trương Huyền, đối người này phá lệ hoài nghi. Trương Huyền khổ một khuôn mặt, ta không biết nên làm cái gì. Không có việc gì, ngươi sẽ làm cái gì, liền làm cái đó. Trung niên nam nhân cũng không để ý muốn làm cái gì đồ ăn, hắn để ý chính là, người này, rốt cuộc có thể hay không nấu ăn. Nga, Trương Huyền vội vàng từ trên mặt đất bò dậy, hoảng loạn khai bếp, rửa tay, có vẻ khẩn trương thực, giống như thật là bị dọa phá mật giống nhau. Nhìn Trương Huyền này hoảng loạn bộ dáng, trung niên nam nhân trong lòng nghi ngờ, cũng dần dần bị đánh mất. Trương Huyền dần dần từ hoảng loạn trạng thái chung khôi phục lại đây, bắt đầu thuần thục phóng liêu, xào rau, thực mau, mùi hương phát mũi. Trương Huyền trong nồi đồ ăn phẩm ra nồi, trung niên nam nhân nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, thử hạ đồ ăn, kia đồ ăn phẩm nhập khẩu nháy mắt, làm trung niên nam nhân trên mặt không cấm lộ ra kinh hỉ thần sắc, hắn địa vị rất cao, ngày thường đi cũng đều là xa hoa nhà ăn, món ăn chân quý mỹ vị ăn qua không ít, nhưng như vậy mỹ vị, vẫn là lần đầu tiên. Trung niên nam nhân gật gật đầu, không có nói thêm nữa cái gì, trong lòng nghi ngờ hoàn toàn đánh mất. Vừa mới người kia bày ra ra chính là tốc chi thiên đạo tam trọng Loại này cao thủ, như thế nào sẽ là một cái đầu bếp, có cái gì cao thủ, sẽ đem thời gian lãng phí ở nấu ăn mặt trên, hơn nữa loại này hương vị, cũng không phải muốn học là có thể học ra tới. Trung niên nam nhân không nói thêm nữa cái gì, bưng này bàn đồ ăn, đi ra sau bếp. Trương Huyền Yên lòng, này Bồng Lai học viện, cao thủ thật đúng là nhiều, chính mình vừa mới không cẩn thận tiết lộ hơi thở, đã bị người phát hiện, tìm lại đây. Bất quá, hôm nay tuần tra đến tin tức vẫn là làm Trương Huyền cảm thấy vừa lòng, ít nhất, hữu dụng đồ vật là gặp được, đến nỗi với nhạc người này, phải nghĩ biện pháp tra một chút. Trương Huyền lấy ra di động, cấp lăng không đã phát cái tin tức, thần thánh thiên quốc lớn như vậy thế lực, không cần bạch không cần. Lầu chính nội vừa rồi phát sinh truy đuổi, tự nhiên khiến cho không ít người chú ý, bất quá trung niên nam nhân trở về nói hai câu sau, chuyện này liền tính là bình ổn xuống dưới, chỉ có nữ nhân kia, trên mặt còn mang theo nghi hoặc. Chủ bếp sau khi trở về, đối những việc này, tự nhiên là không biết gì, tiếp tục chuẩn bị hắn đồ ăn phẩm. Chờ tiệc tối kết thúc, có người nói cho chủ bếp, lần này khách nhân, đối chủ bếp mặt sau chuẩn bị đồ ăn phẩm đều không hài lòng, hương vị so ra kém đạo thứ nhất đồ ăn phẩm, làm chủ bếp có chút làm không rõ sao hồi sự, chính mình tay nghề, hẳn là không có dao động mới đúng vậy. Sự tình sau khi kết thúc mấy ngày, Trương Huyền đều không có chạy loạn, hắn biết này ký lục thất chính mình tạm thời là vào không được, khẳng định bị người xem gắt cao, hiện tại liền chờ đợi cái thời cơ, chờ lăng không tra được với nhạc tin tức, cũng chờ tiếp theo thí luyện bắt đầu, chính mình nắm giữ cơ hội, có thể đi theo cùng đi, nhìn xem kia thí luyện nơi, rốt cuộc là chuyện như thế nào. Bồng lai học viện, cao tầng phòng họp chung. 10 đại thánh địa đại biểu, đều ngồi ở chỗ này mở họp. Mặt trên quyết định, lần này thí luyện, liền vực sâu đi, nơi đó mặt, có đã từng lưu lại trí bảo, huyền hoàng mẫu đỉnh. Trương huyền A, người này liền chuẩn bị chuẩn bị, qua đi đi, về sau ký túc xá cũng liền ở lầu chính nhưng ngàn vạn đừng quên chúng ta a à. vương bếp ngàn dặn dò vạn dặn dò hiển nhiên ở kỳ hảo trương huyền chất phát gật gật đầu cũng không gì thu thập làm cái thủ tục sau về sau hắn chính là lầu chính tư bếp ở lầu chính công tác phá lệ thanh nhàn lầu chính mở tiệc chiêu đãi đều không phải là mỗi ngày đều có cơ hồ ba ngày mới có thể làm một lần này đối trương huyền mà nói liền có bó lớn nhàn rỗi thời gian thời gian này Trương Huyền cũng điều tra chút học viện còn lại địa phương, nhưng rốt cuộc tìm không thấy về 7 năm trước sự, mà cái kia gọi là với nhạc viện khách, còn lại là một chút tin tức đều không có, Lăng không cũng chưa tin tức truyền đến, có thể thấy được người này hết thảy tin tức, đều bị phong tỏa. Một cái sáng sớm, Trương Huyền rời giường, đi vào phòng bếp, cùng thường lui tới giống nhau quét tước vệ sinh, tư bếp không lớn, quét tước vệ sinh là Trương Huyền mỗi ngày đều sẽ làm sự, này cũng ở người khác trong mắt có vẻ càng bình thường một ít. Người tới này mục đích, là cái gì trương huyền chính xoa cái bàn sau lưng đột nhiên vang lên một đạo thanh âm trương huyền liền cùng không nghe thấy giống nhau tiếp tục ra sức làm sống ta hỏi ngươi ngươi tới này mục đích là cái gì thanh âm lại lần nữa vang lên lần này trương huyền quay đầu đi nhìn đến chính là cái kia xinh đẹp nữ nhân lúc này nữ nhân cũng nhìn trương huyền trương huyền duỗi tay chỉ chỉ chính mình lại nhìn nhìn chung quanh lúc này mới nói ngươi nói ta ngày đó ở ký lục chỗ đối ta ra tay, là ngươi đi. Nữ nhân đi đến Trương Huyền trước mặt. Gì ký lục chỗ A, Trương Huyền vẫn là biểu hiện ra một bộ chất phác bộ dáng. Ngươi không cần che giấu, ta khứu giác, viễn siêu người khác, ta ở kia, nghe thấy được mùi cá, chẳng sợ ngươi dùng linh khí che giấu quá, nhưng ta như cũng có thể ngửi được. Nữ nhân nhìn chằm chằm Trương Huyền hai mắt. Trương Huyền chất phác nhìn nữ nhân, ngay trong nháy mắt này, Trương Huyền chất phác thần sắc hoàn toàn biến mất, tay phải tia chớp dò ra, thẳng đến nữ nhân cổ mà đi. Nữ nhân cảm nhận được một cổ nguy cơ hướng chính mình đánh úp lại, muốn triệt thoái phía sau. Nhưng này triệt thoái phía sau ý niệm mới dâng lên tới, nữ nhân liền cảm giác chính mình cổ bị người tạp trụ, toàn thân linh khí, trong nháy mắt này bị hoàn hoàn toàn toàn phong tỏa. Nhìn trước mặt nam nhân, nữ nhân trong lòng giật mình, người này trên người khí thế, tại đây một khắc đã xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất, kia chất phát hình tượng hoàn toàn không thấy, trên người tản mát ra hơi thở, Thế nhưng làm chính mình từ đáy lòng cảm nhận được một trận sợ hãi. Nữ nhân vẫn luôn là tự tin, nàng là học viện năm 2 học sinh xuất sắc, có được thiên đạo một trọng thực lực, này phân thực lực, ở cùng năm cấp trung cũng cầm cờ đi trước, nhưng hiện tại lại bị người nhẹ nhàng như vậy chế trụ, hắn tuổi mới bao lớn. Nhìn qua cũng không so với chính mình hơn mấy tuổi, thực lực như thế nào sẽ như vậy đáng sợ. Hơn nữa trên người này cổ khí thế, liền đạo sư đều không thể có được như vậy đáng sợ khí thế. Ở Trương Huyền trong mắt, nữ nhân có thể cảm giác được kia cổ sát ý, phá lệ rõ ràng. Ngươi, khổ, khổ, nữ nhân sắc mặt trắng bệch, đôi tay không ngừng bẻ Trương Huyền thủ đoạn, nhưng lại một chút dùng đều không có. Nữ nhân sắc mặt thống khổ, trong cổ họng bài trừ thanh âm, ngươi sát. Giết ta, sẽ bị người biết. Trương Huyền trên tay lực đạo hơi chút thả lỏng, nữ nhân thân thể lập tức liền sụi lơ đi xuống, cái loại này hít thở không thông cảm, làm nàng đánh mất toàn bộ sức lực nhìn trước người nam nhân, nữ nhân liền xuyến mấy khẩu khí thô, ngươi. Ngươi yên tâm, ta sẽ không cử báo ngươi, ta chỉ là muốn biết, mục đích của ngươi là cái gì. Vậy ngươi mục đích đâu, lại là cái gì? Trương Huyền ngồi xổm xuống thân tới, nhìn chằm chằm nữ nhân. Bị Trương Huyền ánh mắt nhìn chằm chằm, nữ nhân đều cảm giác một trận sợ hãi, người này giống như là một con dã thú, tùy thời đều khả năng phát động công kích mãnh liệt. Ta tìm với nhạc, hắn là ta ca, nữ nhân nuốt khẩu nước bọt với nhạc. Trương Huyền trong lòng giật mình, nhưng mặt ngoài vẫn là không dao động, liền cái kia 7 năm trước đương viện khách với nhạc, người tên là gì? Ta kêu với nặc, ta ca hắn không có trong sân khách, hắn. Hắn biến mất, nữ nhân ánh mắt có chút ảm đạm, cho nên ta muốn tìm hắn tin tức, ta xem ngươi cũng ở tìm về lúc trước tin tức, cho nên. Cho nên ta muốn hỏi một chút ngươi, có hay không tìm được cùng ta ca có quan hệ tin tức, ta. Ta có thể mua, ta có thể cho ngươi rất nhiều tiền trương huyền gật gật đầu với nhạc tin tức ta biết một ít ta cũng không cần ngươi tiền nhưng ta muốn cùng ngươi trao đổi một ít đồ vật thứ gì buổi tối ta sẽ cùng ngươi liên hệ ngươi liên hệ phương thức cho ta trương huyền không có nhiều lời với nạc gật gật đầu chậm rãi đứng dậy ngoài cửa đột nhiên có tiếng bước chân vang lên trương huyền kia sắc bén ánh mắt nháy mắt khôi phục chất phác bộ dáng cầm lấy rẻ lau tiếp tục xoa cái bàn ngoài cửa kia trung niên nam nhân trải qua khi nhìn đến trong phòng bếp với nặc, dừng lại bước chân, thưa dạ, người tại đây làm gì? Lão, lão sư, với nặc kinh ngạc một chút, chân tay luống cuống. Là thèm ăn, tới trương huyền này tìm ăn ngon đi. Trung niên nam nhân trên mặt lộ ra tươi cười, đi vào phòng bếp, nhìn đang ở kia sát cái bàn trương huyền, trương huyền A, thưa dạ nha đầu này, chính là thèm ăn, tham ăn, mỗi lần có mở tiệc chiêu đãi, đều chạy lầu chính tìm ta có ăn cọ uống, người muốn nhàn, liền cho nàng lộ hai tay, cũng coi như thỏa mãn thỏa mãn nàng này tham ăn. Nga, Trương Huyền liên tục gật đầu, hảo, hảo. Ha ha ha, người người này a, à, tính cách cùng thủ nghệ của người thật là không hợp. Trung niên nam nhân cười lớn một tiếng, rời đi phòng bếp. Với nặc nhìn Trương Huyền bộ dáng kia, nàng rất khó tưởng tượng, người này rốt cuộc là thế nào mới có thể như vậy thu phóng tự nhiên, vừa mới sự, ở trong lòng hắn, hình như là không có phát sinh quá giống nhau với nặc tưởng tượng đến Trương Huyền vừa rồi bộ dáng không cấm dùng mình một cái, vội vàng đi ra phòng bếp. Tương đương nặc rời đi sau, Trương Huyền đem phòng bếp môn đóng lại, ngồi ở kia trầm tư lên. Với nhạc không có trong sân khách, mất tích. Nơi này, rốt cuộc có cái gì? Nếu chỉ là nắm giữ khoa học kỹ thuật, kia loại người này, không nên mất tích mới đúng. Đây là bồng lai học Việt, là 10 đại thánh địa cộng đồng trưởng quản địa phương. Với nhạc lấy quá khen, chuyện của hắn, 10 đại thánh địa đều biết, không có cái nào thánh địa, có thể làm với nhạc không thể hiểu được mất tích, trừ phi, chuyện này, là 10 đại thánh địa cộng đồng chủ đạo. Tương lai khoa học kỹ thuật, với nhạc mất tích, thí luyện bắt đầu, này liên tiếp sự, rốt cuộc có như thế nào liên hệ. Một cái để cho Trương Huyền không nghĩ ra chính là, Sơn Hải giới văn minh trình độ, vì cái gì cùng thủy tổ nơi hoàn toàn tương đồng, này hai cái văn minh là cùng tiến triển. 7 năm trước, 7 năm trước, cũng là Khương Nhi được đến khoa học kỹ thuật chi tâm thời điểm. Nơi này, rốt cuộc cất giấu cái gì? Một đống lớn vấn đề theo nhau mà đến, Trương Huyền lặng lặng chờ đợi thời gian. Hôm nay là thứ sáu, cuối tuần thời gian học viện là không đi học, đồng dạng không có mở tiệc chiêu đãi, Trương Huyền cũng có hai ngày kỳ nghỉ thời gian. Sắc trời hơi ám thời điểm, Trương Huyền rời đi bồng lai học viện, đã thông với nạc điện thoại. Với nạc từ rời đi sau, trong lòng liền vẫn luôn nhớ thương, nàng ngày thường cũng không có ở trường học an bài ký túc xá ở, nhưng hôm nay chương trình học sau khi kết thúc, vẫn luôn đều đãi ở trong ký túc xá một bộ tâm thần không yên bộ dáng với nặc không biết người kia sẽ ở đâu gặp mặt chỉ có thể lựa chọn một cái gần nhất địa phương với nặc người làm sao vậy đứng ngồi không yên cảm giác người thực khẩn trương giống nhau vài tên bạn cùng phòng đã nhận ra với nặc quái dị bộ dáng không không với nặc liên tục lắc đầu không khẩn trương a à. thôi đi người kia cái chán đều đổ mồ hôi a à, phải không với nặc theo bản năng liền duỗi tay lau hạ cái chán mồ hôi. Đúng lúc này, với nặc điện thoại đột nhiên phát ra âm thanh, với nặc nhìn kia xa lạ dãy số, liền biết là ai đánh tới. Với nặc, a à, là ta, với nặc dùng sức đem điện thoại dán ở trên lỗ tai. Nhưng nhĩ tiêm bạn cùng phòng, vẫn là nghe đến trong điện thoại truyền ra nam nhân thanh âm. Ta ở Á Tư khách sạn, số 8 phòng, người trực tiếp lại đây là được. Trương Huyền nói xong, trực tiếp cắt đứt điện thoại. Nga nga, hảo, với nạc theo bản năng gật gật đầu, theo sau bước nhanh rời đi ký túc xá. Với nạc vừa ly khai ký túc xá, trong ký túc xá mấy người phụ nhân liền bắt quái lên. Các người nghe được sao? Một cái nam thanh âm. Trực tiếp kêu với nạc đi khai phòng, á tư khách sạn A, số 8 phòng, còn không phải là một đêm 10 vạn 8.888 cái kia. Nghe kia ngữ khí, liền cùng mệnh lệnh giống nhau. Ha ha, cái này với nạc, ngày thường trang nhân mô nhân dạng, cảm giác ai đều trướng mắt, kết quả đâu, là thích bị người mệnh lệnh a. À. Loại người này, trong xương cốt liền có loại nô tính, kia cao lãnh bộ dáng tất cả đều là giả vờ. Chính là trong ký túc xá người, trò chuyện trò chuyện phong cách liền chuyển biến, tất cả đều ở của trách lý nặc không phải. Một cái tóc dài nữ nhân xúc ở trong góc, nghe mọi người nói, nàng lấy ra di động, bắt thông điện thoại, "Phong ca, vừa rồi ta nghe được, Lý Nặc tìm nam nhân khác đi." Cái gì, điện thoại kia đầu, truyền đến nam nhân tiếng hô, tìm nam nhân khác. Khi nào, đi đâu tìm đi. Á tư khách sạn, số 8 phòng. Bị gọi phòng ca nam nhân hơi chút do dự một chút, có thể ở lại ở á tư khách sạn số 8 phòng, kia đều phi phú tức quý, rốt cuộc một đêm mười mấy vạn giá cả, cũng không phải là ai đều có thể thừa nhận khởi. Vài giây sau, phòng ca mới mở miệng, người giúp ta đi á tư khách sạn nhìn chằm chằm, nhìn xem có thể chụp đến ảnh chụp cho ta không, này bồng lai thành đại nhân vật ta đều nhận thức một ít. Hảo, nữ nhân sau khi nghe được, vội vàng thay quần áo, chiều á tư khách sạn chạy đến. Trương Huyền ngồi ở trong phòng, sở dĩ lựa chọn này gian phòng, chính là bởi vì nơi này tư mật tính, ngẩng cao giá cả bản thân liền hạn chế rất nhiều người xuất hiện tại đây, hơn nữa lại ở đáy biển, càng phương tiện nói chuyện. Gần 40 phút sau, Trương Huyền chuông cửa bị người gõ vang, Trương Nhiên thông qua mắt mèo thấy rõ tới chính là với nặc sau, mở ra cửa phòng liền ở trương huyền mở cửa trong nháy mắt hắn gương mặt bị người chụp xuống dưới không ai đi theo đi trương huyền khóa lại môn nhìn mắt với nặc với nặc lắc lắc đầu theo sau vội vàng hỏi người rốt cuộc biết về ta ca cái gì tin tức không vội đều nói ta muốn cùng ngươi trao đổi vài thứ ngươi trước ngồi vào trên giường đi trương huyền chỉ chỉ bên cạnh a à, với nặc thần sắc hoảng hốt ngươi ngươi đòi tiền ta có thể cho ngươi chính là ta thiếu tiền sao Trương Huyền trên mặt lộ ra hài hước thần sắc, "Mau, ngồi trên giường đi." Lý Nặc đứng ở tại chỗ, nhìn chằm chằm cái giường lớn kia, sắc mặt giấy ruộng, thật lâu sau sau, nàng mới hít sâu một hơi, chậm rãi chiều cái giường lớn kia đi đến, một bộ nhận mệnh bộ dáng. Nguyên lai like hắn nói muốn trao đổi những thứ khác là chỉ cái này, với Nặc, thôi bỏ đi, vì tìm được ca ca manh mối, hy sinh lại nhiều đều có thể, nữ nhân, sớm muộn gì đều phải trải qua lúc này đây. Lý Nặc ngồi ở kia, chậm rãi cởi bỏ chính mình trên người y khấu, lộ ra tảng lớn tuyết trắng. Xem này, ở giường lớn đối diện, là một cái 60 nhiều cấp bối đầu tivi, Trương Huyền ấn xuống điều khiển từ xa, bối đầu tivi thượng xuất hiện hình ảnh. Đang ở cởi y Lý Nặc sửng sốt một chút, nàng nhìn trước mắt tivi thượng ảnh hưởng, lại nhìn nhìn Trương Huyền, mặt đẹp đỏ lên, ngươi làm ta ngồi này, là xem tivi. Bằng không đâu, ta còn cho ngươi làm cái spa, Trương Huyền trợn trắng mắt, Lý Nặc lập tức biết chính mình hiểu sai ý, thấp hèn đầu, kia mặt xấu hổ cùng hồng quả táo giống nhau. Lúc này, TV thượng xuất hiện khoa học kỹ thuật chi tâm hình ảnh. Người ca lúc ấy bắt được, là cái này sao? Trương Huyền hỏi. Lý Nặc chỉ là nhìn thoáng qua, đôi mắt tức khắc chừng lão đại. Đối, là cái này, Lý Nặc một chút liền đứng lên, bởi vì quần áo nút thắt còn không có hệ hảo, tảng lớn tuyết trắng lộ ra tới, nàng cũng không phát hiện, hiện tại một lòng, Mạnh Liệt nhảy lên, ngươi như thế nào biết thứ này? Với Nhạc còn nhớ rõ, lúc trước chính mình kaka ca ca về đến nhà, trộm lấy ra thứ này cho chính mình nhìn thoáng qua, cũng nói cho chính mình, đây là hắn toàn bộ bí mật, là có thể dẫn dắt toàn bộ thời đại đồ vật. Trương Huyền gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, với Nhạc cùng Khương Nhi bắt được đồ vật, là giống nhau như đúc, này khoa học kỹ thuật tri tâm, chẳng lẽ là tương lai người xuyên qua thời không lưu lại, này khả năng sao? Xuyên qua thời không, loại này cách nói cỡ nào khoa học viễn tưởng chẳng sợ trương huyền hiện giờ như vậy thực lực hắn cũng không biết từ phương hướng nào vào tay thời không ta thần đã từng cấp trương huyền lộ ra quá ở viễn cổ đến nay đích xác có một cái thời gian sông dài nhưng đó là diễn biến với đại đạo dưới hơn nữa đã xảy ra sự tình chính là đã đã xảy ra sự tình muốn thay đổi căn bản không có khả năng nếu có người muốn cưỡng chế đi thay đổi chỉ có mấy vạn phần có một tỷ lệ thời gian kia sông dài đều không phải là mỗi người đều có thể đi mà tà thần làm thời gian ý chí người sở hữu, muốn xâm nhập thời gian sông dài bên trong, tuy rằng sẽ so người khác an toàn rất nhiều, nhưng chỉ là tương đối, ở thời gian sông dài, không ai thành công quá. Này khoa học kỹ thuật tri tâm, rốt cuộc là từ đâu tới? Cùng thí luyện nơi thăm dò lại có quan hệ gì? Thí luyện nơi, liên quan đến khoa học kỹ thuật tri tâm. Liên tiếp vấn đề, giống như phản ứng dây chuyền. Trương Huyền nhìn về phía với nặc, lại lần nữa hỏi, ta hỏi ngươi, học viện thí luyện, người tham dự quá vài lần. Hai lần, cùng thời gian, á tư khách sạn ngoại. Bị gọi Phong Ca, là một người nhìn qua 24 đến 25 tuổi thanh niên, hắn mở ra quý báu xe thể thao, đường hắn đi xuống xe sau, một đám tiểu đệ xông tới. Phong Ca, Phong Thiếu, Phong Cha, mặc kệ là kêu ca vẫn là kêu cha, đều là bọn họ cung kính một loại biểu hiện. Phong ca gật gật đầu, kia một đường theo dõi với nạc tóc dài nữ nhân từ khách sạn đi ra, chạy chậm đến phong ca trước mặt, đem chính mình di động đưa cho phong ca. Phong ca vừa lòng gật gật đầu, làm không tồi, chỗ tốt không thể thiếu ngươi. Cảm ơn phong ca, tóc dài nữ nhân vội vàng lộ ra vui mừng. Phong ca nhìn di động ảnh chụp, chỉ là liếc mắt một cái hắn liền xác định, này tuyệt đối không phải cái gì đại nhân vật. Này không phải Trương Huyền sao? Một đạo tiếng kinh hô vang lên. Ngươi nhận thức Phong ca nhìn mắt người nói chuyện. Này người nói chuyện, đúng là sau bếp Vương Tiêu Đức. Vương Tiêu Đức ngày thường, liền thích đi theo một ít phú nhị đại phía sau nịnh nọt, đi theo suốt nhập một ít cao cấp nơi, có đôi khi phú nhị đại tâm tình hảo, còn sẽ bỏ tiền thỉnh bọn họ chơi cái nữ gì, này đó đều làm Vương Tiêu Đức phá lệ thỏa mãn. Vương Tiêu Đức đối diện Trương Huyền khó chịu đâu, hiện tại đột nhiên phát hiện Trương Huyền đắc tội Phong ca, trong lòng miễn bàn nhiều vui vẻ. Vương Tiêu Đức chính là phi thường rõ ràng phong ca thân phận, phong ca phụ thân ở trường học, nhưng có rất cao địa vị, chỉ cần chọc phong ca khó chịu, này họ trương đừng nói tiếp tục đái ở lầu chính làm đầu bếp, đại khái suốt đêm nay phải bị phế đi. Vương tiêu đức cúi đầu khom lưng, phong cha, người này ta biết, ở học viện lầu chính làm đầu bếp. Phong ca vừa nghe lời này, trên mặt lộ ra một mặt cười lạnh, ta còn tưởng rằng cái gì đại nhân vật, một cái phá đầu bếp, đi, lộng hắn. Phong ca nói, mang theo một đám người mấy cá nhân, chiều á tư khách sạn đi đến. Á à, tư khách sạn dựa vào biển rộng kiến tạo, số lẻ phòng ốc là kiến dưới mặt đất, cũng chính là đáy biển phòng, phòng chung quanh cửa sổ sát đất có thể rõ ràng nhìn đến cá biển từ bên cạnh du quá, loại cảm giác này, phá lệ mỹ diệu. Với nặc một lần nữa ngồi ở trên giường, cấp trương huyền giảng. Mỗi một lần thí luyện muốn đi chỗ nào chúng ta cũng không rõ ràng, đều là trường học trước tiên an bài, chúng ta ở quá khứ thời điểm, đều sẽ ăn xong đặc thù dược tề, toàn bộ hôn mê qua đi, chỉ tỉnh lại khi, liền đến thí luyện địa phương, ta tham gia quá hai lần, lần đầu tiên thí luyện, kỳ thật chính là bố trí cho chúng ta một ít ngắt lấy thảo dược nhiệm vụ, bất qua cái kia thảo dược thực đặc thù, chỉ có rất ít người có thể ngắt lấy xuống dưới, đại bộ phận người chỉ cần hơi chút đụng vào, những cái đó thảo dược liền chết héo. Trường học nói kia chỉ là năm nhất đơn giản thí luyện, mà ta thượng một lần tham gia thí luyện, có ngoài ý muốn phát sinh. Với nhạc nói đến này thời điểm, trên mặt theo bản năng lộ ra thần sắc sợ hãi. Trương Huyền trong lòng căng thẳng, hắn muốn tìm hiểu chính là về lần trước thí luyện sự. Với nạc điều chỉnh cảm xúc, tiếp tục mở miệng, còn cùng lần trước giống nhau, lần này chúng ta cũng bị đưa tới một chỗ, nơi đó thực khủng bố, vốn là một mảnh non xanh nước biếc, nói có chút trái cây, muốn chúng ta đi siêu tầm, nhưng đột nhiên có một trận cuồng phong thổi qua, kia phong thực liệt, ta căn bản không mở ra được đôi mắt, chỉ cảm thấy tiếng gió giữa mang theo một trận kêu khóc, thanh âm kia là như vậy rõ ràng, tựa như có người ghé vào ta bên tai phát ra lớn tiếng kêu thảm thiết, chờ ta mở to mắt khi, Trước mắt cảnh tượng đều thay đổi. Với Nặc nói đến này, sắc mặt có chút trắng bệch, hiển nhiên lần đó trải qua, làm nàng hiện tại quang nghĩ, đều cảm thấy nghĩ mà sợ. Với Nặc hít sâu một hơi, tiếp tục nói, ta trước mắt biến thành một mảnh màu đen thổ địa, chung quanh lão sư cùng đồng học tất cả đều không thấy, kia thổ địa bên trong chôn bạch cốt, thổi tới phong, có thể xuyên thấu ta làn da, ở không trung bên trong, có một đôi thật lớn đôi mắt, nhìn chầm chằm vào ta xem, mặc kệ ta đi đến nào, đôi mắt liền sẽ nhìn đến nào nơi đó có rất nhiều đứt gãy binh khí, ta không có dám nhìn kỹ. Ta liền vẫn luôn đi, ta không biết chính mình đi rồi rất xa, ở kia không có thời gian trôi đi, ta cảm giác được cả người không có một chút sức lực, cũng liền ở khi đó, ta nhìn đến có một bóng người bay lên không chung, hắn ly ta quá xa, ta thấy không rõ trông như thế nào, hắn ăn mặc màu đen quần áo, tóc rất dài. Lại sau đó, trên bầu trời xuất hiện vô số song như vậy đôi mắt, ta chỉ cảm thấy đầu vô cùng đau đớn, lại sau đó, liền cái gì cũng không biết. Nhưng ta loáng thoáng nghe được có người nói cái gì, tự xưng là tạo thế chủ, sáng tạo chúng sinh, bất quá là đạo tặc linh tinh nói. Chờ ta tỉnh lại sau, ta đã về tới học viện, nghe nói lần này thí luyện, rất nhiều học sinh cùng lão sư đều mất tích, trường học cũng cấm chúng ta đem chuyện này truyền bá đi ra ngoài, nhưng vẫn là không cẩn thận bị để lộ, mà để lộ tin tức cái kia đồng học cũng mất tích. Với nhạc nói đến này, cảm xúc đột nhiên trở nên kích động lên ta cảm giác, ta cảm giác nơi này hết thảy đều không thích hợp, cái này trường học cũng không đúng kính. Bọn họ đối ngoại tuyên bố ta ca làm viện khách, trên thực tế ta ca đã 7 năm đều không có xuất hiện. Nhưng người đại thánh địa vẫn là sẽ có một ít tân nghiên cứu ra tới, bọn họ đối ngoại tuyên bố đều là ta ca nghiên cứu, nhưng ta ca thật sự không thấy a. À. Với nặc hốc mắt giữa bất tri bất giác tụ tập một vòng trong suốt. Trương Huyền cẩn thận phân tích với nặc nói, tất cả đều là bạch cốt, chẳng lẽ đó chính là cổ chiến trường một thân hắc y không đúng cha ta sẽ không xuyên một thân hắc y hắn chưa từng có như vậy tạo hình chẳng lẽ mỗi người chỗ đã thấy cảnh tượng đều không giống nhau nếu cha ta cũng ở kia nói kia hắc y là ai huyền thiên tiền bối tự xưng là sáng tạo chúng sinh là đạo tặc đây là có ý tứ gì trương huyền cẩn thận phân tích phanh một thân trọng vang cửa phòng bị người từ bên ngoài một chân đá văng liền thấy phong ca đám người từ cửa phòng chỗ xông vào Vừa vào cửa, mọi người liền nhìn đến với nạc quần áo bất chỉnh ngồi ở trên giường, trong mắt còn hàm chứa nước mắt. Với nặc, thật đúng là cho rằng ngươi là cao lãnh đâu, nguyên lai like chính là tiện. Phong ca vừa tiến đến, liền chửi ầm lên. Với nặc bị này động tính hoảng sợ, lúc này mới phản ứng lại đây, vội vàng đem quần áo kéo hảo. Với nặc, trời rất hoa a, à, ngày thường nhìn không ra tới. Kia tóc dài nữ nhân cười ngâm ngâm nhìn với nặc, nàng khẳng định, từ hôm nay trở đi, với nặc thanh danh hoàn toàn liền xú, cùng một cái đầu bếp làm đến cùng đi, kia đến ném người chết. Trương Huyền nhíu mày nhìn về phía với nặc, chất vấn nói, ngươi không phải nói không ai đi theo ngươi sao. Ta, với nặc nhìn xem Trương Huyền, lại nhìn xem phong ca bọn họ. Trương Huyền, ngươi hắn sao chết chắc rồi, vương tiêu đức đứng ra lớn tiếng quát lớn, ngươi hắn sao dám đụng đến ta phong cha coi trọng nữ nhân. Ngươi xong đời, ta thật muốn không thông, ngươi một cái đầu bếp, từ đâu ra lớn như vậy lá gan ngươi hắn sao cho rằng chính mình đi lầu chính nấu ăn liền như bức ngươi như a à, ngươi lại như một cái ta nhìn xem vương tiêu đức nội tâm phá lệ hưng phấn hắn mấy ngày nay trước nay cũng chưa ngủ quá hảo giác vốn dĩ ở vương tiêu đức trong lòng chỉ cảm thấy trương huyền là một cái ngốc tử một cái tạp công sống tất cả đều cho hắn làm nhưng đột nhiên có một ngày tên ngốc này ngồi xuống hắn chỉ có thể nhìn lên vị trí loại cảm giác này làm vương tiêu đức sắp phát cuồng phong ca cười lạnh nhìn về phía trương huyền tiểu tử, người hắn sao thật to gan, có phải hay không không biết chính mình là thứ gì, ta nữ nhân người cũng dám chạm vào. Trương Huyền nhìn ùa vào phòng những người này, thở dài, nhẹ nhàng phất tay, lấy linh khí đem cửa phòng phong tỏa. Phòng ca đám người, tất cả đều không phát hiện Trương Huyền cái này động tác. Trương Huyền nhìn Vương Tiêu Đức, duỗi tay chỉ chỉ đầu mình, ta nói Vương Tiêu Đức, người đầu óc có phải hay không có vấn đề. Người nói cái gì, Vương Tiêu Đức vẻ mặt phẫn nộ. Người cũng nói, Ta chỉ là một cái đầu bếp, ta có thể ở lại tại đây 10 vạn nhất vãn khách sạn, người cảm thấy hợp lý sao? Các ngươi còn dám đi tìm tới, thật là xứng đáng các ngươi chết a." À. Trương Huyền nói, làm Vương Tiêu Đức đám người tất cả đều sửng sốt một chút. Trương Huyền khóe miệng gợi lên tươi cười, nhìn bọn họ. "Các ngươi muốn phàm là có điểm đầu óc, ta khả năng còn sẽ có chút phiền phức, nhưng cố tình, các ngươi không có gì đầu óc a." À. Trương Huyền bước chân về phía trước đi tới bất quá cũng đúng, có đầu óc người, như thế nào sẽ như vậy đột nhiên phá cửa tiến người khác phòng đâu. Người nói thực lực, các người lại không thực lực, người nói cuồng, các người cố tình còn cuồng muốn mệnh. Không thực lực lại cuồng vọng người, không phải tìm chết, là cái gì đâu. Vương Tiêu Đức nhìn Trương Huyền lúc này bộ dáng, cùng hắn trong trí nhớ cái kia chất phát tạp công có biến hóa long trời lở đất. Trương, Trương Huyền, người có ý tứ gì? Vương Tiêu Đức bước chân lui về phía sau, trốn đến phong ca mặt sau đi này không rõ ràng sao, chúng ta hai cái tại đây nói chút bí mật, các ngươi lại đột nhiên xâm nhập, chỉ có diệt khẩu. Trương Huyền nhẹ nhàng nhất quyền, ở Trương Huyền phía sau, một con mãnh hổ hư ảnh hiển hiện ra, phát ra một tiếng giống to. Này mãnh hổ giống lên một tiếng trung mang theo một cổ sát phạt chi khí, Phương Tiêu Đức trực tiếp ngã ngồi ở trên mặt đất, sợ tới mức sắc mặt trắng bệch. Phong ca cũng bị sợ tới mức không nhẹ. Ngươi, ngươi, ngươi có biết hay không ta là ai? Buồn cười, trương huyền trên mặt lộ ra trào phúng thần sắc người lại có biết hay không ta là ai cha ta là a à, phong ca lời nói còn chưa nói xong liền phát ra hét thảm một tiếng kia bạch hổ hư ảnh đã phát tới máu tươi chảy xuôi ở phòng mặt đất bị đá văng cửa phòng trương huyền một lần nữa đóng lại ai trương nhiên tiếc núi lắc lắc đầu phòng nội linh khí tàn sát bừa bãi phong ca đám người xương cốt cùng huyết nhục tất cả đều bị này đó linh khí rào thành cặn bã này ngầm phòng có một cái có thể uy cá hỗ động địa phương, thông qua nơi đó, Trương Huyền đem phong ca đám người huyết nhục cùng xương cốt cặn bã, tất cả đều sái đi vào, uy cá. Trên mặt đất vết máu đồng dạng bị rửa sạch sạch sẽ, căn phòng này nội giống như cái gì cũng chưa phát sinh giống nhau. Với nặc nhìn này hết thảy, nàng xem Trương Huyền kia thành thạo bộ dáng, xem kia không hề thần sắc dao động mặt, với nặc thậm chí hoài nghi, đối phương đem chính mình kêu lên phòng này tới, có phải hay không cũng nghĩ kỹ rồi dùng đồng dạng phương pháp xử lý thi thể của mình, một khi chính mình không phối hợp, liền sẽ trở nên cùng những người này giống nhau. Mười mấy cái sống sờ sờ người A, liền như vậy, toàn không có. Trương Huyền xử lý xong này đó, vỗ vỗ tay, hảo, vậy trước như vậy, ta hồi trường học, này gian phòng đưa ngươi ở một đêm, nếu thí luyện muốn khai nói, nhớ rõ trước tiên cho ta biết. Trương Huyền nói xong, rời đi khách sạn. Với nạc ngồi ở trên giường, nhìn này xa hoa phòng, không khỏi đánh một cái lạnh run, này người khác tưởng trụ đều trụ không dậy nổi phòng, với nạc một khắc đều đãi không đi xuống, trốn dường như rời đi nơi này. Trương Huyền một đường đi trở về trường học. Trên đường, Trương Huyền trong đầu còn đang suy nghĩ những việc này liên hệ. Trường học mang học sinh đi thử luyện, ngắt lấy trái cây, thảo dược, nhưng đi quá trình giữa, còn không thể nói cho học sinh ở đâu. Cái này làm cho Trương Huyền có thể liên tưởng đến, chỉ có một loại địa phương, vùng cấm. Liên lục diễn sở báo cho tin tức những cái đó vùng cấm giữa, sở dĩ dị thú xe đái ở nơi đó, chính là bảo hộ nào đó đồ vật, hoặc là là quý trọng thảo dược, hoặc là chính là cấm kỵ lực lượng, mà mười đại thánh địa người mang học sinh đi nơi đó thí luyện, chỉ sợ chính là vì mấy thứ này mà đi. Lúc sau mấy ngày, Trương Huyền sinh hoạt còn cùng dĩ vãng giống nhau. Với Ngạc nhưng thật ra không có lại đến đi tìm Trương Nhiên, hẳn là trong lòng đối người này sinh ra sợ hãi. Một sự kiện gần nhất ở trong trường học truyền thật sự điên một người trường học cao tầng nhi tử, ở Á Tư khách sạn mất tích, này dẫn tới vị kia trường học cao tầng thực tức giận. Phải biết rằng, có thể ở trường học làm cao tầng, kia ở thánh địa cũng có nhất định địa vị. Mà vị này chết đi nhi tử cao tầng, chính là cửu cung thánh địa trưởng lão, có thiên đạo tam trọng đáng sợ thực lực. Bồng lai bên trong thành đã dán ra treo giải thưởng, ai nếu có thể cấp suốt quan với chuyện này manh mối, khen thưởng linh thạch trăm vạn. Nếu có thể chỉ ra và xác nhận hung thủ tin tức, trực tiếp ban cho thánh địa tư cách này treo giải thưởng vừa ra tới, không biết dẫn tới bao nhiêu người điên cuồng. Có thể đi vào thánh địa, không riêng có được ngạo nhân thân phận, quang minh tiền đồ, mỗi tháng còn đều có một bút xa xỉ linh thạch thu vào, so ở bên ngoài làm công mạnh hơn nhiều. Này dẫn tới bồng lai thành có quá nhiều người mỗi ngày siêu tầm manh mối, á tư khách sạn người phụ trách bị làm đến không chê phiền lụy, hắn cũng nếm thử xem xét quá theo dõi, nhưng về ngày đó theo dõi, toàn bộ biến mất, chỉ có theo dõi có thể ký lục đến vị kia đại nhân vật nhi tử vào á tư khách sạn. Đến nỗi học viện sau bếp, một người tạp công cũng đồng dạng thần bí biến mất, loại này tin tức, căn bản không ai để ý. Học viện nguyên bản chuẩn bị thí luyện kế hoạch, cũng bởi vì chuyện này kéo dài thời hạn. Như vậy phong ba, tự nhiên cũng chuyển tới Trương Huyền trong tai, bất quá Trương Huyền mỗi ngày liền cùng giống như người không có việc gì, đãi ở hắn trong phòng bếp. Bất quá cái này phong ba, thực mau đã bị một cái càng vì mãnh liệt tin tức sở hòa tan, bị người ném tại sau đầu, một cái có thể ảnh hưởng toàn bộ sơn hải giới tin tức, giống như một trận cơn lốc. Nghe nói sao, phương Tây thích ca thánh địa, tiếp dẫn một vị Phật tử, người nọ vừa đến phương Tây, thích ca thánh địa sở cung phụng vô số tuế nguyệt tượng Phật liền cấp ra phản ứng, trên bầu trời xuất hiện la hán hư ảnh, 3.000 Phật đà ở niệm tụng chân kinh. Đương nhiên nghe nói, nghe đồn đó là chân Phật chuyển thế, trời sinh có chứa Phật tính. Đúng vậy, ta cũng nghe nói, là cửu truyền tăng nhân, mỗi một đời đều vô cùng mạnh mẽ, mỗi một đời lai lịch đều rất lớn. Thích Ca Thánh Địa muốn quật khởi a, à. như vậy một vị Phật tử xuất hiện, có thể chiếu khắp một phương Phật thổ. Bất quá ta còn nghe nói, này Phật tử có chút kỳ quái. Như thế nào kỳ quái? Nghe nói, này Phật tử chay mặn không giới, còn ở xuất gia sau thành hôn. Nghe nói Thích Ca Thánh Địa người nhìn thấy vị này Phật tử khi, Phật tử chính gặp một cái đùi gà. Nói bậy Phật tử như thế nào sẽ gặm đùi gà? Ta nghe nói hắn gặm chính là đầu heo. Chính là đùi gà. Đầu heo. Về phương Tây Phật tử sự tình mới là chân chính đại tin tức. Thả bất luận vị này Phật tử phẩm tính như thế nào, nhưng vừa vào phương Tây, liền dẫn tới 3.000 Phật đà dị tượng xuất hiện, đủ để thuyết minh rất nhiều vấn đề, người này tất yếu bị thích ca thánh địa mạnh mẽ bồi dưỡng. Ai, thích ca thánh địa ra một vị Phật tử, chúng ta này đó thánh địa, khi nào cũng có thể ra một vị tiên nhân chuyển thế A như thế nào không có mỗi một cái thánh địa thánh tử thánh nữ kia đều cùng thần linh giống nhau đúng vậy ta đã thấy chúng ta nguyên sơ thánh địa thánh nữ vậy cùng tiên nữ dường như nàng xuất hiện thời điểm mang theo dáng màu kia tính cái gì chúng ta luân chuyển thánh địa thánh tử trời sinh có chứa dị tượng một khi vận chuyển linh khí sau lưng liền sẽ hiện ra đời trước chân dung là một người chân tiên trong trường học này đó đến từ các đại thánh địa người trò chuyện trò chuyện liền bắt đầu khắc khẩu lên Trương Huyền đứng ở lầu chính phòng bếp cửa sổ bên, nhìn phía dưới. Thánh địa, cái gọi là thánh địa, rốt cuộc là cái gì? Thật sự chỉ là Sơn Hải giới quản lý giả. Kia đi hướng thủy tổ nơi người kia, lại như thế nào giải thích? Audio điện tử võ tấn bền. Nữ nhân này xuất hiện, làm rất nhiều nam nhân đôi mắt đều xem thẳng. Kia là lướt dáng người bày ra không thể nghi ngờ, mỗi một ánh mắt đều mang theo một cổ mỹ ý là lướt thánh địa thánh nữ. Nữ nhân này mị công lợi hại, nếu chứ đạo của nàng, chết cũng không biết chết như thế nào. Nữ nhân phát ra cười duyên, vươn một con cánh tay ngọc, đáp ở luân chuyển thánh tử trên vai. Luân chuyển thánh tử theo bản năng lui về phía sau một bước, cùng nữ nhân này kéo ra khoảng cách. Nhìn dáng vẻ, đây là một hồi thịnh hội, các vị đạo hữu có lễ. Một người tuổi còn trẻ, người mặc đạo bào, một tay cầm phất trần, một tay cầm la bàn, chân đạp mây trắng mà đến ngọc hư thánh địa thánh tử nghe nói này ngọc hư thánh địa khó lường nãi tiên gia đạo thống thích ca thánh tử nhìn thấy ngọc hư thánh tử lúc sau ánh mắt tự nhiên mà vậy nhìn lại đây phật đạo chi tranh vẫn luôn đều tồn tại trương huyền ánh mắt dừng lại ở ngọc hư thánh tử trên người ở trương huyền trong đầu tự nhiên hiện lên một cái tên ngọc hư đạo quan nói đến cùng chúng ta mười đại thánh địa cũng đã lâu không có như vậy chạm qua mặt đi không tồi lúc này đây, thật là phải hảo hảo tụ tụ. Khó được gặp nhau, muốn uống mấy chén. Đã lâu không có thưởng thức đến là lướt muội muội dáng múa. Liên tiếp bốn đạo thanh âm vang lên, là bốn người đồng thời xuất hiện, hai nam hai nữ, trên người toàn triển lộ cường đại hơi thở. Là mờ mịt thánh địa thánh tử. Vô lượng thánh địa thánh nữ cũng tới. Âm dương thánh địa thánh nữ vẫn là như vậy chắc tuyệt a. À. Càn khôn thánh địa sư huynh. Đoạn đoạn thời gian nội, mười đại thánh địa, thánh tử thánh nữ, đều đuổi lại đây. Này 10 cái người toàn bộ xuất hiện, phiêu phù ở trên bầu trời, đại biểu cho sơn hải giới 10 đại đứng đầu thế lực. 10 người tuy rằng ngoài miệng nói phải hảo hảo một tụ, nhưng vừa thấy mặt, chính là đối trọi gay gắt, không chung bên trong, linh khí ngang dọc đan sen. Hảo, một đường tới rồi cũng đủ mệt mỏi, đều nghỉ ngơi một chút đi. Tên kia thiên đạo bốn trọng cường giả phất tay, xua tan trên bầu trời tung hoành linh khí. Này 10 người rơi xuống đất, lúc này đây, trong học viện mang trăm tên học sinh ra tới, vừa vặn một cái thánh địa 10 người, lúc này này đó học sinh, tất cả đều chạy đến nhà mình thánh tử thánh nữ bên cạnh, loại cảm giác này giống như là gặp được gia trưởng giống nhau. Với nặc thật cẩn thận đi đến âm dương thánh địa bên này. Đại gia ăn cơm trước đi, ăn vài thứ, lại nói mặt sau sự. Trương Huyền mang theo hai gã tạp công, bận việc nửa ngày, làm cơm tập thể ra tới. Ba người hoàn thành một trăm nhiều hào người cơm tập thể, này tuyệt đối là hạng nhất trọng trách, thả loại này cơm tập thể, tuy là trương huyền, cũng không thể nấu nướng ra tới cái loại này tinh xảo mỹ vị, đến cũng so bình thường cơm tập thể muốn ăn ngon không ít, không ít học sinh ăn đều là liên tục khen. Cái này đầu bếp không tồi a à. tên kia thiên đạo bốn trọng cường giả cũng không được khen. Làm tốt sau khi ăn xong, trương huyền không ngừng đánh giá 10 đại thánh địa tới người, hắn muốn biết, thượng một lần phản vượt thiên môn xuất hiện ở thủy tổ nơi hắc giáp người, rốt cuộc đến từ cái nào thánh địa, nhưng liền hiện tại sở quan sát, hắc giáp nhân thân thượng linh khí thuộc tính, cùng này 10 vị thánh tử thánh nữ biểu hiện ra ngoài đều không giống nhau. Nhìn cái gì mà nhìn, lại xem đem người chồng mắt đào xuống dưới. Trương huyền ánh mắt nhìn đến là lướt thánh nữ trên người khi, khiến cho một người nam sinh bất mãn, đương trường liền quát mắng ra tới. Học sinh đến từ thánh địa, địa vị rất cao. Trương huyền vội vàng thu hồi ánh mắt, không dám ngẩng đầu. Bữa cơm kết thúc, kia thiên đạo bốn trọng cường giả đem tất cả mọi người triệu tập lên. Các vị đồng học, về lần này thí luyện, cùng phía trước có một ít khác nhau, lúc này đây, các người đem không hề từ đạo sư mang đội, mà là đi theo các người sư huynh sư tỷ cùng nhau thăm dò, mà lúc này đây, các người thăm dò địa phương, ta tin tưởng đại gia cũng đều nghe nói qua, tên là Vực Sâu. Vực Sâu, lời này vừa ra, hiện trường vang lên một mảnh hít hà một hơi thanh âm. Vực Sâu vùng cấm, ở Sơn Hải Giới, chính là đại danh đỉnh đỉnh tử vong nơi. Đã từng có một vị thánh địa chi chủ, muốn thăm dò vực sâu, cuối cùng lại không có xuất hiện. Kia chính là thiên đạo bảy trọng tuyệt thế cường giả A. Ngay cả bực này cường giả đều chết ở vực sâu vùng cấm giữa. Thiên đạo bốn trọng cường giả đôi tay ép xuống, hiện trường thanh âm tức khắc liền nhỏ đi xuống. Các vị đồng học, ta biết các ngươi trong lòng tưởng chính là cái gì, yên tâm, trường học sở dĩ sẽ lựa chọn nơi này làm lần này thí luyện nơi, tự nhiên là trải qua suy nghĩ cặn kẽ, chúng ta đã tìm được rồi vực sâu nhập khẩu, đem nguy hiểm hệ số hàng tới rồi thấp nhất, lúc này đây thí luyện, cùng với thật lớn kỳ ngộ, cụ thể tình huống, các ngươi sư huynh sư tỷ sẽ cho các ngươi giải thích rõ ràng, ta hy vọng, đại gia đi vào lúc sau, phải làm đến, là đoàn kết. Các ngươi tổng cộng 110 người, đối mặt nguy hiểm, đối mặt kỳ ngộ, phải học được đoàn kết, học được chia sẻ, lúc này mới có thể cho các ngươi đi xa hơn. Tên này cường giả thanh lạc, trong đám người lại vang lên từng trận tham thảo thanh. Trương Huyền mang theo hai gã tạp công ở một bên làm sống, lỗ tai lại cẩn thận nghe. Vài tên trường học cao tầng cùng đạo sư tụ ở bên nhau. Chuyện này, thật sự được không sao. Mặt trên truyền đến tin tức, đích xác có huyền hoàng khí động tính. Ý tứ, huyền hoàng huyết mạch, thật sự tái hiện. Khó mà nói, rốt cuộc huyền hoàng huyết mạch ngược dòng thời đại quá xa xăm, ta đảo cho rằng là huyền hoàng truyền thừa xuất hiện. Học viện cao tầng nhỏ giọng tham thảo, những lời này đều bị Trương Huyền nghe vào trong tai. Nghe tới huyền hoàng khí cùng huyền hoàng huyết mạch thời điểm, Trương Huyền một lòng nhanh chóng nhảy lên lên, hắn vẫn luôn đều làm lăng không hỗ trợ tìm hiểu Lâm Thanh Hạm tin tức, nhưng một chút manh mối đều không có. Này có huyền hoàng khí tồn tại, Lâm Thanh Hạm có cực đại khả năng liền ở chỗ này. Thời gian dần dần qua đi. "Đi, xuất phát." Nguyên Sơ Thánh Địa bên kia vang lên thanh âm. Nhích người đi cửu cung thánh địa người cũng mở miệng. Theo sau, là lướt thánh địa, ngọc hư thánh địa, thích ca thánh địa, chuyển luân thánh địa, âm dương thánh địa, càn khôn thánh địa, vô lượng thánh địa, mờ mịt thánh địa, cũng tất cả đều phát ra âm thanh, mười đại thánh địa người, tất cả đều chuẩn bị nhích người. Làm đi theo đầu bếp, trương huyền cùng hai gã tạp công cũng muốn đi theo đi. Không không không, không được, ta đi không được, trương huyền liên tục xua tay. Hai gã tạp công cũng một bộ sợ hãi đến mức tận cùng bộ dáng đại nhân, nơi này là vùng cấm a, chúng ta sao có thể tiến đi vùng cấm? đại nhân, cầu xin các ngươi buông tha chúng ta đi. trương huyền mang theo hai gã tạp công xin tha, chết sống đều không muốn đi theo đi. a, à, phế vật, cửu cung thánh địa thánh tử nghe thế xin tha thanh, quát lạnh một tiếng. trương huyền vừa nghe lời này liền nóng nảy, người không có luyện khí người đi vào một cái thử xem, đứng nói chuyện không eo đau, còn dám cãi lại, cửu cung thánh tử đương trường bạo nộ hảo, thiên đạo bốn trọng cường giả vung tay lên, ta chế tác tam cái bùa hộ mệnh, ít nhất thiên đạo nhị trọng dưới thực lực thương không đến các ngươi, đi thôi. Trương huyền ba người tiếp nhận bùa hộ mệnh, lúc này mới có vẻ nhẹ nhàng một chút. Đại nhân, lần đó đi lúc sau, nhưng đến nhiều cấp điểm tiền A. Trương huyền lộ ra lấy lòng tươi cười. Mười đại thánh địa thánh tử thánh nữ, mang theo nhà mình thánh địa đệ tử, hành tẩu tại đây phiến bình nguyên phía trên. Trương huyền cùng hai gã tạp công đi theo phía sau căn cứ trường học cao tầng nói, dọc theo này bình nguyên về phía trước đi, là có thể tiến vào vực sâu vùng cấm, mọi người mục đích là muốn tìm được huyền hoàng khí tồn tại. Nơi này nói là bình nguyên, chẳng qua là ở trình bày có khả năng nhìn đến địa mạo. Nếu từ không chung quan sát, sẽ phát hiện, này kỳ thật là một cái thật lớn cái khe hẻm núi, hai bên là cao măng núi non, hẻm núi vẫn luôn kéo dài về phía trước, ở kia cuối, chính là vực sâu vùng cấm. Hơn trăm người đội ngũ một hàng động, tốc độ liền đều bay nhanh. Lúc này, này không phải một cái học viện tại hành động, mà là 10 cái thánh địa ở tranh cao thấp. Thánh tử thánh nữ đi đầu, toàn thân linh khí tung hoành, phân biệt thuộc về bất đồng thánh địa bọn học sinh, cũng tất cả đều vận chuyển linh khí, liều mạng đi theo phía sau, trong nháy mắt liền lược đi ra ngoài trăm mét. Trương huyền cùng hai gã tạp công cõng nồi to, lôi kéo hai dương lương thực, ở phía sau chậm gì gì đi tới, cũng không nóng nảy. Trương huyền có thể nhận thấy được, càng là đi phía trước đi, càng là cảm giác được gian nan, phảng phất toàn bộ thân thể đều tăng thêm. Đây là có trọng lực, Trương Huyền trong lòng nháy mắt liền cấp ra đáp án, đã từng ở Quang Minh đảo phòng huấn luyện, Khương Nhi liền làm ra cái loại này phòng trọng lực, loại cảm giác này, Trương Huyền thể hội quá. Lại xem hai gã tạp công, đi chính là phá lệ gian nan. Liền ở hai gã tạp công sắp không chịu nổi khi, tên kia thiên đạo bốn trọng cường giả cấp ra bùa hộ mệnh phát ra ánh sáng, bao vây bọn họ toàn thân, tại đây ánh sáng bao vây hạ bọn họ lập tức liền khôi phục nguyên bản hành động lực cảm thụ không đến trọng lực áp bách đồng thời trương huyền trên người bùa hộ mệnh cũng bắt đầu phát huy tác dụng trương huyền thở dài nhẹ nhóm một hơi nếu không có cái này bùa hộ mệnh liền này gây ở trên người trọng lực khiến cho chính mình tìm không thấy lấy cớ tiếp tục đi tới phải biết rằng này trọng lực là thực khủng bố sự tình không riêng gì làm người cảm giác được thân phụ trọng vật đơn giản như vậy ngay cả cốt cách nội tạng cũng đều sẽ đã chịu trọng lực ảnh hưởng, tim đập trở nên thong thả, thân thể cơ năng khôi phục tốc độ giảm xuống, này đó đều là phi thường nguy hiểm. Trước mắt khoảng cách vực sâu vùng cấm, còn có mười mấy km lộ, không tính xa, cũng không tính gần, trương huyền ba người đi lên 10 km, ước chừng dùng hơn 2 giờ, mà khi bọn hắn đi đến vực sâu vùng cấm nhập khẩu trước khi, nhìn đến 10 đại thánh địa người, tất cả đều ngồi ở chỗ kia nghỉ ngơi, một đám có vẻ kiệt sức. Nhìn dáng vẻ, trung quanh trọng lực hẳn là thực khoa trương, bằng không 10 km lộ, không có khả năng làm những người này như vậy. Trương Huyền phân tích, hắn thân ở với vòng sáng bên trong, cảm thụ không đến kia trọng lực áp bách. Rốt cuộc tới. Mau, chúng ta muốn ăn cơm. Lập tức liền chết đói. Từng đạo thanh âm vang lên, bọn học sinh đều ở chờ mong Trương Huyền ba người đã đến. Tuy rằng tới rồi bọn họ cái này cảnh giới, chẳng sợ không ăn cơm, quang hấp thu linh khí cũng có thể sống sót. Nhưng đã thói quen ăn cơm bọn họ, đột nhiên không ăn, giống như là làm lão yên dân từ bỏ yên giống nhau, rất khó làm được, hơn nữa linh khí chỉ có thể duy trì người bất tử, không thể không sung vitamin một loại dinh dưỡng, quan trọng nhất chính là, thế giới này linh khí cũng không tính nồng đậm, căn bản vô pháp cung cấp những người này không ăn cơm liền tồn tại. Hơn nữa bởi vì trọng lực nguyên nhân, mỗi người đối đồ ăn nhu cầu lượng đều ở gia tăng, như vậy một lát liền đói không được. Rong rong dài dài, mau tới nấu cơm phía trước liền cùng Trương Huyền nổi lên xung đột cửu cung thánh tử lập tức quát lớn một tiếng. Thúc dục cái gì thúc dục a, à, các người đều là tu sĩ, chạy nhanh như vậy. Trương Huyền cố ý phản bác, hắn muốn chọc giận cửu cung thánh tử, cho chính mình một cái rời đi đội ngũ lý do. Người tính thứ gì, dám cùng ta nói như vậy, cửu cung thánh tử đương trường bạo khởi. Phía trước là có học viện đại nhân vật nhúng tay, cửu cung thánh tử không nói thêm gì, mà hiện tại học viện đại nhân vật không ở, cửu cung thánh tử tự nhiên không thể chịu đựng như vậy một cái đầu bếp. Sao, người còn có thể lộng chết ta không thành, trương nhiên đĩnh đĩnh ngực, hắn trước người màn hào quang cũng đi theo quơ quơ. Ta xem người chính là muốn chết, cửu cung thánh tử ánh mắt lập tức trở nên tàn nhẫn lên, một bước vượt trước, một trường chiều trương huyền trên người chụp tới. Cửu cung thánh tử một trường này, ở người khác xem ra lại mau lại tàn nhẫn, nhưng ở trương huyền trong mắt, liền giống như rùa đen giống nhau thong thả, nhưng Trương Huyền vẫn là làm ra một bộ sợ muốn chết bộ dáng, liền duỗi tay che ở trước người, đôi mắt cũng gắt gao đóng chặt. Cửu cung thánh tử một trường này là tuyệt đối thiên đạo một trọng thực lực, nhưng căn bản không có thể phá rớt Trương Huyền thân thể tầng ngoài màn hào quang, ngược lại là cửu cung thánh tử một trường này bài xuất, cả người liên tiếp lui ba bước. A, à, giết người lạp, giết người a, không có đã chịu một chút thương tổn Trương Huyền hô to. Một màn này cấp cửu cung thánh tử khí ngực phát nấu. Hảo, ngươi không có bị thương, mau nấu cơm đi. Càn khôn thánh tử ra tiếng. Không làm, trương huyền đầu diêu cùng chống bỏi giống nhau, người này rõ ràng liền đứng nói chuyện không eo đau, còn động thủ, phải làm làm hắn làm đi, ta không làm. Người nói cái gì, cửu cung thánh tử nổi trận lôi đình, chính mình đường đường thánh tử, thế nhưng làm chính mình đi đương một cái đầu bếp. Ta nói ta không làm, trừ phi ngươi cho ta xin lỗi. Trương huyền đôi tay ôm ngực. Cửu cung thánh tử cắn chặt răng, ngươi một cái tiện dân, cũng xứng nói làm ta cho ngươi xin lỗi. Vậy đều bị đói đi, trương huyền một bộ không sao cả bộ dáng, tìm cái địa phương một tòa. Cửu cung thánh tử khí ngứa răng, nhưng cố tình đối phương trên người phòng hộ cháo, làm hắn căn bản vô pháp động thủ, mạnh mẽ động thủ nói, có hại sẽ chỉ là chính mình, kia phòng hộ cháo là có chứa nhất định phản kích năng lực. Càn khôn thánh tử thấy thế, cũng không biết nên nói cái gì, chỉ có thể lắc đầu bất đắc dĩ ngồi vào một bên đi. Ha ha ha, này tiểu đầu bếp có vài phần ý tứ là lướt thánh nữ cười duyên một tiếng tiểu đầu bếp làm điểm cơm sao tỉ tỉ nhưng đều đói là đâu người nhẫn tâm nhìn tỉ tỉ tốt như vậy dáng người đói bẹp sao là lướt thánh nữ nói vặn vẹo hạ vòng eo phong tình vạn trùng không làm hắn không cho ta xin lỗi ta liền không làm trương huyền vẫn là một bộ du mễ không tiến bộ dáng ngươi liền chờ đến chết đi cửu cung thánh tử tìm chỗ không ai địa phương ngồi xuống thời gian từng giây từng phút trôi qua, sắc trời cũng dần dần tối sầm xuống dưới. Đám người giữa, liên tiếp vang lên bụng rầm rầm long kêu thanh âm, hiển nhiên đều đã đói lả. Nhưng lại xem Trương Huyền, một bộ đánh chết đều không nấu cơm bộ dáng là lướt thánh nữ thượng, không cho mặt mũi, này thuyết minh không ăn nữ sắc, lại cùng cửu cung thánh tử chính diện ngạnh cương, này cũng không sợ vũ lực uy hiếp, thỏa thỏa mềm cứng không ăn a à. Cửu cung thánh tử, chuyện này, nói đến cùng, cũng là ngươi không đúng, nói lời xin lỗi đi. Mờ mịt thánh tử ra tiếng. Đích xác, bọn họ vốn là không phải tu sĩ, tốc độ chậm cũng thuộc bình thường, bởi vì việc này trách cứ, liền có chút quá cố tình, không giống như là tu sĩ chi vì. Luân chuyển thánh địa thánh tử đồng dạng mở miệng, đây là ở trong tối chỉ cửu cung thánh tử. Cửu cung thánh tử ngồi ở chỗ kia, hoàn toàn bất động, làm thánh tử, địa vị cao thượng, như thế nào sẽ tùy tiện hướng một người bình thường xin lỗi. Mắt thấy hai đại thánh tử đều khuyên bất động, cũng không ai nói chuyện. Bóng đêm dần dần buông xuống, ở khủng bố trọng lực dưới, nơi này không có một chút bất luận cái gì động vật tồn tại, ban đêm có vẻ thực yên tĩnh, chỉ là thường thường sẽ nghe được bụng kêu thanh âm vang lên. Trương Huyền ngồi ở lương xe bên, hắn có điểm kỳ quái, này trọng lực hình thành đặc thù là cái gì, nói cách khác, vì cái gì chỉ nhằm vào thần linh, mà giống lương xe, lương thực này đó đều không có đã chịu trọng lực ảnh hưởng. Bằng không lương xe đã bị áp suy sụp lương thực cũng đều sẽ bị tễ thành bột phấn. Trương Huyền cũng cảm giác được đói bụng, lấy ra ba người phân lương thực, nấu cơm, thực mau, kia mùi hương liền tại đây bầu trời đêm giữa phiêu tán mở ra, đã sớm đói không được mọi người chỉ là nghe thượng một chút, đều cảm giác có chút chịu không nổi. Thật tốt quá, có cơm ăn. Nhanh lên đi, ta đều chết đói. Bọn học sinh kêu lên. Cửu cung thánh tử ngồi ở kia, cũng ngửi được này khí vị, hừ lạnh một tiếng, còn tưởng rằng có bao nhiêu đại cốt khí, kết quả là còn không phải muốn ngoan ngoãn khuất phục. Cửu cung thánh địa các đệ tử đi vào Cửu cung thánh tử bên cạnh. Sư huynh, hắn ngoan ngoãn nấu cơm. Chúng ta cũng đi ăn vài thứ đi. Cửu cung thánh tử khuôn mặt lạnh lùng, muốn kia tiện dân tới cấp ta bồi tội, bằng không ta sẽ không chạm vào hắn một chút ăn. Ở Cửu cung thánh tử xem ra, một cái nho nhỏ đầu bếp, như thế nào dám thật sự cùng Cửu cung thánh địa đối nghịch. Nhưng gần chỉ là chịu thua, này còn chưa đủ dám động vào thánh địa chi uy người có thể nào dễ dàng như vậy buông tha nghe nói cửu cung thánh tử nói cửu cung thánh địa người tất cả đều gật gật đầu minh bạch này liền làm hắn lại đây bồi tội vài tên cửu cung thánh địa đệ tử đi qua cơm mùi hương phiêu tán ở không trung làm không ít ngủ người đều ngồi dậy tìm cơm mùi hương tìm đi cửu cung thánh tử đã sớm bụng đói kêu vang này cơm mùi hương truyền tới hơi thở giữa càng là chịu không nổi hắn uống tới một người đệ tử Sao lại thế này, kia tiện dân không chịu tới xin lỗi sao? Thánh tử, hắn chỉ làm chính mình cơm, cũng không có làm chúng ta. Một người đệ tử thật cẩn thận mở miệng. Lớn mật, làm càn, cửu cung thánh tử quát trói tai một tiếng, đứng dậy, chiều trương huyền kia đi đến. Trương huyền chung quanh, lúc này đã vây quanh không ít người. Tiện dân, cửu cung thánh tử đi tới, hét lớn một tiếng, học viện mang đến đồ ăn, người chỉ làm chính mình. Người có cái gì quyền lợi, Ai nói đây là học viện, ta chính mình mang. Trương nhiên vỗ vỗ trước ngực bao vây, lại chỉ hạ cách đó không xa, nơi đó mới là học viện chuẩn bị lương thực. Cửu cung thánh tử bị nghẹn lại, có chút nghẹn lời, suy nghĩ hai giây sau lại lần nữa mở miệng, người đi theo mục đích, chính là nấu cơm, người đang làm cái gì. Người nếu không thể làm này đầu bếp, liền hắn sao đừng làm. Không làm liền không làm, Trương huyền bĩu môi, theo sau hướng chung quanh hô, được rồi, các vị đừng đợi, Ta đã bị cửu cung thánh tử khai trừ rồi, liền không cho đại gia nấu cơm, ăn xong này khẩu ta liền đi rồi, đại gia xin cứ tự nhiên đi. Trương Huyền lời này vừa ra, người chung quanh tất cả đều nhìn về phía cửu cung thánh tử, tuy rằng từ thân phận đi lên giảng, này đó bình thường học sinh không dám nói cái gì, nhưng có thể nhìn ra tới, bọn họ trong mắt tất cả đều lộ ra đối cửu cung thánh tử bất mãn. Vừa mới nhân ra trương sư phó đều nói, ăn khẩu cơm liền đi cho chúng ta nấu cơm, như thế nào liền khai trừ rồi a? À? chính là, này còn không có tiến vào vùng cấm đâu, liền làm đến cơm đều ăn không được. Có phải hay không tưởng đem chúng ta đói chết, sau đó cửu cung thánh địa chính mình đi vùng cấm tầm bảo A. À. Cửu cung thánh tử nghe được cuối cùng một câu, sắc mặt trực tiếp thay đổi, ai? Ai bôi nhọ lão tử? Bọn học sinh nghe được lời này, tất cả đều thấp hèn đầu, không hề ra tiếng. Cửu cung thánh tử, người nói một chút ngươi, tốt xấu là cái thánh tử, cùng các đệ tử phân cao thấp làm gì đâu càn khôn thánh tử đứng dậy. Cửu cung thánh tử, người này cách làm có phải hay không vượt rào? Nguyên sơ thánh địa thánh nữ cũng ra tiếng. Cửu cung sư huynh, chúng ta biết người tu vi siêu phàm, đã không dính khói lửa phàm tục, nhưng chúng ta âm dương thánh địa các sư đệ sư muội vẫn là muốn ăn cơm. Âm dương thánh nữ cũng đứng ra nói chuyện. Vô lượng thánh địa thánh nữ tuy rằng không có ra tiếng, nhưng cũng đứng ở âm dương thánh nữ bên cạnh, hiển nhiên là cùng một trận chiến tuyến. A Di Đà Phật, Thích Ca Thánh Tử chắp tay trước ngực, đứng dậy. Cho tới nay, Thích Ca Thánh địa địa vị đều có chút đặc thù, bọn họ không tham dự cùng còn lại mấy đại thánh địa chinh chiến bên trong, thả thánh địa nội có đắc đạo cao tăng, liền còn lại thánh địa chi chủ đều tôn kính vài phần. Lúc này, Thích Ca Thánh Tử đứng dậy, mọi người đều nhìn về phía hắn. Thích Ca Thánh Tử phía sau lập lòe kim mang, đó là công đức thể hiện. A Di Đà Phật, cùng vô khuyết thí chủ, Phật chủ có vân, người là sát, cơm là thép, một đốn không ăn đói đến hoảng luân chuyển thánh tử nghe lông mày nhảy dựng thiếu chút nữa liền đem bên hông cương đao lấy ra đem hòa thượng đầu cấp cắt ha ha ta trở sinh với trần thế gian lấy thực vì thiên sao có thể không ăn cơm ngọc hư thánh tử cầm trong tay phát trần đi tới cung vô khuyết ngươi vượt rào luân chuyển thánh tử nhìn về phía cửu cung thánh tử đầu bếp chức là học viện an bài người có cái gì tư cách khai trừ cửu cung thánh tử sắc mặt biến đổi các ngươi luân chuyển thánh địa là khăng khăng muốn cùng ta không qua được. Ngươi xem như thứ gì, ta còn khăng khăng cùng ngươi không qua được. Luân chuyển thánh tử cũng là hoàn toàn không cho cửu cung thánh tử mặt mũi. Hai người chi gian không khí, nháy mắt lên tới cực điểm, một xúc liền sẽ nổ mạnh. Ô ô ô, hai vị sư huynh, đừng lớn như vậy hỏa khí sao. Là lướt thánh nữ cười duyên đứng ở hai người trung gian, chúng ta lúc này đây, chính là muốn đi vùng cấm, lại không phải tới đánh lôi, hà tất làm thành như vậy đâu là lướt thánh nữ nói xong, lại đi đến Trương Huyền bên cạnh, một bàn tay đáp ở Trương Huyền trên vai, tiểu đầu bếp, ngươi nhìn xem, liền bởi vì ngươi, hai đại thánh địa đều phải đánh nhau rồi đâu, mau đem cơm cho chúng ta làm thượng đi. Trương Huyền xem tình huống này, cũng biết không thể lại như vậy làm đi xuống, này cửu cung thánh tử đầu óc giống như có vấn đề, rõ ràng là chính mình cùng hắn không qua được, sao chiến hỏa liền đốt tới luân chuyển thánh địa đâu. Trương Huyền nghĩ nghĩ, gật gật đầu, sau đó duỗi tay chỉ vào cửu cung thánh tử, Bọn họ cơm, ta không cho làm." Cửu cung thánh tử khí trong cơn giận dữ, tay vung, trực tiếp rời đi. Ngồi ở chỗ tối, Cửu cung thánh tử nhìn chằm chằm cách đó không xa Trương Huyền, trong mắt toàn là thù hận. Cho rằng có bùa hộ mệnh ta liền trị không được ngươi. Thiên đạo nhị trọng mà thôi, chờ đến lúc đó, ta muốn ngươi chết." Cửu cung thánh tử sắc mặt âm trầm có thể tích ra thủy tới. Cửu cung thánh địa người đi theo Cửu cung thánh tử phía sau, cũng đều không cơm ăn. Bên kia thực mau truyền đến nồng đậm cơm mùi hương. Lã lướt thánh nữ cười duyên thanh ở trong trời đêm vang lên. Ha ha ha, tiểu đầu bếp, thủ nghệ của ngươi tốt như vậy sao? Từ từ bọn họ ngủ rồi, tỷ tỷ muốn đơn độc khen thưởng ngươi nga. Trương Huyền nhìn mắt là lướt thánh nữ, lại lập tức đem đầu xoay qua đi. Nữ nhân này, coi như là này đó thánh tử thánh nữ giữa nhất khôn khéo một cái, so với kia cái gì cửu cung thánh tử thông minh không biết nhiều ít lần. Trương Huyền này một cái quay đầu động tác nhỏ lại dẫn tới là lướt thánh nữ cười duyên không thôi. Cơm mùi hương ở không trung phiêu đáng, ăn uống no đủ đều chín đại thánh địa đệ tử, tất cả đều cảm thấy mỹ mãn ngủ. Chỉ có cửu cung thánh địa các đệ tử, tất cả đều ngủ không được. Sư huynh cũng thật là, làm gì một hai phải nói cái kia đầu bếp A, vốn dĩ người thường liền đi chậm, này không bình thường sao. Được rồi, nhỏ giọng điểm đi. Cửu cung thánh địa có người nhỏ giọng nói thầm. Thời gian chậm rãi qua đi, Thiên cũng dần dần sáng lên, ngủ một đêm, mọi người đều tinh thần phấn chấn, chỉ có Cửu cung thánh địa người, đều là một bộ hữu khí vô lực bộ dáng. Cửu cung thánh tử càng là mặc vào một kiện màu đen áo choàng, đem chính mình cả người giấu ở áo choàng chung, không cho người nhìn đến hắn kia trương bởi vì đói khát mà có vẻ mỏi mệt mặt. Sư huynh, nếu không chúng ta đi về trước đi, dù sao còn không có tiến vùng cấm, làm trong nhà phái cái đầu bếp lại đây. Một người Cửu cung thánh địa đệ tử nhỏ giọng đề nghị hồi cái gì hồi, đi vùng cấm, cửu cung thánh tử kiểu gì ngạo khí, như thế nào có thể để cho người khác nhìn ra chính mình chịu thua. Cửu cung thánh địa các đệ tử một chút biện pháp đều không có. Hơn trăm người đội ngũ lại một lần xuất phát, như cú hành tẩu tại đây bình nguyên phía trên, bọn họ chỉ cảm thấy càng đi càng mệt, đây là bởi vì gây ở bọn họ trên người trọng lực càng ngày càng cường. Mà trước mắt con đường, cũng càng thêm hẹp hòi lên, từ nhất khởi điểm bình nguyên, đến bây giờ mặt đường độ rộng không đến trăm mét hai sườn là cao ngất núi non, thả vách đá bóng loáng, tìm không thấy một chút nơi đặt chân, toàn bộ sơn thể đều hiện ra một loại đen nhánh nhan sắc, cho người ta cảm giác phá lệ áp lực. Mà theo bọn họ đi tới, trăm mét độ rộng cũng dần dần thu nhỏ lại, 80 mét, 50 mét, 30 mét. Hơn trăm người đội ngũ đi ở 30 mét khoan trên đường, có vẻ hẹp hòi, dưới chân mặt đất, cũng dần dần biến thành đen nhánh nhan sắc. Nguyên bản đại gia đi ở con đường này thượng còn đang không ngừng giao lưu, hiện tại giao lưu thanh âm cũng nghe không thấy ta như thế nào cảm giác nơi này như vậy khủng bố a à? một người tạp công đi ở trương huyền bên cạnh thân thể đều ở phát sun cửu cung thánh tử giấu ở áo choàng hạ gương mặt thượng lộ ra không kiên nhẫn thần sắc này vực sâu vùng cấm nhập khẩu rốt cuộc ở đâu ngọc hư thánh tử lắc lắc đầu cái gọi là vùng cấm là chỉ một phương thiên địa cũng không phải đơn nói chỗ nào đó cho nên cũng không có cái gọi là nhập khẩu linh tinh cách nói đối với người thường mà nói Chúng ta đã đi tới lộ, cũng đã là vùng cấm, mà ta tưởng, từ chúng ta cảm nhận được áp lực kia một khắc, hẳn là cũng đã ở vực sâu vùng cấm trong phạm vi đi. Có ý tứ gì? Cửu cung thánh tử quay đầu nhìn Ngọc hư thánh tử liếc mắt một cái. Rất đơn giản, căn cứ bát quái trận thế tới xem, chúng ta đã đi vào chết môn giữa. Ngọc hư thánh tử bước chân một đốn, liền thấy hắn huy động phất trần. Ở trước mặt mọi người, một cái thật lớn bát quái bản phiêu phù ở không trung giữa, mà chỉ hướng Đoái cung Ngọc Hư Thánh Tử biểu tình nghiêm túc, đoái quẻ ở Tây, ngũ hành vì kim, này đối ứng trong giới tự nhiên đầm lầy, đầm lầy đại biểu cho trầm xuống, thu liếm, vô luận là cái gì, đều sẽ hãm sâu trong đó, khó có thể thoát thân, ngũ hành nãi kim, đại biểu thu, mà thu chi nhất từ, càng nhiều đại biểu cho chính là hưu quạch, là điêu tàn, tràn ngập túc sát. Ngọc Hư Thánh Tử véo ra mấy cái tay quyết, theo sau trầm giọng nói, đoái quẻ mang kim, nãi đại hung hiện ra, kim lại đại biểu kim loại, nãi binh khí cùng dụng cụ cắt gọt, đao phủ hành hình khi quỷ đầu đại đao, liền cùng phương Tây đoái cung có quan hệ. Mờ mịt thánh tử gật gật đầu, Tây giả, rời cúng, dương khí rời lạc vật, với khi vì thu, mặt trời lặn vì Tây, thái dương đi xuống, trời đất u ám, hơn nữa Tây đại biểu chính là thu, mùa thu tới rồi, lá cây sôi nổi rơi xuống, vạn vật tiêu điều, có bi thương ý vận, cố phương Tây chủ sát, thuần âm. Có tiêu điều, hắc ám, khủng bố, điềm xấu, tử vong chi ý, giống nhau đồ vật tương đối khi thường thường lấy đông cho thỏa đáng, tây vì kém, đông vì tôn, tây vì ti. Ngọc hư thánh tử lại véo pháp quyết, kia phiêu phù ở không trung bát quái bản biến mất, chúng ta xưng người sau khi chết vì thượng tây thiên, sau khi chết mai táng, cũng đều là đầu về phía tây mặt, chúng ta đã sớm ở vào vùng cấm giữa. A-di-đà Phật, ta đảo cho rằng, phương tây nãi thế giới cực lạc. Thích ca thánh địa thánh tử ra tiếng. Ngọc hư thánh tử hư lạnh một tiếng, nơi này không phải các người phương tây phật thổ ta cho rằng chỉ cần trong lòng có phật phật tự nhiên sẽ ở hảo hai vị hiện tại không phải biện pháp thời điểm vô lượng thánh nữ đánh gãy hai người nói các người quay đầu lại nhìn xem đi mọi người quay đầu lại nhìn về phía con đường từng đi qua nguyên bản rộng lớn bình nguyên lúc này thế nhưng cũng biến thành chật trội hẹp hòi tiểu đạo liếc mắt một cái nhìn lại nhìn không thấy cuối nơi này chết quá quá nhiều cường giả sẽ có oán khí tàn lưu các vị muốn phá lệ cẩn thận. Luân chuyển thánh tử ra tiếng, hắn trời sinh sau lưng có chứa dị tượng, đối với mấy thứ này, phá lệ mẫn cảm. Chính khi nói chuyện, một phen quỷ đầu đại đao trống rỗng xuất hiện, bay thẳng đến luân chuyển thánh tử chém tới. Luân chuyển thánh tử hư lạnh một tiếng, bên hông bảo đao ra khỏi vỏ, trực tiếp chém về phía kia quỷ đầu đao. Trên bầu trời truyền đến một trận kim thiết vang lên thanh, thanh âm này phá lệ trói tai kia trống giống xuất hiện quỷ đầu đao đứt gãy ở luân chuyển thánh tử bảo đao dưới, không đợi mọi người cẩn thận quan sát này quỷ đầu đao. Cẩn thận, một tiếng giống to truyền đến, là âm dương thánh địa thánh nữ. Mọi người ngừng đầu, liền xem ngày đó lỗ hồng chung, dậm dạp quỷ đầu đao xuất hiện, chiều phía dưới chém tới, mỗi một phen quỷ đầu đao, đều hỗn loạn thiên đạo một trọng uy lực. Bày trận, âm dương thánh nữ hét lớn một tiếng. Thánh địa các đệ tử phản ứng cực kỳ nhanh chóng, cơ hồ ở trong nháy mắt liền khởi động trận pháp, mỗi cái thánh địa đều ngưng tụ ra một cái trận pháp, tới chống đỡ này đó quỷ đầu đao công kích. Trên bầu trời xuất hiện quỷ đầu đao, cũng không phải lang thang không có mục tiêu chặt bỏ, mà là tập trung đến kia 10 cái phòng ngự trận pháp thượng, một chút cũng chưa lãng phí. Thiên đạo một trọng công kích cường độ, ở các đại thánh địa thánh tử dẫn dắt hạ, ngăn cản lên cũng không có vẻ tốn nhiều lực, nhưng lại không chịu nổi này thế công giống như mưa rào giống nhau, căn bản không ngừng tức. Trên bầu trời quỷ đầu đại đao không ngừng hiện ra, phách chặt bỏ tới, linh khí văng khắp nơi. Trái lại này đó thánh địa thành viên, hiện tại trương huyền ba người, đến có vẻ nhẹ nhàng vô cùng, bọn họ trên người bùa hộ mệnh, làm cho bọn họ hoàn toàn làm lơ này quỷ đầu đại đao công kích, mắt thấy còn lại người ở đau khổ chống đỡ, trương huyền đã có một loại sân vắng tản bộ cảm giác. Trương huyền nhìn một vòng, vòng đến cửu cung thánh địa nơi đó. Cửu cung thánh tử, trương huyền hướng dấu ở áo choàng chung người hô một câu cửu cung thánh tử xoay đầu chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, không để ý đến. Trương Huyền nhếch miệng cười, đói bụng không? Cửu cung thánh tử giấu ở áo choàng hạ mặt chiều động một chút. Không đúng, càn khôn thánh tử hô to một tiếng, trọng lực ở gia tăng. Linh khí tiêu hao quá khủng bố, như vậy căn bản chịu đựng không nổi. Đương quỷ đầu đại đao xuất hiện lúc sau, này một phương thiên địa trọng lượng ở điên cuồng gia tăng. Có thể bị chọn lựa lại đây tham gia thí luyện, kia đều là các đại thánh địa tinh anh đệ tử, thực lực kém cỏi nhất đều ở bát vân cảnh giới. Mà lúc này, đã có đệ tử mặt lộ vẻ thống khổ thần sắc, khởi động linh khí cái chắn đôi tay đều ở không ngừng run rẩy. Sư huynh, ta chịu đựng không nổi. Cửu cung thánh địa giữa vang lên một tiếng giống to, liền thấy một người đệ tử sắc mặt trắng bệch, cả người trực tiếp sụi lơ ngồi dưới đất, mồm to thở hổn hển, mồ hôi từ cái chán không ngừng lăn xuống. Vốn là ở trọng lực ảnh hưởng hạ bụng đói kêu vang bọn họ, lại cả đêm không có ăn cơm, thể xác và tinh thần mỏi mệt, lúc này còn muốn đối mặt như mưa rào thiên đạo một trọng cường độ công kích, tuy rằng có thánh tử dẫn dắt, nhưng cũng khó có thể thừa nhận. Ai ở giả thần giả quỷ? Ngọc hư thánh tử hét lớn một tiếng, phất trần múa may gian, thật lớn la bàn dâng lên, bắt đầu xoay tròn, tìm kiếm sinh môn. Công kích biến cường, nguyên sơ thánh nữ khe kêu một tiếng, bên hông thần kiếm ra khỏi vỏ, liên tiếp chém ra. Vô số đạo kiếm mang chém về phía không trung, phàm là bị kiếm mang sở chạm vào quỷ đầu đại đao, toàn bộ đứt gãy mở ra. Nguyên sơ thánh nữ chém ra này đó kiếm mang, đã có thiên đạo nhị trọng thực lực. Mười đại thánh địa, đại biểu cho toàn bộ sơn hải giới đứng đầu vũ lực hệ thống, làm thánh địa giữa nhất người xuất sắc, này đó thánh tử thánh nữ thực lực phá lệ cường hãn, thả trên người còn có các loại bảo khí thêm vào, tùy tay là có thể phát huy ra cường đại thực lực. Trên bầu trời quỷ đầu đại đao dần dần trở nên loáng. Thánh địa các đệ tử đều trên mặt lộ ra vui mừng không thích hợp, tìm không thấy sinh môn, Ngọc Hư Thánh Tử trong tay liền véo pháp quyết. Không đợi những cái đó thánh địa các đệ tử hoàn toàn cười ra tiếng tới, trên bầu trời, một phen thật lớn quỷ đầu chảm hình thành, ở kia quỷ đầu chảm mặt sau, cũng hiển hiện ra một chương giữ tợn đến mức tận cùng mặt quỷ, phá lệ dọa người. Kia mặt quỷ dường như ở đánh giá phía dưới mọi người. Trên bầu trời quỷ đầu chảm tại đây một khắc, trong dây lát chém xuống. Phốc, đây là máu tươi phun tung tóe thanh âm một người một chân đã bước vào bát phân cảnh giới nguyên sơ thánh địa đệ tử, bị này quỷ đầu chảm, chặn ngang chặt đứt. Phần eo bị chảm đệ tử cũng không có lập tức chết đi, hắn trơ mắt nhìn thân thể của mình cùng hạ thân chia lìa, ánh mắt dần dần trở nên hoảng sợ. Nhất quỷ dị chính là, tên này đệ tử, là tránh ở nguyên sơ thánh địa phòng ngự cái chắn phía sau, nhưng như cũng chết ở quỷ đầu chảm hạ, phòng ngự cái chắn không có đối quỷ đầu chảm tạo thành chút nào lực cản, quỷ đầu chảm liền như vậy nhẹ nhàng, chém xuống dưới, trên bầu trời, kia trương thật lớn mặt quỷ cười phá lệ dữ tợn, một phen lại một phen quỷ đầu chảm xuất hiện, tất cả đều từ không trung chém xuống dưới. a à, tiếng kêu thảm thiết vang lên. Không, sư tỷ cứu ta. Quỷ đầu chảm rơi xuống, sở hữu thánh địa phòng ngự cái chắn tại đây quỷ đầu chảm trước mặt, đều không hề tác dụng. Máu tươi văng khắp nơi mở ra, tiếng kêu thảm thiết không ngừng. Giả thân giả quỷ, luân chuyển thánh tử hét lớn một tiếng, phóng lên cao, trực tiếp hướng kia giữ tợn mặt quỷ sát đi. Ở kia giữ tợn mặt quỷ trước người, một đạo ác quỷ thân hình hiện lên, thân cao 3 mét, tay đề một phen cốt đao, một đao chém về phía luân chuyển thánh tử, mang theo huyết hồng quang mang, này một đao uy lực cực kỳ cường hãn, ngay cả cửu chuyển thánh tử đều chỉ có thể tránh lui. Ta tới trợ ngươi, càn khôn thánh tử cùng vô lượng thánh nữ đồng thời phóng lên cao, sát hướng ác quỷ. Nhưng liền ở hai người tận trời nháy mắt, lại có lưỡng đạo ác quỷ xuất hiện, làm bọn họ đối thủ hỗn loạn giữa, hai gã thân ở với bùa hộ mệnh màn hào quang nội tạp công, cũng chết ở quỷ đầu chạm hạ. Này bùa hộ mệnh màn hào quang, đồng dạng ngăn cản không được không chung rơi xuống quỷ đầu chảm. Trương Huyền nhìn như hoảng loạn né tránh quỷ đầu chảm, hắn ngẩng đầu đánh giá phía trên, kia ba cái ác quỷ xuất hiện, đều không phải là là phải bảo vệ kia Trương giữ tợn mặt quỷ. Trương Huyền có thể nhìn ra, mặt quỷ tồn tại, chỉ là gì tưởng, kia ác quỷ, là muốn ngăn cản người, ngự khí rời đi cái này hẻm núi. Trương Huyền hai mắt phát sinh vi diệu biến hóa, ngày ấy Nguyệt Đồng Tử, lúc này thế nhưng liền hiện ra ở Trương Huyền trên người, liếc mắt một cái kim quang, liếc mắt một cái u ám. Trước mắt hẻm núi, ở Trương Huyền trước mắt cũng phát sinh biến hóa. Nguyên bản hẹp dài một cái lộ, lúc này thế nhưng hóa thành một chương thật lớn long khẩu. Này hẻm núi Bình Nguyên, biến thành một cái ngôi cao, bốn phía đều là huyền nhai, kia cự long đầu bị chém xuống dưới, tạp ở ngôi cao bên cạnh, đã hư thối, mở ra mồm to, chờ đợi mọi người đi vào đi, hai bên núi non biến mất, quay đầu lại nhìn lại, rõ ràng là một con chết đi bạch hổ thân thể, cũng đã hư thối, nhưng kia bạch hổ ánh mắt giữa, còn tràn ngập huyết hồng hung mang, bạch hổ còn làm ra động vật họ mèo đặc có, sắp muốn phát động công kích tư thế. Mà ngôi cao bên trái, là một đầu chết cử quy, cũng ở ngôi cao bên cạnh, trên lưng kéo một tòa suy bại tiểu thành ảnh thu nhỏ, bên phải, còn lại là một khối khung xương, xem hình dạng là loài chim, kia khung xương đỏ bừng, tản ra nóng rực hơi thở. Trừ bỏ này bốn con thánh thú thi thể bên ngoài, còn lại chung quanh, tất cả đều là vạn trượng vực sâu. Đây là Trương Huyền ở Nhật Nguyệt hai mắt hạ, nhìn đến cái này địa phương chân chính cảnh tượng. Đây là một mảnh tử địa, quấn quanh đại triệu chứng xấu. Trương Huyền hai mắt phục hồi như cũ, trước mắt lại biến thành hẻm núi bộ dáng Đám người một mảnh hỗn loạn. Hướng, đi phía trước hướng, cửu cung thánh tử hét lớn một tiếng, liền phải hướng kia long đầu phương hướng tiến lên bên kia là tử địa ngọc hư thánh tử hét lớn một tiếng hắn nôn nóng vô cùng đôi tay cộng véo pháp quyết trong miệng lẩm bẩm kia trôi nổi la bàn không ngừng chuyển động đang tìm kiếm sinh khí cơ gần mấy cái hô hấp lại có mấy người táng thân tại đây quỷ đầu chảm hạ tìm được rồi ngọc hư thánh tử sắc mặt vui vẻ dỗi tay chỉ qua đi thế nhưng là bên phải vách núi tử lộ trương huyền âm thầm gật đầu này ngọc hư thánh tử xem như có vài phần bản lĩnh, bên phải là kia phượng hoàng cốt nơi địa phương. Đó là vách đá, căn bản không đường có thể đi. Càn khôn thánh tử hét lớn một tiếng. Đó là sinh môn, theo ta đi. Ngọc hư thánh tử không nghi ngờ có hắn, phi thường tin tưởng chính mình phán đoán. Tại đây quỷ đầu chảm hạ, mọi người không đến lựa chọn, toàn bộ đều đi theo ngọc hư thánh tử chiều vách đá kia bước vào. Là ngươi, ngọc hư thánh tử tới gần, thấy được đã muốn chạy tới vách đá bên trương huyền trương huyền hoa một tiếng liền khóc ra tới ta không làm ta phải đi về ta phải đi về trương huyền lớn tiếng khóc kêu ngọc hư thánh tử nhìn thấy trương huyền kia sắp hỏng mất bộ dáng trong mắt dâng lên một mặt hồ nghi tiêu tán đi xuống mà đương ngọc hư thánh tử xông tới khi trương huyền nhìn đến kia phượng hoàng xương khô bốc cháy lên ngọn lửa ý nghĩa trọng sinh ngọc hư thánh tử trong tay la bàn chuyển cái không ngừng theo sau đột nhiên dừng lại chỉ địa phương đúng là trương huyền sở trạm nơi đó Ngọc hư thánh tử thủ quyết một véo, một đạo linh khí đánh đi ra ngoài, này một mặt vách đá, vào lúc này phát sinh biến hóa, nguyên bản vách đá, thế nhưng xuất hiện một cái thật lớn chỗ hồng. Sinh môn tại đây, đi. Ngọc hư thánh tử hét lớn một tiếng, khi trước vọt đi vào. Theo sau một chúng thân ảnh, cũng tất cả đều vọt vào. Trương huyền bị tế ở chỗ hồng ngoại, chờ tất cả mọi người đi vào lúc sau, Trương huyền ánh mắt một lần nữa nhìn về phía này trong hạp gốc, nhật nguyệt hai mắt hiện ra, ở phượng hoàng trọng sinh trong ngọn lửa kia cự long đầu bạch hổ thân hình cùng với huyền quy đều chậm rãi động lên nguy cơ mới vừa bắt đầu tại đây vực sâu vùng cấm ngoại học viện cao tầng nhóm nhìn phương xa liền ở kia bình nguyên cuối hẻm núi nội bọn họ có thể nhìn đến màu đen hơi thở lượn lờ lúc này đây bọn họ qua đi chỉ sợ có thể ra tới người rất ít đi một người cao tầng thở dài một tiếng đây là thánh địa cộng đồng quyết định bọn họ thân là thánh địa đệ tử, hưởng thụ thánh địa tài nguyên cùng phúc lợi, cũng là nên muốn trả giá, huống hồ, này đối bọn họ mà nói, cũng là kỳ ngộ, liền nguy hiểm cũng không dám gánh vác, dựa vào cái gì trở thành cường giả đâu. Cũng là, chúng ta tu sĩ, vốn là cùng trời tranh mệnh. Vạn vật mẫu khí, huyền hoàng khí, ai nếu có thể nắm giữ huyền hoàng khí, tương lai, tất có hắn một vị trí nhỏ. Học viện cao tầng nhóm, nhìn về phía kia hắc khí lượn lờ sơn cốc khi, trong mắt mang theo cực nóng. Ở vùng cấm giữa, một đám người chui vào kia vách núi chỗ Hồng Trung, này chỗ Hồng Nội không gian rất lớn. Mỗi người vọt vào tới, đều là mồm to thở hổn hển, mà nguyên bản thượng trăm hào người đội ngũ, lúc này chỉ còn 70 nhiều người. Các đại thánh địa đều tử thương thảm trọng. Thánh tử thánh nữ nhóm sắc mặt đều không đẹp, đặc biệt là Cửu cung thánh tử, bởi vì vốn là trạng thái không tốt nguyên nhân, 10 tên Cửu cung thánh địa đệ tử, chết chỉ còn 3 người. Ngọc Hư sư huynh, đa tạp nguyên sơ thánh nữ ôm ôm quyền còn lại các đại thánh địa thành viên cũng đều biểu hiện ra lòng biết ơn nếu không có lần này có ngọc hư thánh tử bọn họ căn bản là vô pháp tìm được sinh hy vọng hơi làm nghỉ ngơi một chút ngọc hư thánh tử lấy ra la bàn ngưng thần nhìn trong chốc lát lúc này mới tặng khẩu khí nơi này tạm thời an toàn trước nghỉ ngơi một chút đi có ngọc hư thánh tử lời này đại gia mới yên lòng khôi phục thể lực trương huyền đánh giá khởi này sơn thể không gian tới toàn bộ nội bộ ngọn núi đều tràn ngập một loại ẩm ướt hương vị, rõ ràng không có nguồn nước, vẫn là như vậy, điểm này làm Trương Huyền xác định, sơn thể mặt khác một đầu, tuyệt đối là tảng lớn rừng rậm. Trương Huyền lại xem chung quanh vách đá, vách đá mặt thống nhất, đều có vẻ quang hoa, nhưng mặt vỡ lại không có bất luận cái gì quy tắc. Không phải nhân vi, nhưng nếu là thiên nhiên hình thành, như thế nào sẽ toàn bộ đều hiện ra bóng loáng mặt đâu. Trương Huyền suy tư một phen, trong lòng chỉ nghĩ tới rồi một đáp án. Trọng lực. Trọng lực sẽ xuất hiện ở nội bộ ngọn núi, bên trong chỗ hổng là từ trọng lực sở sinh ra, cho nên mặt ngoài đã chịu áp lực tương đồng, khuynh hướng cảm xúc mới hoàn toàn giống nhau. Mà bởi vì sơn hình thể thành góc độ bất đồng, cho nên chỗ hổng là hoàn toàn không có quy tắc. Trương Huyền hít sâu một hơi, nơi này nếu sẽ có trọng lực xuất hiện, kia tuyệt đối sẽ không an toàn đến nào đi. Tất cả mọi người ở nghỉ ngơi thời điểm, Trương Huyền đã bắt đầu điều tra lên, tìm kiếm xuất khẩu. Nội bộ ngọn núi một mảnh yên tĩnh, đã xảy ra chuyện vừa rồi, bên người đồng bạn tử thương nhiều như vậy, làm mỗi người tâm tình đều tàn nhẫn trầm thấp, liền lời nói đều không nghĩ nói. Đường Trương Huyền đi lại lên sau, toàn bộ thân thể nội bộ, vang lên chỉ có Trương Huyền tiếng bước chân. Làm gì đâu, cho ta an tĩnh một chút, cửu cung thánh tử hét lớn một tiếng, hắn vốn là tâm tình bực bội tới rồi cực điểm. Trương Huyền nhìn cửu cung thánh tử liếc mắt một cái, cũng không có để ý tới, mà là tiếp tục tìm kiếm lên. Này nội bộ ngọn núi âm u, tầm nhìn cực thấp, tuy là Trương Huyền cũng chỉ có thể sờ soạng đi, bên trong không gian phá lệ đại, Trương Huyền một chút một chút sờ soạng, tìm con đường. Sơn trong cơ thể là bởi vì trọng lực sở hình thành không gian, phi thường bất quy tắc, có rất nhiều ngõ cụt. Trương Huyền mỗi đi một chỗ, đều sẽ ở trên vách tường làm một cái ký hiệu. Thời gian một chút qua đi. 6327. Trương Huyền trong lòng mặc đếm con số, tính toán thời gian. Dựa vào tự thân siêu cường phương hướng cảm, Trương Huyền xác định chính mình đã sắp muốn xuyên qua toàn bộ sơn thể. Hiện tại mọi người đã ở vào vùng cấm giữa, Trương Huyền cũng không tính toán lại tiếp tục theo chân bọn họ dây dưa đi xuống, chính mình đi chính mình là được, đến nỗi trực tiếp chờ mặt triển lộ thân phận, Trương Huyền vẫn là không thể làm. Rốt cuộc này đó thánh tử thánh nữ nhóm, đều là các đại thánh địa kiều tử, thực lực không ngừng mặt ngoài sở bày ra đơn giản như vậy, mỗi người đều lòng mang quỷ thai, không đến vạn bất đắc dĩ không có khả năng bày ra chân chính thực lực, đừng nhìn cửu cung thánh tử một bộ muốn giết người bộ dáng, trên thực tế hắn căn bản là không nghĩ tới muốn toàn lực ra tay. Hơn nữa quan trọng nhất chính là, Trương Huyền biết, có thánh địa phái người đi trước quá thủy tổ nơi, là cái nào thánh địa, Trương Huyền cũng không rõ ràng lắm, nơi này khả năng còn có tiệt giáo bóng dáng, loại này nguy hiểm là tuyệt đối không có khả năng mạo. Chính mình có thể mất tích, nhưng tuyệt đối không thể trở mặt. Trương Huyền tiếp tục sờ soạng đi tới con đường mà đúng lúc này, toàn bộ sơn thể đột nhiên mãnh liệt lay động lên. Trương Huyền ngẩng đầu, nhìn đến đỉnh chóp vách đá xuất hiện vết rách, này vết rách nháy mắt lan tràn đi ra ngoài, hơn nữa khuếch tán nơi nơi đều là. Trọng lực tới. Trương Huyền hít sâu một hơi, hắn nhanh hơn tốc độ tìm kiếm xuất khẩu. Mà ở sơn thể thật lớn không gian chung, thánh địa mọi người còn ở nghỉ ngơi, một ít người thậm chí đã không chịu nổi mỏi mệt mà ngủ, nhưng mà giờ phút này dị biến nổi lên, kịch liệt đông đưa làm mỗi người đều luống cuống lên. Nơi này muốn đạp, hào cường trọng lực, chạy mau, từng đạo tiếng kinh hô vang lên. Mọi người nháy mắt liền chạy động lên, chính là này nội bộ ngọn núi u ám, tầm nhìn quá thấp, bọn họ căn bản tìm không thấy chính xác lộ. Đây là chết, một người đệ tử mới vừa kêu một tiếng, lời nói còn chưa nói xong, đã bị một khối cự thạch tạc phiên. Có người bổ ra linh khí muốn dập nát cự thạch, lại phát hiện này cục đá vô cùng cứng rắn. Linh khí chỉ có thể ở mặt trên lưu lại một đạo nhợt nhạt dấu vết. Đừng dùng linh khí. Linh khí xuất hiện, khiến cho này phương thiên địa chấn động càng thêm mãnh liệt. Ngọc Hư Thánh Tử cầm trong tay la bàn, hắn ánh mắt căn bản không xem lộ, lúc này hắn nhất tin tưởng chính là trong tay la bàn, đây là một kiện Ngọc Hư Thánh địa chí bảo, là chuyên môn cho hắn mang ra tới bảo mệnh dùng. Theo ta đi." Ngọc Hư Thánh Tử cầm trong tay la bàn, trong bóng đêm không ngừng xuyên qua, phía trước Trương Huyền sở đi rất nhiều đường vòng tất cả đều bị Ngọc Hư Thánh Tử bị tránh đi. Mau mau mau, cự thạch từ đỉnh đầu phía trên tạp rơi xuống, mọi người né tránh, đều là tu sĩ, tốc độ cực nhanh. Ở một cái chỗ rẽ, là lướt thánh nữ đột nhiên nhìn đến trên vách tường có một đạo nhợt nhạt dấu vết. Mau, Ngọc Hư Thánh Tử gào thét lớn. Lúc này Trương Huyền đã tìm được xuất khẩu, có thể nghe được dốc rách suối nước thanh, chính như Trương Huyền dự đoán như vậy, sơn thể bên kia là rộng lớn rừng rậm trương huyền vừa tới đến xuất khẩu liền nghe phía sau rậm rạp tiếng bước chân vang lên trương huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua nhìn thấy ngọc hư thánh tử cầm trong tay la bàn nhanh chóng vọt lại đây sách này la bàn thật là thứ tốt a à? trương huyền nhìn chằm chằm la bàn nhìn thoáng qua theo sau đại gào lên cứu mạng mau cứu cứu ta a à? sơn muốn sụp lạp trương huyền vừa nói một bên hướng sơn bên ngoài cơ thể mặt chạy vội a à, người này mệnh thật đúng là đủ hảo Cửu cung thánh tử nhìn đến Trương Huyền còn sống, trên mặt lộ ra một mặt thần sắc chán ghét. Sơn thể sụp xuống lực sát thương cũng không có kia quỷ đầu chạm khủng bố. Ít nhất đối với này đó tu sĩ mà nói là cái dạng này, tuy rằng ở trọng lực ảnh hưởng hạ sẽ khiến cho bọn họ tiêu hao càng nhiều linh khí, cũng sẽ làm sơn thể sụp đổ tốc độ càng mau, nhưng ít ra không phải cái loại này chạm đến tắc chết, hơn nữa linh khí cũng ở trình độ nhất định thượng có thể ngăn cản rơi xuống cự thạch. Sơn thể bên kia là rậm rạp rừng cây, khi bọn hắn thoát ly sơn thể lúc sau, lập tức đã bị một cổ ẩm ướt cảm giác vây quanh. Thiếu hai cái. Lưu sư huynh cùng mạnh sư tỷ bị chôn ở bên trong. Đại gia dựa vào trên thân cây, mồm to thở hổn hển. Một lần lại một lần bôn ba, thật sự là quá tiêu hao thể lực, linh khí hữu hạn, căn bản không dám tùy tiện tiêu hao. Đồng thời cũng làm mọi người minh bạch, ở chỗ này, căn bản là không có cái gọi là khu vực an toàn. Gì, nơi này trọng lực biến mất, một người đệ tử kinh hỉ hô một tiếng. Đúng vậy, trọng lực không có. Đối, không phải không có, luân chuyển thánh tử lắc lắc đầu, là trọng lực lại trở về tới rồi chúng ta mới vào hẻm núi khi bộ dáng các người trải qua nhiều như vậy, đối với này đó trọng lực đã miễn dịch, chờ rời đi nơi này sau, các người thực lực sẽ có tiến bộ rất lớn, loại này tiến bộ không riêng gì ở linh khí mặt trên. Nghe được luân chuyển thánh tử lời này, mọi người đều có vẻ mười phần vui vẻ, cũng coi như khổ không nhận không. Nơi này hiện tại lại là chuyện gì xảy ra, trước nay không nghe nói qua vực sâu vùng cấm nội có một mảnh rừng rậm tồn tại. Cửu cung thánh tử mọi nơi đánh giá, trên mặt mang theo không thể tưởng tượng. Nghe đồn vực sâu dưới, một mảnh đen nhánh, người sống chưa tiến. Không tồi, vực sâu là một chỗ tử địa, vì sao sẽ có rừng rậm xuất hiện? Vài tên thánh tử thánh nữ đều phát ra nghi hoặc thanh âm. Các vị, ta tưởng từ giờ trở đi, chúng ta có thể tách ra. Ngọc hư thánh tử cầm trong tay la bàn, nơi này sinh tử môn biến ảo vô thường, chúng ta không cần tiếp tục chiều một phương hướng đi, nói vậy lần này ra tới, các vị đều có mục đích của chính mình, đúng không? Ha ha ha, là lướt thánh nữ cười duyên tiếng vang lên, Ngọc hư ca ca ngươi thật đúng là tuyệt tình đâu, đáng thương a, à, không ai cùng tiểu nữ tử cùng nhau. Là lướt thánh nữ nói, đã vặn vẹo quyến rũ dáng người, một mình chiều một bên đi đến. Kia các vị, cáo từ. Nguyên sơ thánh nữ cũng ôm ôm quyền, dẫn người rời đi. Các vị cáo từ, mọi người cũng đều nhất nhất ôm quyền, mang theo từng người người rời đi. Trương Huyền thấy như vậy một màn, nhưng thật ra nhạc vui vẻ. Người dần dần càng đi càng ít. Chúng ta cũng đi thôi. Âm dương thánh nữ vung tay lên, mang theo bảy tên âm dương thánh địa các đệ tử, với nạc vận khí không tồi, cũng chưa chết ở kia quỷ đầu chảm hạ. Sư tỷ, chúng ta đem hắn, cũng mang lên đi với nặc đột nhiên duỗi tay chỉ một chút trương huyền ở trong trường học hắn lão trộm cho ta mang ăn ngon hiện tại không mang theo hắn ta sợ hắn có nguy hiểm với nặc mang cái đầu bếp làm gì a à? chính là đồ ăn cũng chưa dẫn hắn có ích lợi gì hắn còn bị cửu cung thánh tử hận thượng mang theo hắn chúng ta đều khả năng bị liên lụy thượng vài tên âm dương thánh địa các đệ tử đều không muốn mang lên trương huyền cái này trói buộc âm dương thánh nữ nhìn với nặc vài lần theo sau hướng Trương Huyền phất phất tay, tiểu đầu bếp, đến đây đi, cùng chúng ta cùng nhau, người tại đây sống không được. Trương Huyền liên tục xua tay, tính tính, ta liền không cho các vị đại nhân thêm phiền toái, các người muốn đi địa phương quá khủng bố, ta không dám đi. Người lưu tại này, giống nhau nguy hiểm, theo chúng ta đi, tồn tại tỷ lệ còn lớn hơn một chút. Âm dương thánh nữ lấy một loại mệnh lệnh miệng lưỡi nói, ta làm người đuổi kịp chúng ta, người liền đuổi kịp. Trương Huyền không có biện pháp cự tuyệt, chỉ có thể đi theo âm dương thánh địa đội ngũ giữa. Trương Huyền nhìn thoáng qua với Nặc, trùng hợp với Nặc ánh mắt cũng chiều Trương Huyền xem ra, Đương hai người ánh mắt tương tiếp trong nháy mắt kia, với Nặc lại nhanh chóng đem ánh mắt rời đi, nàng căn bản là không dám nhìn thẳng vào Trương Huyền. Âm Dương Thánh Nữ đứng ở tại chỗ, nghĩ nghĩ, theo sau tuyển một phương hướng, chúng ta đi kia. Trương Huyền nhìn thoáng qua, thiếu chút nữa một cái lảo đảo, này trong rừng rậm chết cảnh không phải rất nhiều, Âm Dương Thánh Nữ vừa lúc tuyển một cái nguy hiểm nhất a. Trương Huyền ho khan một tiếng, đại nhân, ta giờ học quá một ít đoán mệnh chi thuật, cảm giác nơi đó có chút nguy hiểm. Ngươi biết cái gì, một người đệ tử trừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, đuổi kịp là được. Trương Huyền trợn trắng mắt, đi theo âm dương thánh địa trong đội ngũ, chiều rừng rậm chỗ sâu trong tiến lên mà đi. Sư tỷ luyện âm dương nhãn, đi theo nàng, an toàn tính sẽ cực đại đề cao. Với nặc đi đến Trương Huyền bên cạnh nhỏ giọng nói một câu. Trương Huyền lại nhìn mắt âm dương thánh nữ chọn lựa phương hướng, cố nén trụ muốn phun tào tâm. Mọi người ở rừng rậm nội xuyên qua, loại này rừng rậm hành động, phá lệ hao phí thể lực, thả nhân thể hơi nước biến mất tốc độ cũng sẽ phá lệ mau. Oanh! Nơi xa, đột nhiên có linh khí nổ tung thanh âm vang lên, đây là có người đã gặp được tình huống, hơn nữa xem này linh khí bùng nổ trình độ, gặp được tình huống, hẳn là còn rất đại cái. Trong rừng rậm có cái gì, sẽ xuất hiện cái gì, Trương Huyền cũng không biết. Về huyền hoàng khí, Trương Huyền lúc ấy cũng xem qua một ít ghi lại. Huyền hoàng khí ra đời với thiên địa chi sơ, phân chia thiên cùng địa, tuyệt đối thuộc về trí bảo hàng ngũ. Mà ngày đó ở giải lãnh ngoài thành trong sa mạc, lục lão nhân cũng nói, những người đó sợ hãi huyền hoàng huyết mạch, do đó đánh nát mẫu đỉnh. Nếu nơi này thật sự có huyền hoàng khí nói, như vậy hẳn là có không ít dị thú đều ngủ đông ở chỗ này, này đó thánh địa các đệ tử làm ngoại lai khách, tự nhiên là phải bị những cái đó dị thú theo dõi, Trương Huyền đang nghĩ ngợi tới, âm dương thánh nữ bước chân đột nhiên ngừng lại, nàng nhìn chằm chằm phía trước, hiển nhiên ở làm phán đoán. Nhìn thấy một màn này, Trương Huyền nhưng thật ra gật gật đầu, nhìn dáng vẻ, này âm dương thánh nữ kia cái gọi là âm dương nhãn, vẫn là có chút bản lĩnh, Trương Huyền dám khẳng định, bọn họ muốn lại hướng cái này phương hướng tiếp tục đi cây số, kia tuyệt đối sẽ có nguy hiểm phát sinh. Âm dương thánh nữ trong người trước khác một cái chỉ quyết, một quyền thẻ tre, chậm rãi xuất hiện ở âm dương thánh nữ trong tay, âm dương thánh nữ vừa mới chuẩn bị thúc dục thẻ tre, một phen đại đao đột nhiên xuất hiện, bay thẳng đến âm dương thánh nữ đầu chém lại đây. Âm dương thánh nữ phản ứng tốc độ cũng là cực nhanh, thân hình bạo lui đồng thời, thấy được suốt đao người. Luân chuyển thánh tử Luân chuyển thánh tử cầm trong tay trường đao, ở hắn phía sau, có dị tượng chấp động, kia dị tượng giữa, đều là một đám thân xuyên hắc giáp quân sĩ, đằng đằng sát khí. Trương Huyền nhìn đến kia dị tượng nháy mắt, lập tức liền nghĩ đến thủy tổ nơi kia hắc giáp người, này giả dạng, giống nhau như đúc. Âm dương sư muội thật đúng là hảo tâm A, à, như vậy nguy hiểm địa phương, còn có thể mang một cái phế vật, ha ha ha. Một đạo tiếng cười to vang lên, đây là cửu cung thánh tử thanh âm. Thanh âm rơi xuống nháy mắt, có có thể nói khủng bố linh khí dao động tạp hướng âm dương thánh nữ. Âm dương thánh nữ hơi chút tránh né không kịp, bị này linh khí lan đến gần, một ngụm buồn huyết phun ra. Cửu cung thánh tử phía sau, cửu cung đồ không ngừng chấp động. Cửu cung thánh tử cùng luân chuyển thánh tử đồng thời đánh úp lại. Hai người kia, ở phía trước còn biểu hiện ra một bộ không đối phó bộ dáng, hiện giờ lại trực tiếp liên thủ, bọn họ mỗi người, đều sẽ không đem chân thật ý tưởng bãi ở trên mặt. Âm dương sư muội trong tay thẻ tre, mượn sư huynh nhìn xem. Luân chuyển thánh tử trên mặt mang theo một mặt hài hước tươi cười. Với nặc tiến lên đỡ lấy âm dương thánh nữ, âm dương thánh địa các đệ tử lập tức kết trận. Luân chuyển thánh địa đệ tử cùng cửu cung thánh địa còn sót lại mấy người cũng xuất hiện, cùng âm dương thánh địa rằng co. Âm dương thánh như ánh mắt qua lại không ngừng ở luân chuyển thánh tử cùng cửu cung thánh tử trên người bồi hồi. Ta biết, các ngươi được đến nhiệm vụ là muốn tìm về huyền hoàng chi khí tin tức. Luân chuyển thánh tử đem trường đao kháng trên vai, mà chúng ta được đến nhiệm vụ là hủy diệt huyền hoàng chi khí, trong đó cũng bao gồm không thể làm bất luận kẻ nào được đến huyền hoàng chi khí tin tức. Âm dương thánh nữ ngón tay ở trên người liền điểm, lấy linh khí phong bế mấy cái huyệt vị, lúc này mới hỏi, làm như vậy, đối với các người có chỗ tốt gì? Ai biết được, cửu cung thánh tử nhún vai, phụng mệnh hành sự mà thôi, vốn dĩ không nghĩ nhanh như vậy tìm tới của các ngươi nhưng cố tình các người muốn mang cái phế vật, u, phế vật còn chạy. Cửu cung thánh tử búng tay một cái, một đạo sấm sét đột nhiên nổ vang, ngăn cản đã chuồn êm đi ra ngoài gần trăm mét trương huyền. Này sấm sét không phải từ không trung đánh xuống tới, mà là một đạo lôi thuộc tính năng lượng. Âm dương thánh địa người quay đầu vừa thấy, phát hiện người này thế nhưng đã trộm trốn đi, đều lộ ra tức giận thần sắc, chính mình đám người tâm hảo mang lên hắn, hiện tại gặp được nguy hiểm, người này trực tiếp liền lưu. Đột nhiên xuất hiện sấm sét một chút ngăn cản Trương Huyền. Trương Huyền xoay người, nhìn cửu cung thánh tử, trên mặt đột nhiên lộ ra một mặt bất đắc dĩ. Trương Huyền cũng không phải rất muốn hiện tại liền có xung đột phát sinh, nhưng xem này tình thế, chính mình là đi không được trước diệt âm dương thánh địa người, sau đó là giết hắn. Luân chuyển thánh tử làm ra quyết sách, trực tiếp động thủ. Cửu cung thánh tử cũng biết cái nào nặng cái nào nhẹ, phía sau dị tưởng thoáng hiện, chín loại bất đồng năng lượng ở cửu cung thánh tử phía sau hiện lên, này đó linh khí năng lực có thể tùy ý dung hợp, bộc phát ra cường hãn lực lượng tới. Sát, luân chuyển thánh tử hét lớn một tiếng, múa may trong tay binh khí, chiều âm dương thánh nữ sát đi. Cửu cung thánh tử cũng đồng dạng động thủ, đại chiến chạm vào là nổ ngay. Thánh địa các đệ tử, tuy rằng ở trường học đều là đồng học, thậm chí ở xuất phát trước, còn ngồi ở cùng nhau uống rượu, tâm tình lý tưởng, có người thậm chí còn cho nhau ái mộ, nhưng giờ phút này, ở thánh địa ích lợi cùng phương hướng trước mặt, một cái nhân tình cảm, hiển nhiên đã không có, bọn họ cũng tất cả đều chém giết tới rồi cùng nhau. Chiến đấu chạm vào là nổ ngay, hơn nữa ai đều không có lưu thủ, bay thẳng đến gai cấn phương hướng phát triển. Thánh tử thánh nữ, làm thánh địa trẻ tuổi người xuất sắc, thực lực tất cả đều không dung khinh thường. Phía trước cửu cung thánh tử đối trương huyền ra tay, kêu đánh kêu giết, này hết thảy đều bất quá là biểu hiện giả dối, lúc này vừa động thủ, thiên đạo tam trọng thực lực, hoàn toàn thể hiện rồi ra tới. Cửu truyền thánh tử sau lưng dị tượng chấp động, mà liền ở hắn dị tượng giữa, thế nhưng đi ra một người hắc giáp tướng quân, cùng cửu truyền thánh tử dung hợp, cửu truyền thánh tử bao trùm một tầng màu đen áo giáp, bao phủ trụ hắn, thuộc về thiên đạo tam trọng uy thế, hoàn hoàn toàn toàn, thể hiện rồi ra tới. Trương Huyền không có động thủ, hắn đứng ở nơi đó, hít mắt nhìn cách đó không xa đại chiến. Từ nào đó góc độ tới nói, này đó thánh địa đệ tử đều là phá lệ ưu tú, bọn họ làm khởi sự tới, sẽ không do dự, tuyệt đối tàn nhẫn, tự thân tình cảm đều vứt chi sau đầu, đặt ở đại hoàn cảnh giữa, những người này, tất cả đều là có thể người làm đại sự. Linh khí bốn phía bùng nổ, bạo phá thanh không ngừng truyền đến. Tam đại thánh địa đệ tử các có tử thương, phơi thây ở rừng rậm giữa. Âm dương thánh nữ trong lòng nôn nóng, nhưng không có một chút biện pháp, hiện tại nàng bị hai gã cùng cấp bậc cao thủ cường công, cũng là hiểm nguy trùng trùng. Mà với nặc đối thủ, là một người học viện năm bốn cường giả, cùng nàng thực lực tương đồng, làm với nặc căn bản chiều không ra tay đi chi viện. Bốn trọng thiên tinh, cửu cung thánh tử hét lớn một tiếng, bốn loại hoàn toàn bất đồng năng lượng ở hắn trước người ngưng tụ. Cửu cung thánh tử phía sau, dị tượng không ngừng lập lòe, một cổ khôn kể khủng bố lực lượng ở hắn trước người phát ra mà ra. Nghe đồn, cửu cung thánh địa khai sơn tổ sư đã từng vơ vét giữa trời đất này cấm kỵ năng lượng, nhưng cấm kỵ năng lượng vô pháp khống chế, cửu cung thánh địa khai sơn tổ sư chỉ có thể với tự thân bắt trước diễn biến loại này lực lượng, thả đem này bắt trước diễn biến ra tới lực lượng phong ấn với mình thân, hắn không thăm thiên đạo, cả đời đều nghiên cứu trong cơ thể lực lượng mà đương hắn đem chín loại lực lượng toàn bộ dung hợp kia một ngày, không chung giữa dáng xuống lôi kiếp này lôi kiếp là có cường giả tấn trước thiên đạo cửu trọng khi mới có thể xuất hiện cửu cung thánh địa khai sơn tổ sư nhất cử bước vào thiên đạo cửu trọng cảnh giới sáng tạo cửu cung thánh địa cửu cung thánh địa không tỉnh thiên đạo chỉ ngộ tự thân mà hiện tại cửu cung thánh tử đem bốn trọng năng lượng dung hợp ở cùng nhau này đại biểu thiên đạo bốn trọng cường hãn uy lực thiên đạo bốn trọng năng lượng làm luân chuyển thánh tử sắc mặt đều hơi đổi âm dương thánh nữ càng là tâm sinh kinh hãi nàng một đôi mắt hóa thành một đen một trắng hai sắc, tại đây đồng thời, bên ngoài thân bày ra ra hắc bạch quang mang. Sát, âm dương thánh nữ trước người, xuất hiện âm dương song ngư, hóa thành một trương thái cực đồ. Nguyên linh pháp, trương huyền đồng tử bỗng nhiên phóng đại, nhìn chằm chằm âm dương thánh nữ. Liền âm dương bí pháp đều dùng đến sao, thật đúng là làm ta thất vọng a. À? Cửu cung thánh tử lắc lắc đầu, liền thấy cánh tay hắn múa may, trước người khủng bố năng lượng thẳng đến âm dương thánh nữ mà đi âm dương thánh nữ lấy âm dương song ngư đổ minh đón. Oanh! Khủng bố linh khí năng lượng làm bốn phía cây cối bẻ gãy nghiền nát toàn bộ phiên đảo. Chết đi, luân chuyển thánh tử công kích cũng vào lúc này mà đến, trên người hắn màu đen khôi giáp nổi lên tối tăm ánh sáng, này đó ánh sáng truyền lại đến trong tay hắn đại đao phía trên, hỗn loạn tại đây một đạo chi uy thượng. Màu đen trường đao cùng âm dương song ngư đổ tương tiếp, dây tiếp theo, âm dương song ngư đổ triệt triệt để để rách nát mở ra, Âm Dương Thánh Nữ cả người cũng bay ngược đi ra ngoài, trong miệng máu tươi cuồng phun. Này bí pháp cùng nàng tự thân cùng một nhịp thở. Thánh tử thánh nữ, đều là đương đại thiên kiêu, âm dương thánh nữ, sao có thể một địch nhị? Sư tỷ, với nặc kinh hô một tiếng, phi thân qua đi, tiếp được bay ngược mà đến âm dương thánh nữ. Âm Dương Thánh Nữ sờ soạng một phen khóe miệng vết máu, sắc mặt giống như giấy vàng giống nhau, phá lệ khó coi. Luân chuyển thánh tử lại là một đao chém ra, lần này chảm là âm dương thánh địa các đệ tử. Khủng bố màu đen đao mang chút xuống mà đến, đối mặt luân chuyển thánh tử đao mang, này đó âm dương thánh địa đệ tử căn bản vô pháp ngăn cản, tất cả tại này một đao dưới, tung bay đi ra ngoài, các thân bị trọng thương. Với nặc nhìn trong lòng ngực đã trọng thương sư tỷ lại nhìn nhìn bên cạnh trọng thương các đệ tử, ánh mắt chuyển hướng trương huyền, trong mắt mang theo một mặt cầu xin, người giúp giúp ta, ta nói cho ngươi về vùng cấm sự. Hành, trương huyền gật gật đầu. Trên thực tế, ở nhìn đến âm dương thánh nữ dùng ra bí pháp cùng nguyên linh pháp có quan hệ lúc sau, Trương Huyền liền chuẩn bị ra tay. Hắn, với nặc hành vi, làm mọi người đều chiều Trương Huyền nhìn qua đi. Với nặc đột nhiên nói làm một cái đầu bếp hỗ trợ, mà này đầu bếp cũng đáp ứng rồi. Với nặc này một cách làm, làm người nghi hoặc đồng thời, cũng không cấm suy đoán khởi Trương Huyền thân phận tới, bọn họ tự nhiên sẽ không cho rằng với nặc là cái gì cũng có thể thử khi tuyệt vọng. Nguyên Lai âm thầm còn có cao thủ, đã thân ở tuyệt cảnh âm dương thánh địa các đệ tử, lập tức lại thấy được hy vọng. U, vẫn là cái che giấu tung tích, cửu truyền thánh tử cười nhìn Trương Huyền. Trương Huyền ha hả cười, có vẻ hàm hậu thành thật, đúng vậy, che giấu một chút. Sau đó đâu, cửu cung thánh tử run lên trên người áo choàng kia âm hiểm độc ác ánh mắt từ Trương Huyền trên người nhìn về phía với nặc, âm dương thánh địa, người dựa vào cái gì cho rằng, người này có thể giúp các ngươi tránh được một kiếp. Chẳng lẽ, hắn vẫn là thần thánh thiên quốc thánh tử không thành? Theo ta được biết, thần thánh thiên quốc, nhưng không có thánh tử tồn tại a, à? ha ha ha. Cửu cung thánh tử phát ra tiếng cười to, hắn nói, cũng làm âm dương thánh địa những đệ tử này trên mặt thần sắc lại một lần ảm đạm đi xuống. Đúng vậy, liền tính cái này đầu bếp cũng có nhất định thực lực, nhưng tuổi liền bãi tại đây, hắn dựa vào cái gì chống lại hai đại thánh địa đệ tử? Thánh tử đều là trẻ tuổi nhất người xuất sắc cửu cung thánh tử đã có thể nắm giữ thiên đạo bốn trọng lực lượng, người này lại lợi hại, có thể là thiên đạo bốn trọng. Lui một vạn bước giảng, liền tính là thiên đạo bốn trọng thì thế nào? Hắn địch nhân nhưng không riêng gì một người cửu cung thánh tử, còn có luân chuyển thánh tử. Trương huyền lắc lư hạ cổ. Luân chuyển thánh tử trong mắt hàn mang chợt lẽ, trực tiếp đề đao chiều trương huyền đánh tới, chết. Luân chuyển thánh tử, ra tay đó là thiên đạo tam trọng cường độ. Thiên đạo tam trọng, đối với gặp được lục diễn phía trước Trương Huyền mà nói, đích đích xác xác là hắn có khả năng phát huy ra mạnh nhất thực lực. Mà trải qua lục diễn một phen đánh thức sau, hiện giờ Trương Huyền, trong huyết mạch cắn nuốt đại đạo Nguyên Anh. Kia đại đạo Nguyên Anh là cái gì? Là mấy đạo thần thông dung hợp, kia đại đạo Nguyên Anh, nhật nguyệt hai tròng mắt, đại đạo Nguyên Anh, lấy ba nghìn đại đạo vì kinh lạc. Kia đại đạo Nguyên Anh, luyện hóa chính là thần linh thân hình. Này vô số lực lượng thần thông dung hợp với Trương Huyền trong cơ thể, Hắn hiện giờ thực lực có bao nhiêu cường, Trương Huyền chính mình trong lòng cũng chưa số. Hắn nghe theo Lục Diễn nói, không hề đi thăm dò Thiên Đạo, liền đi chính mình đại đạo, đây là nhanh nhất, cũng là nhất lối tắt biện pháp. Rõ ràng có được viễn siêu người khác ưu thế, liền phải hảo hảo lợi dụng mới được, không lợi dụng ra tới ưu thế, lại có thể nào bị xưng là ưu thế đâu. Đối mặt luân chuyển thánh tử chém tới một đao, Trương Huyền vươn một cánh tay, liền thấy Trương Huyền này cánh tay trở nên trong suốt, liền kia gân mạch đều thấy rõ trong suốt là thần linh khu mà kia gân mạch sớm đã dung hợp đại đạo nói trắng ra một chút hiện giờ trương huyền tự thân chính là đại đạo một bộ phật hắn bản thân chính là đạo pháp tuy rằng chỉ là đạo đạo mảnh nhỏ nhưng cũng cũng đủ đáng sợ này có thể so với thiên đạo tam trọng công kích cường độ một đao liền như vậy bị trương huyền một tay tiếp xuống dưới một kích mà lui luân chuyển thánh tử trong mắt mang theo vài phần kinh hãi a à, có vài phần thực lực Cửu cung thánh tử cười lạnh một tiếng, hắn phía sau dị tướng liên tục chấp động, liền thấy hắn đôi tay dơ lên cao, bốn đạo năng lượng, ở này đôi tay phía trên dung hợp mà thành, hình thành một cái quang cầu. Này quang cầu xuất hiện, làm chung quanh không khí, đều xuất hiện hư ảo dao động. Đi! Cửu cung thánh tử hét lớn một tiếng, trong tay quang cầu chiều trương huyền ném tới. Đây là thuộc về thiên đạo bốn trọng lực lượng. Thiên đạo bốn trọng, cùng thiên đạo tam trọng chi gian, hoàn toàn không phải một cái khái niệm, so với luân chuyển thánh tử kia một đao, này quang cầu uy lực, lớn gấp 10 lần không ngừng. Trương Huyền cũng không dám thác đại, đôi tay đồng thời sáng lên trong suốt quang mang. Phá! Cuồng bạo linh khí dao động lấy Trương Huyền đôi tay trung tâm vì nguyên điểm đột nhiên bùng nổ, trước mắt quang mang, lượng như ban ngày. Tại đây cuồng bạo linh khí hạ, không trung cửu cung thánh tử liên tục bay ngược ra mấy chục mét mới ngừng lại được. Mà Trương Huyền chân dẫm mặt đất, cũng sát ra lưỡng đạo hơn 20 mễ thâm ngân, lúc này mới dừng lại. Thiên đạo bốn trọng công kích, tuy rằng tại đây trọng lực dưới uy lực đã bị áp xúc, nhưng như cũng không dung khinh thường, đặc biệt là đương lực sát thương tập trung đến một cái điểm khi. Nếu tùy ý thiên đạo bốn trọng cường hán uy lực bộc phát ra đi, liền giống như lúc trước lăng không kia một phen trường thương giống nhau, trực tiếp hủy hoại một tòa thành. Trương huyền cùng cửu cung thánh tử đối đua một kích, hai bên cũng chưa chiếm được tiện nghi, cái này làm cho âm dương thánh địa các đệ tử trên mặt hiện lên vui mừng. Âm dương thánh nữ thần sắc phức tạp nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, hỏi hướng với nặc, hắn rốt cuộc là người nào. Liền ở không lâu phía trước, âm dương thánh nữ còn nói phải bảo vệ Trương Huyền an toàn, hiện tại tình huống trực tiếp phản lại đây. Với nặc lắc lắc đầu, ta không biết. Cửu cung thánh tử nhìn Trương Huyền thân ảnh, mày nhăn lại, theo sau nhìn về phía luân chuyển thánh tử, đừng giấu rốt, mau chóng giải quyết chiến đấu, còn có còn lại người phải đối phó. Yên tâm, luân chuyển thánh tử cười một chút, trên người hắn màu đen áo giáp tại đây một khắc lưu chuyển màu đen quang mang cả người khí thế cũng ở hướng về phía trước bò lên trương huyền lúc này đã có thể xác định lúc trước đi trước vì tổ nơi cái kia hắc giáp người liền tới tự với luân chuyển thánh địa lúc này đây không đợi người khác động thủ trước trương huyền một bước bước ra trong tay ngưng tụ một phen trường kiếm phóng lên cao thứ hướng luân chuyển thánh tử tìm chết luân chuyển thánh tử quát lạnh một tiếng lấy trường đao nghênh đón cùng lúc đó Cửu cung thánh tử cũng gia nhập chiến đấu, hắn song quyền các nhất một cổ năng lượng, sát hướng Trương Huyền. Ba người với không trung kịch liệt hỗn chiến. Luân chuyển thánh tử trong tay trường đao đại khai đại hợp, uy lực cực cường. Cửu cung thánh tử hỗn loạn chín loại bất đồng năng lượng, mỗi một loại năng lượng đều là cấm kỵ lực lượng bắt trước cùng diễn biến, mang theo bất đồng hiệu quả, tất cả đều sát hướng Trương Huyền. Liền tại đây hai người vây công giữa, Trương Huyền một phen trường kiếm nơi tay, vừa có khả năng tấn công, thứ phách, chém, trọn, nước chảy mây trôi giống nhau, cầm trong tay một phen trường kiếm hắn, phảng phất không phải ở làm sinh tử chi đấu, mà là tại tiến hành một hồi biểu diễn, vẽ ra đạo đạo dấu vết. Này kiếm pháp, so nguyên sơ thánh địa, muốn thần dị càng nhiều, âm dương thánh nữ nhìn chằm chằm ở vào vây công giữa Trương Huyền. Trương Huyền nhất kiếm bước lui cửu cung thánh tử, nhìn về phía luân chuyển thánh tử, đột nhiên cười lạnh một tiếng, đại ngàn giới hủy hoại, các ngươi luân chuyển thánh địa bí mật, tàng không được. Trương Huyền lời này vừa ra, luân chuyển thánh tử thân thể bỗng nhiên chấn động. Ngay trong nháy mắt này, Trương Huyền trường kiếm thư hướng kia hắc giáp khớp xương liên tiếp ra, trực tiếp khơi màu tảng lớn huyết hoa. Luân chuyển thánh tử thân hình bạo lui, che lại cánh tay phải bả vai chỗ, nơi đó đã bị kiếm mang thương đến. Luân chuyển thánh tử chỉ cảm thấy, có một cổ mũi nhọn ở trong cơ thể mình tán loạn, cần thiết muốn kịp thời bài trừ, bằng không sẽ ra vấn đề lớn. Ngươi là ai? Luân chuyển thánh tử nhìn chằm chằm Trương Huyền, thanh âm trầm thấp. Ta a, Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, lại là nhất kiếm đâm tới. Luân chuyển thánh tử hét lớn một tiếng, liền thấy hắn phía sau dị tượng hoàn hoàn toàn toàn giãn ra, một bóng người, tự kia dị tượng bên trong đi ra. Âm dương thánh nữ đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Hắn bản thể giấu ở dị tượng. Luân chuyển thánh tử dị tượng giữa sở đi ra thân ảnh, phá lệ thần tuấn, thân cao tiếp cận 2 mét, toàn thân đều tràn ngập nổ mạnh tính cơ bắp, theo này đạo nhân ảnh hét lớn một tiếng, nguyên bản luân chuyển thánh tử thân hình, thế nhưng hóa thành hư ảnh, chậm rãi dung hợp đến khối này tân đi ra thân hình phía trên. Âm dương thánh nữ hít hà một hơi. Nguyên lai, like, truyền thuyết là thật sự, nghe đồn luân chuyển thánh tử, trời sinh mang dị tưởng, đó là kiếp trước sở trải qua hết thảy, mà hắn bản thể, vẫn luôn đều ở phía trước một đời rèn luyện, trải qua trước một đời mới có sát phạt, từ ba tuổi khởi, liền chém giết với chiến trường bên trong, mà ở bên ngoài bất quá là một đạo phân thân mà thôi hiện giờ xem ra quả nhiên như thế âm dương thánh nữ thanh âm rất lớn nàng lời nói cũng là nói cho trương huyền đi nghe ở âm dương thánh nữ trong thanh âm luân chuyển thánh tử đã dung hợp hoàn thành hắn như là một thế hệ tuổi trẻ chiến thần trong tay trường đao đã hóa thành một cây trường thương màu đen khôi giáp cũng hóa thành màu bạc giống như thiên giới chiến thần giống nhau a à, ở ảo giác trung tu luyện sao nhưng thật ra có điểm ý tứ. Trương Huyền cũng nhìn nhiều luân chuyển thánh tử vài lần. Người kiếm pháp không tồi, nhưng đáng tiếc, vẫn là thiếu chút nữa ý tứ. Luân chuyển thánh tử hơi hơi mỉm cười, hắn cầm trong tay trường thương, thẳng đến Trương Huyền đánh tới. Trương Huyền không sợ chút nào, cầm trong tay trường kiếm nghênh chiến, hai người ngươi tới ta đi, trong nháy mắt qua mười mấy chiêu, ai cũng chưa chiếm tiện nghi. Trương Huyền từ mười mấy tuổi bắt đầu, đi theo lục diễn, học tập bách gia công, luyện bách gia quyền, lớn lớn bé bé, sinh tử chi chiến, trải qua vô số tràng. Mà Luân chuyển thánh tử, ba tuổi liền bị ném với tiếp trước ảo cảnh giữa, với chiến trường bên trong tu luyện, sinh tồn, kinh nghiệm chiến đấu, phi thường phong phú. Hai người va chạm cùng nhau, người tới ta đi, ai đều không chiếm thượng phong. Cửu cung thánh tử bạo a một tiếng, lại một lần gia nhập chiến trường, nhưng so với trương huyền cùng luân chuyển thánh tử chiến đấu trình độ, cửu cung thánh tử rõ ràng muốn nhược rất nhiều, hắn dựa vào đều không phải là binh khí, mà là trong cơ thể cấm kỵ năng lượng diễn biến, tuy rằng cường đại vô cùng, nhưng tại đây loại chiến đấu giữa, có khả năng phát huy ra hiệu quả hơi trăng cực nhỏ. Trong chiến đấu trương huyền cùng luân chuyển thánh tử không ngừng biến hóa phương vị, làm cửu cung thánh tử căn bản vô pháp tỏa định mục tiêu, làm ra hữu dụng công kích thủ đoạn. Trương huyền cùng luân chuyển thánh tử đối đua một kích, theo sau hai người đều về phía sau thối lui. Luân chuyển thánh tử bản thể ra tới, hắn đã không chiếm ưu thế, Âm dương thánh nữ nhíu mày, nàng tưởng hỗ trợ, nhưng vừa rồi bị hai người vây công, bí pháp bị phá, thương rất nghiêm trọng, luân chuyển thánh tử từ nhỏ ở dị tượng giữa tu luyện, trải qua vô số chiến dịch, kinh nghiệm chiến đấu phong phú, nếu nói đúng chiến kinh nghiệm, mười đại thánh niệm không ai có thể so sánh đến quá luân chuyển thánh tử. Luân chuyển thánh tử cầm trong tay trường thương, trên mặt ngạo nghễ nhìn Trương Huyền, ta nói, người kiếm pháp, còn kém điểm ý tứ. Ha ha, Trương Huyền khẽ cười một tiếng, trường kiếm ở trong tay vỗ cái kiếm hoa, người kinh nghiệm chiến đấu đích xác phong phú, nhưng là cũng thiếu chút nữa ý tứ. Nga, luân chuyển thánh tử trên mặt mang theo ý cười, ta thiếu chút nữa ý tứ. Nói đến nghe một chút. Người trải qua quá, trương huyền một bước về phía trước, theo sau, nhất kiếm đâm ra. Này nhất kiếm nhanh như tia chấp, cương mãnh đến cực điểm, lại như linh xà phun tin giống nhau, âm ngoan xảo quyệt. Đương luân chuyển thánh tử thấy rõ kia mũi kiếm sở hỗn loạn hàn mang khi, cũng nghe tới rồi Trương Huyền nửa câu sau lời nói. Liền lên là, Người trải qua quá, tử vong sao? Này nhất kiếm thẳng đến luân chuyển thánh tử ngực mà đến, luân chuyển thánh tử thứ thương ngăn cản. Luân chuyển thánh tử rõ ràng nhìn đến, chính mình đâm ra này một thương, chỉ là bị đối phương nhẹ nhàng đẩy ra, đối phương mũi kiếm như cụ thư hướng chính mình ngực, mà chính mình thương mang, cũng đồng dạng thứ hướng hắn ngực. Mà ở loại tình huống này dưới, Trương Huyền như cũng nhất kiếm đâm thẳng, hoàn toàn không màng luân chuyển thánh tử mũi thương. Hắn muốn cùng ta đổi mệnh. Luân chuyển thánh tử trong lòng nhoáng lên, cầm súng cánh tay cũng không được phát run, hắn tin tưởng chính mình này một thương có thể xỏ xuyên qua người này trái tim, mà chính mình trái tim cũng sẽ bị này nhất kiếm đâm trúng. Tại đây thời điểm mấu chốt, luân chuyển thánh tử sợ, hắn cầm súng cánh tay quét ngang, biến hóa chiêu thức. Mà giờ này khắc này, ai muốn trước biến hóa chiêu thức, liền sẽ ở vào tuyệt đối bị động giữa. Trương Huyền khóe miệng, từ đầu tới đuôi ngậm một mặt ý cười. Với ảo giác chung tu luyện, là trải qua quá lớn tiểu chiến dịch vô số, nhưng này đó chiến dịch, chỉ có thể mài rũa chiến pháp, lại không thể mài rũa ra một viên chiến đấu chi tâm. Cái gì kêu chiến đấu chi tâm? Dũng hướng vô địch, không sợ không sợ. Dùng thủy tổ nơi nói, tàn nhẫn sợ lăng, lăng, sợ không muốn sống. Luân chuyển thánh tử từ 3 tuổi liền ở dị tượng giữa tu luyện, là cái tuyệt đối tàn nhẫn người. Nhưng Trương Huyền, có thể gọi là là không muốn sống, hắn từ trước trải qua, tất cả đều là dựa vào mệnh đi đua. Trương Huyền này nhất kiếm, ở Luân chuyển Thánh tử trước người lưu lại một đạo thật mạnh vết thương, ngân bạch khôi giáp vỡ ra, trước người bị vẽ ra một đạo vết máu, tuy rằng không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng bởi vì này một kích, trận chiến đấu này kết quả đã ra tới. Luân chuyển Thánh tử, trong lòng đã sinh ra sợ hãi. Đối chiến giữa, đã tâm sinh sợ hãi, như thế nào có thể thủ thắng? lại đến. Trương Huyền hét lớn một tiếng, từ tâm lý thượng tiếp tục cấp luân chuyển thánh tử gây áp lực, nhất chiêu lại nhất chiêu chiêu luân chuyển thánh tử công tới, tất cả đều là không muốn sống đấu pháp. Ở Trương Huyền kiếm chiêu dưới, luân chuyển thánh tử mệt mỏi ngăn cản, chiêu chiêu đi ra ngoài bị động, hắn cũng biết, đối phương đây là ở cùng chính mình liều mạng, nhưng mỗi lần xem kia kiếm mang khoảng cách chính mình càng ngày càng gần thời điểm, luân chuyển thánh tử căn bản vô pháp thừa nhận cái loại này trực diện tử vong sợ hãi giống như là trương huyền theo như lời câu kia người trải qua quá tử vong sao nếu không trải qua quá như vậy căn bản vô pháp đối mặt tử vong sợ hãi đây là người bản năng cầu sinh theo trương huyền nhất kiếm nhất kiếm sát ra luân chuyển thánh tử trong tay trường thương đột nhiên đứt gãy mở ra cửu cung trợ ta luân chuyển thánh tử hét lớn một tiếng cửu cung thánh tử phía sau dị tượng đột nhiên mở ra chín loại năng lượng đồng thời gào thét mà ra chiều trên người hắn bao trùm mà đi Tại đây chín loại năng lượng dưới, cử cung thánh tử thân hình, thế nhưng hóa thành một phen trường đao, lập lòe chín loại bất đồng nhan sắc quang mang trường đao. Cửu cung bí pháp, âm dương thánh nữ hô to một tiếng, cửu cung thánh địa, lấy tự thân vì môi giới, cất chứa chín loại bất đồng lực lượng, đương chín loại lực lượng thêm vào mấy thân thời điểm, vật dẫn bản thân, chính là một phen thần binh. Luân chuyển thánh tử hét lớn một tiếng, cầm quá này đem chín sắc trường đao. liền thấy luân chuyển thánh tử cả người linh khí kích động, hướng này trường đao phía trên mà đi. a à, lấy thân hóa binh khí sao, ta xem qua cái này phiên. Trương Huyền cười một chút, trong tay trường kiếm tiêu tán, liền thấy trước mặt hắn hư không chợt lẽ, một phen còn mang theo gì sắt trường kiếm, trống rỗng xuất hiện ở Trương Huyền trước người, Trương Huyền vươn một tay, nắm lấy chuôi kiếm. Liền ở Trương Huyền nắm lấy chuôi kiếm nháy mắt, trên bầu trời, đột nhiên vang lên một trận tiếng sấm tiếng động. Chín loại năng lượng, xảo, ta nơi này, cũng có 9 loại bất đồng năng lượng. Trương Huyền múa may trường kiếm. Tại đây một khắc, Trương Huyền trong tay trường kiếm, có gì sắt bóc ra, hơn nữa, vẫn là một tảng lớn. Thiên có cửu trọng, một trọng trời xanh, nhị trọng huyền thiên, tam trọng xích thiên, bốn trọng hạo thiên, năm trọng viêm thiên, sáu trùng dương thiên, bảy trọng u thiên, bát trọng biến thiên, cửu trọng quân thiên. Cửu trọng thiên nói, phân thuộc 9 loại bất đồng cường độ năng lượng. Ở Trương Huyền trong tay này đem chín kiếp trên thân kiếm, đã bóc ra gần một phần ba dì sắt, ở đại ngàn giới, lấy xích thiên kiếp, phá vỡ kia đại giới. Lúc này, Luân chuyển thánh tử cầm trong tay trường đao, trường đao từ cửu cung thánh tử biến thành, nãi cửu cung thánh địa bí pháp, trường đao bên trong, ẩn chứa chín loại cấm kỵ năng lượng bắt trước diễn biến, phá lệ mạnh mẽ. Cầm đao Luân chuyển thánh tử, giống như một tôn chiến thần, hắn phía sau dị tượng giãn ra, tiếp thiên liền mà, ở hắn dị tượng giữa, là một mảnh chiến trường, mà hắn, đó là này trên chiến trường tướng quân, là chiến thần, ở hắn phía sau, thiên quân vạn mã, khí thế rộng rãi, mỗi một cái đều đằng đằng sát khí. Trương nguyền một người cầm kiếm, đối mặt này thiên quân vạn mã, khóe miệng lại ngậm ý cười. Ta mặc kệ ngươi là người nào, mặc kệ ngươi là cái gì thân phận, hôm nay, ngươi cần thiết muốn chết ở chỗ này. Luân chuyển thánh từ tay phải cầm đao, tay trái điểm tại mi tâm chỗ liền thấy hắn giữa mày chỗ bài trừ một giọt máu tươi đây là hắn tên thật tinh huyết theo luân chuyển thánh từ tay trái vung lên này tinh huyết theo hắn ngón tay tích ở kia trường đao phía trên lấy tên thật tinh huyết dung nhập trường đao bên trong có thể cho luân chuyển thánh tử cùng cửu cung thánh tử càng thêm phù hợp sát luân chuyển thánh tử phát ra gầm lên giận dữ kia trường đao phía trên cũng phát ra quang mang là cửu cung thánh tử tiếng hô bay thẳng đến trương huyền đánh tới trương huyền lấy kiếm ngăn địch luân chuyển thánh tử đao pháp thực mãnh lúc này vì hắn bản thể xuất chiến so với phía trước càng thêm mãnh liệt mỗi một đao đều có có thể phá núi phân hải chi uy mà ở luân chuyển thánh tử mỗi một đao bổ ra lúc sau cửu cung thánh tử đều sẽ tăng thêm phụ trợ căn cứ tình huống đánh ra bất đồng cấm kỵ năng lượng trương huyền lấy kiếm nghênh đón màu xanh đồng rơi xuống bốn trọng luân chuyển thánh tử bảo a một tiếng bốn trọng năng lượng tương dung bộc phát ra cường đại lực sát thương chém về phía Trương Huyền. Trương Huyền thân hình chợt lóe, trong tay dì sắt kiếm phát ra quang mang. Xích thiên kiếp chém ra. Một trận không tiếng động bạo phá phát sinh, hai người toàn về phía sau liên tiếp lui mấy bước. Không cần lãng phí thời gian, trực tiếp làm thịt hắn. Luân chuyển thánh tử hít sâu một hơi, hắn đôi tay cộng đồng nắm lấy chuôi đao, cuồng phong đột nhiên bánh xe phụ chuyển thánh tử dưới chân dâng lên, phát ra xoay tròn, quấn quanh luân chuyển thánh tử quanh thân bốn màu năng lượng đồng thời xuất hiện. Theo sau, thứ năm sắc. Thiên đạo năm trọng, âm dương thánh nữ phát ra một tiếng kinh hô, luân chuyển thánh tử thiêu đốt tên thật tinh huyết, cửu cung thánh tử cũng liều mạng, hai người bọn họ cộng đồng thi triển bí pháp, có thể đánh ra thiên đạo năm trọng công kích cường độ. Với nặc cũng là sắc mặt khó coi tới rồi cực điểm, đối với Trương Huyền, với nặc căn bản là không rõ ràng lắm người này có bao nhiêu cường, chỉ là từ tiếp xúc tình huống tới xem, người này, thực thần bí, nhưng lại thần bí, hắn mới bao lớn tuổi, thiên đạo năm trọng, như vậy tuổi trẻ, có thể có thiên đạo năm trọng thực lực sao? Ở luân chuyển thánh tử cùng cửu cung thánh tử liên hợp hạ, nhãn hiệu lâu đời cường giả, đều phải nuốt hận. Phải biết rằng, thánh tử không riêng gì thiên tư chắc tuyệt, mỗi cái thánh địa đều là như muốn đem hết toàn lực đi bồi dưỡng, sở hữu tài nguyên, đều nện ở này đó thánh tử thánh nữ trên người, bọn họ có được trí bảo, tu hành bí pháp, từ tu luyện chi sơ liền có người chỉ đạo, có người hộ đạo, luyện chính là mạnh nhất đạo pháp, học chính là mạnh nhất sát chiêu. Thiên đạo năm trọng lực lượng, làm chung quanh linh khí, toàn bộ đều hướng luân chuyển thánh tử trong tay kia đem trường đao ngưng tụ mà đi. Luân chuyển thánh tử phía sau các tướng sĩ, đồng thời phát ra tiếng kêu, một cổ vô hình uy áp, âm dương thánh nữ đều cảm giác có chút không thở nổi. Thiên đạo năm trọng năng lượng, quá mức khủng bố, này một đao chém ra tới, nếu không có trọng lực áp chế, chẳng sợ chỉ là nhằm vào Trương Huyền Dự uy cũng có thể hủy diệt toàn bộ rừng rậm, ngay cả âm dương thánh nữ đều không thể thừa nhận này một cổ uy lực. Nhìn luân chuyển thánh tử trong tay trường đao, âm dương thánh nữ trong mắt toàn là sợ hãi. Này, chính là lực lượng sao? Luân chuyển thánh tử anh Tuấn trên mặt hỗn loạn vài phần điên cuồng, hắn đột nhiên rít gào một tiếng, không đủ. Còn chưa đủ. liền thấy, kia ngũ sắc trường đao phía trên, đột nhiên lại sáng lên một đạo quang mang, tuy rằng mỏng manh, nhưng sát sắc thật thật là sáng lên đây là đặt chân thiên đạo sáu trọng lực lượng. Này nhiều ra một đạo quang mang, tuy rằng cực kỳ mỏng manh, nhưng làm giữa trời đất này uy áp, lại bạo trướng gấp 10 lần. Những cái đó thánh địa các đệ tử, sắc mặt trắng bệch, trên mặt là dày vò thần sắc, bọn họ tại đây uy áp hạ, đã vô pháp hô hấp. Âm dương thánh như ánh mắt lộ ra một mặt tuyệt vọng, đặt chân thiên đạo sáu trọng lĩnh vực, tuy rằng chỉ là một chút, nhưng, đã có thể nháy mắt hạ gục thiên đạo năm trọng. Ngươi chết, luân chuyển thánh tử hét lớn một tiếng, một đao chiều trương huyền bổ ra tới, này một đao, không có bất luận cái gì hoa lệ, chính là mạnh nhất vũ lực thể hiện, này một đao, dùng hết luân chuyển thánh tử cùng cửu cung thánh tử hết thảy, này một đao chém ra, hai người bọn họ đều yêu cầu tính dưỡng đã lâu, nhưng này một đao, sơn hải giới, trẻ tuổi, không người có thể tiếp. Này một đạo đao mang, tràn ngập sáu loại bất đồng nhan sắc, nhưng ở trương huyền trong mắt, chỉ còn lại có đơn giản nhất màu trắng. Màu trắng, là thuần tịnh nhan sắc, đại biểu cho hủy diệt. Cảm thụ được này một đao giữa hỗn loạn khủng bố uy lực, Trương Huyền trên mặt thế nhưng cười phá lệ vui vẻ. Trương Huyền cầm kiếm thủ đoạn nhẹ nhàng run lên, một tảng lớn màu xanh đồng bóc ra xuống dưới, chín kiếp kiếm đệ tứ tiết, cửu trọng thiên đệ tứ trọng, hảo thiên. Thiên có cửu trọng, mỗi nhất trọng thiên đều đại biểu cho một loại cực hạn, một loại duy độ. Bốn trọng thiên, hảo thiên kiếp. Phương Tây không chung, đột nhiên xẹt qua một đạo tia chớp. Tại đây tia chấp xuất hiện là lúc, trên bầu trời, lập lòe ra mấy đạo hư ảnh, này đó hư ảnh, nãi phương Tây chúng thần bức hỏa. Như vậy cảnh tượng, chỉ là xuất hiện một cái chớp mắt, theo sau, toàn bộ ngưng tụ với trương huyền phía sau. Luân chuyển thánh tử cầm, là chứa có 9 loại cấm kỵ năng lượng diễn biến cửu cung thánh tử hóa thân. Trương huyền sở cầm, là chứa có cửu thiên kiếp nạn 9 kiếp thần kiếm. Luân chuyển thánh tử phía sau, là thiên quân vạn mã, vô số tướng sĩ. Trương Huyền phía sau là kia đầy trời thần linh. Luân chuyển thánh tử này một đao, hỗn loạn sáu loại cấm kỵ chi lực, khủng bố vô song. Trương Huyền này nhất kiếm, nhìn như bình thường, lại là có thể cho phương Tây chúng thần mang đến tai ách kiếp nạn chịu uy. Hai cổ bất đồng năng lượng ở không trung bên trong đụng vào. Đây là một hồi không tiếng động bạo phá, bạo phá trung tâm trở thành chân không, truyền lại không ra bất luận cái gì thanh âm. Cuồng phong đột nhiên quát lên, khắp rừng rậm, đều bị này cuồng phong thổi quét, che trời đại thụ trừ tận gốc mà dựng lên. Khoảng cách này cách đó không xa còn lại thánh tử thánh nữ, tất cả đều cảm nhận được này khủng bố năng lượng chút xuống. Bày trận, nguyên sơ thánh nữ khẽ kêu một tiếng, dẫn dắt các đệ tử ngăn cản. Ngưng trận, càn khôn thánh tử, cũng là như thế. Thiên địa vào lúc này biến sắc. Một đạo trong hạp gốc, một tòa đồng đỉnh hạ, thân xuyên kim hoàng trường bào nữ nhân mày liễu hơi hơi vừa nhíu, nhìn về phía kia năng lượng bùng nổ địa phương có người tới sao, xem ra đến nhanh hơn tốc độ, nếu hết thảy đều là thật sự, kia trên chiến trường, yêu cầu ta. Theo thời gian trôi qua, cuồng phong dần dần dừng lại. Luân chuyển thánh tử mồm to thở hồn hền, có thể nhìn đến, trên người hắn khôi giáp đã rách nát, trong tay trường đao, ảm đạm không ánh sáng, hắn khóe miệng, treo máu tươi. Mà liền ở luân chuyển thánh tử đối diện cách đó không xa, trương huyền mặc như cũ kia thân đầu bếp phục, nhìn kỹ, hắn kia kiện bình thường đầu bếp phục, không có một chút tổn thương, cả người cũng có vẻ vân đạm phong khinh, khóe miệng, ngậm ý cười. Cùng đại đạo Nguyên Anh dung hợp lúc sau, thực lực tăng lên thật mau a, à, hảo thiên kiếp thi triển lên, có vẻ thực nhẹ nhàng, như vậy xem ra, ta hiện tại thực lực, hẳn là có thiên đạo bảy trọng tả hữu đi, dựa theo này Sơn Hải Giới bình phán tiêu chuẩn nói, chính là, thánh chủ cấp. Trương Huyền một bước bước ra, cường đại uy áp, dũng hướng luân chuyển thánh tử. Đây là đến từ chính đại đạo uy áp. Luân chuyển thánh tử dại ra nhìn kia không có một chút tổn thương trương huyền âm dương thánh nữ cũng đồng dạng như thế liền ở vừa rồi âm dương thánh nữ đã nhắm hai mắt nghênh đón tử vong bởi vì nàng căn bản không cho rằng cùng tuổi giữa có người có thể ngăn cản thiên đạo sáu trọng công kích này đã là tiếp cận với thánh chủ cấp bậc tồn tại thử hỏi thiên hạ trẻ tuổi ai có này phân thực lực nhưng hiện tại âm dương thánh nữ thấy được người này không riêng chặn thiên đạo sáu trọng công kích thậm chí lông tóc không tổn hao gì trái lại luân chuyển thánh tử, trạng thái uể oải, linh khí không xong. Sao có thể, luân chuyển thánh tử có chút không thể tin tưởng. Đáng tiếc a, à, người giết không được ta. Trương Huyền dẫn theo kiếm trong tay, chậm rãi đi hướng luân chuyển thánh tử, cho nên ta bất tử, chết chính là ngươi. Không, không có khả năng, ta nãi chiến thần chuyển thế, này một đời sẽ là ta huy hoàng một đời, ta không có khả năng chết. Ta không có khả năng, luân chuyển thánh tử hét lớn một tiếng, hắn phía sau dị tượng giữa, kia thiên quân vạn mã thế nhưng toàn bộ vọt ra, sát hướng Trương Huyền. Đây là một loại linh khí cụ tượng hóa thể hiện. Đối mặt này đằng đằng sát khí thiên quân vạn mã, Trương Huyền chỉ là tùy ý chém ra hai kiếm. Lưỡng đạo kiếm khí thẳng tắp chém đi ra ngoài, mang theo máu tươi một mảnh. Thiên quân vạn mã, căn bản vô pháp gần Trương Huyền thân. Luân chuyển thánh tử trong tay trường đao cũng một lần nữa hóa thành hình người, cửu cung thánh tử sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên cũng bị trọng thương hắn cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, quay người liền lăng không mà đi, muốn chạy trốn. Thoát được rất sao? Trương Huyền nhìn mắt trên không, không trung giữa, hiện lên vô số kiếm mang, hóa thành kiếm vũ, thẳng đến cửu cung thánh tử mà đi. Cửu cung thánh tử liều mạng ngăn cản, nhưng hiện tại hắn trạng thái, có thể nào chống đỡ được này đó? Một đạo kiếm mang, mang theo một đạo vết máu, từ cửu cung thánh tử ngực chỗ xuyên qua. Cửu cung thánh tử không thể tưởng tượng nhìn chằm chằm chính mình ngực, hắn không thể tin được không muốn tin tưởng chính mình thế nhưng sẽ ngã xuống ở chỗ này lạc trương huyền trong tay kiếm chỉ một véo rậm rạp kiếm mang từ trên bầu trời rơi xuống vô số kiếm mang ở cửu cung thánh tử trên người nhập vào cơ thể mà qua vạn kiếm xuyên tim trên bầu trời máu tươi nở rộ cửu cung thánh tử thân thể từ trên bầu trời tài lạc cửu cung thánh niệm một thế hệ thiên kiêu cung vô khuyết ngã xuống đương chân chính thấy cửu cung thánh tử chết giờ khắc này luân chuyển thánh tử mới hiểu được chính mình xong rồi trương huyền bước chân về phía trước một bước tái xuất hiện đã tới rồi luân chuyển thánh tử trước mặt nhìn gần trong gang tấc này trương mang theo tươi cười gương mặt luân chuyển thánh tử trong mắt tràn ngập sợ hãi ta hỏi ngươi các ngươi đi thủy tổ nơi làm cái gì trương huyền trong tay trường kiếm đã hoành ở luân chuyển thánh tử trên cổ thủy tổ nơi ngươi đến từ nơi đó Luân chuyển Thánh tử đồng tử co rụt lại. Nói ra, ta có thể suy xét tha cho ngươi một mạng. Trương Huyền ánh mắt sắc bén. Nhưng Luân chuyển Thánh tử lại là đột nhiên cười to ra tới, ha 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 ha. Ha ha ha, ngươi hỏi như vậy, vậy thuyết minh, chúng ta thành công, hắn thật sự đã đi, ta đoán, ngươi vô pháp giết chết hắn đi. Nơi đó quy tắc, căn bản là vô pháp hủy diệt hắn, này liền vậy là đủ rồi, này liền vậy là đủ rồi, ha 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 ha. Hết thảy đều phải hủy diệt sở hữu hết thảy đều ở trong lòng bàn tay thế giới này sớm muộn gì đều phải nắm giữ ở chúng ta trong tay ha 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 luân chuyển thánh tử trong mắt sợ hãi biến mất không thấy xuất hiện ngược lại là một loại điên cuồng là cái loại này có được tín ngưỡng cực nóng điên cuồng trương huyền mày nhân lại ha 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 chúng ta thành công thành công đa tạ ngươi mang cho ta tin tức tốt này a à. vì báo đáp ngươi ta đây liền đưa ngươi cái đại lễ đi bồi ta cùng nhau lên đường thế nào luân chuyển thánh tử trong cơ thể một cổ khủng bố linh khí dao động đột nhiên bùng nổ hắn muốn tự hủy cẩn thận âm dương thánh nữ kinh hô một tiếng trương huyền bước chân nháy mắt triệt thoái phía sau ta muốn kéo ngươi đệm lưng khủng bố năng lượng dao động hoàn toàn bánh xe phụ chuyển thánh tử trong cơ thể bộc phát ra tới luân chuyển thánh tử huyết nhục ở khoảnh khắc chi gian đã bị này khủng bố năng lượng ăn mòn hầu như không còn này năng lượng xông thẳng trương huyền mà đi một người thánh tử tự bạo bạo không riêng gì trong thân thể hắn linh khí năng lượng, còn có trên người hắn vô số trí bảo. Này năng lượng đánh úp về phía Trương Huyền, Trương Huyền toàn thân trên dưới, tại đây một khắc trở nên trong suốt, thần linh khu, bao trùm toàn thân. Luồng năng lượng này bùng nổ lúc sau, không ai có thể thấy rõ nơi này đã xảy ra cái gì, mà đương nổ mạnh năng lượng kết thúc, tại chỗ, xuất hiện một cái thật lớn hố sâu, lấy luân chuyển thánh từ tự bạo vì nguyên điểm, bán kính trăm mét, thâm đạt tới 50 mét bụi mù nổi lên bốn phía. Hắn đại ý, âm dương thánh nữ nhìn kia bụi mù cuồn cuộn địa phương, lắc đầu, tràn ngập tiếc nuối. Âm dương thánh nữ thanh âm vừa mới rơi xuống, bụi mù bên trong, đi ra một người, bạch y thắng tuyết, dường như không nhiễm phạm trần. Người không có việc gì, âm dương thánh nữ chừng lớn đôi mắt nhìn trước mắt người. Thay cho kia một thân đầu bếp phục, lúc này trương huyền thân xuyên trường bào, giống như một tôn nho tiên, cho người ta một loại xuất trần cảm giác này có thể có chuyện gì? Trương Huyền quay đầu lại nhìn thoáng qua, nhún vai. Âm dương thánh nữ không nói gì, lại hít hàm một hơi, này tự bạo lực lượng tuy rằng so ra kém vừa rồi kia một đao, nhưng lại là bất đồng tình huống. Vừa rồi kia một đao, là trước tiên có chuẩn bị, sau đó có chiêu thức nghênh đón. Mà tự bạo lần này, là hoàn toàn không có chuẩn bị thời gian, muốn toàn bằng tự thân khiêng xuống dưới. Trương Huyền nhìn thoáng qua kia cửu cung thánh địa cùng luân chuyển thánh địa dư lại đệ tử, hắn tay phải ngón trỏ hơi hơi đong đưa, số đem linh khí trường kiếm xuất hiện. từ này đó đệ tử thân thể thượng xuyên thấu. gần người điều mạng người nói lấy liền lấy. các ngươi trương huyền mày hơi hơi nhíu hạ nhìn âm dương thánh địa các đệ tử đừng giết bọn họ. ngươi muốn biết ta đều nói cho ngươi với nạc vội vàng tre ở trương huyền trước người trương huyền làm trầm tư trạng, theo sau ném ra mấy cái thuốc viên làm cho bọn họ đem này đó ăn xong đi. đây là cái gì? Với ngạc nhìn Trương Huyền ném ra đồ vật. Linh hồn độc dược, Trương Huyền không chút suy nghĩ phải trả lời nói, ăn cái này, nếu dám nói về ta nói, lập tức độc dậy thì chết. Nếu chịu cực tại đây, nhất định sẽ đối Trương Huyền nói khịt mũi coi thường, thần mẹ nó linh hồn độc dược, người Trương Huyền trừ bỏ sẽ tu luyện đánh nhau bên ngoài, còn sẽ làm gì? Âm Dương Thánh địa các đệ tử biết chính mình không có lựa chọn nào khác, một người một viên, ăn đi xuống. Trương Huyền nhìn bọn họ đầy mặt thống khổ cùng không tình nguyện thần sắc lúc này mới yên tâm, thuốc viên có tác dụng hay không là thứ yếu, chỉ cần bọn họ tin là được, tin, cũng không dám nói bậy, đến nỗi sát vẫn là không giết, lại xem đi, chính mình yêu cầu một người tới dẫn đường. Âm dương thánh nữ đám người, toàn bộ đều nuốt vào thuốc viên, các đệ tử đứng dậy, bắt đầu khôi phục lên. Ở chỗ nạc dưới sự trợ giúp, âm dương thánh nữ trên người thương thế cũng dần dần khôi phục. Ở cái này quá trình giữa, Trương Huyền vẫn luôn đều ở tự hỏi vừa mới luân chuyển thánh tử theo như lời nói đi thủy tổ nơi, liền tính thành công, này rốt cuộc là có ý tứ gì, trương huyền mày nhân lại. Nơi đó vì cái gì bị gọi thủy tổ nơi, rốt cuộc cất giấu cái gì bí mật. Chuyện vừa rồi, ít nhiều ngươi, với nạc ngồi ở trương huyền bên cạnh. Trương huyền tạm thời buông trong đầu tự hỏi vấn đề, nhìn về phía với nạc. Với nạc hít sâu một hơi, nàng biết trương huyền muốn hỏi cái gì, nói thẳng nói, kỳ thật, học viện thí luyện, là cùng ta ca đoạt được đến khoa học kỹ thuật tri tâm có quan hệ, mà lúc này đây thí luyện, nhất đặc thù, chúng ta 10 đại thánh địa, đều là mang theo từng người nhiệm vụ tới, chúng ta âm dương thánh địa mục đích, chính là tìm được về huyền hoàng khí truyền thừa. Huyền hoàng khí xác định tại đây sao? Trương huyền lộ ra hồ nghi thần sắc, liền ghi lại thượng mà nói, huyền hoàng hết giận thất, hẳn là đã thật lâu, sở hữu hết thảy, đều là truyền thuyết. Nhất định tại đây, với nạc dùng sức gật đầu. Vì cái gì, các người thánh địa dựa vào cái gì xác định? Khoa học kỹ thuật chi tâm, với nạc chậm rãi nói, Taka lúc ấy đã nói với ta, khoa học kỹ thuật tri tâm, ghi lại cũng không phải tương lai khoa học kỹ thuật, mà là quá khứ khoa học kỹ thuật, nói đúng ra, khoa học kỹ thuật chẳng phân biệt tương lai vẫn là hiện tại, chỉ có thể chia làm đã nắm giữ cùng chưa nắm giữ, có chút khoa học kỹ thuật đã sớm tồn tại, chỉ là biến mất ở lịch sử bụi bặm giữa, chúng ta liền rất tự nhiên, đem này đó coi như là tương lai mới có được đồ vật, mà chúng ta biết nói sở hữu lực lượng, vô luận là huyền hoàng khí vẫn là cái gì chỉ là một loại năng lượng bất đồng hóa thể hiện, ở khoa học kỹ thuật chi tâm giữa, trình bày này đó năng lượng đi nơi nào. Với nặc hít sâu một hơi, Ta ca hiện tại không biết đi nơi nào, nhưng ta khẳng định, mỗi một lần học viện lựa chọn thí luyện địa phương đều là từ Ta ca kia được đến tin tức. Trương Huyền trầm ngâm một phen, các người thượng một lần thí luyện địa phương là về cái gì năng lượng? Với nặc nuốt khẩu nước bọt, trong mắt không tự giác lộ ra một mặt sợ hãi, nghe nói là siêu việt huyền hoàng khí cấm kỵ lực lượng gọi là sáng tạo chi lực. Sáng tạo? Trương Huyền hỏi lại, có người được đến cái kia sáng tạo chi lực sao? Không có, với nặc lắc lắc đầu, cùng ngày đã xảy ra biến hóa, chúng ta tất cả mọi người lâm vào ảo cảnh giữa, bất quá sau lại có nghe đồn, nói là trong học viện mỗ vị đại nhân vật chạm vào sáng tạo chi lực, nhưng trên đường đột nhiên bị người chặn lại, cụ thể là cái dạng gì, chúng ta những người này cũng không rõ ràng lắm. Trương Huyền gật gật đầu, rốt cuộc chưa nói cái gì lại qua hồi lâu âm dương thánh địa người cũng đều khôi phục không sai biệt lắm những đệ tử này xem trương huyền ánh mắt đều trở nên phá lệ cung kính kia cung kính giữa còn mang theo sợ hãi âm dương thánh nữ đi đến trương huyền trước mặt ôm quyền nói trương thiếu hiệp lần này đa tạ ngươi tương trợ nếu không phải ngươi chúng ta những người này hiện tại đều hồn quy thiên chỗ trương huyền nhìn mắt âm dương thánh nữ hiếu kỳ nói ngươi học công pháp thực độc đáo ngươi kia bí pháp cho ta một loại quen thuộc cảm giác âm dương thánh nữ cười cười chúng ta âm dương thánh địa công pháp đối huyết mạch có nhất định yêu cầu vừa mới bí pháp chỉ có âm dương huyết mạch thuần tịnh đến trình độ nhất định mới có thể thi triển ra tới trương huyền gật gật đầu cũng không nói thêm cái gì vừa mới âm dương thánh nữ thi triển bí pháp thời điểm trương huyền đích xác thấy được nguyên linh pháp bóng dáng nhưng cụ thể cùng nguyên linh pháp có hay không quan hệ còn không thể xác định nếu có quan hệ kia triệu cực huyết mạch liền cùng âm dương thánh địa móc nối đi thôi, Trương Huyền đứng dậy, cũng nên xuất phát. Hảo, âm dương thánh nữ gật gật đầu, kêu người, tiếp tục mại động cước bộ. Bởi vì phía trước đại chiến duyên cớ, khắp rừng rậm có hơn phân nửa đều bị ném đi, cây cối ngang dọc bốn phía, hành động lên, phá lệ phiền toái. Âm dương thánh nữ lại lấy ra nàng cái kia thẻ che nhìn lên. Trương Huyền suy đoán, này thẻ che nội ứng nên là bản đồ một loại đồ vật. Âm dương thánh nữ đi theo thẻ che sở chỉ thị phương hướng, một đường bước vào. Sắc trời càng ngày càng ám, mọi người đi này một đường, đều không có gặp được cái gì nguy hiểm. Phía trước Trương Huyền bọn họ đại chiến, kia thiên đạo sáu trọng uy lực triển lộ không thể nghi ngờ, làm có khả năng xuất hiện nguy cơ, đều đã biến mất. Đêm khuya, mọi người cũng không có dừng lại bước chân, chỉ là đơn giản nghỉ ngơi một chút, liền bắt đầu ở rừng rậm giữa xuyên qua, tốc độ thực mau. Có thể thấy được tới, âm dương thánh nữ thực nôn nóng, như là ở đuổi thời gian, hoặc là nói là ở cùng còn lại thánh địa tranh đoạt thời gian. Cứ như vậy, cùng ngày sắc tờ mở sáng thời điểm, mọi người rốt cuộc đi ra rừng rậm. Ở trọng lực ảnh hưởng hạ, tất cả mọi người có vẻ thực mỏi mệt. Ở rừng rậm ở ngoài, mới đến tới rồi chân chính, vực sâu nơi. Rừng rậm theo địa mạo dần dần trở nên hẹp hòi, mà đi ra rừng rậm lúc sau, nhìn đến, chính là trước mắt một cái lộ, lộ hai bên, là huyền nhai vách đá, nối thẳng phía chân trời. Huyền nhai bên trong lộ chỉ có thể cất chứa hai người sóng vai mà đi, nhìn huyền nhai, mặt ngoài bóng loáng, căn bản không có đặt chân địa phương, muốn từ này bò lên trên đi, căn bản không có khả năng thực hiện. Âm dương thánh nữ nhìn mắt trên không, nàng lấy ra một phen bảo kiếm, theo sau dùng sức một ném. Này bảo kiếm tài chất thực cứng rắn, mà khi này bảo kiếm lên không 15 mễ tả hữu thời điểm, thế nhưng trực tiếp vỡ vụn mở ra. Này trên vách núi trọng lực, thế nhưng trực tiếp đem này một phen bảo kiếm cấp đập vụn như vậy một màn, làm âm dương thánh nữ hít hà một hơi. Trương huyền quan sát dưới chân, ở phía trước trên đường, đã dẫm ra rậm rạp dấu chân, hiển nhiên có không ít người đã từ này đi qua. Âm dương thánh nữ nhìn mắt mỏi mệt các đệ tử, hạ lệnh nghỉ ngơi một giờ. Phía trước đại chiến làm cho bọn họ bị trọng thương, nghỉ ngơi lấy lại sức thời điểm đã chậm trễ không ít thời gian, muốn đuổi theo còn lại thánh địa, cần thiết muốn tiết kiệm ngắn lại thời gian. Một giờ thời gian thực mau qua đi, Mọi người một lần nữa lên đường, một đường đi đến, kêu huyền nhai phía trên u ám nhan sắc, cấp mọi người tâm lý thượng mang đến rất lớn áp lực. Trên đường không có người ta nói lời nói, chỉ có tiếng bước chân vang lên. Ở vực sâu chỗ sâu trong, một ngụm đồng đỉnh phía dưới. Người mặc kim sắc trường bào nữ nhân ngẩng đầu, nhìn kia đã bị bổ túc chỗ hồng đồng đỉnh, trong miệng lẩm bẩm, rốt cuộc bổ túc sao, kế tiếp cũng nên đi kia, phụ thân, đây là ngươi muốn cho ta đi địa phương sao? Ngươi thật sự ở nơi đó sao? Nữ nhân nhẹ nhàng múa may tay áo, kia tản mát ra trọng lực đủ để cho Thiên Đạo bảy trọng cường giả bị ép tới dập nát đồng đỉnh, bắt đầu lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ thu nhỏ, cho đến một cái lưu hương lớn nhỏ sau, bay vào nữ nhân tay áo giữa. Nữ nhân nhìn mắt trên không, phi thân dựng lên. Cũng liền tại đây cùng thời gian, toàn bộ vực sâu bắt đầu phát sinh chấn động, vực sâu hai sườn huyền nhai vách đá, xuất hiện vết rách. Này vực sâu là một cái thực thần dị địa phương nơi này nơi nơi đều tràn ngập cường điệu lực, mà hai bên huyền nhai vách đá, bởi vì trọng lực đè ép, vẫn luôn không có việc gì. Mà ở lúc này, trọng lực biến mất nháy mắt, này đó huyền nhai liền chiều trong lòng khuynh đảo mà đi. Sơn thể vết dạn dạn nứt giống như mạng nhện giống nhau, từ một cái nguyên điểm, nháy mắt liền lan tràn tới rồi toàn bộ vách núi. Phía trên một khối cự thạch tạp rơi xuống mặt đất. Oanh! Một tiếng trọng vang phát ra, mặt đất đều đang run rẩy. Này run rẩy, làm hai bên sơn thể sụp xuống tốc độ bắt đầu nhanh hơn đang ở huyền nhai bên trong trương huyền đám người tận mắt nhìn thấy phía sau tới khi con đường sơn thể đang ở nghiêng cự thạch từ trên trời giáng xuống đem lộ phá hỏng trọng lực biến mất âm dương thánh nữ hô to một tiếng mọi người lập tức nhanh hơn tốc độ về phía trước phóng đi sơn thể sụp xuống phạm vi thực mau liền lan tràn tới rồi mọi người nơi chỗ bọn họ phía trước sơn thể cũng bắt đầu sụp xuống giờ khác này căn bản không có biện pháp trốn bởi vì vô số tuế nguyệt trọng lực đè ép nguyên nhân sơn thể cự thạch mật độ phá lệ đại trương huyền nếm thử hắn tùy tay kiếm khí thế nhưng chỉ có thể ở cự thạch mặt trên lưu lại một đạo dấu vết muốn đánh nát cần thiết toàn lực ra tay liền trương huyền đều phải xuất toàn lực mới có thể đánh nát cự thạch đối với âm dương thánh nữ đám người là hoàn toàn không có cách nào cự thạch tạp rơi xuống đỉnh đầu liệt trận âm dương thánh nữ hô to một tiếng Thánh địa các đệ tử tất cả đều tụ tập đến cùng nhau, căng ra linh khí vòng bảo hộ. Trương Huyền cũng đi cùng đại gia cùng nhau. Trên đỉnh đầu, thực mau bị cự thạch vùi lấp, cự thạch phía dưới mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được phía trên truyền đến chấn động. Như vậy chấn động, không biết rằng có bao lâu mới chậm rãi suy yếu. Linh khí màn hào quang tan đi, một người âm dương thánh địa đệ tử nếm thử đẩy ra đỉnh đầu cự thạch, nhưng mật độ cao cự thạch, làm tên này tiếp cận mỗi ngày cấp bậc đệ tử căn bản là đầy bất động, vẫn là âm dương thánh nữ ra tay, mới đưa này cự thạch từng khối dọn khai. Đường cuối cùng một khối cự thạch bị dọn khai là lúc, một đạo ánh mặt trời, chiếu xạ xuống dưới. Cảm thụ được ánh mặt trời giao cho ấm áp, âm dương thánh nữ chừng lớn đôi mắt. Vực sâu vùng cấm, suốt ngày không ánh sáng, bởi vì nơi này đặc thù, ngay cả ánh mặt trời đều không thể chiếu xạ đến vùng cấm giữa, vực sâu nội, ngẩng đầu xem, là u ám. Nhưng hiện tại, này ấm áp ánh mặt trời, liền giành mạch, chiếu vào âm dương thánh nữ trên người. Trương Huyền cũng đi ra, phóng nhãn nhìn lại, nguyên bản âm u hẹp hòi vực sâu, lúc này có vẻ mở mang, hai bên núi non toàn bộ sụp xuống, dưới chân, một mảnh cự thạch phế tích. Từ xa nhìn lại, còn lại mấy cái thánh địa nhân viên thân ảnh, cũng đều chậm rãi từ phế tích trung bò ra tới. Liếc mắt một cái có thể nhìn đến chân trời, kia ánh mặt trời tưới xuống, có chút chói mắt. Huyền Hoàng truyền thừa, ở ai trên người? Một đạo tiếng quát, từ không trung giữa vang lên. Ngày đó không trung, một người chân dẫm hư không, lớn tiếng chất vấn, hắn thanh âm trầm thấp, người mặc thanh y, đôi tay lưng đeo phía sau. Ngươi là ai? Càn khôn thánh tử từ phế thích giữa bỏ lên, ngửa mặt lên trời quát hỏi. Ta hỏi chính là, huyền hoàng truyền thừa, ở ai trên người? Thanh y nhân lại lần nữa mở miệng, cánh tay hắn vung lên. Đứng ở phế thích thượng càn khôn thánh tử, tại đây vung lên dưới, trực tiếp miệng phun máu tươi, thân thể bay ngược đi ra ngoài, nện ở phế tích phía trên. Gần một cái phất tay, khiến cho một người thánh tử trọng thương. Ta hỏi, huyền hoàng truyền thừa ở ai trên người? Thanh y nhân lại một lần phát ra chất vấn. Tại đây một khắc, một cổ khí thế cường đại từ thanh y nhân trên người lan tràn ra tới, nháy mắt thổi quét toàn bộ hẻm núi phế tích. Tại đây cổ cường đại khí thế hạ, những cái đó bình thường đệ tử, căn bản vô pháp đứng thẳng, chỉ có thánh tử thánh nữ cấp bậc mới có thể miễn cưỡng đứng lại. Càn Khôn Thánh Tử lau đi khóe miệng máu tươi, che lại ngực, cố nén đứng lên, nhìn về phía không trung, gian nan phun ra bốn chữ: "Thiên đạo bảy trọng." "Thiên đạo bảy trọng." "Thánh chủ cấp bậc." Ta cuối cùng hỏi lại một lần, "Huyền hoàng truyền thừa, ở ai trên người?" Thanh y nhân hét lớn một tiếng. Theo hắn hét lớn một tiếng, trên bầu trời sấm sét nổ vang. Mà còn có thể đứng thẳng Thánh Tử thánh nữ, toàn bộ phun ra một ngụm máu tươi tới. "Thiên đạo bảy trọng thực lực." bọn họ căn bản không có biện pháp chống lại nếu vị này cường giả ra tay như vậy ở đây thánh tử thánh nữ tất cả đều muốn nuốt hận âm dương thánh nữ theo bản năng nhìn trương huyền liếc mắt một cái lúc này trương huyền cùng phần lớn đệ tử giống nhau phủ phục, phục trên mặt đất mặt lộ vẻ gian nan thống khổ thanh y nhân cười lạnh một tiếng đều không muốn nói phải không thanh y nhân thanh âm rơi xuống hắn vung tay lên nguyên sơ thánh địa hai gã đệ tử nháy mắt bạo thành huyết phụ nói hay không thích ca thánh địa bên kia cũng có hai gã đệ tử trực tiếp bị linh khí xé nát tại đây thiên đạo bảy trọng cường giả trước mặt thánh địa các đệ tử nhỏ yếu giống như con kiến giống nhau vô pháp phản kháng vài tên thánh tử thánh nữ tất cả đều qua lại đối diện bọn họ muốn biết này huyền hoàng truyền thừa rốt cuộc ở ai trên người tiền bối này huyền hoàng truyền thừa chúng ta vẫn chưa nhìn thấy mờ mịt thánh tử đôi tay ôm quyền ra tiếng giải thích Tiền bối, sơn thể lún, chúng ta cũng mới vừa tới rồi, đối với truyền thừa một chuyện, cũng không biết được. Càn khôn thánh tử cũng vội vàng mở miệng. Còn lại thánh địa thánh tử thánh nữ, cũng đều ra tiếng giải thích. Không nói lời nói thật đúng không? Thanh y nhân lại lần nữa cười lạnh, nếu đều không muốn nói, vậy đều không cần phải nói. Thanh y nhân trên người quần áo, không gió tự động, khủng bố uy áp phóng thích mà ra, chỉ là này uy áp, là có thể muốn những cái đó bình thường đệ tử mệnh. Mà nhưng vào lúc này, một đạo kim hoàng hơi thở, đột nhiên từ kia phía tích dưới phóng lên cao, thẳng đến thanh y nhân mà đi. Thanh y nhân ánh mắt sắc bén lên, nhìn về phía kia kim hoàng hơi thở phương hướng, hét lớn một tiếng, huyền hoàng khí. Liền thấy một đạo thân ảnh, đột nhiên từ kia phía tích dưới chui từ dưới đất lên mà ra, nàng một thân kim sắc trường bào, quanh thân quấn quanh một sợi kim hoàng hơi thở, trên người nàng khí thế, không thể so kia thiên đạo bảy trọng cường giả muốn nhược một chương tuyệt thế gương mặt, tại đây kim hoàng dưới, phụ trợ vô cùng cao quý. Đây là ai, càn khôn thánh tử, đều xem ngây người. Làm thánh địa thánh tử, càn khôn thánh tử gặp qua vô số kinh diễm nữ tử, nhưng cho tới bây giờ không có một người, có thể cho hắn như vậy cảm giác. Trương huyền nhìn kia đạo thân ảnh, thần sắc cũng trở nên kích động lên, chính mình đoán không sai, cùng huyền hoàng có quan hệ địa phương, nàng khẳng định ở, lúc này đây, không thể lại phóng nàng rời đi, bị phủ đầy bụi ký ức, lại không phải, không thể khôi phục. Thanh y nhân nhìn về phía kia kim hoàng thân ảnh, cười lạnh một tiếng, chờ đợi ngày này, hồi lâu. Hiện giờ, thu nạp huyền hoàng đỉnh, huyền hoàng huyết mạch hoàn toàn thức tỉnh, lâm thanh hạm khí chất, có biến hóa nghiêng trời lệch đất. Nếu nói, phía trước lâm thanh hạm, là một cái làm người kinh diễm nữ cường nhân. Như vậy hiện tại lâm thanh hạm, trên người, thế nhưng có một loại mẫu nghi thiên hạ cảm giác. Huyền hoàng khí, ra đời thiên địa sơ khai là lúc, cũng là khi đó, ra đời huyền hoàng huyết mạch. Huyền hoàng huyết mạch có thể ngược dòng đến thật lâu xa phía trước. Lâm thanh hạm nhìn mắt kia thanh y nhân, hơi hơi mỉm cười, bằng ngươi, còn ngăn không được ta. Audio điện tử võ tấn bền Một đạo kim sắc quang hoa quấn quanh lâm thanh hạm quanh thân. Lâm thanh hạm trên mặt biểu tình phá lệ bình tĩnh. Thanh y nhân nhìn chằm chằm lâm thanh hạm, trong mắt có chứa một mặt ngưng trọng. Âm dương thánh nữ đứng ở trương huyền bên cạnh, trong miệng lẩm bẩm thật sự là huyền hoàng truyền thừa lâm thanh hạm nhìn phía dưới phế tích theo sau nhìn về phía thanh y nhân lại lần nữa phát ra âm thanh nàng thanh âm thanh thúy phá lệ dễ nghe nhưng tại đây dễ nghe giữa lại tràn ngập một cổ sát ý lui hoặc là chết huyền hoàng mà thôi lại không phải không đánh nát quá thanh y nhân hét lớn một tiếng hắn đôi tay bỗng nhiên dò ra hai điều lôi long trống giống hình thành từ thanh y nhân phía sau gào thét mà ra cắn xé hướng Lâm Thanh Hạm. Lâm Thanh Hạm cánh tay múa may, một phen kim sắc thần kiếm tự nàng trong tay hình thành, thần kiếm múa may gian, hai điều lôi long trực tiếp bị chạm. Thanh y nhân cũng biết được hai điều lôi long cũng không thể cấp Lâm Thanh Hạm mang đến cái gì thực chất tính thương tổn, hắn khinh thân mà thược, lôi đỉnh trường côn ở trong tay hắn diễn biến mà ra, múa may gian, mang theo lôi đình bùng lên. Đường kim sắc thần kiếm cùng lôi đình trường côn đụng vào nháy mắt, năng lượng tứ tán, phát ra trầm đục thanh này trầm đục thanh, thế nhưng có thể ảnh hưởng này đó thánh tử thánh nữ nhóm tim đập. Mau lui lại, nơi này chúng ta căn bản vô pháp thừa nhận, nguyên sơ thánh nữ khẽ kêu một tiếng. Nơi này đã không có trọng lực ảnh hưởng, mọi người đều nhanh chóng chiều phương xa thối lui. Trương huyền đi theo âm dương thánh địa đội ngũ, cũng thối lui đến một cái an toàn địa phương, rất xa chú ý trận này đại chiến. Thiên đạo bảy trọng, thánh chủ cấp bậc chiến lực lẫn nhau giao thủ, cảnh tượng như vậy quá khó gặp. Chẳng sợ cách xa nhau khá xa, mọi người đều có thể cảm nhận được, hai người giao thủ địa phương, chuyển đến đáng sợ năng lượng. Thanh y nhân hiển nhiên nắm giữ lôi thuộc tính lực lượng, hắn mỗi một lần ra tay, tất nhiên đều cùng với lôi đình lập lè. Mà lâm thanh hạm, huyền hoàng chi khí hộ thể, có một loại vạn pháp không xâm cảm giác, trong tay kim sắc thần kiếm, càng như là có thể chặt đứt thế gian hết thảy. Hai người chiến đấu càng thêm mãnh liệt. Trên bầu trời, một đạo hư ảnh đột nhiên xuất hiện, này hư ảnh hình thú, dần dần ngưng thật, là một đầu quy. Nhưng này quy toàn hiện ra màu đỏ sậm, sau lưng cứng rắn thêm xác thượng mọc đầy sắc bén gai ngược, dưới ánh mặt trời lập lòe quang mang, này quy có được điều giống nhau đầu cùng xà giống nhau cái đuôi, tứ chi so bình thường quy loại càng dài, hơn nữa trường lợi trảo. Màu đỏ sậm quy mở ra miệng rộng, bên trong mọc đầy răng nanh sắc bén, nó phát ra tiếng kêu, lại như là đầu gỗ bị bổ ra thanh âm. Toàn quy, Trương Huyền nhìn trên không kia xuất hiện thú ảnh, mày nhân lại. Giống như lúc trước trẻ thú giống nhau, Toàn Quy cũng là kia sơn hải kinh trung truyền thuyết sinh vật, là cường đại dị thú, hơn nữa ở sơn hải kinh xếp hạng giữa, muốn viễn siêu trẻ thú. Lúc trước trẻ thú đáng sợ, Trương Huyền đến bây giờ đều nhớ rõ rành mạch, kia còn chỉ là suy yếu bản. Nếu hoàn toàn thể trẻ thú, ở sơn hải giới chiếm cứ một chỗ, tuyệt đối sẽ lệnh kia địa phương trở thành vùng cấm giống nhau tồn tại. Toàn Quy thân hình dần dần thu nhỏ lại, hóa thành hình người lớn nhỏ, theo sau Hóa thân thành một cái dáng người câu lũ lão nhân. Ha ha, trẻ kia ngu xuẩn thất bại sao, làm huyền hoàng huyết mạch chạy ra, lúc trước lời thề son sắt nói chính mình có thể cướp lấy huyền hoàng huyết mạch, nếu không, này huyền hoàng huyết mạch cũng không còn nữa tồn tại. Lão nhân phát ra khàn khàn tiếng cười, hắn thanh âm thực tự nhiên truyền tiến mọi người trong tai, đây là một loại thần thông. Đối với người khác mà nói, lão nhân nói, làm cho bọn họ không hiểu ra sao. Nhưng đối với Trương Huyền mà nói, lời này che giấu tin tức thật sự là quá nhiều muốn đoạt lấy huyền hoàng huyết mạch chính là trẻ thú kia nói cách khác trẻ thú chính là kia đại ngàn giới chủ nhân khó trách trẻ thú sẽ như vậy suy yếu nhưng nếu trẻ thú chính là đại ngàn giới nói như vậy nguyên linh thành ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật trương huyền ở suy tư nghe này toàn quy nói hắn cùng trẻ thú vô số năm trước liền quen biết thả đứng ở huyền hoàng huyết mạch đối lập một mặt này đó gì thú cùng tiệt giáo chi gian, lại có cái gì liên hệ? Không chung phía trên, toàn quy biến thành lão nhân trong tay huyễn hóa ra một phen màu đỏ sậm quải trượng, liền thấy nó quải trượng hư không nhẹ nhàng một chút, đỏ sậm nhan sắc, giống như mạng nhện giống nhau, dệt mãn khắp không chung, liên thông rất nhiều thánh địa đệ tử ở bên trong, toàn bộ đều bao vây tại đây mạng nhện trong vòng. Động tĩnh làm quá lớn, đưa tới thần thánh thiên quốc những cái đó con dẹp liền không hảo chơi. Toàn quy lắc lắc đầu, nháy mắt thân ở mạng nhện trong vòng mọi người liên thông lâm thanh hạm chỉ cảm thấy một trận vật đổi sao rời trước mắt trở nên hư ảo cái gì đều thấy không rõ lắm chờ hết thảy khôi phục bình thường khi bãi ở mọi người trước mắt là một mảnh phế thổ màu đen thổ địa phía trên che kín hài cốt có tổn hại khôi giáp có đứt gãy binh khí cũng có vô số thi cốt nơi này không chung là âm u nhan sắc không có một chút sinh cơ dường như đánh mất toàn bộ hy vọng giống nhau đây là với nạc trừng lớn đôi mắt thân thể không tự giác run rẩy lên, cổ chiến trường. Cổ chiến trường, Trương Huyền nghe vậy cả kinh. U ám không chung, mây đen bao phủ. Toàn quy sở biến ảo lão nhân, liền đứng ở kia mây đen dưới. Ở cái này địa phương, không ai có thể phát hiện, đi thôi, giết nàng, lúc này đây, diệt sạch huyền hoàng huyết mạch, không cần lại ra bất luận cái gì sai lầm. Thanh y nhân gật gật đầu, thân hình chợt lóe, lại lần nữa cùng lâm thanh hạm chiến ở cùng nhau. Lúc này, thánh địa mọi người, căn bản không rảnh lại đi quan khán hai đại cường giả chi gian chiến đấu, bởi vì, bọn họ đã bị ánh mắt, tỏa định thường. Ở toàn quy kia vẫn đục trong mắt, bọn họ cảm thụ không đến một chút sinh khí. Các ngươi này đó con dẹp a à, thật đúng là chưa từ bỏ ý định, một lần lại một lần đụng vào vùng cấm, thật sự là, không sợ chết sao. Toàn quy quải trượng một lóng tay, ở hắn phía sau, bản thể hư ảnh hiện lên mà ra, này hư ảnh đủ để che đậy khắp không chung, kia mở ra bồn máu mồm to, làm thánh tử thánh nữ đều cảm thấy sợ hãi. Có một số việc, thuộc về thần linh, phàm nhân không thể đụng vào, các người lấy phàm nhân chi khu, dám đụng vào tiên thần lĩnh vực, đương chết. Toàn quy trên người, lan tràn ra một chút màu đỏ hơi thở, này màu đỏ hơi thở, chỉ có người trưởng thành ngón út phẩm chất. Liền thấy này một đạo hồng mang ở phế thổ trên không hiện lên, thẳng đến vô lượng thánh nữ mà đi. Quang hoa ở vô lượng thánh nữ trước người chợt lóe, ngay sau đó, ở vô lượng thánh nữ phía sau xuất hiện, đương này nói màu đỏ sậm quang mang một lần nữa xuất hiện trong nháy mắt, vô lượng thánh nữ đồng tử vô pháp khống chế phóng đại, cả người, chiều sau tung bay tài đi. Vô lượng thánh nữ kia kiều Mỹ khuôn mặt thược, giữa mày, xuất hiện một đạo điểm đỏ. Mà này trước một giây còn tản ra sức sống nữ nhân, vào giờ phút này, sinh cơ toàn vô. Vô lượng thánh nữ, đã chết. Vô lượng thánh niệm, một thế hệ thiên kiêu, bị coi như vô lượng thánh địa người nối nghiệp bồi dưỡng tuyệt thế thiên tài, liền tại đây phế thổ phía trên, ở toàn quy một đạo ngón út phẩm chất năng lượng hạ, mất đi sinh mệnh. Vô lượng thánh nữ thân thể ngã trên mặt đất, đồng tử đã là khuếch tán, việc này phát sinh quá nhanh chóng, làm người có loại không chân thật cảm, nhưng xác xác thật thật, đã thành kết cục đã định. Sư tỷ, vô lượng thánh địa các đệ tử hô to một tiếng, tất cả đều vây quanh qua đi. Mà ở toàn quy bên cạnh, lại ngưng tụ ra màu đỏ sẫm năng lượng. Toàn quy bên cạnh màu đỏ sẫm hơi thở, đại biểu cho tử vong. Vô lượng thánh nữ, liền như vậy chết ở mọi người trước mặt, từ đầu tới đuôi, thậm chí cũng chưa nói một lời, chỉ sợ ở sinh mệnh bị cướp đoạt kia một khắc, vô lượng thánh nữ đều không có phản ứng lại đây. Kia màu đỏ sẫm quang mang tốc độ, thật sự là quá nhanh. Toàn quy trong tay quải trượng liền điểm, những cái đó màu đỏ sẫm quang mang, liền như vậy hành hương mà mọi người, bắn nhanh mà đến. Trương Huyền rất rõ ràng cảm nhận được, một mặt đỏ sậm quang mang thẳng đến chính mình mà đến, này quang mang bên trong, mang theo một cổ khủng bố lực sát thương. Trương Huyền thân thể nháy mắt trở nên trong suốt, thần linh khu bám vào người, ở Trương Huyền phía sau, một gốc cây thanh liên chậm rãi hiện lên. Đúng lúc này, một đạo thanh âm đột nhiên truyền vào Trương Huyền trong tai. Lão ô quy cảm nhận được nơi này có các ngươi trương gia huyết mạch, nhưng hắn không thể xác định là ai, ngươi không cần bại lộ, nơi này giao cho ta, không cần biểu hiện ra ngươi nhận thức ta. Thanh âm này ở trương huyền trong tai rơi xuống sau, lại phát ra mặt khác một đạo A Thanh, vang vọng tại đây thiên địa chung. Lão ô quy, ngủ đông nhiều năm như vậy, vừa ra tới liền khi dễ tiểu bối, thích hợp sao? Trương huyền nghe thế thanh âm nháy mắt, có một loại khó có thể tin cảm giác, hắn chậm rãi xoay người, liền thấy một đạo màu lam thân ảnh từ trước mắt gào thét mà qua. Một tảng lớn thủy mạc trống rỗng xuất hiện, ngăn trở toàn quy phát ra ra sở hữu đỏ sậm quang mang. Toàn quy nhìn đột nhiên xuất hiện ở trước mắt người, phát ra khàn khàn tiếng cười, ha ha, nguyên lai là người cái này ăn trộm, nhiều năm trước, làm ngươi may mắn chạy thoát, hiện giờ lại dám xuất hiện ở trước mặt ta. Làm vân tiêu, người là thật sự không sợ chết sao. Này đột nhiên xuất hiện người, đúng là lúc trước, đi vào trong sơn động Lam Vân Tiêu. Lam Vân Tiêu mặt lộ vẻ khinh thường, thiết, lão tử nhiều năm như vậy, đã sớm nghiên cứu thấu các người này đó hóa nhược điểm, người cái lão ô quy, ở trước mặt ta cuồng cái gì. Tránh ở thủy tổ nơi, còn tưởng rằng ngươi có thể có cái gì thành tựu, hiện tại xem ra cũng bất quá như thế. Toàn quy dưới chân, xuất hiện màu đỏ sậm gió xoáy. Làm vân tiêu thân hình, thì tại giờ khắc này chấp động, sát hướng toàn quy. Làm vân tiêu cùng toàn quy lúc này sở bày ra ra thực lực, là thánh địa mọi người hoàn hoàn toàn toàn xem không hiểu, chẳng sợ trương huyền, cũng chỉ có thể thấy rõ một chút đây là người chân thật thực lực sao? Trương Huyền nhìn Lam Vân Tiêu thân ảnh. Toàn quy làm dị thú, từ xưa tồn tại, nó nơi địa phương, sẽ bị Sơn Hải giới gọi là vùng cấm. Lam Vân Tiêu cùng toàn quy chiến đấu ở bên nhau, một chốc, căn bản là chẳng phân biệt trên dưới. Cho ta khai. Lam Vân Tiêu hét lớn một tiếng, u ám không chung, đột nhiên vỡ ra một cái cự phùng, làm quang chiết xạ xuống dưới. Chạy, đều hướng kia chạy. Lam Vân Tiêu hét lớn một tiếng, theo Lam Vân Tiêu một tiếng giống to, này đó thánh địa thành viên, hoàn toàn không có một tia do dự, toàn bộ đều hướng ngày đó không cái khe chạy trốn mà đi. Trương Tiểu Tử, đi theo bọn họ chạy ra đi, lão bà ngươi sẽ không có việc gì, huyền hoàng huyết mạch không chết được, sau khi ra ngoài tìm một chỗ chờ ta, ta sẽ đi tìm ngươi. Lam Vân Tiêu thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền biểu tình không có bất luận cái gì biến hóa, trực tiếp lao ra kia cái khe giữa. Ở lao ra cái khe nháy mắt, trước mắt cảnh tượng, lại một lần phát sinh biến hóa, không phải kia hẻm núi phế tích, cũng không phải xa hoa đô thị, mà là một tòa đảo nhỏ, kia trên đảo nhỏ, tràn ngập linh khí, cũng không tính nồng đậm. Đây là, trương huyền trừng lớn đôi mắt, phản cổ đảo. Thủy tổ nơi, phản cổ đảo, từ kia cái khe giữa ra tới, thế nhưng về tới thiên môn phía sau. Mà những cái đó thánh địa thành viên, cũng đi theo trương huyền cùng nhau, về tới này phản cổ trên đảo. đương này đó thánh địa thành viên xuất hiện nháy mắt, không chung giữa, Nháy mắt mây đen răng đầy, lôi đình vì thời đều sẽ ráng xuống. Những người này chung, có quá nhiều đạt tới mỗi ngày cấp bậc, đã phá hủy thủy tổ nơi quy củ, lôi kiếp sẽ ráng xuống, bọn họ tu vi, cũng sẽ chịu hạn. Âm âm âm, lôi đình dày đặc, phản cổ trên đảo, quang minh thánh thành giữa, chấn thủ ở chỗ này bạch trì đứng ở lâu đài cổ đỉnh, ngẩng đầu nhìn bầu trời, mày nhân lại. Sao lại thế này, lần này lôi kiếp, quá không bình thường. Ta đã làm người đi dò xét hải thần đi vào bạch trì bên cạnh. Hy vọng, không có gì sự đi, bạch trì lắc lắc đầu. Trên bầu trời, mây đen bao phủ, lôi kiếp ở tầng mây giữa ấp ủ. Phản cổ trên đảo tu sĩ, đã cảm nhận được kia chất chứa ở tầng mây lúc sau khủng bố lực lượng. Sao lại thế này? Đã xảy ra cái gì? Chẳng lẽ, có người đột phá mỗi ngày cảnh? Không có khả năng, đột phá mỗi ngày cảnh người, sẽ khai thiên môn, trực tiếp phi thăng. Mau tránh lên, này lôi, chỉ sợ có thể đem cả tòa phản cổ đảo đều đánh tan a. À. Các tu sĩ kinh sợ, mà những cái đó từ cái khe chung chạy ra, lăng không mà đứng thánh địa các thành viên, cũng đều đầy mặt kinh hoàng. Thực lực của ta ở lùi lại, đã xảy ra cái gì? Ta cảnh giới cũng ở lùi lại, trong cơ thể linh khí ở giảm bớt. Đây là địa phương nào? Sao lại thế này? Không phải lùi lại, là bị áp chế. Mờ mịt thánh tử ngẩng đầu nhìn không chung, nơi này quy tắc, áp chế chúng ta cảnh giới. Mà ở giờ khắc này, trên bầu trời ấp ủ lôi kiếp, đột nhiên chút xuống mà xuống, này không phải một đạo lôi, mà là nhất chỉnh phiến lôi. Khắp không chung, phạm vi mười mấy trong phạm vi, đã bị lôi kiếp sở tràn ngập, trên bầu trời giáng xuống, chính là lôi đình chi trụ, thẳng đến thánh địa mọi người mà đi. Cẩn thận, mờ mịt thánh tử chỉ tới kịp kinh hô một tiếng, liền hoàn hoàn toàn toàn, bị này lôi đình sở bao phủ. Khủng bố lôi kiếp, làm phản cổ trên đảo mỗi người đều xem rành mạch, ngay cả hiện đại xã hội, đều có thể nhìn đến phản cổ trên đảo kia khủng bố lôi đình. Một màn này ở hiện đại xã hội khiến cho rối loạn. Khủng bố lôi kiếp, ước chừng rằng có hơn một giờ mới kết thúc. Đường lôi kiếp biến mất, những cái đó thân ở lôi kiếp trong phạm vi người, tất cả đều là một bộ muốn tắt thở bộ dáng. Thực lực của ta, chỉ có bát phân hậu kỳ. Ta cũng là. Giờ khắc này, thánh địa đệ tử, cùng những cái đó thánh tử thánh nữ nhóm, thực lực tương đồng mọi người chậm rãi rớt xuống đến mặt đất phía trên này rốt cuộc là địa phương nào càn khôn thánh tử đánh giá bốn phía ta có thể cảm giác được nơi xa có hơi thở thực nhỏ yếu một người vô lượng thánh địa đệ tử mở miệng nơi này không cho phép tồn tại mỗi ngày trở lên vũ lực mờ mịt thánh tử nhắm mắt cảm thụ một chút liền ở tất cả mọi người ở suy đoán nơi này rốt cuộc là địa phương nào thời điểm trương huyền thanh âm vang lên các vị ta cần thiết cho các ngươi giảng một chút nơi này quy củ Trương Huyền một mở miệng, chung quanh ánh mắt mọi người, đều chiều hắn nhìn lại. Những cái đó thánh địa các đệ tử, đều như là xem mốc tử giống nhau nhìn Trương Huyền. Này đầu bếp còn chưa có chết đâu. Thứ gì, nơi này cũng có người nói chuyện phân. Ha ha ha, tiểu đầu bếp, ngươi vừa mới bộ dáng hảo xoái Nga, tỷ tỷ thực thích, ngươi nói cái gì tỷ tỷ đều nghe đâu. Là lướt thánh nữ vặn vẹo quyến rũ dáng người, đứng ở Trương Huyền phía sau. Là lướt thánh nữ đối đãi Trương Huyền thái độ, làm này đó thánh địa thành viên đều cảm thấy khó hiểu Cảm thụ được những người đó nghi hoặc ánh mắt Là lướt thánh nữ một đính ngạo nhân Như thế nào Tiểu đầu bếp người lớn lên xoái Ta liền thích nghe lời hắn Là lướt thánh địa Đều lại đây Tiểu đầu bếp nói cái gì Chúng ta liền nghe cái gì Là lướt thánh nữ vung tay lên Là lướt thánh địa các đệ tử trong lòng cực kỳ không muốn Chính mình đường đường thánh địa đệ tử Đặt ở bên ngoài Đi đâu đều chịu người tôn kính Những cái đó nhất đảng bang phái gặp được cũng đến khách khách khí khí, hiện tại như thế nào liền phải nghe một cái tiểu đầu bếp nói. Nhưng nhà mình thánh nữ đều lên tiếng, này đó là lướt đệ tử có lại nhiều không muốn, đều phải nhịn, tất cả đều yên lặng đứng ở trương huyền phía sau. Âm dương thánh nữ cùng với âm dương thánh địa các đệ tử, cũng đều đứng ở trương huyền phía sau, không rên một tiếng. Là lướt thánh nữ vẫn luôn tác phong kỳ quái, nàng đột nhiên lựa chọn trương huyền, đại gia tuy rằng không hiểu, nhưng cũng có thể tiếp thu, nhưng âm dương thánh địa này một cách làm, khiến cho đông đảo thánh địa người hoàn toàn sờ không được đầu óc. Âm dương, người đầu óc nước vào sao? Mờ mịt thánh tử nhìn âm dương thánh nữ. Âm dương thánh nữ chỉ là nhìn mờ mịt thánh tử liếc mắt một cái, cũng không có nói lời nói. Trương Huyền cũng không để ý tới những người này kêu gào, vươn một ngón tay, đệ nhất, ở chỗ này, các người thực lực tuy rằng bị áp chế, nhưng cũng không thể tùy tiện ra tay, không thể tùy tiện tạo sát nghiệt. Trương Huyền thanh âm rơi xuống, lại duỗi thân ra đệ nhị căn ngón tay, đệ nhị, mặc kệ các ngươi phía trước là cái gì thân phận, tại đây tòa trên đảo, Quang Minh Thánh Thành là tối cao người thống trị, các người có thể làm, chỉ có phục tùng. Làm càn, một người càn khôn thánh địa đệ tử nhịn không được, đương trường hướng Trương Huyền ra tay. Này đó đệ tử chung, yếu nhất, kia đều là bát phân đỉnh núi, lợi hại, đều là thiên đạo cấp bậc, chẳng sợ hiện tại thực lực bị áp chế, vừa ra tay, kia cũng là đỉnh chiến lực. Linh khí tại đây danh càn khôn đệ tử phía sau hình thành một phen xoắn ốc trường thương, thứ hướng Trương Huyền, dục muốn một thương trực tiếp đem Trương Huyền sỏ xuyên qua. Đối mặt tên này đệ tử công kích, Trương Huyền giống như không thấy được giống nhau, đương kia công kích đã đến trước người khi, Trương Huyền mới vươn một ngón tay, mà này một ngón tay, liền nhẹ nhàng chống lại này xoắn ốc trường thương mũi thương. Một màn này, xem thánh địa mọi người, bao gồm là lướt thánh địa đệ tử, đều là sửng sốt. Trái lại, là lướt thánh nữ, nhưng thật ra một bộ sớm có đoán trước bộ dáng đối trương huyền ra tay càn khôn đệ tử cắn chặt hàm răng, trong cơ thể linh khí chút xuống mà ra, toàn bộ thêm vào đến kia xoắn ốc trường thương thược, mà ở tên này đệ tử quanh thân, thiên địa linh khí hình thành một cái lốc xoáy, bị điên cuồng thổi quét mà đến, cũng rót vào xoắn ốc trường thương bên trong. Nhưng mặc cho tên này càn khôn đệ tử như thế nào nỗ lực, xoắn ốc trường thương để ở trương huyền đầu ngón tay, không chút sức mẻ. Trương huyền xem cũng chưa xem này đệ tử liếc mắt một cái, tiếp tục mở miệng, đệ tam, ở chỗ này, các ngươi không được tùy ý tiêu hao nơi này thiên địa linh khí nếu không chết trương huyền chết tự xuất khẩu nháy mắt tên này càn khôn đệ tử sở ngưng tụ trường thương toàn bộ vỡ vụn kia linh khí mảnh nhỏ thoát ly tên này càn khôn đệ tử nắm giữ là hắn sở ngưng tụ chiêu thức lúc này ngược lại toàn bộ công hướng hắn càn khôn đệ tử sắc mặt đại biến mang theo hoảng sợ dám ngươi càn khôn thánh tử hét lớn một tiếng a à, trương huyền khóe miệng lộ ra khinh thường tươi cười liền nghe phốc 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 liên tiếp trầm đục thanh, tên kia càn khôn đệ tử, bị những cái đó linh khí mảnh nhỏ, chát thành con nhím, máu tươi nơi nơi vẩy ra. đương trầm đục thanh sau khi kết thúc, tên này càn khôn đệ tử, thẳng tắp ngã quỵ trên mặt đất, đã không có sinh cơ. Giết ta thánh địa đệ tử, người hẳn phải chết, càn khôn thánh tử hét lớn một tiếng, thiên địa linh khí điên cuồng chiều trên người hắn tụ tập qua đi. Bực này cường giả vừa ra tay, toàn bộ phản cổ đảo linh khí, đều triệt triệt để để bị quấy, một ít khoảng cách nơi này hơi gần môn phái, kia bên trong cánh cửa linh khí, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ ở trở nên loãng. Trương Huyền mày nhăn lại, khẽ lắc đầu, nhìn dáng vẻ, vẫn là không nghe đi vào lời nói của ta. Càn khôn thánh tử một thân quần áo cuốn động, mặt biển phía trên, nước biển quay cuồng dựng lên. Mà ngay trong nháy mắt này, Trương Huyền đã xuất hiện ở càn khôn thánh tử trước người. Càn khôn thánh tử sửng sốt, hắn thậm chí cũng chưa thấy rõ, người này hành động quỹ đạo là thế nào. Trương Huyền vươn kiếm chỉ, điểm ở càn khôn thánh tử giữa mày chỗ. Càn khôn thánh tử thân thể tại chỗ dừng hình ảnh một giây, này một giây, mặt biển khôi phục bình tĩnh, thiên địa linh khí cũng đồng dạng khôi phục bình tĩnh. Một giây qua đi, càn khôn thánh tử giữa mày chỗ xuất hiện vết dạn, này vết dạn lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ lan tràn, cho đến càn khôn thánh tử toàn mặt, lại đến toàn thân. Càn khôn thánh tử ánh mắt bắt đầu trở nên hoảng sợ, hắn cúi đầu, nhìn chính mình đôi tay, mở miệng, muốn nói cái gì đó, còn không chờ ra tiếng. Phanh, máu tươi vẩy ra, Càn Khôn Thánh Tử huyết nhục, bắn nơi nơi đều là đã đứt gãy cánh tay rừng ở một người mờ mịt thánh địa đệ tử dưới chân, làm tên này mờ mịt đệ tử phát ra tiếng thét chói tai. Càn Khôn Thánh Tử cũng đã chết. Liền ở ngắn ngủn thời gian, chết trước vô lượng thánh nữ, lại chết Càn Khôn Thánh Tử. Hai đại thánh địa thiên kiêu, liền như vậy chết ở mọi người trước mắt. Một kích, đánh chết Càn Khôn Thánh Tử không tuân thủ quy củ, liền chết, hơn nữa, con người của ta thích tội liên đối chế, nếu các người càn khôn thánh địa thánh tử đều đã chết, các người này đó đệ tử, hẳn là cũng không quá sống lâu tất yếu đi. Trương huyền nhẹ nhàng phất tay, vô số đem linh khí trường kiếm hiện lên ở trương huyền phía sau, theo trương huyền cánh tay vung lên, linh khí trường kiếm thẳng đến những cái đó càn khôn đệ tử mà đi. Tuy rằng đều là bát phân đỉnh núi, nhưng ở trương huyền trước mặt, những người này, không hề sức phản kháng, toàn bộ đều bị đánh chết càn khôn thánh tử, cùng với càn khôn thánh địa mọi người, toàn chết. Một màn này phát sinh thực mau, đường hết thảy kết thúc khi, mọi người xem trương huyền ánh mắt, đều không giống nhau. Hảo, ta tưởng kế tiếp, các vị có thể hảo hảo nghe ta nói chuyện, đương nhiên, cái này địa phương không phải thực phương tiện. Trương huyền ngẩng đầu nhìn về phía không trung. Ở nơi đó, có một bóng người, chính bay nhanh mà đến, đây đúng là hải thần phái ra người. Đại nhân, nơi này có đại chiến phát sinh, chết người rất nhiều, những người này thực lực, toàn bộ đều là bát phân hậu kỳ, người tới không ngừng hướng Thiên Quốc Thánh Thành truyền lại tin tức. Thiên Quốc Thánh Thành, lâu đài cổ đỉnh tầng. Bạch Trì nhìn truyền đến tin tức, chau mày, Hải Thần cũng đồng dạng như thế. Toàn bộ đều là bát phân hậu kỳ, như thế nào sẽ đột nhiên ra tới nhiều như vậy cường giả? Nguyệt Thần thân ảnh dừng ở Bạch Trì trước người, vừa rồi hình ảnh ra tới, những người đó là từ cái khe chung tới. Nguyệt Thần đưa cho Bạch Trì một chương cao thanh ảnh chụp ở trên ảnh chụp, đúng là Trương Huyền đám người xuất hiện khi bộ dáng, bởi vì cách xa nhau rất xa, người chụp không rõ ràng lắm, chỉ có thể nhìn đến không chung giữa, vỡ ra một cái phùng, mấy chục đạo bóng người, từ kia cái khe bên trong rất xuống dưới. Cùng lúc đó, lâu đài cổ nội, một gian phong kín trong phòng, ngồi xếp bằng tại đây tương lai đột nhiên mở hai mắt. Tiên, tới, lâu đài cổ giữa, có lục lạc thanh âm vang lên. Bạch chỉ ba người cơ hồ đồng thời nhìn về phía phía dưới là khương nhi tương lai thức tỉnh thiên mệnh ý chí ngày đó nàng liền vội vàng viết ra một cái tiên tự mà ở này đã hơn một năm thời gian tới tương lai mỗi ngày làm chính là suy đoán nàng có thể cảm thụ được đến này sẽ là một hồi đại kiếp nạn chỉ là loại này suy đoán vẫn luôn rất mơ hồ thẳng đến giờ khắc này tương lai rốt cuộc suy tính rõ ràng tiên muốn tới theo tiếng chuông vang lên tương lai nơi cửa phòng bỗng nhiên bị người đẩy ra bạch trì hải thần cùng với nguyệt thần tất cả đều vẻ mặt lo lắng xuất hiện ở cửa ngu ngốc tiên muốn tới tương lai vội vàng mở miệng tiên những cái đó từ không trung khe hở chung xuất hiện người các thực lực cường đại tương lai nói tức khắc làm bạch trì cùng hôm nay sự liên hệ tới rồi cùng nhau mau thông chi áo tang tiền bối quang minh thánh thành toàn thể thành viên tập kết bạch trì lập tức hạ lệnh toàn bộ quang minh thánh thành lập tức vội lên ở phản cổ đảo bên cạnh, Trương Huyền bắt lấy một con nướng chín tôm hùm, một bên ăn, một bên cấp thánh địa mọi người giảng. Này đó không ai bị nổi thánh địa thành viên, lúc này đều cùng học sinh tiểu học giống nhau, ngồi xếp bằng thành một vòng, an tĩnh nghe Trương Huyền theo như lời. Trương Huyền liền ngồi tại đây trong vòng trung tâm. Các người có thể hiểu chưa, thủy tổ nơi không cho phép có quá cường đại lực lượng xuất hiện, các người nếu tới, liền phải ngoan ngoãn thủ nơi này quy củ. Tại đây tòa trên đảo, các người có thể phi thiên độn địa một khi rời đi này tòa đảo, ai đều không thể sử dụng linh khí. Trương Huyền cho bọn hắn giảng nơi này quy củ. Này đó thánh địa thành viên nghe há to miệng. Thủy tổ nơi, bọn họ tự nhiên là nghe nói qua, hơn nữa này thủy tổ nơi, đối bọn họ mà nói, là phi thường thần thánh một chỗ. Thân là thánh địa thành viên, bọn họ vẫn luôn đều rõ ràng một sự kiện. Đó chính là, sở hữu linh khí năng lược, sở hữu đạo pháp tạo thành, ban đầu, đều đến từ chính thủy tổ nơi nhưng thủy tổ nơi cụ thể là cái dạng gì rốt cuộc là chỉ cái gì bọn họ chưa bao giờ biết nhưng không nghĩ tới lần này thế nhưng liền tới đến thủy tổ nơi mấu chốt chính là này trương huyền thế nhưng chính là đến từ thủy tổ nơi nhưng vẫn cũng chưa người biết trương huyền đem một khối tôm hùm thịt nhét vào trong miệng này đó thánh địa thành viên đều thèm khóc hảo sự tình chính là như vậy kế tiếp các ngươi muốn đi đâu đều cần thiết cùng ta hội báo ta sẽ làm người cho các ngươi chuẩn bị di động một loại thông tin công cụ, mà cụ thể khi nào trở về, chờ ta thông chi là được, từ giờ trở đi, liền tan đi. Trương Huyền phất phất tay. Trương Huyền mở miệng, này đó thánh địa các thành viên mới dám đứng dậy. Nhìn giảm mạnh đến 50 người tả hiếu đội ngũ, đại gia trong lòng nhiều ít đều có chút bi ai. Ở xuất phát trước, trăm tên đệ tử, 10 đại thánh địa thiên kiêu trình diện. Mà hiện tại, đệ tử đã chết một nửa, vô lượng thánh nữ cùng càn khôn thánh nữ đã chết, cửu cung thánh tử cùng luân chuyển thánh tử cũng không biết tung tích, chính mình đám người càng là bị nhốt ở cái này địa phương, tu vi bị áp chế, làm cái gì, đều phải nghe người khác mệnh lệnh, đối với này đó thánh địa thành viên tới nói, phá lệ nghẹn khuất, nhưng lúc này người ở dưới mái hiên, không thể không cúi đầu. Trương Huyền tuy rằng mở miệng nói làm điều tán, nhưng này đó thánh địa các thành viên, lại mê mang, bọn họ không biết chính mình nên đi nơi nào, cho tới nay, bọn họ đều sinh hoạt ở thánh địa giữa, tu luyện, học tập, hoàn thành thánh địa nhiệm vụ, chính là bọn họ phải làm sự, nhưng hiện tại, nên đi làm cái gì đâu. Thiên quốc thánh thành, áo tang đã đạo tràng. Bạch trì, hải thần, nguyệt thần, y chát ngươi, phí lôi tư, tóc đỏ, tương lai, Arix, đồng thời xuất hiện, ở bọn họ phía sau, là rậm rạp màu đen thân ảnh, toàn bộ đều mang kia giữ tợn răng nanh mặt quỷ mặt nạ. Lão Pis, chấn thủ quang minh thánh thành. Bạch trì nhìn về phía phương xa, hít sâu một hơi, lão đại lúc trước làm chúng ta lưu tại này, vô luận là ai, đều đừng nghĩ vượt lôi chỉ một bước. Hải thần gật gật đầu. Tới, y chát người đột nhiên kinh hô một tiếng, truyền đến tin tức, có một người, chiều hướng chúng ta tới. Y chát người lời này mới lạc, hắn lại thu được tin tức. Người này tốc độ thực mau. Đã qua đệ tứ giới khu. Đến đệ tam giới khu. Đệ nhị giới khu, tới phương hướng, chính là chúng ta nơi này. Y chát người không ngừng thu được tin tức cơ hồ hắn mỗi nói xong một câu, liền sẽ thu được tân tin tức. Quang Minh Thánh Thành nhãn tuyến trải rộng cả tòa phản cổ đảo, đây là từ bất đồng địa phương nhãn tuyến truyền đến tin tức. Quá nhanh, Nguyệt Thần ánh mắt lộ ra chấn động thần sắc. Arix nắm chặt trong tay loan đao, chẳng sợ trải qua lớn lớn bé bé vô số chiến dịch, lúc này Arix lòng bàn tay, đều ở ra mồ hôi. Từ phản cổ đảo bên cạnh, đến đệ nhị giới khu, chỉ dùng mấy chục cái hô hấp thời gian, đây là cái dạng gì thực lực rốt cuộc là như thế nào tồn tại. Mọi người, Bạch Trì giơ lên tay phải, chuẩn bị nghênh địch. Bạch Trì giọng nói rơi xuống, bọn họ tám người, phân biệt đứng tám bất đồng phương hướng. Đã đến đệ nhất giới khu bên cạnh, mục tiêu chính là chúng ta nơi này. Y chắc ngươi lại một lần đổi mới tin tức. Khương Nhi, là hắn sao? Bạch Trì nhìn về phía tương lai. Tương lai lắc lắc đầu, trên mặt toàn là mê mang, ta không biết, ta không có biện pháp suy đoán. Y chát người thân hình, chậm rãi che giấu lên hắn vốn chính là dấu ở âm thầm rắn độc bạch trì đám người đã đem vũ khí cầm ở trong tay chờ đợi đại chiến tiến đến áo tang đứng ở trung tâm chỗ cầm trong tay một phen bích ngọc trường tiêu không có ra tiếng liền an tĩnh nhìn trên bầu trời mọi người đều đang chờ đợi chuẩn bị sẵn sàng chẳng sợ địch nhân đáng sợ bọn họ căn bản tưởng tượng không đến chẳng sợ địch nhân sở bày ra ra tới thực lực đã làm cho bọn họ cảm thấy không có cách nào chống lại nhưng không sợ một trận chiến. Đây là quang minh thánh thành, còn lưu tại phản cổ đảo sứ mệnh. Đã lướt qua biên giới, nhiều nhất 10 giây là có thể đến. Này tin tức là phí lôi tư thu được. 10 giây, không đến 10 cái hô hấp thời gian, nhưng giờ phút này lại cảm giác vô cùng dài lâu. Bạch trì thân thể tại hạ ý thức phát run, này không phải sợ hãi, mà là khẩn trương, mà là nội tâm phấn khởi, mà là ở đối mặt không biết nguy hiểm, nhân thể sở tự nhiên làm ra phản ứng. Bạch Trì trong lòng mặc đếm thời gian. Còn có 8 giây, 7 giây, 6 giây, 5 giây. Tới, một bóng người xuất hiện ở chân trời, chỉ là một cái mơ hồ điểm nhỏ. Bạch Trì đã ngừng thở, liền đôi mắt đều không nháy mắt, tùy thời làm tốt muốn động thủ chuẩn bị. Giây tiếp theo, bóng người kia liền vượt qua siêu cự ly xa, đồng thời mà đến, còn có một loại khủng bố uy thế, cái loại này uy thế, phảng phất là đỉnh đầu này phiến trời xanh sở mang đến uy áp, trực tiếp thêm vào ở tinh thần thượng áp bách ở linh hồn thượng này chính là tiên sao bạch Trì có thể rõ ràng cảm nhận được này của uy áp lúc này trương huyền người ở giữa không trung cũng đã nhìn đến quang minh thánh thành trước kia rậm rạp người này đó tiểu tử có thể a à, đã biết ta đã trở về sao còn làm lớn như vậy trận thế nghênh đón ha 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 trương huyền không được cười to đã tưởng hảo hôm nay muốn đem bọn họ toàn bộ rót phiên quang minh thánh thành trước bạch trì đám người trận địa sẵn sàng đón quân địch tuy biết được tới địch chỉ có một người nhưng cho bạch trì đám người áp lực đủ để nghiền áp thiên quân vạn mã tiên chỉ tồn tại với truyền thuyết giữa cuối cùng hai giây bạch trì trong tay trường đao phát ra quang mang nguyệt thần đám người cũng sôi nổi chuẩn bị sẵn sàng tùy thời đều phải động thủ sát bạch trì trong lòng mặc đếm thời gian đương cuối cùng một giây khi hắn hét lớn một tiếng bạch trì đám người đồng thời hướng trên bầu trời phóng đi trong cơ thể đều nghẹn hảo đại chiêu ha 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 các ngươi hắn sao có phải hay không biết lão tử đã trở lại trương huyền thấy bạch trì đám người gấp không chờ nổi tìm chính mình phi thân mà đến nhịn không được mắng to nói vốn đang tưởng cho các ngươi cái kinh hỉ nhìn dáng vẻ ta này hành tung đã bại lộ a à, y chắt ngươi người con mẹ nó tình báo tổ chức kinh doanh càng ngày càng tốt nghe kia quen thuộc thanh âm vang lên sớm đã ấp ủ thật lớn chiêu hơn nữa vận sức chờ phát động bạch trì đám người đột nhiên sừng sốt lão đại bạch trì người còn phải cho lão tử trang một bộ kinh ngạc bộ dáng trương huyền một cái lắc mình liền đến bạch trì trước mặt đi lên liền cấp bạch trì một cái đại đại hùng ôm bạch trì cả người linh khí đều ngưng tụ đến cùng nhau lúc này lại căn bản phát không ra trước mặt chính là trương huyền còn có thể ra sát chiêu không thành này hắn sao tiên chính là lão đại nháo đại hiểu lầm a ngưng tụ linh khí cũng không có đánh ra, trực tiếp ở bạch trì trong cơ thể hình thành phản phệ. Ở trương huyền này một cái ôm dưới, bạch trì một ngụm lão huyết phun tới. Làm nửa ngày như vậy nhiệt huyết, là lão đại về nhà. Lão đại, ha ha ha, muốn chết ta, làm ngươi nhìn xem ta thực lực tiến bộ như thế nào. Tóc đỏ la lên một tiếng, ấp ủ tốt chiêu thức vẫn là phát ra rồi. Không tôi, sao bạch trì có tiến tới tâm rất nhiều. Trương huyền cánh tay múa may, hắn căn bản không có ngưng tụ linh khí, Trương Huyền ở thủy tổ nơi, nắm giữ nơi này đại đạo, là tuyệt đối vô địch tồn tại. Lão đại, người cũng nhìn xem ta. Lão đại, còn có ta. Hải thần đám người, lập tức minh bạch tóc đỏ muốn làm cái gì, này tụ tập năng lượng khẳng định đến phát ra đi a, bằng không đều đến cùng bạch chỉ giống nhau miệng phun máu tươi. Trong lúc nhất thời, mấy người trên người toàn bộ phát ra cường đại công kích chiêu thức chiều Trương Huyền đánh tới. Tới hảo, ha ha ha. Trương Huyền cười lớn một tiếng. Áo tan vốn dĩ đều phải chịu đựng nội thương thu chiêu, nhìn thấy hải thần bọn họ hành vi, cũng hô to một tiếng, cũng ăn ta nhất chiêu. Mấy đạo cường đại chiêu thức chiều Trương Huyền xuống lại mà đi, đối mặt này đó chiêu thức, Trương Huyền chỉ là huy động cánh tay, nơi tay cánh tay múa may gian, này đó cường đại năng lượng, toàn bộ tiêu tán, nhưng ai mạnh ai yếu, Trương Huyền vẫn là có rõ ràng cảm thụ. Tóc đỏ mọi người, đều là cả kinh, bọn họ là nghĩ tới Trương Huyền rất mạnh, nhưng này phất tay liền tản mất chính mình đám người mạnh nhất chiêu thủ đoạn, vẫn là làm cho bọn họ không được hít hàm một hơi. Ha ha ha, Trương Huyền cười lớn một tiếng, không tồi, các ngươi tiến bộ rất lớn, chỉ có bạch trì, tiểu tử ngươi kết hôn sau quang vội vàng tạo người đi, mới vừa ta không dùng như thế nào lực ngươi liền hộp máu. Bạch trì xoa khóe miệng máu tươi, có khổ nói không nên lời. Đi, uống rượu, Trương Huyền vung tay lên. Quang Minh Thánh Thành trước, kia vô số mang răng nanh mặt nạ địa ngục hành giả, toàn bộ quỳ một gối xuống đất. Cung nghênh ngô vương, tổ hiển đâu, trương huyền nhìn thoáng qua, không tìm được tổ hiển bóng dáng. Kia tiểu tử dã tâm rất lớn, thống nhất địa tâm đi. Bạch trì bĩu môi, nói muốn đem địa tâm cùng mặt đất hoàn toàn tách ra, nghĩ cách làm địa tâm khôi phục nguyên dạng. Trương huyền gật gật đầu, chưa nói cái gì, nhưng hắn đã sớm làm tốt tính toán, nếu đã trở lại, nhất định phải đi địa tâm đi một chuyến, chính mình phía trước, đem mà nghĩ thầm quá đơn giản. Tới, uống trước, Trương Huyền cười lớn rơi vào thánh thành trong vòng. Ở phản cổ đảo bên cạnh, đông đảo thánh địa thành viên đã đi đi, tán tán, năm tên thánh tử thánh nữ căn bản không biết nên đi con đường nào, tất cả đều vẻ mặt mờ mịt, chỉ có là lướt thánh nữ đầy mặt hưng phấn, rũi thân mê người vòng eo. Giống như vẫn luôn cũng chưa thanh nhàn quá, đương ra tới du lịch lạc, đi chơi lạc. Là lướt thánh nữ nói xong, liền đệ tử đều mặc kệ, trực tiếp phi thân dựng lên, tốc độ thực mau. Nàng nhưng thật ra tâm đại. Chúng ta đâu? Tìm xem xem, có phải hay không có trở về lộ đi, nếu Trương Huyền có thể từ nơi này đến Sơn Hải Giới, chúng ta đây cũng có thể. Mờ miệt thánh tử ánh mắt lập lè. Ngọc hư thánh tử trong mắt mang theo một mặt lệ khí, người này đến từ thủy tổ nơi, biết nơi này quy tắc, có thể áp chế chúng ta, một khi trở về, tất nhiên làm hắn dễ chịu. Đi thôi, tìm về đi lộ, có cái gì phát hiện, chúng ta kịp thời liên hệ. Nguyên sơ thánh nữ mở miệng, lại đột nhiên tiếu nhan sửng sốt, đúng rồi, Trương Huyền không phải nói phải cho ta cầm di động đâu sao. Di động đâu? Còn lại mấy người, cũng đều là sửng sốt, đúng vậy, di động đâu? Bằng không sao liên hệ. Lúc này Trương Huyền, đã ở thánh thành lâu đài cổ, uống rượu ngon, ăn mỹ vị. Phản cổ đào một chỗ góc chung, âm dương thánh nữ thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại đây. Cho ta lưu lại ám hiệu kêu ta tới này làm cái gì? Âm Dương Thánh Nữ như là lầm bầm lầu bầu giống nhau. Một khối cự thạch phía sau là lướt Thánh Nữ dáng người quyến rũ đi ra. Âm Dương sư muội tâm sự sao? Như thế nào? Không thích cùng ta nữ nhân này nói chuyện phiếm sao? Ha ha ha! Là lướt Thánh Nữ một tay che miệng phát ra cười duyên. Âm Dương Thánh Nữ nhíu nhíu mày là lướt sư tỷ chúng ta có chuyện cứ việc nói thẳng đi. Hảo a là lướt Thánh Nữ gật gật đầu thần sắc vào giờ phút này đột nhiên trở nên đứng đắn lên, âm dương sư muội các người một đường đều cùng Trương Huyền ở bên nhau, hắn rốt cuộc là cái gì lai lịch. Ta không biết, âm dương thánh nữ lắc đầu. Âm dương sư muội chúng ta hiện tại chính là cột vào một cây thằng thượng châu chấu, người không biết hắn chi tiết, ở vừa rồi, người không chút do so dự lựa chọn hắn. Là lướt thánh nữ đi đến âm dương thánh nữ trước người, một đôi mị nhãn nhìn từ trên xuống dưới. Người không cũng giống nhau lựa chọn sao, ta trực giác hảo được chưa? Ở sụp xuống trong sơn động, ta thấy được một ít ký hiệu, kia trong sơn động trừ bỏ chúng ta, cũng chỉ thừa Trương Huyền, lúc ấy chúng ta nghỉ ngơi thời điểm, chỉ có hắn một người không ở, kia ký hiệu chính là hắn lưu lại, mà nơi đó nham thạch cứng rắn, chẳng sợ người ta, ở mặt trên đều rất khó lưu lại ấn ký, đây là ta lựa chọn hắn nguyên nhân, vậy còn ngươi? Là lướt thánh nữ ánh mắt chăm chú vào âm dương thánh nữ bụng nhỏ ở hướng lên trên vị trí, người không phải là xem nhân ra soái sớm liền cùng nhân ra tốt hơn đi. Nếu ngươi tưởng liêu này đó, kia không cần, âm dương thánh nữ mày liễu vừa nhíu, xoay người muốn đi. Là lướt thánh nữ liền nhìn âm dương thánh nữ dần dần đi xa, mới đột nhiên ra tiếng, trương huyền, sẽ giết chúng ta mọi người. Âm dương thánh nữ đi trước bước chân đột nhiên ngừng, xoay người nhìn là lướt thánh nữ. Cửu cung cùng luân chuyển mất tích, đại khái suất đã chết, hơn nữa là ở tiến hẻm núi phía trước, ta không biết bọn họ chết ở trong tay ai, người biết không là lướt thánh nữ nhìn âm dương thánh nữ, kia ánh mắt, phảng phất có thể đem âm dương thánh nữ nhìn thấu giống nhau. Đối mặt là lướt thánh nữ vấn đề, âm dương thánh nữ cơ hồ không có làm bất luận cái gì tự hỏi liền lắc đầu nói, ta không biết, ta không có gặp qua hai người bọn họ. Hảo, là lướt thánh nữ gật gật đầu, liền tạm thời tính ngươi không biết bọn họ hai cái sự, nhưng càn khôn sư huynh sự, ngươi là biết đến đi. Hắn bị trương huyền giết. Này chúng ta đều xem ở trong mắt. Ngươi cảm thấy, hắn giết càn khôn thánh tử, càn khôn thánh địa sẽ bỏ qua hắn sao? Hắn sẽ làm tin tức này, truyền tới càn khôn thánh địa trong tai. Là lướt thánh nữ mắt sáng như đuốc. Âm dương thánh nữ theo bản năng dùng mình một cái, lúc ấy, Trương Huyền ở bọn họ trước mặt giết cửu cung cùng luân chuyển sau, âm dương thánh nữ còn cũng không có cái gì cảm giác, bởi vì lúc ấy hai bên ở vào tuyệt đối đối địch địa vị, cũng liền khi đó khởi, âm dương thánh nữ trong lòng, cũng cam chịu Trương Huyền sẽ đối thánh tử thánh nữ hạ sát thủ đương trương huyền giết chết càn khôn thánh tử thời điểm âm dương thánh nữ còn cũng không có hướng phương diện này suy nghĩ nhưng hiện tại là lướt thánh nữ đưa ra âm dương thánh nữ như thế nào còn có thể không thể tưởng được điểm này trương huyền sẽ phóng mọi người tồn tại rời đi sao vậy ngươi nói hắn vì cái gì không trực tiếp giết chúng ta hắn ở chúng ta bên trong tìm đồ vật là lướt thánh nữ trả lời hoặc là nói chúng ta chi gian có người trên người có hắn muốn đồ vật hắn còn không có tìm được người này cho nên sẽ không giết, hắn cho chúng ta cơ hội này đơn độc hành động, chính là muốn cho chính chúng ta đi đem từng người phía sau bí mật, tìm ra, hắn đem chúng ta, coi như con mồi. Âm dương thánh nữ trầm mặc, là lướt thánh nữ chậm rãi hướng âm dương thánh nữ dạo bước mà đi, ta kêu người tới, muốn biết về hắn tin tức, đến nỗi những cái đó xuẩn chứng, làm cho bọn họ đi trước chết đi, người ta sống ở trên đời này, có được quá nhiều người khác vô pháp có được đồ vật, hẳn là, không nghĩ nhanh như vậy liền chết đi âm dương thánh nữ há miệng thở dốc hắn ở trong rừng rập đích xác cùng theo lả lướt thánh nữ đến gần âm dương thánh nữ thanh âm cũng chỉ có hai người bọn nàng có thể nghe rõ ràng quang minh thánh thành nội lâu đài cổ chung một gian trong mật thất chỉ có trương huyền cùng tương lai hai người tiên xác định đã tới sao trương huyền biểu tình có chút nghiêm túc ân tương lai dùng sức gật đầu loại cảm giác này rất cường liệt sẽ không sai gần nhất ta tổng hội biết trước một ít về tương lai trường hợp biết trước tương lai sao?" Trương Huyền lắc lắc đầu, hắn cũng không cho rằng Khương Nhi nhìn đến chính là tương lai, nếu khoa học kỹ thuật chi tâm bên trong sở ghi lại, thật là đã tồn tại nhưng lại biến mất khoa học kỹ thuật, kia Khương Nhi bởi vì khoa học kỹ thuật chi tâm sở lĩnh ngộ năng lực, nhìn đến, nhất định là qua đi. Chỉ có đã phát sinh sự tình mới có thể nhìn đến, đến nỗi tương lai, ai có thể đoán trước tương lai, một người trước rũi tay trái vẫn là trước rũi tay phải. Loại này đoán trước, nếu nói ra sẽ theo dỗi tay người tâm tình mà thay đổi, nếu không nói ra tới, này bất quá chính là một cái xác suất vấn đề. Khả năng một người đi ở trên đường, đột nhiên bị nào đó đổ vật hấp dẫn, nghỉ chân một giây, hoặc là hành động chậm chạp một giây, này đều sẽ đối tương lai tạo thành ảnh hưởng, cái gọi là hiệu ứng bươm bướm, mỗi một lần thật nhỏ lệch lạc đều sẽ tạo thành thật lớn bất đồng, tương lai là tuyệt đối vô pháp đoán trước. Khương Nhi xem, là quá khứ hình ảnh. Ngươi có thể nhìn đến cái gì? Nhìn đến ngươi, tương lai nhìn chăm chú vào trương huyền lão đại ta nhìn đến ngươi cùng tẩu tử người tồn tại nhưng tẩu tử đã chết người đem tẩu tử bế lên một gốc cây thanh liên lão đại ta tương lai nói nói trong mắt ngậm nước mắt trương huyền cười cười duỗi tay xoa tương lai đầu nhà đầu ngốc đây đều là không tồn tại sự tình liền cùng nằm mơ giống nhau ngươi trong đầu tưởng chính là cái gì buổi tối nằm mơ đại khái suốt liền sẽ mơ thấy được rồi đừng nghĩ nhiều nhưng lão đại thật sự hảo chân thật, đặc biệt đặc biệt, chân thật. Ngươi chính là gần nhất áp lực quá lớn, không sao cả, liền tính ngươi nói cái kia tiên tới, không còn có ngươi lão đại đâu sao. Ngươi liền nhiều suy nghĩ ngươi lão đại tốt địa phương, cùng ngươi tẩu tử sinh một đống đại béo tiểu tử cái loại này. Trương huyền nhéo nhéo tương lai khuôn mặt, được rồi, việc này đừng nghĩ, cũng đừng cho bạch trì bọn họ nói, ta sợ bọn họ cùng ngươi cùng nhau miên man suy nghĩ, đến lúc đó ta không có việc gì đều bị các ngươi chú có việc, gần nhất ngươi hảo hảo nghỉ ngươi đi, người lão đại thật vất vả trở về một chuyến, còn phải đi xem chút lão bằng hữu. Trương Huyền nói xong, xoay người ra mật thất. Tương lai nhìn Trương Huyền bóng dáng, kia xương mù minh mông mắt to chung, tràn ngập lo lắng. Trương Huyền ở đi ra mật thất trong nháy mắt kia, mày liền nhíu lại, nếu nói, Khương Nhi nhìn đến chính là qua đi, như thế nào sẽ có chính mình, còn có thanh hạc, càng quan trọng là, kia thanh liên, còn không phải là đại đạo thanh liên sao. Mấy thứ này như thế nào sẽ xuất hiện ở qua đi, này hết thảy, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Là với nạc đang nói dối. Trương Huyền đi ra lâu đài cổ, rời đi quang minh thánh thành, nhìn thoáng qua phương xa, theo sau phóng lên cao. Trương Huyền hiện tại tuy rằng thực lực bị áp chế ở bát phân đỉnh núi, nhưng hắn nắm giữ thủy tổ nơi 3.000 đại đạo, hiện giờ đại đạo mảnh nhỏ toàn bộ dung với Trương Huyền trong cơ thể. Ở chỗ này, không chút nào khoa Trương giảng, Trương Huyền chính là chủ đạo, chẳng sợ toàn quy tới, Trương Huyền đều dám cùng nó bính một chút. Trương Huyền thân hình, chỉ là mấy cái lập lòe gian, liền rời đi phản cổ đảo, lại là mấy cái hô hấp lúc sau, xuất hiện ở mở mang biển rộng phía trên, cách đó không xa, chính là lúc trước kia tòa tiên sơn. Đường Trương Huyền đem kia cụ thần linh thân thể giao cho tiên sơn chủ nhân lúc sau, tiên sơn liền tự phong lên, hiện giờ, vẫn như cũng bị một tầng phong ấn sở bao phủ. Tiên sơn ngoại pháp trận, ở phía trước Trương Huyền xem ra, còn tối nghĩa khó hiểu, các loại đường cong rậm rạp, khó có thể tìm ra sinh cơ, nhưng đối với hiện giờ Trương Huyền mà nói, chỉ là một bước, liền bước vào này pháp trận trong phạm vi. Từ bề ngoài nhìn lại, bị phong ấn tại pháp trận trong vòng tiên sơn, lục ý hành hành, mà khi Trương Huyền bước vào pháp trận lúc sau, lại rõ ràng nhìn đến, này đã từng cây cối che trời, lục ý giạt rào tiên sơn, đã trở nên trước mắt vết thương. Sở hữu cây cối toàn bộ chết héo, thổ địa khô nứt, không có một chút chất sinh dưỡng, cùng cắt sỏi giống nhau thô giáp, nơi này, tràn ngập một cổ tử vong hơi thở, duy nhất sinh cơ, liền ở kia tiên sơn trung ương, kia tòa tiên cung nơi chỗ. Lúc này, tiên cung cũng không thấy, xuất hiện ở trương huyền trước mắt, là trước hết nhìn thấy kia nhà tranh bộ dáng, một khối thân hình, liền an tĩnh nằm ở nhà tranh trước, sở hữu sinh cơ, đều bị khối này thân thể hấp thu. Thượng cổ chân long bộ chúng, trương huyền lẩm bẩm hắn còn nhớ rõ này tiên cung chủ nhân lúc trước theo như lời danh hào. Đã từng đại năng, tàn lưu ý thức, chiếm cứ thần linh khu, muốn sống thêm một đời, sở yêu cầu năng lượng, thật sự là quá nhiều, làm cả tòa tiên sơn đều khô héo. Trương Huyền có thể tưởng tượng đến, này tiên sơn hạ hải dương, phàm là có sinh vật trải qua, đều sẽ bị rút đi sinh cơ, vì khối này thân thể cung cấp chất dinh dưỡng. Trương Huyền nhìn trước mắt khối này thân hình, an tĩnh ngồi xếp bằng xuống dưới, nói cái gì đều không nói, liền tại đây chờ. Một ngày qua đi, hai ngày thời gian trôi qua, ba ngày thời gian, Trương Huyền như cũng ngồi xếp bằng ở chỗ này, một tiếng không ra, Đương ngày thứ tư đã đến. Ngươi làm sao thấy được? Thanh âm từ kia thần linh khu thượng phát ra. Vẫn luôn ngồi xếp bằng ở kia không rên một tiếng Trương Huyền, lúc này mở miệng, cảm giác ngươi đã khỏe. Thần linh thân thể dần dần bắt đầu làm thân, đây là một khối trung niên nam nhân thân thể, thân cao ở 2 mét, thân thể cường tráng, màu da hiện ra tiểu mạch sắc. Thân thể này, quá yếu a." À. Thần linh khu nhéo nhéo quyền, hắn bỗng nhiên nhìn về phía Trương Huyền, trên người của ngươi là cực phẩm thân thể chẳng sợ đặt ở năm đó, cũng là cường giả. Trương Huyền nhún vai, theo sau hỏi, ta như thế nào xưng hô ngươi? Lâu lắm, ta đều mau đã quên, ta gọi là gì? Đối phương trầm tư, người kêu ta, hoặc đạt đi. Tên không tồi, Trương Huyền gật gật đầu, đứng dậy, hiện tại cái gì thực lực? Không biết, hoặc đạt lắc lắc đầu, nhéo nhéo quyền, không dám phát lực. Sẽ dùng di động sao? Trương Huyền đem trong túi di động móc ra tới, ném cho hoác đạt hoác đạt nhìn trong tay đồ vật lắc lắc đầu chưa thấy qua cảm giác sử dụng tới không phải thực phương tiện hoác đạt nói xong trực tiếp đem điện thoại ném còn cấp trương huyền trương huyền này một cái cách làm tự nhiên không phải nhàm chán không có việc gì làm hắn từ hoác đạt nói chung bắt giữ tới rồi một cái quan trọng tin tức không phải thực phương tiện kia nói cách khác hoác đạt lúc trước vị trí văn minh so hiện tại muốn tiên tiến quá nhiều quá nhiều với nặc nói là nói thật những cái đó đã biến mất khoa học kỹ thuật, là siêu việt hiện tại. Ở trong xã hội, cũng có rất nhiều người đã làm như vậy suy đoán, nhưng cũng không có biện pháp chứng thực. Nếu khoa học kỹ thuật tri tâm ghi lại chính là đã phát sinh quá hết thảy, kia Khương Nhi nhìn đến, lại là cái gì? Trương Huyền hít sâu một hơi, ở trong lòng loát thuận mấy vấn đề này. Kế tiếp có tính toán gì không? Trương Huyền nhìn Hoác Đạt. Không biết, Hoác Đạt vẫn như cũ lắc đầu, bị giam cầm ở chỗ này lâu lắm, Tính toán đi vừa đi, nhìn một cái. Ta có thể cho ngươi giới thiệu cái đáng tin cậy hướng dẫn du lịch. Trương Huyền hơi hơi mỉm cười, nhưng tại đây phía trước, ta tưởng ngươi trả lời ta mấy vấn đề, cái gọi là đạo tặc rốt cuộc là cái gì? Ngươi đã biết, Hoắc Đạt nhìn mắt nhà tranh, tiệt giáo đánh cắp thiên đạo khí vận, tưởng nắm giữ. Trương Huyền trực tiếp đánh gãy Hoắc Đạt nói, ta muốn nghe thật sự, không muốn nghe giả, cái gọi là đạo tặc rốt cuộc là cái gì? Hoắc Đạt nhìn Trương Huyền, phát hiện Trương Huyền đang thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm chính mình, hắn thở dài, ta không thể nói. Trương Huyền cũng không vội, vẫy vẫy tay, kia đổi cái vấn đề, người nói cho ta, tiên, là cái gì? Tiên, hoặc đạt thân thể hơi hơi lay động một chút, ánh mắt lộ ra hồi ức cùng khát khao thần sắc, tiên, cho dù là ở viễn cổ thời đại, tiên tồn tại, cũng là lông phượng sừng lân, toàn bộ thế giới, có thể số lại đây tiên, chỉ có như vậy mấy cái. Nào mấy cái, Trương Huyền truy vấn, có chút người tên gọi không thể đề hoác đạt lắc lắc đầu đây là thủy tổ nơi có thể đề trương huyền tiến lên một bước một phen nắm hoác đạt bả vai nói cho ta tiên là cái gì là chỉ người nào đó vẫn là nào đó tồn tại vẫn là lực lượng nào đó hệ thống hoác đạt nhìn trước mắt trương huyền trầm mặc đã lâu lúc này mới trả lời là một loại độ cao vĩnh sinh bất diệt tiên rất cường đại cơ hồ sẽ không tử vong mà tiên quá ít tỷ như đâu Bàn cổ, Hoắc Đạt phun ra này hai chữ, thanh âm có chút khàn khàn, đó là một vị đã ngã xuống tiên, đã từng nắm giữ khai thiên chi lực, có thể khai sáng một cái tân văn minh. Cho dù Trương Huyền đã phỏng đoán đến tiên lai lịch khả năng sẽ rất lớn, nhưng Hoắc Đạt nói ra tên này, vẫn là dọa hắn giật mình. Bàn cổ, thần thoại giữa, khai thiên tích địa nhân vật, truyền thuyết vũ trụ là từ bàn cổ bổ ra, truyền thuyết sở sinh hoạt thế giới, đều là từ bàn cổ thân hình biến thành. Hoắc Đạt hít sâu một hơi, Nghe đồn, Tiên cũng không thuộc về chúng ta thế giới này, bọn họ đến từ chính một cái khác duy độ, bọn họ khống chế chúng ta căn bản sở vô pháp tưởng tượng thần thông, tiên rất ít, quá ít quá ít, từ năm đó trận chiến ấy lúc sau, ta rốt cuộc chưa thấy qua Tiên, Tiên hẳn là đã rời đi thế giới này. Hoắc Đạt nói, làm Trương Huyền mày gắt gao nhăn ở cùng nhau. Nếu, thần thoại trong truyền thuyết bản cổ đều bị quy về tiên một loại, như vậy, sắp đã đến tiên là cái gì? Là địch là bạn? Trương Huyền còn tưởng hỏi lại cái gì, trên bầu trời, đột nhiên vang lên một tiếng tiếng sấm. Hoác Đạt lắc lắc đầu, ta nói quá nhiều, có chút đồ vật, không thể đề, cũng chính là ở chỗ này, nơi này đại đạo bị người khống chế, nếu đổi cái địa phương, ta chẳng sợ có khối này thần linh khu, cũng sẽ ở lui kiếp dưới hôi phi yên diệt, những đề tài này, liền đến đây là ngăn đi. Trương Huyền gật gật đầu, không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, lúc này đoạt được đến tin tức, đã cũng đủ hắn đi chậm rãi tiêu hóa. Trương Huyền rời đi Tiên Sơn, chuẩn bị đi một chuyến địa tâm, ở nơi đó còn có một chút sự tình, yêu cầu mau chóng đi làm rõ ràng. Liền ở Trương Huyền phải rời khỏi nơi này khi, trên bầu trời, lại có lôi kiếp ấp ủ, hơn nữa này lôi kiếp, sau Trương Huyền bọn họ ngày đó tới khi càng thêm khủng bố. Một đạo kim hoàng hơi thở, xuất hiện ở kia mây đen phía dưới. Trương Huyền nhìn đến kia hoàng kim khí xuất hiện, thần sắc vui vẻ. Ngay sau đó, lại là mấy đạo bóng người xuất hiện ở chỗ này. Cái kia cùng Lâm Thanh Hạm đại chiến Thanh Y nhân, Lam Vân Tiêu cùng với toàn quy đều xuất hiện tại đây. Trên bầu trời, người đen phía sau, lôi đình chấp động, kia cảnh tượng giống như muốn tiêu diệt thế giống nhau. Phía trước Trương Huyền bọn họ mấy chục cá nhân xuất hiện, lôi kiếp ấp ủ một hồi lâu mới hạ xuống, mà lúc này đây, lôi kiếp cơ hồ không có ấp ủ, bởi vì kia nồng hậu trình độ căn bản là áp chế không được. Nếu nói, phía trước Trương Huyền bọn họ sở trải qua lôi kiếp là mưa to như vậy hiện tại rơi xuống lôi kiếp, chính là thác nước, thành phiến rơi xuống. Trên bầu trời, cũng nơi trốn tràn ngập thiên lôi. Không chung, hình thành một mảnh lôi hải. Trương huyền rõ ràng nhìn đến, kia lôi trong biển, có vô số có được hình thái tia chấp, có người hình, cầm trong tay binh khí, có hình thú, có được lợi chảo răng nanh. Như vậy một màn phát sinh, phản cổ trên đảo các tu sĩ, run bẩn bật. Không chung lôi kiếp ước chừng rằng có hai cái giờ, lúc này mới tiêu tán rớt. Lam Vân Tiêu đám người thực lực, cũng tất cả đều bị áp chế tới rồi bát phân đỉnh núi. Nhưng tuy rằng là bát phân đỉnh núi, nhưng đối với Lam Vân Tiêu bọn họ mà nói, cũng là có thể nháy mắt hạ gục những cái đó thánh tử thánh nữ, rốt cuộc sở chạm độ cao bất đồng. Trương Huyền ánh mắt sắc bén lên, liền chuẩn bị ra tay, toàn quy thực lực chỉ có bát phân hậu kỳ, Trương Huyền có đem ta, đem này chỉ dị thú chém giết. Không cần vọng động, ở kia chờ ta, Lam Vân Tiêu thanh âm truyền vào Trương Huyền trong tai. Trương Huyền mới vừa khởi sát tâm, lại bị đè ép xuống dưới, đợi hồi lâu, Lam Vân Tiêu thân ảnh xuất hiện ở Trương Huyền trước mặt. Lam Vân Tiêu nhìn thấy Trương Huyền câu đầu tiên lời nói chính là, Hảo, ta biết ngươi nội tâm giữa nghi hoặc nhiều, theo ta đi. Trương Huyền mắt trợn trắng, các ngươi đều ái nói nói như vậy đúng không? Có phải hay không cảm giác nói như vậy thực trang bức? Lam Vân Tiêu sửng sốt một chút, theo sau gật gật đầu, người không cảm thấy, như vậy giống cao nhân sao? Trương Huyền liếc Lam Vân Tiêu liếc mắt một cái, đi đâu lưu. Địa tâm đi, Lam Vân Tiêu nói, thân hình cũng đã động, vừa đi vừa nói chuyện. Trương Huyền gật gật đầu, đi theo Lam Vân Tiêu bên cạnh. Trước nói một sự kiện, lão bà người đã trở lại, hơn nữa trên người huyền hoàng khí, bị ta phong, nàng hiện tại trạng thái, cùng người thường không có gì hay dạng, ngươi quay đầu lại đến theo bên người bảo hộ một chút, tiệt giáo người, sẽ sấn cơ hội này đối nàng động thủ. Lam Vân Tiêu nói xong, nhìn ra Trương Huyền nghi hoặc, lập tức giải thích nói. Huyền Hoàng huyết mạch, quá mức đặc thù, hơn nữa lão bà ngươi còn cầm Huyền Hoàng mẫu khí đỉnh, một khi lão bà ngươi huyết mạch thúc dục này khẩu đỉnh, có người là có thể lại đây, ngươi cũng đã nhìn ra, hiện tại thủy tổ nơi, cũng không giống phía trước như vậy vững chắc, có rất nhiều loại phương pháp có thể lại đây, có chút tồn tại, một khi buông xuống thủy tổ nơi, chúng ta phía trước sở làm hết thảy chuẩn bị, liền đều uổng phí. Mà thủy tổ nơi sở dĩ sẽ biến thành như vậy, là bởi vì có người, vượt qua thiên môn, đi vào nơi này, làm nơi này thiên đạo quy tắc bắt đầu tiến hóa, người kia, người đem hắn quan vào địa ngục nhà giam. Trương huyền đồng tử co rụt lại, hắn rốt cuộc minh bạch, lúc trước luân chuyển thánh tử biết có người vượt qua thiên môn lại đây lúc sau, vì cái gì cười như vậy vui vẻ, người kia lại đây, kích thích nơi này thiên đạo quy tắc. Hiện tại, thủy tổ nơi, không hề là phòng thủ kiên cố, không gì phá nổi. Trả lời người tiếp theo cái vấn đề, lão ô quy vì cái gì không thể giết kia rùa đen giết không sao cả, nhưng mấu chốt là, một khi rùa đen đã chết, rùa đen sau lưng tồn tại, sẽ theo đi tìm tới, nơi này tạm thời còn không thể làm người biết, lão ô quy quay đầu lại nghĩ cách, cấp làm tiến địa ngục nhà giam bên trong đi là được, nơi đó có thể phong ấn hơi thở. Trương Huyền nghe Lam Vân Tiêu nói, cảm giác có chút sương mù, ở chính mình trước mắt, dần dần bị đẩy ra, nhưng mấu chốt vấn đề, vẫn là tưởng không rõ ràng lắm. Hai người hành động tốc độ thực mau, kia huyền thiên tiền bối ở địa ngục nhà giam bên trong là vì che giấu hơi thở hắn là lam vân tiêu nói đến huyền thiên trầm mặc về sau người sẽ biết lão ô quy mới vừa phát hiện chính mình tu vi lui liền chạy tạm thời khẳng định sẽ không lộ diện nhưng người đến nhiều chú ý một chút hảo lam vân tiêu nói sau này đó sau liền trầm mặc không nói chuyên tâm lên đường địa tâm nhập khẩu ở châu nam cực từ phản cổ đảo đến châu nam cực kia khoảng cách rất là xa xôi ba cái giờ sau trương huyền cùng lam vân tiêu xuyên qua cổ chiến trường đi vào địa tâm hiện giờ địa tâm lại một lần đại biến dạng trương huyền giúp cổ lực đan giải quyết phiền toái lúc sau cổ lực đan một lần nữa ngồi trên thú vương bảo tọa mà tổ hiển lại đi địa tâm lúc này địa tâm cùng trương huyền mới vừa thấy sai giờ không được quá nhiều khoa học kỹ thuật văn minh viễn siêu mặt đất biết vì cái gì không thể làm những người đó đi vào thủy tổ nơi sao lam vân tiêu nghỉ chân đỉnh núi chính là bởi vì nơi này tồn tại. Những người đó, cho rằng văn minh toàn bộ biến mất, không nghĩ tới, ở chỗ này, liền có văn minh kéo dài cùng tàn lưu. Lam Vân Tiêu nói đến này, xoay người nhìn về phía Trương Huyền, kỳ thật, chúng ta văn minh, trải qua quá một lần hủy diệt, mà lần đó văn minh hủy diệt lúc sau, hết thảy khoa học kỹ thuật, liền đều ở lùi lại, sinh hoạt khôi phục thành nguyên tùy bộ dáng, khoa học kỹ thuật biến mất, hiện giờ qua mấy ngàn năm, khoa học kỹ thuật mới diễn biến thành dáng vẻ này, chúng ta xưng kia một lần hủy diệt chi chiến vì, phong thần. Phong thần, Trương Huyền thân thể chấn động. Ở phía trước Trương Huyền đoạt được đến tin tức giữa, cái gọi là phong thần, là ẩn tàng rồi những cái đó cấm kỵ năng lượng. Nhưng mà, làm vần tiêu theo như lời, là khoa học kỹ thuật. Đúng vậy, phong thần, người hiện tại nhìn đến chuyện xưa, chỉ đương đó là một đoạn thần thoại đúng không, không có biện pháp, lịch sử là từ người thắng viết, lúc ấy, khoa học kỹ thuật phát đạt, mỗi người, đều có cường hãn thân thể, nhưng theo Văn Minh cường đại, thế giới này xuất hiện một ít người xa lạ, bị xưng là tiên. Tiên cường đại là chúng ta sở khó có thể tưởng tượng, nhưng ngại với nơi này quy tắc tồn tại, tiên vô pháp trực tiếp đối ngay lúc đó Văn Minh ra tay, cho nên tiên khơi mào chiến tranh, chúng ta Văn Minh giết hại lẫn nhau, cuối cùng dẫn tới phá hủy. Mà tiên phá hủy chúng ta Văn Minh mục đích, chỉ vì được đến chúng ta nơi này đại đạo pháp tắc. Thủy tổ nơi là lúc trước Văn Minh trung tâm cũng là đại đạo pháp tắc nơi. Văn Minh bị phá hủy lúc sau, có tân tiên xuất hiện, hắn lấy thân hóa nói, một lần nữa chế định quy tắc, mới làm chúng ta Văn Minh có thể kéo dài hơi tàn, bảo tồn đến nay. Chúng ta chỉ có lưu lại lúc trước Văn Minh căn nguyên, mới có hy vọng đem Văn Minh nhanh chóng khôi phục đến lúc ấy, nếu Văn Minh hoàn toàn hủy diệt, thế giới này đại đạo đem bị như tầm ăn lên, biến thành một cái không có bất luận cái gì sinh mệnh có thể sinh tồn chết tinh, tiệt giáo, chính là vì kia tiên lưu lại nơi này đạo thống. Ở đại đạo dưới sự bảo vệ, thủy tổ nơi cùng ngoại giới ngăn cách, tiệt giáo thành viên vô pháp liên hệ thượng vị kia tiên, nhưng bọn hắn sứ mệnh là hủy diệt hết thảy văn minh, cho nên bọn họ chế tạo thú nhân, phát động chiến tranh, đầu tiên là hủy diệt địa tâm, lại hủy diệt mặt đất, một khi bị bọn họ thành công, thủy tổ nơi sẽ hoàn toàn bại lộ. Vị kia tiên đạo thống, không riêng gì tiệt giáo, lúc trước còn có rất nhiều dị thú vì vị kia tiên hiệu lực, toàn quy chính là một trong số đó, cụ thể có bao nhiêu, ta không có cách nào nói tỉ mỉ. Ta phản tổ minh vẫn luôn đều ở nghiên cứu về phản tổ gen thực nghiệp, đệ nhất là muốn căn cứ gen, nhanh chóng trở lại lúc trước khoa học kỹ thuật văn minh, đệ nhị là nghiên cứu những cái đó dị thú nhược điểm, chúng nó ra đời với thiên địa chi sơ, rất mạnh, chúng ta khó có thể cùng bọn họ chống lại, mà đệ tam, vì tà ta thần đại nhân, trọng tố thân hình. Tà thần đại nhân tàn hồn, chính là lúc trước trưởng quản âm dương Trúc Long, Trúc Long ra đời với thiên địa chi sơ, cùng khác dị thú bất đồng, Trúc Long sở quản âm dương, chính là thế giới này một bộ phận, một khi trúc long đại hoàn toàn khôi phục ký ức, đem có thể biến hóa thiên địa âm dương, trở thành đối kháng tiên tồn tại. Ngươi hẳn là đi qua tiệt giáo phòng thí nghiệm, tiệt giáo đã từng lấy hai thanh tổ khí, bắt trước nhật nguyệt luân chuyển, bắt trước thiên địa âm dương, bọn họ muốn chế tạo sống lại, kỳ thật không phải một cái chân long, mà là vạn long chi tổ, trúc long. Trương Huyền nghe Lam Vân Tiêu nói, trong lòng tuyệt đại bộ phận nghi hoặc, tất cả đều trong sáng. Trương Huyền trầm ngâm một phen, Mới lại lần nữa mở miệng, vị kia tiên, tùy thời sẽ đánh tới đúng không? Nhất định sẽ, làm vân tiêu gật đầu, mà ngươi trương huyền, ở trong đó có quan trọng nhất tác dụng. Mười đại thánh địa bên trong có tiệt giáo thế lực, cụ thể là cái nào, còn không được biết, ngươi cần thiết muốn đem nơi này tiệt giáo thế lực tìm ra, bằng không chúng ta kế tiếp hành động, sẽ phi thường bị động. Mười đại thánh địa đi tìm truyền thừa sự, thực mấu chốt, bằng không chỉ dựa vào chúng ta, còn khó có thể đánh thắng trận này nhưng truyền thừa không thể làm tiệt giáo người được đến minh bạch sao ta làm người theo chân bọn họ cùng nhau tới thủy tổ nơi đệ nhất làm cho bọn họ tự thân lộ ra dấu vết đệ nhị người phải nghĩ biện pháp đem lão bà người ký ức khôi phục đi bằng không lão như vậy cũng không phải chuyện này làm vân tiêu đột nhiên cười một chút đi thôi tại đây phía trước mà người thấy cá nhân ai địa tâm chủ nhân địa tâm văn minh là lúc trước khoa học kỹ thuật văn minh kéo dài có thể vẫn luôn tồn tại, là có người ở trong đó giữ gìn này hết thảy. Trương Huyền đi theo Lam Vân Tiêu, hướng địa tâm bên cạnh mà đi. Ở một chỗ hẻm núi trước, Lam Vân Tiêu đột nhiên ra tốc, mang Trương Huyền thẳng đến hẻm núi phía dưới mà đi. Này hẻm núi chiều sâu, viễn siêu Trương Huyền tưởng tượng, chẳng sợ lấy Trương Huyền hiện tại thực lực, ước chừng trầm xuống hơn một phút, mới rơi xuống đất. Ở chỗ này, có một đạo bạch quang sáng lên. Trương Huyền lấy lại bình tĩnh, đây là người nói địa tâm chủ nhân một đạo ý chí diễn biến, người hẳn là nhìn thấy quá. Lam Vân Tiêu đứng ở Trương Huyền bên cạnh. Ta là nhìn thấy quá, Trương Huyền gật gật đầu, lúc trước trên mặt đất tâm, hắn đi theo quá một đạo bạch quang, nghe đồn đó là tiên gia động phủ. Tại đây bạch quang, nhìn đến quá cái gì? Lam Vân Tiêu cười nhìn về phía Trương Huyền. Trương Huyền hít sâu một hơi, phun ra ba chữ, lâm thanh hạng. Hảo, Lam Vân Tiêu vỗ vỗ Trương Huyền bả vai, sự tình đều đến này một bước, có thể nghĩ thông suốt, Hẳn là cũng đều đã nghĩ thông suốt, trở về đi, nhớ cái nhiệm vụ của ngươi, muốn tìm ra che giấu lên địch nhân, trong lúc này, có thể đem ngươi cùng lão bà ngươi quan hệ hòa hoãn một chút, ngươi liền tận lực hòa hoãn hòa hoãn đi, còn có, kia lão ô quy ngươi phải nghĩ biện pháp cho nó cũng quan đến nhà giam đi, kia nhà giam, đi vào, liền tiên cũng đừng nghĩ toàn thân mà lui. Trương Huyền Yên lặng gật đầu, theo sau rời đi. Lúc này, chính trực mùa hạ, thời tiết nóng bức, Ngân Châu sân bay, Trương Huyền thay đổi một thân sạch sẽ hưu nhàn trang đi ra. Ngẩng đầu nhìn mắt không chung, lại nhìn nhìn trước mặt thiêu du xe taxi, Trương Huyền cảm giác chính mình bị một cổ thân thiết cảm bao phủ. Mặc kệ là địa tâm, vẫn là phản cổ đảo, hoặc là đại ngàn giới, vẫn là sơn hải giới, cấp Trương Huyền cảm giác, đều không bằng nơi này, rốt cuộc, từ nhỏ chính là ở cái này hoàn cảnh giữa lớn lên. Trương Huyền duỗi tay ngăn cản chiếc xe, nghĩ nghĩ, trực tiếp đi lâm ra trang viên, Trương Huyền cũng không có đi vào đi. Dựa theo Lam Vân tiêu giải thích, Lâm Thanh Hạm bị trảm không riêng gì ký ức, còn có nhân quả, chính là Lâm Thanh Hạm quên Trương Huyền về sau, cùng Trương Huyền có liên hệ dẫn tới nàng nhận thức người, cũng tất cả đều quên, mà thông qua Lâm Thanh Hạm đi nhận thức Trương Huyền người, cũng tất cả đều quên mất Trương Huyền cái này tồn tại. Nhưng mấy thứ này chỉ có thể bị che giấu, không có khả năng chân chính liền căn chém hết. Trệ thú phải làm là muốn Lâm Thanh Hạm quên sở hữu đồ vật như vậy mới có thể hoàn chỉnh cắn nuốt Lâm Thanh Hạm Huyền Hoàng huyết mạch. Trương Huyền ở Lâm gia trang viên ngoại có thể cảm nhận được kia người một nhà vui vẻ. Lâm Thanh Hạm rời đi nhiều năm một lần nữa trở về, tuy rằng từ huyết thống quan hệ đi lên nói Lâm Thanh Hạm cùng Lâm gia không có bất luận cái gì liên hệ. Thấy như vậy một màn Trương Huyền cũng yên lòng, hắn an bài người âm thầm bảo hộ Lâm Thanh Hạm, mà chính hắn tác đi viện phúc lợi. Khoảng cách Trương Huyền thượng một lần trở về lại qua đã hơn một năm thời gian. Tần Nhu lên làm viện trưởng lúc sau, viện phúc lợi dần dần chiều càng tốt phương hướng phát triển, lại có Lâm Thị làm bối thư, viện phúc lợi đãi ngộ cũng càng ngày càng tốt. Nhiều năm qua đi, Tần Nhu vẫn là độc thân một người, Trương Huyền biết Tần Nhu đối chính mình cảm tình, chẳng qua hiện tại đối với Trương Huyền tới nói, cảm tình thứ này là nhất chạm vào không được, đặc biệt là tình yêu nam nữ. Thời gian sẽ hòa tan hết thảy đi, Trương Huyền liền ở viện phúc lợi bên ngoài, yên lặng nhìn. Mỗi ngày đứa bé kia cũng đã trưởng thành, lúc trước nhận nuôi mỗi ngày, tưởng cấp tiểu gia hỏa này một cái ra, đến sau lại cũng không có kết thúc cha mẹ nên tận trách nhiệm. Trương Huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu, chính mình cũng đủ thất trách, hy vọng sự tình có thể nhanh lên kết thúc đi. Trương Huyền yên lặng rời đi viện phúc lợi, hắn đột nhiên phát hiện, chính mình thế nhưng không có gì địa phương có thể đi, nhiều năm không ở nơi này, đã cùng nơi này xã hội có chút chạch đường dây. Trương Huyền đi ở trên đường phố, sắc trời dần dần ám đi, vạn ra ngọn đèn dầu sáng ngời, Trương Huyền ngẩng đầu, thấy được một đống cũ lâu, Trương Huyền đột nhiên hướng kia đống lâu đi đến, đi vào hàng hiên, đứng ở một phiến đã lạc hôi trước cửa phòng, Trương Huyền hít sâu một hơi, linh khí chui vào ổ khóa nội, cửa phòng, liền như vậy bị mở ra. Đi vào phòng, này phòng ốc không lớn, nhà ở nội đã lạc đầy hôi, ở trên ban công, có mấy cái chậu hoa, bên trong hoa đã toàn bộ khô héo. Trương Huyền còn có thể nhớ rõ này chậu hoa loại chính là cái gì? Chớ quên ta! Thật sự, qua đi đã lâu a à. trương huyền thở dài một hơi ngươi là một cái dám đua người hiện tại ngươi hẳn là đã trở thành mỗi người hâm mộ đối tượng đi trương huyền yên lặng lắc lắc đầu ở lạc mãn hôi trên sofa ngồi xuống lúc trước phát sinh hết thảy chậm rãi xuất hiện ở trương huyền trong đầu lúc trước xúc động đã trở thành qua đi thức hàn ôn nhu là một cái dám yêu dám hận người ngồi thật lâu sau trương huyền đột nhiên đứng dậy bắt đầu quét tước khởi phòng vệ sinh vô dụng linh khí trực tiếp dọn dẹp mà là chính mình một chút một chút, sát tịnh cho bụi, dọn dẹp mặt đất, một lần nữa xưng khóa, nghĩ nghĩ, lại đi siêu thị, mua chút gia cụ, hơn nữa một lần nữa mua hai bồn chớ quên ta, thả trở về. Ngày một đêm, Trương Huyền liền tại đây, an tĩnh ngủ một giấc. Ngày hôm sau sáng sớm, ánh mặt trời đâm vào Trương Huyền trên mặt, Trương Huyền xoa xoa đôi mắt, đứng dậy, đi trước siêu thị bán đồ ăn. Buổi sáng 10 giờ, một chiếc treo màu đỏ chụp ảnh xe Việt dã xử tới rồi tuần bộ cục trước cửa xe mở ra, một người tóc ngắn nữ nhân từ trên xe đi xuống tới, hàng năm huấn luyện làm nàng dáng người phá lệ cân xứng chật ních, một thân tiểu mạch sắc da thịt, anh khí 10 phần đồng thời, kia một trương kiều mỹ mặt đẹp thượng, lại không mất nữ nhân vị. Đây là một cái làm người xem một cái liền sẽ muốn đi chinh phục nữ nhân. Hà Nội, vi tuần bộ trường đã ở bên trong chờ chúng ta. Ngồi ở ghế phụ, là một cái 30 tuổi tả hữu nam nhân, 1m9 đại cái, diện mạo xoái khí, hạ thân mê màu quần, thượng thân quần áo nịt, có thể thấy được kia nổ mạnh tính cơ bắp, là cái chiến lực rất mạnh chủ. Bị gọi hàn đội, đúng là hàn ôn nhu. Hàn ôn nhu nhìn mắt tuần bộ cục đại môn, hơi hơi mỉm cười, đi vào. Đương hàn ôn nhu cho thấy thân phận sau, lập tức đã bị đưa tới tác chiến trong phòng. Tác chiến thất trung, tuần bộ cục cao tầng đã tại đây chờ đã lâu. Vì tuần bộ trưởng đã sớm nghe nói qua vị này hàn đội tác phong, cho nên không có bất luận cái gì vô nghĩa, trực tiếp mở miệng, hàn đội, người rốt cuộc tới, đây là chúng ta sở sửa sang lại ra tới tư liệu, đối phương lẻn vào lúc sau, biến mất tung tích, chúng ta cuối cùng phát hiện bọn họ địa điểm đều ở thành tây một mảnh, mặt trên đã hạ đặt văn kiện, ngươi nếu có yêu cầu, chúng ta toàn lực duy trì các ngươi. Vất vả, Hàn Ôn Nhu gật gật đầu, lúc này đây, mục tiêu nguy hiểm trình độ bị định nghĩa vì SSS cấp, cho nên mới sẽ từ chúng ta cửu cục trực tiếp ra tay, vi tuần bộ trường. Các người kế tiếp chỉ cần cho chúng ta điều tra cung cấp tiện lợi liền hảo, còn lại sự tình, giao cho chúng ta cửu cục tới làm. phi tuần bộ trường gật gật đầu, cũng không có cảm thấy cái gì không phục hoặc là bất mãn. Cửu cục là căn cứ vào lưỡi dao sắc bén phía trên tồn tại, mà lưỡi dao sắc bén đều là các tuần bộ cục tinh anh tạo thành. Hàn ôn nhu từ tuần bộ cục ra tới, đã là giữa trưa. Nhìn thời gian, Hàn ôn nhu nhìn mắt cùng chính mình đồng hành mà đến người, đem chìa khóa xe trực tiếp ném cho đối phương, nói, lưu phó quan, nhiều năm không đã trở lại ta phải về nhà nhìn xem, liền ủy khuất người tìm một chỗ xuống giường. không không không, lưu phó quan liên tục xua tay, không ủy khuất, hàn đội, ta đây đưa người trở về đi. vất vả, hàn ôn nhu gật gật đầu, ngồi trên ghế phụ. lưu phó quan vội vàng lái xe, căn cứ hàn ôn nhu sở chỉ phương hướng, một đường chạy đến một cái cũ xưa tiểu khu, ở một đống bản lâu trước dừng lại. đương hàn ôn nhu nhìn đến này đống lâu khi, năm đó suy nghĩ, toàn bộ dũng hướng trong óc. Hàn đội, Hàn đội, Lưu Phó Quan duỗi tay ở Hàn Ôn Nhu trước mắt quơ quơ. Lưu Phó Quan như vậy vừa nhắc nhở, Hàn Ôn Nhu mới phản ứng lại đây, ngượng ngùng, thất thần, kia Lưu Phó Quan, ta trước lên rồi. Ta đưa ngươi đi Hàn đội, ngươi này nhiều năm không trở về, trong nhà khẳng định lạc hôi, ta còn có thể cho ngươi phụ một chút. Lưu Phó Quan nhắc tới tay sát, tắt hỏa. Không phiền toái, Hàn Ôn Nhu vẫy vẫy tay. Hàn đội, ngươi nhưng ngàn vạn đừng cự tuyệt ta, ta ba nói, làm ta đi theo ngươi chính là muốn đi theo làm tùy tùng bằng không bị ta ba biết còn không được lột ta một tầng ra a à. lưu phó quan cười cười nếu không ta hiện tại cho ta ba gọi điện thoại ngươi nói với hắn vẫn là tính hàn ôn nhu lắc lắc đầu chính mình này cấp trên là cái gì tính cách nàng quả thực quá rõ ràng hơn nữa hàn ôn nhu cũng biết này cấp trên là tưởng tác hợp chính mình cùng con của hắn tuy rằng chính mình minh xác cho thấy quá sẽ không tưởng nam nữ cảm tình sự nhưng đối phương vẫn luôn đều thực chấp nhất trên thực tế, Hàn Ôn Nhu một chút cũng không thiếu mệt người theo đuổi, vứt bỏ nàng tự thân thành tựu không nói, nàng tướng mạo, dáng người, đều là cực phẩm, bản thân trước kia ở tuần bộ cục, đó chính là cảnh hoa. Dùng hôm nay vì tuần bộ lớn lên nói, Hàn Ôn Nhu so trước kia càng có mị lực. Mà Hàn Ôn Nhu ở lưỡi dao sắc bén cùng cửu cục thành tựu, cũng làm quá nhiều người thưởng thức. Hàn Ôn Nhu nhìn lưu phó quan kia bộ dáng, biết chính mình ngoan cố bất quá hắn, bất đắc dĩ lắc lắc đầu, hành, vậy phiền toái ngươi, buổi tối thỉnh ngươi ăn cơm. Hàn đội ngươi quá khách khí, Lưu Phó Quan vội vàng đuổi kịp. Một đường đi lên thang lầu, Lưu Phó Quan trong lòng phá lệ kích động, hắn biết rõ, có bao nhiêu người thích Hàn Ôn Nhu, nhưng còn trước nay không nghe nói qua Hàn Ôn Nhu cùng cái nào nam đơn độc ở chung đâu. Chính mình này cũng coi như là đệ nhất nhân đi, lại còn có muốn đi Hàn Ôn Nhu ra, nhìn dáng vẻ, chính mình cơ hội, là lớn nhất. Lưu Phó Quan đi theo Hàn Ôn Nhu phía sau, Nhìn trước mặt này anh khí 10 phần nữ nhân, Lưu Phó Quan trong lòng liền một đoàn lửa nóng. Hàn Ôn Nhu tên không riêng gì ở cửu cục bên trong, ở đô thành Phú Thiếu vòng giữa, kia cũng là lừng lẫy nổi danh, ai đều tưởng chinh phục nữ nhân này, nhưng không có bất luận cái gì một người thành công. Lưu Phó Quan không cấm liếm liếm môi, chờ ta bắt lấy nữ nhân này, cầm nàng bị ta đè ở dưới thân ảnh chụp khi, ta nhìn xem các ngươi những người này nói như thế nào. Một đám phế vật, liền cái nữ nhân đều trị không được. Lưu phó quan không cấm trong lòng có chút lâng lâng, hắn lấy ra di động, chụp một chương ảnh chụp, trực tiếp phát đến trong đàn. Các vị, đã bắt lấy, hiện tại cùng nàng cùng nhau về nhà. Lưu phó quan này tin tức một phát đi ra ngoài, nháy mắt liền truyền đến các loại hồi phục. Ngọa tàu, này hàn ôn nhu. Bắt lấy. Ngọa tàu, lưu thiếu uy vũ. Này dáng người, người sảng phiên đi. Nhìn trong đàn tin tức, lưu phó quan không cấm đắc ý lên, hắn lập tức hồi phục giống nhau, này nếu đừng nhìn ngày thường như vậy, ở trên giường ngoan thực. Thói xấu, ta xem người cũng chính là liếm cầu tặng người về nhà, nếu là thật sự, phát ảnh chụp tới A. À. Chính là, vô đồ vô chân tướng. Trong đàn nghi ngờ thanh âm, làm lưu phó quan lại là một cái tin tức trở về qua đi. Chờ, lưu phó quan phát xong tin tức, đột nhiên phát hiện hàn ôn nhu vẻ mặt hồ nghi đứng ở nơi đó, vẫn không nhúc nhích. Lưu phó quan trong lòng cả kinh, nghĩ thầm chính mình phát tin tức sẽ không bị thấy được đi, vội vàng thu hồi di động, thử tính hỏi, hàn đội, như thế nào không đi rồi. Kỳ quái, hàn ôn nhu cũng không có đi xem lưu phó quan, mà là nhìn trước mắt cửa phòng, ta đã lâu không đã trở lại, này cửa phòng, như thế nào sạch sẽ. Này khu chung cư cũ, liền bất động sản đều không có. Hàn ôn nhu từ trong túi sờ soạn nửa ngày, lấy ra một phen chìa khóa, cắm vào ổ khóa, lại như thế nào đều ninh bất động. Cái này làm cho hàn ôn nhu mày nhân lại. Tiến tặc, hoặc là nói, chính mình hàng năm không trở về, này nhà ở bị người khác cấp ở. Cái loại này đem người khác phòng ở đương chính mình phòng ở trụ tin tức, nhưng không thiếu phát sinh. Hàn ôn nhu hít sâu một hơi, nhẹ nhàng chụp phủi cửa phòng. Có người ở sao? Hàn ôn nhu trong thanh âm cũng nghe không ra bất luận cái gì tức giật, nàng cũng không muốn đánh thảo kinh xà. Theo hàn ôn nhu gõ cửa, bên trong cánh cửa vang lên tiếng bước chân quả nhiên có người trụ đi vào hàn ôn nhu ánh mắt lạnh lùng đây là nhà nàng nhà cũ đối này phòng ở nàng có không giống nhau cảm tình hơn nữa ở trong phòng còn có chính mình để lại cho người kia đồ vật ở tại bên trong người cần thiết trả giá đại giới theo tiếng bước chân tiếp cận cửa phòng cũng bị người mở ra trong phòng người cùng phòng ngoại người vào lúc này đều thấy được đối phương đương hàn ôn nhu nhìn đến trước mặt mở cửa nam nhân khi tại đây một khắc nàng đều hoài nghi vẫn luôn bảo trì cao cường độ huấn luyện chính mình, có phải hay không xuất hiện ảo giác? Hắn sao có thể xuất hiện ở chỗ này? Hàn ôn nhu ở cửu cục địa vị càng ngày càng cao, cũng biết được một ít người khác không biết sự. Tỷ như, đã từng cửu cục nhất ca triệu cực đột nhiên biến mất, mà hắn biến mất nguyên nhân là cùng địa ngục quân vương cùng nhau. Địa ngục quân vương là ai? Hàn ôn nhu quá rõ ràng. Mà hiện tại, cái này ở trong lời đồn đã biến mất người, thế nhưng một lần nữa xuất hiện ở chính mình trước mặt hơn nữa còn ở trong phòng mở cửa trương huyền nhìn đến hàn ôn nhu xuất hiện ở cửa cũng là sửng sốt người như thế nào đã trở lại nghe thấy cái này nam nhân chính miệng nói chuyện hàn ôn nhu mới xác định này không phải ảo giác đối mặt trương huyền vấn đề hàn ôn nhu hơi hơi mỉm cười nhà ta ta liền không thể đã trở lại trương huyền trầm mặc hắn đột nhiên ý thức được chính mình này vấn đề có điểm quá xuẩn nhưng hẳn là còn có thể bổ cứu một chút ta ý tứ là cửu cục người có thể tùy tiện trở về. Có nhiệm vụ, liền trở về nhìn xem, ngươi là tính toán vẫn luôn làm ta đứng ở cửa lạc. Hàn ôn nhu nói, trực tiếp dảo bước tiến lên bên trong cánh cửa. Trong phòng, bị quét tước sạch sẽ, trên ban công chớ quên ta, cũng ấn nhập hàn ôn nhu mi mắt. Ở cửu cục chấp hành nhiệm vụ vô số, vẫn luôn duy trì cao cường độ huấn luyện, liền những cái đó nam nhân đều tự nhận không bằng hàn ôn nhu, lúc này trên má, lại là hiện lên một mặt đỏ bừng. Đứng ở cửa lưu phó quan, ở nhìn đến một người nam nhân mở cửa, hơn nữa cùng Hàn Ôn Nhu vừa nói vừa cười thời điểm, kia một khuôn mặt liền hoàn toàn âm đi xuống. Trương Huyền cũng thấy được đứng ở cửa Lưu phó quan. Ôn Nhu bằng hữu, mau tiến vào đi. Trương Huyền vội vàng tiếp đón Lưu phó quan vào cửa. Lưu phó quan thấy Trương Huyền này một bộ nam chủ nhân tư thái, đều có loại nhịn không được muốn đi lên cấp Trương Huyền một quyền xúc động. Vào phòng nội, Lưu phó quan thấy trên bàn cơm đã phóng hảo đồ ăn này đó nguyên bản là trương huyền cho chính mình làm, đương hàn ôn nhu vào nhà nhìn đến sau, thực tự nhiên đem chén đũa đem ra, ngồi ở trên bàn cơm, hết thảy động tác, đều thực tự nhiên. Hàn ôn nhu nhìn mắt lưu phó quan, mau, rửa tay ngồi xuống ăn cơm. Lưu phó quan vốn định nếu là vào nhà sau có cùng hàn ôn nhu một chỗ không gian, như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình liền biến thành cái dạng này, hiện tại trường hợp, làm hắn trong lòng phá lệ khó chịu, cái loại này khó chịu, là nghẹn khuất lưu phó quan di động còn ở không ngừng vang bên trong tất cả đều là đám kia nhị đại nhóm tin tức bắt lấy không a à. bắt đầu vội mau 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 ảnh chụp video lưu phó quan nhìn đến mấy tin tức này trực tiếp không để ý tới nhưng thực mau thế nhưng có người đem video trò chuyện đã phát lại đây lưu phó quan đầy mặt bực bội đưa điện thoại di động tắt máy lưu phó quan người muốn vội nói cơm nước xong liền về trước đi hàn ôn nhu liếc mắt lưu phó quan Lưu phó quan vội vàng xua tay, không vội, không vội, một ít việc nhỏ, không có việc gì. Hành, kia nhanh ăn cơm đi. Hàn ôn nhu cầm lấy chiếc đúa gắp khối thịt phóng trong nghiệp, kia nhập khẩu mùi hương làm hàn ôn nhu lập tức ném ra cánh tay ăn lên. Trương huyền tay nghề, là tuyệt đối không nói, nhưng lúc này lưu phó quan lại giống như nhai sáp giống nhau, nếm không ra bất luận cái gì hương vị, hàn ánh mắt thỉnh thoảng nhìn về phía trương huyền, suy đoán người này là ai. Cùng hàn ôn nhu là cái gì quan hệ, như thế nào sẽ ở Hàn Ôn Nhu trong nhà. Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu hai người, nhưng thật ra có vẻ tự nhiên thực, thời gian dài không gặp mặt, cũng không có nhiều mới lạ. Trở về đãi bao lâu, Trương Huyền nhìn mắt Hàn Ôn Nhu. Không xác định, Hàn Ôn Nhu trong miệng cắn ăn, đại khái một vòng tả hữu đi. Gần nhất huấn luyện đâu, mệt sao, Trương Huyền vấn đề cùng cái cụ ông giống nhau. Mệt, Hàn Ôn Nhu phiên Trương Huyền liếc mắt một cái, nàng tưởng nói có cái gì huấn luyện so lúc ấy Trương Huyền làm ra tới ma quỷ huấn luyện càng tra tấn người, không riêng gì thân thể thượng, càng là tâm lý thượng tra tấn, nhưng xem lưu phó quan ở, cũng không nhiều lời, chỉ là lắc lắc đầu, còn có thể đi, đều thói quen, người như thế nào đột nhiên đã trở lại. Xử lý điểm sự, sự xử lý xong liền đi rồi. Hàn ôn nhu nghe được lời này, lâm vào trầm mặc nàng biết theo như lời sự, đã siêu việt người thường phạm trù, không phải chính mình có khả năng lý giải. Lưu phó quan lại là trước mắt sáng ngời, huynh đệ, ta họ Lưu, người như thế nào xưng hô a? À? Họ Trương, Trương Huyền, Trương Huyền cười cười. Trương huynh đệ, có gì sự, yêu cầu ta hỗ trợ sao? Lưu phó quan chủ động hỏi. Ở Lưu phó quan xem ra, không gì sự là chính mình giải quyết không được, vô luận là nhân mạch vẫn là tiền, ở bạc thì cái này tiểu địa phương, kia đều là chính mình một câu sự. Trương Huyền khẽ lắc đầu, không cần, một ít việc tư, ta chính mình xử lý là được ngươi nhanh ăn cơm đi. Hàn ôn nhu trắng lưu phó quan liếc mắt một cái, chuyện của hắn, người giúp đỡ không thượng vội. Nói nói sao, lưu phó quan không thuận theo không buông tha, nói không chừng ta có thể giúp đỡ đâu. Ha ha, Trương Huyền cười khẽ một tiếng, cũng không muốn nói thêm cái gì, ba lượng khẩu cầm chén cơm ăn xong, chạy phòng bếp thu thập vệ sinh đi. Trương Huyền biểu hiện, ở lưu phó quan trong mắt, đó chính là cuồng vọng tới rồi cực hạn. Lưu phó quan liếc liếc mắt một cái phòng bếp phương hướng, hướng hàn ôn nhu nói người cái này bằng hiếu thực cuồng a à. hàn ôn nhu nghĩ nghĩ theo sau gật gật đầu hắn là rất cuồng địa ngục quân vương có thể không cuồng sao có thể bị thế giới các thế lực lớn cộng đồng thẩm phán người còn không cuồng sao hắn lão cha có thể ngôn khai thiên môn ưng thuận thiên hạ thương sinh mỗi người như lòng trí nguyện to lớn có thể không cuồng sao tự thân thực lực tài lực phía sau thế lực đều đạt tới thế giới đứng đầu có thể không cuồng sao Lưu phó quan khinh thường bĩu môi, Hàn đội người nhưng đến khuyên nhủ người bằng hiếu. Nếu như đi địa phương khác, còn cái dạng này khả năng muốn có hại. Hàn ôn nhu lắc lắc đầu, ta khuyên không được hắn. Được rồi, nhanh ăn cơm đi. Hai người nói chuyện trong lúc, Trương Huyền đã đem phòng bếp thu thập sạch sẽ sau đi ra, nhìn mắt Hàn ôn nhu, ra tiếng nói, ta có chút việc, đi ra ngoài một chuyến. Hàn ôn nhu gật gật đầu, thuận miệng hỏi, khi nào trở về? Không biết, rồi nói sau. Trương Nhiên phất phất tay, đi ra ra môn. Lưu phó quan nhìn hai người này cùng người một nhà giường như nói chuyện phiếm, trong lòng càng khó chịu, không cấm hỏi, hàn đội, hắn cùng người cái gì quan hệ a? À? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Hàn ôn nhu đứng lên, vỗ vỗ tay nói, Lưu phó quan, vất vả ngươi đi một chuyến, ta liền không tiến người đi khách sạn. Lưu phó quan biết đây là hàn ôn nhu muốn đưa khách, nhìn trước mắt này hoàn mỹ dáng người, Lưu phó quan chỉ cảm thấy bụng nhỏ có một đoàn hỏa ở thiêu, hàn đội, ta cũng không có việc gì, ngươi đi nghỉ ngơi ngươi đi, không cần phải xen vào ta. Lưu phó quan này đuổi đi đều đuổi đi không đi tư thái làm hàn ôn nhu mày nhân lại, có chút không vui nói, Lưu phó quan, ta tưởng một người ở nhà đãi một đãi, người cũng nên có chính mình công tác muốn đi vội đi. Hàn ôn nhu nói, trực tiếp đi tới cửa, tướng môn kéo ra. Lưu phó quan thấy hàn ôn nhu có chút sinh khí, vội vàng bồi thượng một bộ gương mặt tươi cười, hàn đội, ta này không phải muốn nhìn ngươi có gì muốn hỗ trợ ta phụ một chút sao, hành, vậy ngươi trước nghỉ ngơi, ta liền đi trước. Lưu phó quan nói xong, sám xịt rời đi phòng. Mới ra khỏi phòng, Lưu phó quan liền nghe được phía sau cửa phòng đóng lại thanh âm, Lưu phó quan ánh mắt lộ ra một mặt âm ngoan, càng hận, lại là Trương Huyền. Trương Huyền rời khỏi sau, ngồi vào một chiếc ngừng ở tiểu khu cửa mini bus nội. Đại nhân, đây là thánh thành bên kia truyền đến tin tức. Một cái di động đưa tới Trương Huyền trước mặt, Trương Huyền lấy qua sau, này di động đến già quét tròng đen mới có thể mở ra, hiển nhiên là tương lai bút tích. Đường di động giải khóa sau, bên trong tin tức ấn nhập Trương Huyền mi mắt, Trương Huyền mày hơi hơi nhăn lại, lẩm bẩm nói, Tiệt giáo Dương nghiệt vẫn là chưa từ bỏ ý định sao? Muốn hoàn toàn khai thiên môn, kia căn quyền trưởng đi đâu? Tạm thời không rõ ràng lắm, đối phương rất cẩn thận, manh mối đến Ngân Châu thị liền ngưng hẳn. Hành, ta đã biết Trương Huyền gật gật đầu, chuyện này các ngươi không cần nhúng tay, ta tới xử lý liền hảo. Trương Huyền bóp nát trong tay di động, đi xuống xe, ánh mắt trở nên lạnh lẽo lên. Các ngươi mới đến tới không mấy ngày, liền xuất hiện nhiều chuyện như vậy, liền cửu cục bên trong đều thẩm thấu. Xem ra, mười đại thánh địa không riêng cửu cung thánh địa cùng luân chuyển thánh địa có vấn đề a. Trương Huyền nghĩ nghĩ, lại cấp bạch trì đám người đi cái điện thoại. Nếu nhàm chán không có việc gì làm liền đi đô thành đi, giúp ta chú ý điểm cửu cục bên kia. Bạch Trì đang ở Quang Minh Thánh Thành nhàn hốt hoảng, nghe được Trương Huyền nói, một chút liền nhảy dựng lên, lão đại, bảo đảm hoàn thành nhiệm vụ. Năm đó phong thần một trận chiến lúc sau, một vị tiên một lần nữa mở ra văn minh, mà ở này văn minh bên trong, có tiệt giáo tồn tại, liền tại đây thủy tổ nơi nội. Tiệt giáo cho tới nay nhiệm vụ, chính là lấy hủy diệt văn minh vì mục tiêu. Lúc trước bước vào thiên môn trước, Trương Huyền giải quyết tiệt giáo cao tầng, chém giết thần tộc, giấu ở địa tâm thiên đế chân thân, cũng bị Trương Huyền nắm ra tới, trực tiếp mặt sát. Mà khi những cái đó thánh địa thành viên xuất hiện lúc sau, tiệt giáo, lập tức liền không yên phận lên. Rốt cuộc là ai đâu? Trương Huyền trong đầu, hiện lên mấy trương gương mặt. Bao gồm âm dương thánh địa ở bên trong, này đó, tất cả đều là Trương Huyền sở suy đoán mục tiêu. Tuy rằng, ở Trương Huyền trong lòng, có phải hay không tiệt giáo người, đều đến lưu lại nơi này, ai đều đi không ra đi. Đối đãi địch nhân, Trương Huyền chưa từng có nhân từ nương tay quá. Trương Huyền đi Lâm Thị Cao ốc vòng một vòng, về Huyền Hoàng huyết mạch trở về sự, Tiệt giáo nhất định cũng nhìn chằm chằm vào, không thể ra đại sai lầm. Đang ở Trương Huyền đi trước Lâm Thị Cao ốc trên đường. Liền thấy từng chiếc xe cứu hỏa, minh sáu, nhanh chóng từ bên cạnh xuyên qua mà qua. Trên đường người đi đường thanh âm truyền tiến Trương Huyền trong tai nhiều như vậy xe cứu hỏa diễn tập a cái gì diễn tập là cháy cháy nơi nào cháy ta bằng hữu vòng đều đã phát viện phúc lợi nổi lửa viện phúc lợi này phòng cháy cũng quá không quá quan đi kia đều là hài tử nói lên hỏa liền nổi lửa đi ở trên đường trương huyền nghe được lời này sắc mặt đại biến nhanh chóng triệu viện phúc lợi chạy đến dọc theo đường đi không riêng có xe cứu hỏa đồng dạng cũng có xe cứu thương minh sáo trải qua xe cứu thương xuất hiện, làm Trương Huyền trong lòng có một loại dự cảm bất hảo. Trương Huyền nhanh chóng đi vào viện phúc lợi chung quanh, kia hừng hực bốc cháy lên lửa lớn mang theo khói đen, viện phúc lợi trước, bọn nhỏ đầu bù tóc rối, còn có chút hài tử đã hôn mê, bị nâng đến xe cứu thương thượng. Tần Nhu trên mặt toàn là màu đen cho bụi, không ngừng trấn an bọn nhỏ, khóc tiếng la vang thành một mảnh. Kia lửa lớn đã hoàn toàn bốc cháy lên. Trương Huyền ánh mắt một ngưng, lúc trước viện phúc lợi xây dựng, là Lâm Thanh Hạm an bài bí thư lý phụ trách, bí thư lý phong cách hành sự trương huyền rất rõ ràng, viện phúc lợi lúc này mới tân kiến hảo không mấy năm, phòng cháy không có khả năng tồn tại vấn đề, hỏa thế lớn như vậy là có người cố ý phóng hỏa. Trương huyền thân hình chợt lóe, tái xuất hiện, đã tới rồi viện phúc lợi bên trong, lửa lớn hừng hực thiêu đốt, ai đều sẽ không cho rằng bên trong còn có người. Này bốc cháy lên ngọn lửa cùng với có thể làm người ở trong khoảng thời gian ngắn hít thở không thông bụi mù hoàn toàn vô pháp thương đến Trương Huyền, trương huyền nhìn đến viện phúc lợi nóc nhà phòng cháy vòi phun hoàn toàn không có phát huy tác dụng lửa lớn đốt đứt sàn ngang có hòn đá tạp rơi xuống trương huyền thân ảnh nhanh chóng ở viện phúc lợi nội xuyên qua hắn phát hiện viện phúc lợi nội sở hữu phòng cháy phương tiện đều bị người đóng cửa đóng cửa hết thảy phòng cháy phương tiện cố ý phóng hỏa phòng cháy viên đã ở tận lực dập tắt lửa theo thời gian trôi qua hỏa thế bị đè ép đi xuống trương huyền rời đi viện phúc lợi rời đi trước hắn còn nhìn đến những cái đó khóc kêu bọn nhỏ, một màn này, làm Trương Huyền siết chặt nắm tay. Cố ý phóng hỏa thiêu viện phúc lợi, trước tiên tắt đi sở hữu phòng cháy thiết bị. Đây là tưởng chí viện phúc lợi bọn nhỏ vào chỗ chết. Viện phúc lợi cháy tin tức, cùng ngay liền ở bằng hữu vòng truyền khai. Trương Huyền tìm gian khách sạn trụ hạ, Hàn Ôn Nhu đã về nhà, hắn cũng không có lại hồi Hàn Ôn Nhu kia. Buổi tối 10 giờ, Trương Huyền di động tiếng chuông đột nhiên vang lên. Tuy rằng di động thay đổi vô số, nhưng điện thoại Hào Trương Huyền vẫn luôn cũng chưa đổi, tiếp khởi điện thoại là Hàn Ôn Nhu đánh tới. Hàn Ôn Nhu trực tiếp ở trong điện thoại hỏi, viện phúc lợi trái tin tức người nghe nói sao? Đã biết, chúng ta nhiệm vụ lần này là đuổi bắt một đám nhập cảnh phần tử, bọn họ thân phận đặc thù, khả năng cùng tiệt giáo có quan hệ. Hàn Ôn Nhu không có chút nào giữ lại, bởi vì nàng biết, cử cục cái gọi là cơ mật, ở cái này nam nhân trước mặt, cái gì đều không tính, lần này phóng hỏa, chính là bọn họ, một hàng bốn người, bọn họ muốn làm, là muốn bắt mỗi ngày, bức Lâm Thanh Hạm, tin tức này, ta đã làm người thông chi Lâm Thanh Hạm, chính là, đối với mỗi ngày, nàng giống như. Hàn ôn nhu nói đến này, liền không tiếp tục nói tiếp. Ta đã biết, Trương Huyền hít sâu một hơi, Lâm Thanh Hạm quên cùng chính mình có quan hệ hết thảy, chỉ sợ ngay cả mỗi ngày, cũng đều đã quên, việc này ngươi không cần lo lắng. Viện phúc lợi bên kia có ta người, Nhiệm vụ của ngươi mục tiêu có manh mối sao? Có một ít, ta chuẩn bị đi ra ngoài tra một chút, có tin tức cùng ngươi liên hệ. Hảo, Trương Huyền gật gật đầu. Cắt được điện thoại sau, Trương Huyền nhìn mắt ngoài phòng âm u không chung, đi rồi ra cửa. Tắc tiếp nước hương, một gian biệt thự đơn lập nội. Lâm Thanh Hạm ngồi ở phòng trong, ngoài phòng, đứng vài tên tuần bộ. Bọn họ nhận được mặt trên truyền đến tin tức, bảo hộ Lâm Thanh Hạm. Trong bóng đêm một đạo thân ảnh phiên vào biệt thự lầu 2, ngoài cửa tuần bộ, không hề có chú ý tới. Trương Huyền nhìn này gian quen thuộc phòng ốc, chính là chính mình trước kia thường xuyên trụ, chính mình cái dương, còn ở trong phòng phóng đâu. Trương Huyền đi xuống lâu, ánh đèn sáng lên, Lâm Thanh Hạm liền ngồi ở trên sofa. Nghe được phía sau truyền đến tiếng bước chân, Lâm Thanh Hạm quay đầu lại, đương nhìn đến là Trương Huyền sau, không có một chút ngoài ý muốn. Tuy rằng bị mất có quan hệ Trương Huyền ký ức, nhưng lâm thanh hạm hiện giờ cũng không phải cái kia chỉ biết công tác cao lãnh nữ tổng tài nhìn đến trương huyền lâm thanh hạm câu đầu tiên lời nói là đã trở lại này như là nghênh đón trượng phu về nhà ngữ khí làm trương huyền sửng sốt một chút lâm thanh hạm chỉ chỉ treo ở trên tường kết hôn chiếu mày liếu hơi hơi vừa nhíu ta và ngươi kết hôn nhìn dáng vẻ ngươi vẫn là quên đâu trương huyền nhún vai ngồi vào lâm thanh hạm đối diện lâm thanh hạm lắc lắc đầu trở về lúc sau, có rất nhiều kỳ quái sự, ta không nhớ rõ ta khi nào bỏ vốn kiến viện phúc lợi, cũng không nhớ rõ một cái kêu trời thiên hài tử, bọn họ nói này đều có liên quan tới ta. Trệ thú tưởng chặt đứt ngươi nhân quả, chỉ là nơi này quá nhiều nhân quả quan hệ, căn bản chảm không sạch sẽ. Trương Huyền cười cười, ta thật cùng ngươi kết hôn, ta không có ấn tượng, Lâm Thanh Hạm còn hỏi vừa rồi vấn đề. Giấy hôn thú ở người phòng kết sắt, ngươi xem một chút đi, phía trước ngươi vẫn luôn đặt ở kia. Trương Huyền nhún vai, mật mã chỉ có người biết, ta cũng không biết là cái gì. Lâm Thanh Hạm nghe được lời này, trực tiếp đứng dậy lên lầu, xuống dưới thời điểm, Lâm Thanh Hạm trong tay sắc sắc thật thật gầm hai trương giấy hôn thú, mặt trên đúng là nàng cùng Trương Huyền. Nói cho ta nghe một chút đi, sao lại thế này? Lâm Thanh Hạm nhìn trước mắt Trương Huyền, rõ ràng đối người này cũng không có nhiều ít ký ức, rõ ràng chỉ là ở đại ngàn giới cùng hắn gặp qua vài lần, nhưng thấy hắn, chính là có một loại quen thuộc cảm, thân thiết cảm chúng ta ở đại ngàn giới bị trẻ thú lừa trương huyền chậm rãi nói đem lúc trước phát sinh sự tình giảng cấp lâm thanh hạm nghe chuyện này là ngươi lựa chọn cũng là ta lựa chọn có một phương không đồng ý nhân quả đều không thể chặt đứt trương huyền thở phào một hơi lâm thanh hạm trong mắt mang này đó nghi hoặc nhưng vẫn là lắc lắc đầu lúc trước sự ta cũng không nhớ rõ chờ ta nhớ tới ngày đó rồi nói sau lâm thanh hạm nhìn mắt giấy hôn thú thượng ngày kỳ quái hỏi hai ta kết hôn lâu như vậy, không có hài tử. Trương Huyền nhìn chằm chằm Lâm Thanh Hạm, theo sau nhẹ giọng cười nói, người như vậy trang, không nguyệt sao. Có ý tứ gì, Lâm Thanh Hạm mày liếu vừa nhíu. Ta cùng ngươi ở bên nhau nhiều năm như vậy, ngươi là cái gì tính cách, ta quá rõ ràng, ngươi như vậy bình tĩnh hỏi ra hai chúng ta không có hài tử loại sự tình này, ngươi xem bình tĩnh, tim đập thực mau đi. Trương Huyền cười, hắn quá rõ ràng, Lâm Thanh Hạm mặt ngoài luôn là một bộ băng sơn nữ tổng tài bộ dáng, nhưng nội tâm chính là cái tiểu nữ hài. Lâm Thanh Hạ mặt đẹp không cấm đỏ lên. Đôi ta, nói thật, Trương Huyền có chút xấu hổ cười cười, chỉ kia gì quá một lần, mỗi ngày là hai ta nhận nuôi, kết hôn trước nửa năm, ngươi cũng không phải thực thích ta, ngươi nếu muốn nghe, ta từ từ giảng cho ngươi nghe. Lâm Thanh Hạm ở trên sofa nhường ra một vị trí, ý tứ thực rõ ràng. Trương Huyền ngồi vào trên sofa. Ta lần đầu tiên gặp ngươi, lúc ấy, ngươi đối ta cũng không có ấn tượng, là ở một cái mùa đông trương huyền ánh mắt lộ ra hồi ức thần sắc đem lúc trước sự một chút một chút nói ra tới thời gian chậm rãi qua đi chân trời dần dần phiên nổi lên bụng bạch lâm thanh hạm như cũng ngồi ở trương huyền đối diện nghe được mùi ngon sao lại đâu sao lại ngươi cho ta để lại một tin tức chỉ có huyền hoàng hai chữ chờ ta tìm được ngươi thời điểm ngươi đã ở hồng sơn ngươi tự nguyện chặt đứt nhân quả ta cũng làm như vậy lựa chọn trương huyền nhún vai Trương Huyền sau khi nói xong, vươn tay, thực tự nhiên đem Lâm Thanh Hạm ôm vào trong lòng. Lâm Thanh Hạm thân thể theo bản năng muốn giấy dụa một chút, nhưng chỉ là giật mình, liền ngoan ngoãn nằm ở Trương Huyền trong lòng ngực. Tuy rằng không nhớ rõ người nam nhân này, tuy rằng trong trí nhớ đối người nam nhân này nói sự không có một chút ấn tượng, nhưng Lâm Thanh Hạm nội tâm, đối người nam nhân này, không có bất luận cái gì kháng cự, ngược lại nằm ở trong lòng ngực hắn cảm giác, còn thực thoải mái. Trong giây lát, Lâm Thanh hạ mày liễu một hoành, không đúng. Cái gì không đúng, Trương Huyền kỳ quái nhìn Lâm Thanh Hạm. Ngươi vì cái gì cũng lựa chọn chặt đứt nhân quả. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền, chất vấn nói, cái loại này tiểu nữ nhân tùy hứng, lập tức liền ra tới. Trương Huyền cười khổ một chút. Lúc ấy thực lực của ta cũng không thể đối kháng hồng tộc. Hồng tộc nói là thương lược, nhưng ta biết, nếu ta không đồng ý, ta khẳng định đi không ra đi hồng sơn. Đệ nhị, lúc ấy ta cũng không có nhìn ra đại ngàn giới âm mưu cho rằng ngươi là thánh nhân chuyển thế đại ngàn giới có nguy cơ chỉ có ngươi có thể đi cứu vớt đệ tam bọn họ cho ta về ta mấu thân tin tức lâm thanh hạm kiều hừ một tiếng ta vì cái gì muốn quên ngươi ta không nhớ rõ nhưng chuyện này hai ta đều có sai đừng nghĩ ta dễ dàng như vậy tha thứ ngươi nữ nhân kia ngang ngược trong ánh mắt hiện lên một mặt sáng tỏ thần sắc trương huyền cười ha ha một tiếng hảo ta sẽ hảo hảo biểu hiện làm ngươi tha thứ ta, bất quá trong khoảng thời gian này, ngươi phải chú ý một chút, ngươi hiện tại huyết mạch chi lực bị phong, tiệt giáo người muốn tìm đến ngươi, bọn họ đã đối viện phúc lợi xuống tay, đơn giản nơi đó có ta an bài người, bên cạnh ngươi cũng có ta người, mặt sau thời gian, ngươi tận lực cẩn thận một chút, chờ ta đem những người đó bắt được tới, nghĩ cách khôi phục trí nhớ của ngươi. Trương huyền vỗ vỗ lâm thanh hạm bả vai, ngao cả đêm, hiện tại ngươi nhưng không thể so phía trước, mau hảo hảo ngủ một giấc đi, bằng không biến thành lão thái bà, đã có thể không ai muốn. Đi ngươi, ngươi mới lão thái bà đâu, lâm thanh hạm hờn dỗi một tiếng. Trương huyền cười lớn một tiếng, một cổ linh khí theo cánh tay dũng mãnh vào lâm thanh hạm trong cơ thể, như vậy có thể cho lâm thanh hạm hảo hảo ngủ một giấc. Làm xong hết thảy lúc sau, trương huyền rời đi tắt tiếp nước hương. Tiểu khu cửa, một chiếc cỗ nát minibus đã ngừng ở này. Trương Huyền đi lên xe. Cha được sao? Trương Huyền ánh mắt giữa, lộ ra một mặt sát ý. Đối với Tiệt Giáo người, Trương Huyền sẽ không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Đối phương hành tung thực ẩn nấp, hơn nữa ở chỗ này có người thế bọn họ yểm hộ, đại nhân, đây là với thị tập đoàn tư liệu, thông qua bọn họ có thể biết những người đó ở đâu. Lái xe người cấp Trương Huyền truyền đạt một văn kiện túi. Trương Huyền xé mở túi văn kiện, liếc mắt một cái đảo qua mặt trên tin tức sau, trong tay bốc cháy lên một đoàn ngọn lửa, văn kiện bị thiêu sạch sẽ. Trương Huyền đi xuống xe, nhìn mắt không chung, buổi sáng 7 giờ đã tới rồi mọi người bắt đầu bận rộn thời điểm. Bởi vì Lâm thị tập đoàn nguyên nhân, Ngân Châu thị dân cư bạo trướng, thành thị cũng được đến bay nhanh phát triển, hấp dẫn tới quá nhiều người, với thị tập đoàn đã từng là tỉnh ngoài một cái đại hình xí nghiệp, tiến quân Ngân Châu lúc sau, được đến phát triển mạnh, hiện tại với thị tập đoàn, ở cả nước đều được hưởng danh khí. Tiệt giáo bối cảnh sao? Trương Huyền lẩm bẩm với thị tập đoàn mấy chữ này theo sau đi nhanh chiều với thị tập đoàn nơi địa phương đi đến. Với thị tập đoàn đối diện một tiệm cà phê nội, Trương Huyền muốn một ly cà phê, vẫn luôn ngồi ở bên trong, quan sát đến với thị tập đoàn nội ra vào người. Với thị tập đoàn nội quan trọng thành viên tư liệu, Trương Huyền đều đã ghi tạc trong lòng. Giữa trưa thời gian, một người thanh niên từ với thị tập đoàn đại lâu đi ra. Trương Huyền ánh mắt một lăng, đây là với thị tập đoàn thiếu Đông ra, hắn tất nhiên cùng Tiệt giáo có thân mật liên hệ trương huyền vừa mới chuẩn bị nhích người tiến lên rồi lại nhìn đến hàn ôn nhu cùng lưu phó quan đi ở với thị tập đoàn thiếu đông ra phía sau lưu phó quan còn nhanh chạy vài bước tiến lên cùng đối phương nói chuyện thực mau đều từ hai người trên mặt thấy được cười to thần sắc hiển nhiên quan hệ không bình thường cái này phát hiện làm trương huyền dừng bước chờ nhìn đến hàn ôn nhu hai người cùng với thị tập đoàn thiếu đông ra tách ra sau trương huyền một chiếc điện thoại đánh tới hàn ôn nhu nơi đó ta nhìn đến ngươi tìm một chỗ hai ta nói chuyện nhận được điện thoại hàn ôn nhu theo bản năng chiều chung quanh nhìn vài lần cũng không có phát hiện trương huyền thân ảnh hướng trong điện thoại nói hảo người nói cái địa phương đi trương huyền nói ra quán cà phê tên sau liền thấy hàn ôn nhu cùng lưu phó quan hai người chiều bên này đi tới tiến tiệm cà phê môn hàn ôn nhu liền thấy được trương huyền thân ảnh lưu phó quan ở nhìn đến trương huyền trước tiên trong mắt liền lộ ra một tia khó chịu thần sắc ta mới vừa nhìn đến ngươi ngươi cùng người kia cái gì quan hệ Trương Huyền đi thẳng vào vấn đề, trực tiếp hỏi. Trương Huyền vấn đề này, làm Lưu Phó quan trong lòng cảm thấy một nhẹ nhàng, nguyên lai cái này Trương Huyền, cùng Hàn Ôn Nhu chi gian cũng không phải nhìn qua cái loại này quan hệ. "Trương tiên sinh, ta cảnh cáo ngươi một chút." Lưu Phó quan ra tiếng, "Chúng ta ở chấp hành nhiệm vụ, rất nhiều chuyện, không phải ngươi có thể hỏi, ngươi tốt nhất đừng hỏi." Trương Huyền quét Lưu Phó quan liếc mắt một cái, không để ý đến, hướng Hàn Ôn Nhu nói, mượn một bước nói chuyện đi. Trương Huyền nói xong, trực tiếp đứng dậy, ra quán cà phê. Hàn ôn nhu nhìn lướt qua lưu phó quan, mở miệng nói, người tại đây chờ ta. Sau khi nói xong, Hàn ôn nhu lập tức chiều Trương Huyền đi phương hướng đuổi theo qua đi. Lưu phó quan ánh mắt mang theo hận ý nhìn mắt Trương Huyền bóng dáng. Tiệm cà phê cửa, Trương Huyền nhìn Hàn ôn nhu, hỏi, các người nhiệm vụ, cùng với thị tập đoàn có quan hệ. Chúng ta muốn truy tra người ở Ngân Châu Thị Mai Danh ẩn tích, vừa rồi cái kia, là Lưu Phó quan giới thiệu, là hắn một người bằng hữu, ở Ngân Châu thì có không tồi nhân mạch, có thể giúp được chúng ta." Hàn Ôn Nhu giải thích. Trương Huyền nhìn mắt tiệm cà phê Lưu Phó quan, Lưu Phó quan ánh mắt đồng thời cũng dừng lại ở Trương Huyền trên người. Ánh mắt tiếp xúc một khắc, Trương Huyền đem ánh mắt rời đi. Trương Huyền này một động tác, làm Lưu Phó quan đắc ý không thôi. Ánh mắt đối chạm vào chung, ai trước rời đi ánh mắt, đó chính là biểu hiện không tự tin ở lưu phó quan xem ra, cái này Trương Huyền, đã thua. Trương Huyền mày nhíu một chút, hướng Hàn Ôn Nhu hỏi, cái này lưu phó quan, có thể tin sao? Hắn ba là lưu ký. Trương Huyền suy nghĩ một chút, theo sau gật gật đầu, người này ta biết, mức độ đáng tin hẳn là không có gì vấn đề, nhưng cũng phải cẩn thận, cái kia với thị tập đoàn có vấn đề, cái này lưu phó quan trung thành độ, ngươi nên thí nghiệm một chút. Hàn Ôn Nhu mày liếu hơi hơi vừa nhíu, ý của ngươi là, với thị tập đoàn, cùng tiệt giáo có quan hệ. Trương Huyền gật đầu, ở ta tin tức phóng, bọn họ có tiệt giáo bối cảnh, người mang theo ta, tiếp xúc một chút với thị tập đoàn người. Hàn ôn nhu hít sâu một hơi, giữa mày lộ ra một mặt ngưng trọng, nàng cũng không có hoài nghi Trương Huyền nói, cũng biết Trương Huyền mạng lưới tình báo có bao nhiêu khủng bố. Hành Vừa rồi lưu phó quan thác hắn điều tra tiệt giáo sự, hắn hẳn là thực mau sẽ cùng chúng ta liên hệ, ngươi liền đi theo ta đi. Hảo, Trương Huyền cùng Hàn Ôn Nhu nói cái gì, Lưu Phó Quan là một câu cũng chưa nghe được, nhưng từ Hàn Ôn Nhu kia không ngừng nhíu mày biểu tình tới xem, khẳng định là cái này Trương Huyền chọc Hàn Ôn Nhu bất mãn. Hàn Ôn Nhu là cái cái dạng gì người, Lưu Phó Quan rất rõ ràng, đối đãi nhiệm vụ thời điểm, không chút cầu thả, vừa rồi kia Trương Huyền hỏi Lưu thiếu thân phận, chính mình hét lớn đây là nhiệm vụ, đã trước tiên đem việc này định tính, nếu cái kia Trương Huyền tiếp tục truy vấn, Hàn Ôn Nhu khẳng định sẽ không kiên nhẫn. Tiệm cà phê môn một lần nữa mở ra, Hàn Ôn Nhu cùng Trương Huyền cùng đi đến. Lưu phó quan chú ý tới Hàn Ôn Nhu cảm xúc có chút hạ xuống, trong lòng cười lạnh càng sâu. "Đi thôi, ăn cơm trước đi." Hàn Ôn Nhu hướng Lưu phó quan nói một tiếng. Lưu phó quan gật gật đầu, đi bãi đỗ xe đem xe lái qua đây. Hàn Ôn Nhu lên xe lúc sau, Trương Huyền cũng đi theo lên xe. Lưu phó quan có chút không vui, hướng Hàn Ôn Nhu nói, "Hàn đội, chúng ta đây là chấp hành nhiệm vụ, hắn." "Làm hắn đi theo đi." Hàn Ôn Nhu mở miệng đánh gãy Lưu phó quan nói, hắn ở Ngân Châu thì cũng đãi thời gian rất lâu, nói không chừng có thể cho chúng ta cung cấp trợ giúp. Hàn Ôn Nhu cũng không có lộ ra quá nhiều. Đầu tiên, Trương Huyền thân phận, đối với Tiệt giáo tới nói, cũng quá quen thuộc. Tiếp theo, giống như là Trương Huyền nói như vậy, Lưu phó quan nếu cùng với thị tập đoàn tiếp xúc, như vậy trung thành độ, là yêu cầu tiến hành trách nhiệm. Này cũng không phải không tín nhiệm, mà là một loại đối nhiệm vụ phụ trách biểu hiện. Lưu phó quan nghe được Hàn Ôn Nhu nói, không cấm bĩu môi, hắn có thể giúp cái gì a? À? Hàn đội, người cũng biết chúng ta nhiệm vụ này đặc thù tính cùng tầm quan trọng. Được rồi, nghe ta đi. Hàn Ôn Nhu có chút không kiên nhẫn đánh gãy Lưu phó quan nói, người ba làm ngươi đi theo tới, hẳn là không phải làm ngươi cùng ta đối nghịch đi, ngươi nếu có không hài lòng, liền cho ngươi ba gọi điện thoại. Lưu phó quan biết Hàn Ôn Nhu tính tình, không dám nói cái gì nữa, chỉ là trong lòng đối Trương Huyền oán niệm càng thêm thâm. Một ngày thời gian, Hàn Ôn Nhu mặc kệ đi đâu, đều mang theo Trương Huyền, cái này làm cho Lưu Phó Quan Nguyên bản tưởng có gần một bước hai người tiếp xúc cơ hội, đều hoàn toàn đánh mất. Lưu Phó Quan là càng xem Trương Huyền, càng cảm thấy phiền. Buổi tối 10 giờ tả hiếu, Lưu Phó Quan điện thoại đột nhiên vang lên. Hàn đội, với thiếu đánh tới, hẳn là có manh mối. Lưu Phó Quan tiếp khởi điện thoại, hướng trong điện thoại ứng vài tiếng sau, hướng Hàn Ôn Nhu nói, Hàn đội, với thiếu làm hai ta đi hào vạn khách sạn, Lưu phó quan nói chuyện thời điểm, đem hai ta này hai chữ, cắn phi thường trọng, nói xong lúc sau, còn quay đầu lại nhìn mắt Trương Huyền. Trương Huyền liền cùng không nghe được giống nhau, tiếp tục ở xe Việt giã hàng phía sau ngồi. Trực tiếp đi thôi, Hàn ôn nhu mở miệng. Lưu phó quan có chút sốt ruột, trực tiếp chỉ vào Trương Huyền hỏi, Hàn đội, kia hắn có phải hay không nên về trước tránh một chút, rốt cuộc chúng ta đi ra ngoài là chấp hành nhiệm vụ. Không cần, Hàn ôn nhu lắc lắc đầu, đi thôi, Hàn đội, với thiếu là nói chỉ làm hai ta đi, chưa nói lại mang người khác. Lưu phó quan lại lần nữa đem hai ta này hai chữ cường điệu một chút. Hàn ôn nhu trên mặt mang theo không kiên nhẫn, vậy không đi đi. Hàn ôn nhu nói đến này, trực tiếp kéo ra cửa xe liền phải xuống xe. Nếu với thị tập đoàn cùng tiệt giáo có quan hệ, không cần thiết cấp cái gì mặt mũi. Tính, các người đi thôi, ta liền không đi theo. Trương Huyền lập tức ra tiếng, đồng thời linh khí bước âm thành tuyến, cấp hàn ôn nhu truyền âm, không cần rút dây động rừng, với thị tập đoàn người hẳn là biết kia bốn người giấu ở nào. Trương Huyền nói xong, mở cửa xe xuống xe. Hàn ôn nhu đem mới vừa kéo ra cửa xe một lần nữa đóng lại. Lưu phó quan nhìn xuống xe rời đi Trương Huyền, hừ lạnh một tiếng, còn tính ngươi có điểm ánh mắt. Lưu phó quan dứt lời, một chân chân ga, thẳng đến hào vạn khách sạn mà đi. Hào vạn khách sạn, là bạc thị mới nhất khai khách sạn, được xưng 6 sao quy mô, khách sạn nội là một cái đại hình tổng hợp khu có thương trường, giải trí thành, sauna, massage ở nơi này tưởng đi dạo phố nơi này có, tưởng tắm rửa massage nơi này có, tưởng uống rượu nơi này còn có, là hiện tại rất nhiều kẻ có tiền lựa chọn tiêu phí địa phương. Hào vạn khách sạn chính là với thị tập đoàn kỳ hạ. Lúc này ở sauna hội sở tư nhân thuê phòng nội với thiên lộ phất tay đem bốn gã ăn mặc nóng bỏng nữ lang đuổi đi, chỉ để lại một người tâm phúc ở chỗ này. Hắn sao? làm sao bây giờ sự, hỏa phóng đi lên, người đâu, người như thế nào không bắt được, với thiên lộ nắm lên bên cạnh gà tàn thuốc, dùng sức nện ở trên mặt đất, gà tàn thuốc dập nát. Tâm phúc cúi đầu, nhỏ giọng nói, viện phúc lợi bên kia có người bảo hộ, là phía trước quang minh đảo người, chúng ta nếm thử ra tay bắt người, nhưng thiếu chút nữa đã bị đối phương phát hiện, những cái đó địa ngục hành giả, tất cả đều trải qua hệ thống huấn luyện. Hắn sao, với thiên lộ mắng to một tiếng, cái gì chó má quang minh đảo, kia hắn sao đều là khi nào ngoạn ý, một đám phàm phu tục tử mà thôi, điểm này đánh rắm đều làm không tốt, hắn sao, cửu cục người cũng bị kinh động, thật hắn sao đen đuổi. Tâm phúc hơi hơi ngẩng đầu nhìn với thiên lộ nước mắt một cái, lại vội vàng đem cúi đầu, thiếu ra, kế tiếp chúng ta như thế nào làm? cửu cục hai người kia không thể lưu, đêm nay liền phải bọn họ chết. Với thiên lộ trên mặt tràn ngập tàn nhẫn, nghe với thiên lộ nói, tâm phúc trên mặt cả kinh, vội vàng nói. Thiếu gia, nếu bọn họ chết ở chúng ta nơi này, sẽ có đại phiền toái. Vì cái gì làm cho bọn họ chết ở ta nơi này? Với Thiên Lộ cười lạnh một tiếng, bọn họ không phải muốn biết kia bốn người tin tức sao? Vậy cho bọn hắn hảo. Với Thiên Lộ trên mặt toàn là tàn nhẫn thần sắc. Đang nói, cửa phòng bị người gõ vang, một người người mặc gợi cảm, diện mạo vũ mỹ nữ nhân đi đến, liền như vậy bước miêu bộ, đi đến với Thiên Mặt Đường trước, hai tay cuốn lấy với Thiên Lộ cổ, bọn họ tới. Làm lại đây đi. Với Thiên Lộ phất phất tay. Hào vạn khách sạn trước đại môn, Hàn Ôn Nhu cùng Lưu Phó quan hai người ngồi trên xe. Đuổi đi Trương Huyền, Lưu Phó quan trên mặt toàn là đắc ý, cùng ta tranh. Không biết ta là ai sao? Không quá vài phút, một nam nhân trung niên đã đi tới. Lưu tiên sinh, với phó đồng ở lầu 7 văn phòng. Lưu Phó quan gật gật đầu, theo sau hướng Hàn Ôn Nhu nói, Hàn đội, ta nói đi, Thiên Lộ người này, thực đủ ý tứ hơn nữa thực kính trọng ta, chỉ cần ta mở miệng, hắn đều sẽ nguyện ý hỗ trợ. Lưu phó quan vỗ vỗ bộ ngực, kiêu ngạo nói. Hàn ôn nhu không nói gì thêm, liền đi theo lưu phó quan phía sau, đi lên khách sạn lầu 7. Lầu 7 văn phòng chung, với thiên lộ ăn mặc một thân hưu nhàn phục, chính cao mày nhìn trên bàn một ít văn kiện báo biểu, hoàn toàn một bộ nỗ lực công tác bộ dáng, cùng vừa rồi ở sau na hội sở nội bộ dáng hoàn toàn bất đồng. Lưu phó quan đẩy môn thấy với thiên lộ, tức khắc cười to nói, Thiên Lộ a, à, như vậy vẫn còn như vậy vội, ta nói ngươi a, à, cũng không thể quá liều mạng. Với Thiên Lộ hơi hơi mỉm cười, khép lại trong tay văn kiện, lắc lắc đầu, "Lưu ca, không thể sau so ngươi này ăn bát sắt a, à, chúng ta này, hơi có không chú ý, khả năng ngày mai liền cái trụ địa phương cũng chưa, mau mời ngồi." Với Thiên Lộ vội vàng đi châm trà. Với thị tập đoàn thiếu đông ra như vậy tự tay làm lấy bộ dáng, làm Lưu phó quan phá lệ hưởng thụ. Lưu phó quan chút nào không khách khí ngồi vào trên sofa. Thiên lộ a, à, ngươi nhưng đến cho ta phao hảo trà. Bằng không ta nhưng không tha cho ngươi. Kia nhất định. Với Thiên lộ liên tục gật đầu. Lưu ca ngươi đã đến rồi, khẳng định là tối cao lễ nghi chiêu đãi. Với Thiên lộ nói, đem phao trà ngon phóng tới Lưu phó quan cùng Hàn ôn nhu trước mặt. Lưu phó quan nâng chung trà lên phẩm một ngụm, lộ ra vẻ mặt hưởng thụ bộ dáng. Này trà không tồi. Với Thiên lộ cười cười, tay cắm ở túi quần run rớt đầu ngón tay tàn lưu bột phấn. Lưu ca, người làm ta tìm người, ta có chút manh mối, nhưng các người nói sự, nói thật ta không hiểu lắm, người nhìn xem có phải hay không mấy người này. Với thiên lộ lấy ra mấy chương ảnh chụp tới, đều là một đám người quậy với nhau. Lưu phó quan nhìn ảnh chụp, đột nhiên kích động lên, chỉ vào trong đó một chương ảnh chụp nói, đúng đúng đúng. Có hắn, chính là hắn, thiên lộ, hắn ở đâu, này ảnh chụp đều là ta cho ngươi gọi điện thoại nửa giờ phía trước chụp, liền ở thành Nam bị thiêu hủy viện phúc lợi, cụ thể bọn họ đi làm gì, ta cũng không biết, nếu này tin tức đối với ngươi có trợ giúp liền hảo. Có, quá có trợ giúp, Lưu phó quan kích động đứng dậy, bắt lấy với Thiên Lộ bả vai, "Thiên Lộ, lần này cảm ơn ngươi, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm." Lưu phó quan nói xong, nhìn thoáng qua Hàn Ôn Nhu, vội vàng mở miệng, "Hàn đội, chúng ta mau đi đi, viện phúc lợi chính là bọn họ phóng hỏa thiêu." bọn họ lại xuất hiện ở kia, khẳng định là có cái gì khác âm mưu. Hiện tại đi, nói không chừng còn có thể đuổi kịp. Hàn Ôn Nhu cảnh giác nhìn thoáng qua ảnh chụp, theo sau lắc lắc đầu, loại địa phương này, bọn họ không có khả năng lâu đãi, chúng ta hiện tại đi cũng vô dụng. Hàn Ôn Nhu phản ứng, làm với Thiên Lộ khẽ cao mày, nhưng cũng chỉ là kia một giây, thực mau liền giãn ra, Hàn đội trưởng nói cũng có đạo lý, ta cũng không hiểu các ngươi chấp hành nhiệm vụ thời điểm là cái dạng gì nhưng lấy ta cái này người làm ăn góc độ tới giảng, phàm là có như vậy một chút cơ hội, đều phải đi thử thử, rốt cuộc cũng không có càng tốt lựa chọn, không phải sao. Đúng vậy Hàn đội, lưu phó quan vội vàng mở miệng, hai ta mau đi xem một chút đi. Hàn ôn nhu xem lưu phó quan kia vẻ mặt nôn nóng bộ dáng, cũng không có nhìn ra cái gì những thứ khác tới, gật gật đầu, cũng hảo, kia đi xem đi. Hàn đội, đi kia lộ ta nhớ kỹ, thiên lộ, cảm ơn ngươi, hôm nào thỉnh ngươi ăn cơm. Lưu phó quan một bên kêu, một bên chạy ra văn phòng, vội vàng chiều dưới lầu mà đi. Hàn ôn nhu đi theo lưu phó quan phía sau, nhìn lưu phó quan bóng dáng, nàng biết một ít lưu phó quan tính cách, hảo đại hỉ công, cái này làm cho nàng hiện tại vô pháp xác định lưu phó quan lập trường. Vừa mới ở chỗ thiên mặt đường trước nói câu nói kia, bản thân chính là vì thử lưu phó quan. Đến nỗi với thị tập đoàn, từ trương huyền mở miệng nói với thị tập đoàn cùng tiệt giáo có quan hệ thời điểm, Hàn ôn nhu liền tin tưởng không nghi ngờ, Hàn Ôn Nhu cũng biết, lúc này đây không có gì bất ngờ xảy ra, với Thiên Lộ đã thiết hạ mai phục. Hàn Ôn Nhu sắp sửa đi mục tiêu địa điểm gửi đi cấp Trương Huyền, theo sau cùng Lưu phó quan lên xe, một đường triều viện Phúc Lợi chạy đến. Kia một hồi lửa lớn, tuy rằng đã dập tắt, nhưng viện Phúc Lợi đã bị thiêu rách nát bất kham, sở hữu hết thảy đều phải trùng kiến, lửa lớn nguyên nhân, liền một ít đường bộ đều đã chịu ảnh hưởng, chung quanh đèn đường cũng đều tức. Đi thông viện Phúc Lợi một cái đường cái thượng, đen nhánh một mảnh. Lưu phó quan đầy mặt hưng phấn, lần này nhiệm vụ này chính là rất quan trọng, hơn nữa vẫn là bởi vì chính mình mới được đến như vậy hữu dụng manh mối. Hàn ôn nhu nhìn lưu phó quan trên mặt hưng phấn, mở miệng hỏi, nơi này một mảnh đen nhánh, với thiên lộ người, là như thế nào nghĩ đến tới bên này tìm manh mối. Hơn nữa với thiên lộ thủ hạ hẳn là không có đỉnh cấp cao thủ đi, kia bốn cái, thực lực tuy rằng không tính là đỉnh cấp, nhưng muốn không kinh động bọn họ tại đây loại hoàn cảnh hạ chụp được như vậy rõ ràng ảnh chụp, chỉ có đỉnh cấp cường giả mới có thể làm được. Hàn ôn nhu đang nói thời điểm, vẫn luôn đều nhìn chằm chằm lưu phó quan mặt. Lưu phó quan ánh mắt giữa như cũ tràn ngập hưng phấn, hàn đội, thiên lộ thực kính trọng ta, ta công đạo chuyện của hắn, hắn khẳng định sẽ dụng tâm đi làm, đến nỗi hắn như thế nào chụp đến ta liền không rõ ràng lắm, nhưng hàn đội, với thị tập đoàn có lớn như vậy quy mô, khẳng định có bọn họ mạng lưới tình báo, người cũng biết chúng ta cửu cục những cái đó làm tình báo, tuy rằng thực lực không được, nhưng ẩn nấp hành tung đều là hảo thủ, hy vọng hai ta đi thời điểm, những người đó còn chưa đi, hôm nay liền đem nhiệm vụ giải quyết. Lập tức hồi đô thành, lưu phó quan thần sắc không có bất luận cái gì dị thường. Hàn ôn nhu cũng không có lại tiếp tục truy vấn đi xuống, an tĩnh ngồi ở chỗ kia. Chiếc xe xuyên qua này đen nhánh con đường, ngừng ở khoảng cách viện phúc lợi 500 mế ngoại địa phương, đường đèn xe tắt, trước mắt hoàn toàn chính là đen nhánh một mảnh. Nơi này không có đèn đường, rời xa khu náo nhiệt, cũng không ai ở tại nơi này, đường viện phúc lợi thiêu hủy lúc sau, nơi này có thể nói là một người đều không có, ngày thường buổi tối tới bên này dạo quanh người, hiện tại cũng sẽ không hướng này chạy. Audio điện tử võ tấn bền Một mảnh đen nhánh hoàn cảnh hạ, hàn ôn nhu cùng lưu phó quan hai người, chậm rãi chiều viện phúc lợi phương hướng sờ so soạc, hai người tốc độ không mau, phá lệ cẩn thận, liền tiếng bước chân cũng không dám quá lớn hai người một đường sờ đến viện phúc lợi tường ngoài mới tu sửa hảo không bao lâu tường ngoài ở lửa lớn chung cũng trở nên rách nát viện phúc lợi kia bởi vì lửa lớn mà bị huân hắc vách tường ở trong đêm đen nhan sắc đều có vẻ càng sâu vài phần hàn ôn nhu cùng lưu phó quan hai người ghé vào tường ngoài mặt sau quan sát đến bên trong suốt mười mấy phút một chút động tĩnh đều không có lưu phó quan trên mặt hưng phấn cũng tại đây chờ đợi quá trình giữa trở nên uể oải lên hàn đội người giống như đã đi rồi lưu phó quan lắc lắc đầu mà đương lưu phó quan lời này mới rơi xuống khi một cái rất nhỏ tiếng bước chân truyền tiến hai người trong tai này tiếng bước chân xuất hiện lập tức khiến cho lưu phó quan trở nên hưng phấn lên hạ giọng hàn đội người còn chưa đi hàn ôn nhu chừng mắt nhìn lưu phó quan liếc mắt một cái lưu phó quan vội vàng che miệng lại nhìn trước mắt một trận sột sột xoạt xoạt tiếng bước chân vang lên liên tiếp bảy đạo thân ảnh xuất hiện ở viện phúc lợi bên trong Hàn đội, kia bốn cái là nhiệm vụ mục tiêu, bọn họ còn có ba cái giúp đỡ, kia bốn cái giao cho ta, còn lại ba cái giao cho ngươi. Lưu phó quan hưng phấn liếm liếm môi, nhéo nắm tay, theo sau khẽ quát một tiếng, động thủ. Lưu phó quan giọng nói rơi xuống khi, hắn cả người đã xông ra ngoài, thẳng đến trong viện kia bảy người mà đi. Trong viện bảy người, sớm có chuẩn bị, thấy Lưu phó quan vọt ra, cười lạnh một tiếng, vội vàng rút ra binh khí đón đi lên. Hàn ôn nhu từ đầu đến cuối đều biết đây là bẫy dập, nhưng nàng tưởng ngăn cản Lưu Phó Quan đã là không còn kịp rồi, chỉ có thể xông lên phía trước nghênh chiến. Lưu Phó Quan sở dĩ dám trực tiếp liền như vậy xông lên đi, là hắn biết nhiệm vụ lần này mục tiêu chiến lực, cũng không như chính mình. Đường Hàn ôn nhu xông lên sau, lập tức phân đi rồi ba người. Lưu Phó Quan lấy một địch bốn, chút nào không rơi hạ phong. Các ngươi không được, tốc độ quá chậm, người chiêu thức không nên như vậy ra, học học ta. Lưu phó quan một bên đối địch, trong miệng vừa nói nói như vậy. Lực lượng quá tiểu. Ha ha, bất kham một kích. Lưu phó quan đại triển thần uy, trong lòng sảng khoái vô cùng. Hàn ôn nhu hướng lưu phó quan hét lớn một tiếng, tốc chiến tốc thắng. Không cần kéo dài, tiểu tâm có trá. Ha ha ha, hàn đội, người quá cẩn thận, hơn nữa, liền như vậy một đám thái kê cùi bắp cho dù có trá, lại có thể thế nào. Lưu Phó Quan hoàn toàn không để bụng. Đúng lúc này, hắc ám giữa, mấy chiếc xe đại đèn đột nhiên chiếu sáng lên viện Phúc Lợi, kia trói mắt ánh đèn chiếu vào Lưu Phó Quan trên mặt. Lưu Phó Quan theo bản năng rũi tay chắn một chút ánh đèn, cũng liền tại đây không đương, hắn bị người một chân đá vào ngực, cả người trực tiếp bị đá lật qua đi. Đột nhiên xuất hiện này đó xe, cửa xe mở ra, mỗi chiếc xe nội đều chui ra mấy người, toàn bộ trong tay cầm vũ khí sắc bén, triều hàn ôn nhu cùng Lưu Phó Quan đánh tới những người này các đều là cao thủ từ nhị đối bảy cục diện lập tức biến thành nhị đối mấy chục lưu phó quan sắc mặt lập tức thay đổi còn không kịp lưu phó quan làm ra cái gì phản ứng hai thanh lưỡi dao sắc bén cũng đã chiều bị đá phiên trên mặt đất lưu phó quan bổ tới lưu phó quan vội vàng một cái lư đả cổn trốn rồi qua đi nhưng kế tiếp còn có nhiều hơn hung khí chiều lưu phó quan đánh tới lưu phó quan đại kinh thất sắc lại vô phía trước tiêu sái cùng đạm nhiên trước triệt hàn ôn nhu lập tức hạ đạt mệnh lệnh lưu phó quan không dám nói thêm câu nữa tàn nhẫn lời nói vừa mới một cây đao thiếu chút nữa tước đi hắn mũi cốt lưu phó quan té ngã lộn nhào tránh thoát bổ tới mấy cái đao nhưng lúc này lại có mấy chiếc xe lái qua đây cửa xe mở ra xuống xe đều là cầm trong tay vũ khí sắc bén người cầm đao xong rồi lưu phó quan sắc mặt trắng bệch một mảnh hàn ôn nhu trong lúc này vẫn luôn quan sát đến lưu phó quan những cái đó người cầm đao đối lưu phó quan căn bản là không có lưu tình, có mấy lần nếu không phải lưu phó quan vận khí tốt, chỉ sợ đã bị thương nặng, tuy là hiện tại, sau lưng cũng xuất hiện vài đạo vết thương. Một trận động cơ tiếng gầm rú từ nơi xa truyền đến, Trương Huyền điều khiển một chiếc cải trang quá chạy băng băng đại gờ, có cao cường độ bọc giáp cùng cao mã lực, trực tiếp đem viện phúc lợi cửa một chiếc xe phá khai. Mau, lên xe, xuyên thấu qua cửa sổ, Trương Nhiên hướng hàn ôn nhu hét lớn một tiếng. Hàn ôn nhu kéo một phen lưu phó quan, hai người tốc độ cực nhanh kéo ra cửa xe, trực tiếp ngồi đi lên. Không đợi hai người đem cửa xe đóng lại, chạy băng băng đại gờ cũng đã phát động, mang theo tiếng gầm dù biến mất ở trong đêm tối, kia tốc độ mau này đó người cầm đao liền truy kích đều không kịp khi. Sao ngươi lại tới đây? Hàn ôn nhu cố ý hỏi một câu. Ta vẫn luôn đi theo ngươi. Trương Huyền quay đầu lại nhìn mắt Lưu Phó Quan, lúc này Lưu Phó Quan trên người vài đạo miệng vết thương, làm Trương Huyền cũng vô pháp trực tiếp định tính người này lập trường. Trương Huyền đem chân ga giẫm rốt cuộc, liên tục mấy cái quẹo vào lúc sau, đem xe dừng lại, hắn nhìn mắt Hàn Ôn Nhu, nói, người tới lái xe đi, các người sự ta không nghĩ tham dự. Trương Huyền sau khi nói xong, trực tiếp nhảy xuống xe. Lưu phó quan tức giận nhìn thoáng qua đã xuống xe chạy xa Trương Huyền, người này, cũng quá nhát gan, đều đã chạy ra, còn sợ cái gì. Hàn Ôn Nhu không nói gì, tiếp nhận điều khiển vị, giẫm hạ chân ga. Trương Huyền sở dĩ cứ như vậy cấp, là hắn sợ hãi, viện phúc lợi những cái đó người cầm đao chạy. Nguyên bản ở được đến những người đó ở viện phúc lợi tin tức sau, Trương Huyền liền có thể trực tiếp ra tay, nhưng chờ tới bây giờ, chính là vì nhìn xem lưu phó quan biểu hiện. Rốt cuộc, tiệt giáo sau lưng là ai, Trương Huyền còn không có làm rõ ràng, lưu phó quan nếu có vấn đề, này sẽ là một cái quan trọng manh mối. Trương Huyền trở lại viện phúc lợi khi, những cái đó người cầm đao đang chuẩn bị rời đi. Các người thật là một đám phế vật, một người nhìn như đầu lính bộ dáng người chính nghe trong điện thoại truyền đến tiếng mắng, mà tiếng mắng chủ nhân đúng là với thiên lộ. lần này cơ hội đánh mất, lại tìm cơ hội giết bọn họ liền khó khăn. phế vật, phế vật, bọn họ có địa phương tuần bộ hiệp trợ, sao có thể không có chi viện? các ngươi động động đầu óc chuyện này đều sẽ không cho các ngươi làm tạp. với thiên lộ phẫn nộ cắt đứt điện thoại. tên này đầu lính sắc mặt cũng phi thường khó coi, còn không chờ hắn ấn diệt di động một đạo hàn mang đã mạt qua cổ hắn cùng thời gian những cái đó người cầm đao cũng bị như vậy đãi ngộ duy độc hàn ôn nhu muốn bắt bắt bốn cái mục tiêu còn bình an không có việc gì đứng ở tại chỗ lần lượt từng mang màu đen mặt nạ thân ảnh xuất hiện ở đêm tối giữa địa ngục hành giả một người tráng hán nhìn người chung quanh sắc mặt tức khắc khó coi lên ai cho các người hạ đạt mục tiêu nói ra ta sẽ làm các người chết nhẹ nhàng một chút trương huyền thân ảnh từ trên bầu trời rơi xuống, xuất hiện ở bốn người trước người. Bốn người này, đều là vẻ mặt hung tướng, hình thể cường tráng, bọn họ nhìn xuất hiện ở trước mắt Trương Huyền. Ha ha, Quang Minh đảo thế nhưng chủ động nhúng tay chuyện này sao? Bất quá, kia thì thế nào? Các người quân vương đã không ở này, còn lại người, đều ở phản cổ trên đảo, chỉ bằng các người này đó ba dưa hai táo, có thể phiên khởi cái gì bọt sóng. Bốn người nhìn trước mắt Trương Huyền, không hề có đem Trương Huyền để vào mắt, tiệt giáo vũ lực hệ thống vẫn luôn là tiệt dạy người lấy làm tự hào địa phương. Tuy rằng ở phía trước, tiệt giáo trải qua quá một lần thảm trọng đả kích, tính cả các giáo chủ ở bên trong rất nhiều cao thủ ngã xuống. Lúc trước người vương trương huyền danh hào vừa ra, liền tiệt giáo thành viên đều run bần bật. Nhưng hiện giờ, người vương trương huyền đã biến mất lâu lắm, vượt qua thiên môn, mà trương huyền lưu tại phản cổ trên đảo những người đó tuy rằng có chút thực lực, nhưng cũng vẫn luôn lưu tại quang minh thánh thành bên trong, đối tiệt giáo cũng không có uy hiếp hiện giờ tiệt giáo nghỉ ngơi lấy lại sức, thực lực khôi phục không ít. Quan trọng nhất chính là, ở này đó thiên, có đại nhân vật tiến đến, đến từ chính thiên môn mặt khác một bên, thực lực vô cùng mạnh mẽ. Liên tính phản cổ trên đảo Quang Minh Thánh thành người tới, cũng đến nuốt hận. Trương huyền tò mò nhìn trước mắt bốn người, các ngươi giống như phi thường không đem ta để vào mắt. Chúng ta tiệt giáo, dựa vào cái gì muốn đem ngươi để vào mắt. Một người tráng hán cười lạnh một tiếng. Các người tiệt giáo lại cường, các ngươi bốn cái, cũng đều là tù nhân đi. Giết các ngươi, hẳn là không phải cái gì việc khó, động thủ. Trương huyền quát lên một tiếng lớn, bốn gã địa ngục hành giả, cầm trong tay hàn mang đi lên. Ai dám? Một đạo tiếng quát đột nhiên vang lên, liền thấy bốn gã địa ngục hành giả toàn bộ bay ngược đi ra ngoài, miệng phun máu tươi. Trương huyền ngẩng đầu, nhìn về phía không trung, một đạo mơ hồ thân ảnh hiện lên, nhìn xuống trương huyền mọi người. Ngươi là ai? Trương Huyền nhìn chằm chằm trên không, quát hỏi nói. Tên của ta, người không xứng biết được. Trên không người vung tay lên, cuồng bạo lực lượng hướng phía dưới vọt tới, này cuồng bạo lực lượng, liền bốn gã tiệt giáo người, đều cảm thấy tim đập nhanh. Đông đảo mang màu đen mặt nạ, cầm trong tay lưỡi dao sắc bén địa ngục hành giả, tại đây cổ cuồng bạo lực lượng hạ, ngay cả đều đứng không vững. Trương Huyền thần sắc cũng trở nên ngưng trọng lên. Ha ha, quang minh đảo, thật là buồn cười phía trên bóng người chẳng hề để ý, liền thấy hắn lại lần nữa phất tay, màu đen linh khí phóng xuất ra tới, thẳng đánh Trương Huyền ngực. Trương Huyền sắc mặt kinh hãi, này một cổ lực lượng trực tiếp làm hắn bay ngược đi ra ngoài, máu tươi không chịu khống chế cuồng phun mà ra. Người vận dụng linh khí, phá hư quy củ, Trương Huyền từ trên mặt đất bò lên, lớn tiếng trách cứ. Quy củ, ta giáo chính là quy củ, ta giáo đại nhân từ thiên môn ngoại trở về, cái gọi là quy củ, ở ta giáo đại nhân trong mắt, chó má đều không phải. Chết! Phía trên người đôi tay dơ lên cao qua đỉnh đầu, màu đen linh khí ở này trong tay tụ tập, hình thành một cái thật lớn viên cầu, theo đối phương đôi tay xuống phía dưới múa may, kia màu đen linh khí cầu tạp rơi xuống, mặt đất chấn động, bắt đầu sụp xuống. Địa ngục hành giả nhóm liền phản kháng lực lượng đều không có, tại đây màu đen quang cầu hạ, phát ra tiếng kêu thảm thiết. Các ngươi bốn cái phế vật, lăn xa một chút, không cần xuất hiện ở ta trong tầm mắt, trên bầu trời người không kiên nhẫn khẽ quát một tiếng bốn gã tiệt giáo tráng hán như được đại xá hoảng sợ rời đi chạy xa sau bọn họ còn quay đầu lại nhìn viện phúc lợi phương hướng nơi đó linh khí tung hoành làm cho bọn họ cảm thấy vô cùng sợ hãi đi mau bốn người không dám quá nhiều lưu lại nhanh chóng rời đi chờ bốn người rời đi sau viện phúc lợi nơi này chiến đấu mới dần dần bình ổn trên bầu trời bóng người biến mất không thấy mà những cái đó đã thân bị trọng thương địa ngục hành giả, một đám sinh long hoạt hổ nhảy lên. Trương Huyền lau hạ khóe miệng đỏ tươi, trầm giọng nói, đi theo bọn họ, có tin tức tùy thời hướng ta hội báo. Từ viện Phúc Lợi chạy ra tới Lưu Phó Quan đã đem thương thế xử lý xong, hai người đều là cao thủ, này đó thương, không tính trở ngại, đều là bị thương ngoài ra. Hàn đội, người không cảm thấy chuyện này có vấn đề sao? Lưu Phó Quan gắt gao nhất quyền. Là có vấn đề, Hàn ôn nhu gật gật đầu, Lưu phó quan nghiến răng nghiến lợi, những người này giống như đã sớm biết chúng ta sẽ đi giống nhau, Thiết Hảo Mai phục. Hàn đội, chúng ta bên trong có quỷ. Hàn Ôn Nhu nhìn chằm chằm Lưu phó quan, hỏi, người cho rằng là ai? Lưu phó quan trong mắt tràn ngập sát ý, biết hai ta hành động người, không có mấy cái, một cái thiên lộ, thiên lộ là khẳng định sẽ không hại ta, kia một cái khác chính là cái kia Trương Huyền. Hắn một đường đi theo chúng ta, biết chúng ta muốn đi đâu. Hàn đội Ngươi không cảm thấy khả nghi sao? Chúng ta tới ngày đầu tiên, cái kia Trương Huyền liền xuất hiện ở nhà ngươi. Ta không biết hai ngươi là cái gì quan hệ, nhưng ta cho rằng hai ngươi quan hệ hẳn là còn không có thân mật đến hắn có thể tùy tiện ở tại ngươi kia. Sao lại hắn theo dõi chúng ta? Chúng ta thấy một chút thiên lộ hắn đều phải chất vấn. Hôm nay lại đã xảy ra loại sự tình này, hắn cùng những người đó là cùng nhau. Hàn Ôn nhu mày liếu vừa nhíu, Lưu phó quan, hôm nay nếu không phải Trương Huyền, hai chúng ta liền chết ở kia nếu là hắn bán đứng hai ta tin tức, cần gì phải muốn cứu chúng ta đâu. Bởi vì hắn không nghĩ chúng ta chết, Lưu Phó quan xác định nói, hắn có khác âm mưu, hôm nay hắn làm này đó, là muốn cho hai ta trình hắn tình, hàn đội, người tin hay không, mặt sau cái kia trương huyền còn sẽ liên hệ hai ta, muốn đi theo chúng ta. Hàn ôn nhu trầm mặc cũng không có ra tiếng. Hàn đội, ngươi không thể bởi vì hắn là người bằng hiếu, liền như vậy che chở hắn, cái này trương huyền khẳng định cùng tiệt giáo có quan hệ, bắt hắn, thẩm vấn hảo, hết thảy chân tướng đại bạch. Lưu phó quan sốt ruột nói. Hàn ôn nhu lắc lắc đầu, với thiên lộ cũng biết hai ta hành tung, địa điểm vẫn là hắn nói cho hai ta, người cho rằng, hắn có thể hay không có hiểm nghi. Không có khả năng, Lưu phó quan trực tiếp phất tay, hàn đội, thiên lộ là ta lão bằng hiếu, hơn nữa thực kính trọng ta, hắn không có khả năng hố ta, cũng không dám. Ngươi nếu không tin, hai ta đi tìm hắn rằng co. Không cần, Hàn ôn nhu lắc lắc đầu, chuyện này nếu đã phát sinh, đối phương khẳng định sẽ không tiếp tục lưu tại Ngân Châu Thị, chúng ta tiếp tục truy tung đi, Trương Huyền cùng với thiên lộ bên kia, hai ta tạm thời đều không cần liên hệ, để tránh rút dây động rừng. Lưu phó quan banh một khuôn mặt, cũng không có nói lời nói. Giờ này khắc này, hào vạn khách sạn. Với thiên lộ nhìn trước mắt bốn gã trắng hán, chửi ầm lên, các ngươi làm cái gì ăn không biết. Xuyên điều cầu đều so các ngươi bốn cái hữu dụng, này đều có thể làm hai người bọn họ chạy. Các ngươi bốn cái cũng không biết xấu hổ trở về. Bọn họ có chi viện, hơn nữa kia chi viện là Quang Minh đảo người, chúng ta người đều đã chết." Một người tráng hán nhỏ giọng nói. "Quang Minh đảo, với Thiên Lộ trong mắt mang theo tàn nhẫn, một cái ngầm thế lực mà thôi, lúc trước bị người thổi đến nhiều thần, ở ta giáo trước mặt, chó má đều không tính. Quang Minh đảo người tới, các ngươi bốn cái như thế nào sống sót?" "Với thiếu, ta giáo có cao thủ tới." Một người tráng hán hưng phấn nói, quang minh đảo những người đó, toàn chết ở ta giáo cao thủ trong tay. Nơi này, các người bốn cái không cần đãi, huyền hoàng huyết mạch sự, giao cho ta giải quyết đi. Với thiên lộ sắc mặt âm trầm, các người bốn cái trường điểm đầu óc, đừng bị người bắt lấy nhược điểm. Với thiếu, chúng ta minh bạch, bốn gã tráng hán gật gật đầu, rời đi nơi này. Chờ bốn người rời đi phòng sau, với thiên lộ trong ánh mắt lộ ra một mặt hàn mang, hướng phía sau phất phất tay, toàn giết, một cái không lưu. Bóng đêm hạ, bốn gã tiệt giáo cao thủ rời đi hào vạn khách sạn, chút nào không biết, với thiên lộ phái sát thủ, đã đi theo phía sau. Liền ở bốn người đã hoàn toàn thả lỏng cảnh giác lúc sau, những cái đó sát thủ đột nhiên động thủ, còn không chờ bọn họ tiếp xúc đến bốn gã tiệt giáo trang hán, âm thầm liền có người xuất hiện, ngăn trở này đó sát thủ. Bốn gã tiệt giáo thành viên, biến mất ở bóng đêm giữa, với thiên lộ phái ra sát thủ, cũng không có thành công âm thầm, quang minh đảo người, đã nhìn chầm chầm đã chết bốn người này. Đối với bên ngoài phát sinh sự, với thiên lộ cũng không cảm kích, nửa giờ sau, mười mấy phút sau, hắn thu được một cái tin tức, mặt trên thuyết minh người đã giải quyết. Nhìn đến này tin tức sau, với thiên lộ mới yên lòng, nhìn chầm chầm trên ảnh chụp nữ nhân, dùng màu đỏ bút ở trên ảnh chụp vẽ cái đại đại ích. Trên ảnh chụp nữ nhân, đúng là Lâm Thanh Hạm. Ngày hôm sau sáng sớm, Trương Huyền thu được tin tức, kia bốn gã tiệt giáo người, đã ngồi xe quay vòng, rời đi ninh tình. Đem tin tức này để lộ cấp cửu cục, Trương Huyền Hạ đạt mệnh lệnh, nghĩ nghĩ lại nói, bảo đảm tin tức có thể truyền tới lưu ký kia. Trương Huyền làm xong cái này lúc sau, lại bắt đầu nghiên cứu khởi với thị tập đoàn tới. Dựa theo tình huống hiện tại tới nói, với thị tập đoàn cần thiết muốn hủy diệt, nhưng việc này một khi làm, lập tức liền sẽ bị tiệt giáo mặt sau người chú ý tới. Nhưng vào lúc này, Trương Huyền đột nhiên nhận được một cái tin tức. Đại nhân, viện phúc lợi người đều bị an bài tới rồi viện dưỡng lão bên kia, đêm qua, có 14 cá nhân trộm lẻn vào viện dưỡng lão, bất quá đã bị giải quyết, cũng có người cầm đao lẻn vào tắc tiếp nước hương, tổng cộng 7 người, cũng đều giải quyết. Thu được tin tức này Trương Huyền, càng nhịn không được muốn xử lý với thị tập đoàn, chỉ cần với thị tập đoàn còn tại đây, mỗi ngày cùng Lâm Thanh hạm liền vô pháp an toàn. Trương Huyền nghĩ nghĩ, trực tiếp đi trước Lâm thị tập đoàn, qua đi nhận lời mời nếu vô pháp dựa đặc thù thủ đoạn giải quyết với thị tập đoàn vậy dùng chút chính quy thủ đoạn đi giờ này khác này hàn ôn nhu cùng lưu phó quan đều thu được mặt trên truyền đến tin tức tiệt giáo thành viên đã bỏ chạy ra ninh tỉnh hành tung đang ở truy tra giữa nhận được tin tức này hàn ôn nhu lập tức quyết định muốn xuất phát không đợi hàn ôn nhu liên hệ lưu phó quan lưu phó quan điện thoại liền chủ động đánh tới hàn ôn nhu nơi này tới hà nội người tới hạ quán cà phê liền chúng ta lần trước thấy Trương Huyền kia ra. Chờ Hàn Ôn Nhu đến quán cà phê thời điểm, liếc mắt một cái liền nhìn đến Lưu Phó Quan ở kia ngồi, Lưu Phó Quan đối diện vẫn là với Thiên Lộ. Hàn Ôn Nhu đương trường liền có một loại dự cảm bất hảo. Hàn đội, người đã đến rồi, mau tới. Lưu Phó Quan vội vàng phất tay. Với Thiên Lộ cũng đứng dậy, hướng Hàn Ôn Nhu gật gật đầu ý bảo. Hàn Ôn Nhu đi qua đi mới vừa ngồi xuống, liền nghe Lưu Phó Quan mở miệng, Hàn đội, nên hỏi ta đã hỏi qua thiên lộ thiên lộ người nói cho hàn đội có phải hay không người muốn hại ta hàn đội trưởng có một số việc người chính là vô hồi ta với thiên lộ buông tay nói đúng ra chuyện này ta không cần thiết cùng ngươi giải thích nhưng có lưu ca tầng này quan hệ ở ta còn là cho rằng muốn nói rõ ràng tương đối hảo là các ngươi chủ động tìm được ta muốn ta cung cấp manh mối ta cũng chỉ là cho các ngươi giúp vội cụ thể có đi hay không là các ngươi làm lựa chọn đối với các ngươi đã chịu mai phục mệnh nguyên một đường loại sự tình này, ta cũng cảm thấy có chút sợ hãi, nhưng ta với thiên lộ là đứng đắn người làm ăn, như thế nào sẽ cùng các ngươi nói những cái đó hung đồ có quan hệ đâu. Hàn đội, nghe được đi, lưu phó quan nhìn Hàn ôn nhu, ta sớm nói, thiên lộ không có khả năng có vấn đề, là chúng ta chủ động tìm thiên lộ hỗ trợ, tương phản, là ngươi cái kia bằng hiếu, vẫn luôn theo dõi chúng ta, xảy ra vấn đề, tất cả đều là bởi vì ngươi cái kia bằng hiếu. Nếu không phải bởi vì hắn, chúng ta ngày hôm qua nhiệm vụ liền thành công, Hàn đội, muốn ta nói, chúng ta trực tiếp đem cái kia trương. Đủ rồi, Hàn ôn nhu đột nhiên quát lớn một tiếng, đánh gãy Lưu Phó Quan nói, Lưu Phó Quan, nên làm như thế nào, lòng ta rất rõ ràng. Ngày hôm qua ngờ vực là ta không đúng, ta hướng với tiên sinh xin lỗi. Hàn ôn nhu sau khi nói xong, đứng dậy, hướng với thiên lộ cúc một cung, với tiên sinh, thực xin lỗi, chúng ta liền trước không quấy dậy với tiên sinh. Hàn ôn nhu nói xong lúc sau, Hướng lưu phó quan quát một tiếng đi, theo sau rời đi tiệm cà phê. Thiên lộ, hôm nào ca ca thỉnh người uống rượu, lưu phó quan vỗ vỗ với thiên lộ bả vai, lần này xin lỗi a, à, còn có nhiệm vụ, liền đi trước vội. Lưu phó quan nói xong, nhanh chóng rời đi tiệm cà phê. Với thiên lộ nhìn hai người bóng dáng, ánh mắt dần dần trở nên lạnh lẽo lên, hắn bát thông một chiếc điện thoại. Nhìn chăm chăm khẩn hai người bọn họ, cái kia họ hàn đã hỏi nghi ta, tìm cơ hội, trực tiếp đem hai người bọn họ làm với thiên lộ sau khi nói xong thu hồi di động chiều làm công cao ốc đi đến ở lâm thị cao ốc trước trương huyền ngẩng đầu nhìn trước mắt này đống đại lâu nội tâm có một loại nói không nên lời cảm giác nhiều năm trước chính mình còn ở nơi này đi làm đảm nhiệm quá nghiệp vụ viên cũng trải qua lão bản lúc này đây tới lại không ai có thể nhận thức chính mình trương huyền bất đắc dĩ lắc lắc đầu đi vào lâm thị cao ốc nội nhân quả bị trảm lâm thanh hạm quên mất chính mình cùng trương huyền quá khứ cùng Lâm Thanh Hạm có quan hệ người, cũng đều quên mất Trương Huyền người này, Lâm Thị Cao Ốc, không ai biết Trương Huyền. Nhưng tốt nhất một chút là, trừ bỏ Trương Huyền bên người bạn tốt bên ngoài, còn lại người, cũng không biết Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền quan hệ. Có thể chứng minh Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền quan hệ, chỉ có kia một chương giấy hôn thú, chẳng sợ cấp Trương Huyền cùng Lâm Thanh Hạm xử lý giấy hôn thú người, cũng đều quên mất hai người tầng này quan hệ. Tiệt giáo, tự nhiên cũng không rõ ràng lắm. Nhân quả việc này, là từ trệ thú làm, hiện giờ, trệ thú đã hoàn toàn diệt vong, không còn nữa tồn tại. Trương Huyền đi vào lâm thị cao ốc. Nhiều năm trước sự, làm rất nhiều người đã biết thế giới này một ít chân tướng, đối với võ giả, cũng có trình độ nhất định nhận chi. Tuy rằng sự tình qua đi thật lâu, ở thị trường kinh tế ảnh hưởng hạ, tiểu thịt tươi lại chiếm lĩnh cao điểm, nhưng dân gian đối với võ giả nhận chi, đã hoàn toàn thay đổi. Giống như là hiện tại Phú Hào cùng các đại nhân vật chọn lựa bảo tiêu khi, đều sẽ hỏi đối phương là cái gì cấp bậc võ giả. Thiên địa huyền hoàng, này bốn cái cấp bậc, phân biệt có bất đồng địa vị, thiên tối cao, hoàng thấp nhất, nhưng cho dù là bình thường hoàng cấp võ giả cũng đủ làm người kính trọng. Trương Huyền đi vào Lâm thị nhân sự chỗ, nhân sự chỗ giám đốc vẫn là mấy năm trước người kia, không có biến hóa. Nhận lời mời chủ tịch Bảo Tiêu, ngươi, nhân sự chỗ giám đốc nhìn từ trên xuống dưới Trương Huyền. Đúng vậy, Trương Huyền mỉm cười gật gật đầu ngươi là cái gì cấp bậc võ giả trưởng phòng nhân sự quét mắt trương huyền cái gì cấp bậc trương huyền bị hỏi có điểm ngốc không phải quy định bình thường xã hội không cho dùng linh khí sao như thế nào hỏi vấn đề đều như vậy mẫn cảm cái gì cấp bậc thiên đạo bốn trọng vẫn là thiên đạo năm trọng nói thật trương huyền đều có điểm không rõ ràng lắm chính mình là cái gì cấp bậc trương huyền lắc lắc đầu ta cũng không biết không biết trưởng phòng nhân sự nhìn trương huyền người liền chính mình là cái gì cấp bậc võ giả cũng không biết liền dám nói tới nhận lời mời chủ tịch bảo tiêu trương huyền lắc lắc đầu ta chỉ là không rõ ràng lắm này thực lực hẳn là như thế nào đi định nghĩa nhưng phù hợp các ngươi chủ tịch bảo tiêu điều kiện hẳn là dư giả dư giả trưởng phòng nhân sự nghe được trương huyền nói không cấm cười lạnh một tiếng chúng ta chủ tịch bảo tiêu ít nhất đều phải hoàng cấp cao thủ hoặc là huyền cấp đứng đầu cường giả ngươi nếu cảm thấy chính mình có thể liền đi thử thử đi hôm nay có không ít phỏng vấn người, chúng ta chỉ tuyển một cái. Hành, Trương Huyền gật gật đầu. Ở trường phòng nhân sự dẫn rất hạ, Trương Huyền đi tới lâm thị cao ốc phụ lầu 1. Hiện tại phụ lầu 1 là trải qua cải biến, là một cái phòng huấn luyện. Hơn nữa Trương Huyền nhìn đến, ở chỗ này, có rất nhiều hệ thống máy trắc nghiệm có thể thí nghiệm lực lượng, tốc độ, phản ứng năng lực chờ. Mà máy trắc nghiệm có thể cho ra điểm, cũng là thiên địa huyền hoàng bốn cái bất đồng cấp bậc. Tại đây tầng trừ một phòng huấn luyện, Trương Huyền thấy được không dưới hơn 20 cá nhân, tất cả đều là tại đây thí nghiệm. Huyền cấp, thế nhưng là huyền cấp. Một đạo tiếng kinh hô truyền tiến Trương Huyền trong tai. Trương Huyền phóng nhãn nhìn lại, một người hơn 20 tuổi tóc dài nữ nhân, đang đứng ở trong đám người, toàn là kiêu căng, người chung quanh, đều dùng một loại sùng bái ánh mắt nhìn nàng. Tuy rằng võ giả chia làm thiên địa huyền hoàng bốn cái cấp bậc, nhưng thiên địa cấp bậc võ giả, thật sự là quá khó gặp tới rồi, hơn nữa có thể đạt tới cái này cấp bậc kia tuổi tác đều rất lớn nghe nói đã đến một ít không muốn người biết địa phương tiếp tục cường đại mình thân mà huyền cấp còn lại là đại gia có thể nhìn thấy đỉnh cấp võ giả một nữ nhân thả tuổi còn trẻ chính là huyền cấp võ giả trường phòng nhân sự tuy rằng nói cần thiết muốn hoàng cấp đỉnh núi hoặc là huyền cấp võ giả mới có thể đương chủ tịch bảo tiêu nhưng lúc này một người huyền cấp cao thủ xuất hiện nàng lập tức liền chạy chậm qua đi như vậy cao thủ khả ngộ bất khả cầu a nếu có thể đem loại này cao thủ lưu lại, Lâm Thị An bảo có thể tăng lên một cái cường độ. Gần nhất ngân châu thị không an ổn tin tức, đã thông qua một ít tiểu đạo tin tức truyền bá ra tới, mà chủ tịch ra ngoài hồi lâu, lúc này mới trở về, trưởng phòng nhân sự tự nhiên tưởng nhanh chóng mời chào một người cao thủ. Đến nỗi Trương Huyền, tắc trực tiếp bị trưởng phòng nhân sự xem nhẹ. "Uy, liền ngươi, đừng sừng sốt, tới thí nghiệm đi." Một người Lâm Thị nhân viên công tác tiếp đón một tiếng Trương Huyền làm Trương Huyền thượng thí nghiệm máy móc. Phân biệt đối tốc độ, phản ứng, cùng với lực lượng này ba cái phương diện tiến hành thí nghiệm. Phản ứng thí nghiệm rất đơn giản, chính là một cái cùng loại với phát bóng cơ giống nhau đồ vật sẽ phóng ra ra người trưởng thành nắm tay lớn nhỏ hình cầu đối Trương Huyền tiến hành công kích, xem Trương Huyền ở tránh né quá trình giữa là như thế nào biểu hiện. Loại này máy móc phát ra bắn ra tới hình cầu, ở người thường trong mắt đã mau thành ảo ảnh, nhưng đối với Trương Huyền mà nói cùng yên lặng trạng thái không có gì khác nhau. Mắt thấy dày đặc hình cầu hướng chính mình đập mà đến, Trương Huyền thậm chí có thể ở này đó hình cầu đến chính mình trước người khi, liền nhẹ nhàng phá hủy phát bóng máy móc, tránh né càng là đơn giản. Nhưng nhiều năm chiến đấu thói quen, cũng không sẽ làm Trương Huyền làm ra cái gì đại biên độ tránh né động tác, chỉ là ở này đó hình cầu đến trước người khi, có thể nhẹ nhàng tránh đi, nhìn như này đó hình cầu đánh trúng Trương Huyền, trên thực tế muốn thương đến Trương Huyền, căn bản là không có khả năng. Thí nghiệm hoàn thành sau, thí nghiệm viên lắc lắc đầu, không đạt tiêu chuẩn, toàn bộ mệnh chung. Toàn bộ mệnh chung, Trương Huyền sửng sốt một chút, không có khả năng, ta đều tránh thoát đi. Cái gì tránh thoát đi? Thí nghiệm viên vẻ mặt không kiên nhẫn, chính ngươi nhìn xem, ngươi tránh thoát đi sao? Tất cả đều đánh tới trên người của ngươi. Ở chậm phóng video chung, những cái đó phóng ra ra tới cầu, đích xác nhìn qua, toàn bộ đánh chúng ở Trương Huyền trên người. Trương Huyền vội vàng giải thích nói, người này chỉ là mắt thường sinh ra ảo giác này đó cầu cũng không có đụng tới ta ta chỉ là ở này đó đồ vật đụng tới ta trước trong nháy mắt làm ra tránh né cho nên nhìn qua sẽ có như vậy thị giác hiệu quả thí nghiệm viên khinh thường nhìn mắt trương huyền người hiểu vẫn là ta hiểu a à. có thể hay không chắc không thể chắc liền cút đi tiếp theo hạng trương huyền có chút nghẹn lời nhưng vẫn là đi tiếp theo hạng thí nghiệm tốc độ thí nghiệm trương huyền được đến cái hoàng cấp đỉnh núi lực lượng thí nghiệm cũng là hoàng cấp đỉnh núi hai cái hoàng cấp đỉnh núi, cũng khiến cho không ít tiếng kinh hô, nếu là ngày thường, khẳng định sẽ có rất nhiều người đi lên kết giao trương huyền, nhưng hiện tại, đại gia lực chú ý, đều ở cái kia huyền cấp cao thủ trên người, không ai chú ý trương huyền. Trương huyền kỳ quái nhìn hai cái thí nghiệm máy móc, dựa theo chính mình sở bày ra ra tới, hẳn là đã đạt tới máy móc có khả năng thừa nhận phong giá trị, nhưng cấp ra kết quả lại chỉ là hoàng cấp tiêu chuẩn. Lương một năm ngàn vạn, mỗi phát sinh một lần nguy hiểm, ta yêu cầu 200 vạn trợ cấp, buổi tối ta cần thiết phải có cũng đủ nghỉ ngơi thời gian cùng với ta tư nhân chỗ ở cùng xe có vấn đề sao tên kia huyền cấp cao thủ cùng trưởng phòng nhân sự đưa ra điều kiện có thể đương nhiên có thể trưởng phòng nhân sự không hề nghĩ ngợi liền đồng ý đây chính là huyền cấp cao thủ a khả ngộ bất khả cầu trương huyền nghe được đối phương điều kiện mày nhân lại người thân là bảo tiêu buổi tối là dễ dàng nhất xuất hiện vấn đề thời gian người còn muốn cũng đủ nghỉ ngơi thời gian Người phải làm hẳn là tận khả năng bên người bảo hộ, mà không phải cùng cố chủ kéo ra khoảng cách, người tư nhân chỗ ở cùng xe, ở người trở về thời gian, người có thể bảo đảm cố chủ không chịu đến thương tổn sao. Huyền cấp nữ nhân nhìn mắt Trương Huyền, mày liễu một hoành, người tính thứ gì? Cũng xứng tới dạy ta làm sự. Tên kia trưởng phòng nhân sự cũng là mày nhân lại. Một người nhân viên công tác lập tức chạy đến trưởng phòng nhân sự bên tai thấp giọng nói, người này phản ứng lực không được, nhưng lực lượng cùng tốc độ đều đạt tới huyền cấp, ta đem số liệu kết quả áp đến hoàng cấp. Thông minh, trưởng phòng nhân sự vừa lòng gật gật đầu, chuyện này mặt sau người có thể đơn độc tìm hắn liêu hạ, nhưng đừng làm hiện trường xuất hiện hai gã huyền cấp cao thủ, bằng không không hảo xong việc, lần trước sự, nhất định không thể lại đã xảy ra. Minh Bạch, tên này thí nghiệm viên gật gật đầu. Trưởng phòng nhân sự nhìn mắt Trương Huyền, nói, người lời nói, đảo cũng có lý, nhưng một người trải qua trước sau hữu hạn, mới vừa nghe thí nghiệm viên nói, Lực lượng của ngươi cùng tốc độ cũng đạt tới hoàng cấp đỉnh núi, nếu ngươi nguyện ý nói, chúng ta có thể cho ngươi khai ra 300 vạn lương một năm, ngươi phụ trách ban đêm an bảo công tác, vị này Tôn Thiến như phụ trách ban ngày an bảo công tác. Tôn Thiến như khinh thường hư lạnh một tiếng, một cái hoàng cấp đỉnh núi, cũng dám ở trước mặt ta không lớn không nhỏ, thứ gì? Nếu không phải ở chỗ này, đổi bất luận cái gì một chỗ, ta đều phải giáo ngươi như thế nào quản hảo ngươi kia há mồm. Trương Huyền nhìn mắt đối phương, cũng không có nói lời nói. trưởng phòng nhân sự vội vàng ra tới đánh giảng hòa, mang tôn thiến như rời đi nơi này. mà tên kia thí nghiệm viên cũng chạy chậm đến trương huyền trước mặt, nhỏ giọng nói: trương tiên sinh, ngựa ngùng a, người huyền cấp tin tức chúng ta không có biện pháp nói ra đi. người đãi ngộ cùng vừa mới vị kia nữ sĩ giống nhau, lương một năm ngàn vạn, nhà ngang cùng xe, mỗi chấp hành một lần nhiệm vụ có hai trăm vạn trợ cấp. huyền cấp cao thủ, khả ngộ bất khả cầu. mà lâm thì tập đoàn lại tài đại khí thô, ở vì chủ tịch lựa chọn bảo tiêu chuyện này mặt trên, đãi ngộ cấp phi thường cao. Giấu diếm ta huyền cấp sự thật, Trương Huyền nghi hoặc nhìn đối phương, vừa rồi hắn còn đang suy nghĩ chính mình biểu hiện lực lượng cùng tốc độ như thế nào mới hoàng cấp. Này cũng không có biện pháp, tên này thí nghiệm viên vẻ mặt xin lỗi, phía trước phát sinh quá một ít không thoải mái sự, một khi có huyền cấp cao thủ xuất hiện, sẽ có người truy phùng, phía trước xuất hiện hai gã huyền cấp cao thủ, ở mọi người truy phùng hạ, kia hai gã cao thủ đánh nhau rồi, Đến cuối cùng hai người lưỡng bại câu thương, một người chặt đứt chân, một người chặt đứt tay, cuối cùng rất khó xong việc, cho nên vừa mới mới. Trương Tiên Sinh người cũng nhìn đến, vị kia tôn nữ sĩ tính tình không phải thực hảo. Trương Huyền Yên lặng gật gật đầu, cũng chưa nói cái gì. Đối với đãi ngộ cùng mặt mũi loại sự tình này, hắn cũng không có để ở trong lòng, rốt cuộc tại đây mục đích chỉ là vì bảo hộ Lâm Thanh Hạc, tiệt giáo kế tiếp khẳng định sẽ có đại động tác hơn nữa ở sắp tới liền sẽ làm khó dễ, những người này không dám kéo lâu lắm. Trương Huyền cùng ngày nhập chức, hơn nữa Lâm Thị cấp chuẩn bị xe cùng phòng. Phòng là xa hoa độc thân chung cư, 300 nhiều bình, còn mang ban công vô biên bể bơi, nơi này tiểu khu cũng là gần nhất mới khai phá hoàn thành. Như vậy một bộ độc thân chung cư, 1.200 vạn trở lên, Ngân Châu thị hiện giờ giá nhà tăng cao, xe cũng cấp Trương Huyền xứng chính là chạy băng băng S cấp, thượng trăm vạn siêu xe. Một cái bảo tiêu liền có tốt như vậy đãi ngộ, có thể thấy được hiện giờ đại gia đối võ giả coi trọng độ đích xác để cao quá nhiều quá nhiều. Xuất nhập tiểu khu, đều là siêu xe. Trương Huyền An tĩnh ngồi ở trong phòng. Ở Trương Huyền di động thượng, một cái tiếp một cái tin tức truyền đến. Có kia bốn gã đã bỏ chạy đi tiệt giáo thành viên tin tức, có hàn ôn nhu bọn họ truy tung tin tức, cũng có quan hệ với đô thành cửu cục tổng bộ bên kia nhân viên ra vào tin tức, còn có ngân châu thị với thị cao ốc tin tức với thị cao ốc nội với thiên lộ phẫn nộ đem gạt tàn thuốc trên mặt đất rơi dập nát nhất bang phế vật cho các ngươi làm cái gì đều làm không tốt một cái ở tại viện dưỡng lão đều trị không được một cái ở nhà trụ vẫn là trị không được đơn giản như vậy sự liền như vậy khó sao a à, với thiên lộ khí lớn tiếng giết gào với thiên mặt đường trước tâm phúc đứng ở nơi đó một tiếng đều không cổ họng tương đương thiên lộ hỏa khí điểm nhỏ tâm phúc lúc này mới ra tiếng thiếu gia, có quang minh đảo người ở chung quanh nhìn, chúng ta người đều bị quang minh đảo ngăn cản. Thật là một đám con dẹp, với thiên lộ tức giận mắng một tiếng, cái gì chó má quang minh đảo, nếu không phải ta giáo không trương dương, đã sớm cấp này cái gì quang minh đảo diệt phong. Cái kia họ lâm thế nào, vẫn là không ra khỏi cửa sao. Tâm phúc lắc lắc đầu, vậy bước nàng ra cửa, từ giờ trở đi, không lưu dư lực, với thị tập đoàn trên dưới, toàn bộ chèn ép lâm thị, liền nói, ta tưởng cùng Lâm Thanh Hạm thấy một mặt. Với thiên lộ trong mắt lập lòe sát ý, làm ngươi tìm người, tìm được rồi sao? Tìm được rồi, định nghĩa là huyền cấp đỉnh núi cao thủ, trên thực tế là địa cấp. Tâm Phúc cúi đầu trả lời. Địa cấp, với thiên lộ ánh mắt lộ ra một mặt nghi hoặc thần sắc, hành, làm hắn thử xem đi, chỉ cần làm thịt cái này họ Lâm, chúng ta nhiệm vụ liền hoàn thành. Tâm Phúc gật gật đầu, yên lặng rời đi với thiên lộ văn phòng. Ngày nay với thị tập đoàn đột nhiên tạo áp lực, bắt đầu mạnh mẽ đả kích lâm thị tập đoàn. Với thị tập đoàn bản thân liền có rất mạnh bối cảnh, tài lực cũng không dung khinh thường, tuy rằng so ra kém lâm thị tập đoàn, nhưng nếu bị như vậy một cái tập đoàn nổi điên dường như nhầm vào, đối với lâm thị tập đoàn đả kích cũng là phi thường đại. Gần một ngày thời gian, lâm thị tập đoàn cổ phiếu liền nghiêm trọng co lại. Này cũng chỉ là ở cổ phiếu phương diện, sở hữu lâm thị tập đoàn sản nghiệp, đều có người kết bè kết đội quá khứ chống lại, phơi một ít Lâm thị tập đoàn Hắc Liêu. Lâm thị làm lớn như vậy, tất nhiên sẽ có rất nhiều xử lý không đến vị sự tình, những việc này khả đại khả tiểu, mà lúc này bị người lấy ra tới, vô hạn phóng đại. Tân truyền thông là một cái có thể nhanh chóng truyền bá tin tức địa phương, một ít tin tức bị người cố ý tản đi ra ngoài, thực mau liền ở tân truyền thông các đại ngôi cao điên cuồng truyền bá lên, đối Lâm thị tạo thành cực đại ảnh hưởng. Nay, chỉ là trong vòng một ngày phát sinh sự tình với thị tập đoàn sau lưng có thật lớn năng lượng. Hiện giờ Lâm thị tập đoàn là từ Lâm Thanh Hạ muội muội từ Uyển đảm nhiệm chủ tịch, từ bí thư lý phụ trợ. Từ Uyển bản thân đối tập đoàn sự tình cũng không có nhiều ít hứng thú, Lâm Thanh Hạm rời khỏi sau, nàng là bị bắt tiền nhiệm, phía trước có bí thư lý phụ tá, một chút sự tình đảo cũng xử lý gọn gàng ngăn nắp, nhưng hôm nay gặp đến nhằm vào lúc sau, Từ Uyển lập tức hoảng sợ. Lâm thị quân sư đoàn cũng suốt đêm mở họp, liền với thị tập đoàn sự tình, làm ra phản ứng. Sáng sớm hôm sau, Lâm thị tập đoàn quân sư đoàn liền đi trước với thị tập đoàn đàm phán. Ở sinh ý trong sân, sở hữu sự tình, đều là có thể nói, Lâm thị quân sư đoàn có tuyệt đối tin tưởng, nhưng tự tin mà đi, sát vũ mà về. Dùng Lâm thị quân sư đoàn nói tới nói, với thị tập đoàn, căn bản chính là củi gạo không tiến, mặc kệ Lâm thị đưa ra cái dạng gì điều kiện, với thị tập đoàn đều không tiếp thu, với thị tập đoàn giống như chính là một bộ chính mình sắp muốn chết, nhưng chết phía trước cũng muốn đem lâm thị kéo xuống, thủy cảm giác loại này kẻ điên giống nhau, không muốn sống chơi pháp, làm lâm thị thật sự khó có thể thừa nhận. tuy rằng lấy lâm thị quy mô, liền tính là với thị hoàn toàn đổ, cũng vô pháp phản ngã lâm thị, nhưng ít ra có thể làm lâm thị tổn thất trăm tỷ. lấy với thị quy mô, hoàn toàn có thể làm được điểm này. sự tình liên tục lên men, ba ngày thời gian, lâm thị cũng đã bị đẩy thượng phong khẩu lãng tiêm các loại hắc liêu phơi ra. Mỗi một cái hắc liêu phía dưới đều có rất nhiều người cùng phong, đây là tư bản lực lượng, mặc kệ nhìn đến người tin hay không, nhưng Lâm thị Thanh Danh đã ở đi xuống sườn núi đường đi. Với thị không muốn sống chơi pháp, không tiếp thu bất luận cái gì đàm phán chơi pháp, làm ai đều xem không rõ. Lâm thị quân sư đoàn mỗi ngày đều suy nghĩ biện pháp, xã giao đoàn đội cũng cả ngày thành đêm nỗ lực, nhưng hiệu quả rất kém cỏi. Hiện tại người rất vui lòng nhìn thấy một cái đại xí nghiệp ầm ầm sập hơn nữa lâm thị sở chiếm cứ bánh kem thật sự là quá nhiều có rất nhiều xí nghiệp ước gì lâm thị đổ như vậy đại gia nói không chừng còn có thể từ giữa phân ly canh ta muốn thấy một mặt trong truyền thuyết thương nghiệp nữ vương lâm thanh Hạc, không biết vị này thương nghiệp nữ vương có cho hay không ta cái này mặt mũi với thị tập đoàn thiếu đông gia với thiên lộ phát ra như vậy một cái tin tức tin tức này một chút đã bị người bắt giữ tới rồi với thị tập đoàn đột nhiên làm lớn như vậy động tác nguyên lai like là vì một nữ nhân vì một cái đã từng đem lâm thị tập đoàn mang lên đỉnh nữ nhân. Với thị tập đoàn làm nhiều như vậy, chính là đang ép lâm thị, nói đúng ra, là bức vị kia thương nghiệp nữ vương lâm thanh Hạm muốn thấy thượng một mặt. Với thị tập đoàn hiện tại biểu hiện ra ngoài bộ dáng, là đã điên cuồng, có thể tưởng tượng, nếu lâm thanh hạm cự tuyệt, như vậy với thị tập đoàn kế tiếp động tác, chỉ biết ác hơn. Lâm thị tuy rằng họ lâm, nhưng phát triển nhiều năm, trải qua không ngừng góp vốn, hợp tác, Lâm gia tuy rằng vẫn là hoàn toàn cổ phần khống chế, nhưng cổ quyền chỉ có 56%. Hiện giờ Lâm thị bị hao tổn, đều không phải là Lâm gia bên trong sự tình, từ sự tình lên men ngày đầu tiên bắt đầu, Lâm gia liền thừa nhận rồi rất lớn áp lực. Hiện tại, với thị tập đoàn thiếu đông gia công nhiên kêu gọi, muốn gặp Lâm Thanh Hạm. Khắp nơi dưới áp lực, cũng là vì Lâm Thị có thể càng tốt sinh tồn, Lâm Thanh Hạm ra tiếng. Thấy, gặp mặt địa điểm, cũng không ở Ngân Châu Thị, mà là ở cách vách an thị. Trương Huyền cùng Tôn Thiến như làm Lâm Thanh Hạm bảo tiêu, lúc này đây, tự nhiên là cùng đi đi trước. Lâm thị cao ốc đỉnh tầng văn phòng nội, khi cách thật lâu, Lâm Thanh Hạm lại lần nữa ngồi vào nơi này. Bí thư Lý ở trước cửa chờ, đương Trương Huyền cùng Tôn Thiến như đã đến khi, bí thư Lý hơi hơi không người, làm cái thỉnh thủ thế. Tôn nữ sĩ, Trương Tiên Sinh, Lâm Đồng đã ở bên trong. Bí thư Lý kia một tiếng Trương Tiên Sinh, làm Trương Huyền cảm giác lại về tới lúc trước, bất quá bí thư lý trong mắt xa lạ ánh mắt, vẫn là làm Trương Huyền rõ ràng, đối với bí thư lý tới nói, chính mình chỉ là một cái trước kia trước nay đều không có xuất hiện quá người mà thôi. Tôn Thiến như kiêu căng đi vào văn phòng. Lâm Thanh Hạm ngồi ở chủ tịch vị trí thượng. Nhìn đến Tôn Thiến như cùng Trương Huyền tiến vào, Lâm Thanh Hạm biểu hiện thực bình tĩnh, duỗi tay làm cái thỉnh thủ thế, hai vị, ngồi đi. Đối mặt Tôn Thiến như cái này huyền cấp cao thủ, Trương Huyền cũng không có biểu lộ ra quá mức khách khí cảm giác, Lâm Thanh Hạm tuy rằng huyết mạch bị phong, thực lực toàn vô, nhưng nàng tầm mắt trước sau bãi tại nơi đó. Lâm Thanh Hạm thái độ làm tôn thiến như trên mặt có chút không vui, nhưng vẫn là nhịn xuống không có ra tiếng, chiều trên sofa ngồi xuống. Bí thư Lý đi đến, mở miệng nói, hai vị, lúc này đây, Lâm Đồng muốn đi trước An Thị, một đường đều yêu cầu hai vị hộ tống, tin tưởng hai vị ở phương diện này so với ta càng có kinh nghiệm, chúng ta kiến nghị hành trình là. Không cần, tôn thiến như phất phất tay, trực tiếp đánh gãy bí thư lý nói, lộ trình từ ta an bài, còn lại sự không cần các ngươi nhọc lòng, dựa theo hiệp nghị, các ngươi yêu cầu trước tiên chi trả ta 100 vạn nhiệm vụ trợ cấp, ở nhiệm vụ hoàn thành sau, chi trả mặt khác một nửa. Đương nhiên, bí thư lý gật gật đầu. Vậy đừng nói nhảm nữa, nhích người đi, tôn thiến như trực tiếp đứng dậy. Từ từ, Trương Huyền đột nhiên mở miệng, ta tưởng, này với thị tập đoàn đột nhiên ước lâm tổng gặp mặt, hơn nữa vẫn là ở an thị, với thị tập đoàn thiếu đông gia không có khả năng chỉ là vì thấy một mặt liền làm ra như vậy trận trược, chúng ta vẫn là tiểu tâm vì thường. Tôn thiến như chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, người hiểu vẫn là ta hiểu. Liền tính là có nguy hiểm, làm việc kéo dài, chỉ biết cấp đối phương lưu cơ hội, hành động muốn nhanh chóng, không cần đem thời gian lãng phí ở địa phương khác, hiện tại xuất phát. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái. Trương Huyền yên lặng sau khi gật đầu, Lâm Thanh Hạm đứng dậy mở miệng, "Vậy xuất phát đi." Lúc này đây hành trình cũng không có rất nhiều người, chỉ có Trương Huyền, Lâm Thanh Hạm, Tôn Thiến Như cùng với bí thư Lý. Bốn người ngồi xe, thẳng đến sân bay mà đi. Đang đi tới sân bay trên đường, vẫn luôn là Trương Huyền lái xe, Trương Huyền chú ý tới, chiếc xe vừa mới rời đi Lâm thị cao ốc, cũng đã bị người theo dõi, hơn nữa đối phương thủ đoạn phi thường đanh đá chua ngoa, tính cảnh giác cực cao, một đường đều ở không ngừng biến ảo chiếc xe nếu không có Trương Huyền trình độ cao siêu, chỉ sợ đã bị người nắm lấy cơ hội. Bí thư Lý ngồi ở trên ghế phụ, cũng không biết đã xảy ra cái gì, mà Tôn Thiến như ngồi ở ghế sau Lâm Thanh Hạm bên cạnh, chính nhắm hai mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Tôn đội trưởng, phiền toái người giúp ta chú ý một chút hai sườn, ta sợ hãi sẽ có vấn đề phát sinh. Trương Huyền nhìn mắt Tôn Thiến như. Lúc này Trương Huyền điều khiển chiếc xe, muốn tránh né đối phương theo dõi nhưng thật ra không khó, nhưng liền sợ đối phương trực tiếp mạnh bạo, mấy chiếc xe vận tải đột nhiên đánh tới, cho dù là Trương Huyền đều tránh né không kịp, rốt cuộc xe tính năng liền đặt ở này, hơn nữa ở không thể sử dụng khí dưới tình huống, sự tình xử lý lên sẽ phi thường phiền toái, một khi bại lộ thân phận, rất có thể sẽ bị trốn tránh ở phía sau người cảnh giác lên. Hiện giờ, sự tình đã càng ngày càng tiếp cận thật giống, một tầng tầng thế lực dần dần trồi lên mặt nước, càng đến lúc này, hành sự liền càng phải cẩn thận. Nghe Trương Huyền nói, Tôn Tiến như hơi hơi trợn mắt, ánh mắt lộ ra một mặt không kiên nhẫn thần sắc, hảo hảo lái xe của ngươi, này rõ như ban ngày hạ, đại đường cái thượng, như thế nào sẽ có nguy hiểm. Trương huyền quan sát đến hai sườn kính chiếu hậu, đột nhiên, hai cái quái vật khổng lồ xuất hiện ở con đường hai sườn, là bùn xe bồn. Này tuyệt đối là đường cái thượng đại gia hỏa. Này hai cái bùn xe bồn một tả một hữu đem trương huyền điều khiển xe kẹp ở trung ương, hai chiếc bùn xe bồn bình thường chạy vài giây, theo sau đột nhiên bắt đầu ra tốc. Ở trương huyền phía trước, con đường ủng đổ, từng chiếc xe bài ngừng ở nơi này. Hai chiếc bồn xe bồn lại vào lúc này lựa chọn ra tốc, kia ôm cái dạng gì tâm lý cùng mục đích, Trương Huyền là phi thường rõ ràng, chỉ bằng bồn xe bồn trọng lượng cùng lực đánh vào, chính mình sở điều khiển này chiếc xe con, tuyệt đối có thể bị áp thành môn ném đĩa. Thời điểm mấu chốt, Trương Huyền một chân dẫm hạ chân ga, chiếc xe bỗng nhiên vào tới trước, phía trước dừng lại một chiếc xe trực tiếp bị Trương Huyền rỗi ra 2 mét xa, Trương Huyền sở điều khiển chiếc xe cũng từ khe hở chung chui đi ra ngoài, tuy rằng thân xe va chạm phi thường lợi hại, nhưng cũng tránh thoát hai chiếc bùn xe bồn đánh sâu vào phạm vi. Trương Huyền đột nhiên ra tốc, làm hai chiếc bùn xe bồn không phản ứng lại đây, trực tiếp đụng vào nhau, chiều bên cạnh lật nghiêng qua đi. Bên trong xe tôn thiến như thân thể một cái lảo đảo, ổn định thân hình sau chừng mắt Trương Huyền quát, người rốt cuộc có thể hay không lái xe. Làm gì đâu. Bí thư Lý cũng chừng mắt nhìn Trương Huyền liếc mắt một cái, theo sau mở cửa xe, xuống xe xử lý khởi va chạm sự tình tới. Trương Huyền không để ý tới nhiều như vậy, mở cửa xe, liền chiều bên cạnh đi đến. Nơi này phát sinh động tính, một chút liền đưa tới rất nhiều người vây xem lại đây. Mà Tôn Thiến như cũng vội vàng che chở Lâm Thanh Hạm từ bên trong xe chui ra tới, vừa muốn quát lớn Trương Huyền, phát hiện Trương Huyền đã chui vào đám người giữa chạy. Trương Huyền ánh mắt như hấp, trong đám người che giấu nguy hiểm hắn liếc mắt một cái liền nhìn ra tới, một người nữ tính, 17 đến 18 tuổi bộ dáng, trên người còn ăn mặc giáo phục, nhưng ở lòng bàn tay chỗ, lại cất giấu một cây cương châm, châm thượng đồ có kịch độc. Nữ nhân này xâm nhập trong đám người, chậm rãi chiều lâm thanh hạm nơi địa phương tiếp cận. Nữ nhân càng tới càng tiếp cận lâm thanh hạm, trong tay cũng dần dần có động tác, đã có thể vào lúc này, nàng đột nhiên cảm thấy hai tay tê dần, thế nhưng không có chi giác, ngay sau đó, hai chân cũng có một loại sử không thượng lực cảm giác. Người vận khí tốt, có thể sống lâu trong chốc lát. Một đạo thanh âm từ nữ nhân sau lưng vang lên, nữ nhân nháy mắt kinh ra một thân mồ hôi lạnh, nhưng thân thể của nàng lại không nghe chính mình sai sự, tưởng quay đầu lại thấy rõ nói chuyện người bộ dáng, lại như thế nào cũng làm không đến. Trương huyền thân ảnh ở trong đám người xuyên qua, một người dáng người cầu lũ bà lão, cũng định ở đám người giữa, không thể động đậy. Một người kẹp công văn bao nam nhân, cũng là như thế. Đã từng, Trương huyền dùng quá bất đồng thân phận, chấp hành quá vô số lần ám sát nhiệm vụ. Địa ngục hành giả, trải rộng thế giới các nơi, bọn họ có thể là tùy ý một loại thân phận, nhưng ở chấp hành nhiệm vụ khi, đều sẽ hóa thành máu lạnh vô tình sát thủ. Trương Huyền có thể phát hiện này đó giấu ở đám người giữa sát thủ, cùng thực lực không quan hệ, này hết thảy tất cả đều là kinh nghiệm cho phép, không có cường đại kinh nghiệm, cho dù là một người thiên đạo cửu trọng cường giả đã đến, cũng không có khả năng nhẹ nhàng phát hiện này đó giấu ở trong đám người sát thủ, thực lực cường đại, chỉ có thể bảo đảm này đó sát thủ ở động thủ khi sẽ không thành công, nhưng lại không thể ở này đó sát thủ động thủ trước, liền đem này toàn bộ diệt phong. Chờ Trương Huyền giải quyết xong trong đám người người, Bí Thư Lý cũng xử lý tốt đâm xe sự tình, cùng Lâm Thị hợp tác công ty bảo hiểm trước tiên phái người lại đây, công ty cũng an bài tài xế một lần nữa tặng xe tới. Trương Huyền một lần nữa trở lại xe bên. Người làm gì đi, tôn thiến như vừa thấy Trương Huyền, liền lớn tiếng quát lớn, người đối chính mình vừa mới thất trách hành vi, liền không có một chút muốn nói sao. Người biết ở chấp hành nhiệm vụ thời điểm, chiếc xe phát sinh va chạm khả năng sẽ khiến cho cái gì hậu quả sao? Người biết ở vừa mới đám người dày đặc thời điểm, cất giấu cái dạng gì nguy hiểm sao? Người vì trốn tránh trách nhiệm liền trốn đi, thấy sự tình xử lý xong rồi mới xuất hiện. Người có biết hay không, người đây là nghiêm trọng thất trách. Hảo, chúng ta mau xuất phát đi, lâm thanh hạm ra tiếng, đánh gãy tôn thiến như quát mắng. Trải qua chuyện vừa rồi, bí thư lý đối trương huyền lái xe trình độ cũng không tin, chuyên môn an bài tài xế, đưa mọi người đi sân bay. Nơi này sự cố xử lý xong, đám người dần dần tan đi. Mà kia ba gã ở đám người giữa vô pháp nhúc nhích người, cũng bị người kéo đi, hết thảy, đều có vẻ thực bình thường. Sát thủ không chỗ không ở, địa ngục hành giả, đồng dạng không chỗ không ở. An Thị, một nhà xa hoa khách sạn chung, với thiên lộ nghe tâm phúc truyền đến báo cáo, sắc mặt âm trầm. Này họ Lâm, vận khí tốt nếu không phải những cái đó quang minh đảo người, nàng sớm chết vô số lần. Vì cái gì, rốt cuộc vì cái gì, vì cái gì quang minh đảo sẽ che chở họ lâm, với thiên lộ lớn tiếng rít gào. Lâm thanh hạm đối trương huyền chi gian nhân quả bị chảm, không riêng gì lâm thanh hạm bên người người quên mất trương huyền người này, ngay cả địch nhân cũng quên mất trương huyền người này. Này đối với tình huống hiện tại tới nói, là thực tốt sự. Trước nhận thức Lâm Thanh Hạm lại nhận thức Trương Huyền, sẽ bởi vì Lâm Thanh Hạm nhân quả nguyên nhân, không nhớ rõ Trương Huyền. Mà bởi vì Trương Huyền mới nhận thức Lâm Thanh Hạ, tắc sẽ còn nhớ người này. Đến núi Quang Minh đảo, Địa Ngục Quân Vương biết Trương Huyền thân phận thật sự vốn là không nhiều lắm, địch nhân đã tất cả đều tử tuyệt. Với Thiên Lộ tiếng gầm gừ hạ, Tâm Phúc không dám nói lời nào. Qua đã lâu, với Thiên Lộ mới dần dần bình phục xuống dưới, hắn thưởng thức ngón tay cái thượng nhẫn ban chỉ, lạnh lùng nói, người tìm người kia đã tới đi. Đã tới rồi cho hắn tiêm vào dược tề, với Thiên Lộ ánh mắt lộ ra hung mang, chuyện này nhất định phải hoàn thành. Minh Bạch, Tâm Phúc lui ra. Với Thiên Lộ ngồi ở chỗ kia, cầm lấy di động, đã phát cái tin tức đi ra ngoài. Cho ta cha, Quang Minh đảo cùng họ Lâm Chi Gian có quan hệ gì? Giờ này khắc này, Lâm Thanh hạm đám người đã bước lên đi trước An thị tư nhân phi cơ. Lâm thị tư nhân phi cơ An bảo, người điều khiển, cùng với không thừa, tất cả đều bị đổi thành Quang Minh đảo người. Thượng nơi này, chỉ cần đối phương không làm cái gì không kích là hoàn toàn an toàn. Trương Huyền cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn ngồi ở bên cửa sổ, suy tư. Thánh địa người tới nơi này lúc sau, Tiệt giáo lập tức triển khai thế công, chứng minh đối phương cũng thực sốt ruột, mà chính mình phía trước bước bọn họ một phen, bọn họ khẳng định sẽ nghĩ cách tra chính mình thân phận, ở phản cổ trên đảo người nọ vương thân phận khẳng định có thể bị điều tra ra, Địa Ngục Quân vương thân phận điều tra ra, cũng chỉ là thời gian vấn đề mà thôi. Rốt cuộc trẻ thú chặt đức chỉ là lâm thanh hạm đối chính mình nhân quả, chính mình không có quên lâm thanh hạm, có chút biết chính mình người, cũng biết được lâm thanh hạm tồn tại. Một khi chính mình cùng lâm thanh hạm chi gian quan hệ bại lộ, đối phương rất có thể sẽ bí quá hóa liều, hoặc là cường thế đánh chết, hoặc là vĩnh viễn lánh đời không ra, làm chính mình cha không ra rốt cuộc còn có cái nào thánh địa cùng tiệt giáo có liên hệ. Nhưng cố tình, người khác có thể chờ được, trương huyền chờ không được. Cổ chiến trường bản thân cũng đã báo nguy, nếu không phải lục diễn đột nhiên xuất hiện, nơi đó không biết đã biến thành cái dạng gì. Còn có các đại vùng cấm, căn cứ lục diễn cách nói, kia đều là truyền thừa khu vực, nếu còn có thánh địa người ở kia chặn giết truyền thừa, chuyện này sẽ là một cái phiền toái. Căn cứ Lam Vân Tiêu nói có thể biết được, những cái đó truyền thừa, sẽ là đối phó tiệt giáo quan trọng lợi thế. Hủy diệt văn minh, tiệt giáo rốt cuộc đồ chính là cái gì, Trương Huyền không rõ ràng lắm, nhưng Trương Huyền rõ ràng chính là, chuyện này, khẳng định không thể làm tiệt giáo làm là được rồi. Nhưng, tương lai nhìn đến kia một màn, lại là cái gì đâu? Câu đố liền ở trước mắt, lại như thế nào cũng không giải được. Nhưng Trương Huyền có dự cảm, một khi câu đố cởi bỏ, thế giới này chân tướng cũng liền hoàn hoàn toàn toàn triển lộ ở chính mình trước mắt. Phi cơ cất cánh, ở không trung trở nên vững vàng, Tôn Thiến như đứng ở Trương Huyền trước người, nhìn Trương Huyền, đột nhiên quát lớn nói, "Xin lỗi!" Tôn Thiến Như quát lớn thanh truyền tiến Trương Huyền trong tai. Trương Huyền nghi hoặc nhìn Tôn Thiến Như. Vì ngươi vừa mới làm những chuyện như vậy xin lỗi, ngươi không có khởi đến một cái bảo tiêu ứng tấn chức trách. Ngươi hành vi, không xứng với ngươi sở lấy tiền lương. Tôn Thiến Như hướng Trương Huyền quát lớn song sau, lại nhìn về phía Lâm Thanh Hạp, Lâm Tổng, ta cho rằng, nhiệm vụ lần này, không cần người này, hắn kia phân thù lao, hoàn toàn có thể cho ta, đến nỗi hắn, có thể cho đi rồi. Trương Huyền trên mặt đột nhiên lộ ra tươi cười, tôn đội, nếu chiếu ngươi nói như vậy nói, ngươi thù lao, cũng nên cho ta, chúng ta tới trên đường, tổng cộng xuất hiện 14 chiếc theo dõi chúng ta xe, dân tộc trên đường hai chiếc, thiên bình phố một chiếc, nhị lang khẩu 4 chiếc, lệ cảnh phố tam chiếc, công nhân bác lộ hai chiếc, nấm tuyết hai chiếc, hơn nữa ta đâm xe trước, là vì tránh né hai chiếc bùn xe bồn, ở sự cố phát sinh sau, trong đám người lẫn vào ba gã sát thủ, toàn bộ là ta âm thầm giải quyết. Người này một đường, lại làm cái gì tôn thiến như nghe trương huyền nói đầu tiên là sửng sốt một chút quay đầu nhìn thoáng qua lâm thanh hạm cùng bí thư lý theo sau mặt lộ vẻ khinh thường biên thật có thể biên a ta một cái huyền cấp cao thủ cũng chưa phát hiện có người theo dõi không phát hiện có cái gì hung thủ người cái này hoàng cấp liền phát hiện còn có kia hai chiếc bùn xe bồn rõ ràng là bởi vì ngươi đột nhiên ra tốc dẫn tới bọn họ va chạm ngươi hiện tại nói đến dễ nghe tới còn có cái gì ngươi có thể biên ra tới làm ta nghe một chút Ngươi sao không nói ngươi là thiên cấp cao thủ đâu. Đúng lúc này, sân bay thượng một người tiếp viên hàng không đột nhiên đã đi tới, trong tay cầm một cái cứng nhắc, tiếp viên hàng không mịt mờ nhìn thoáng qua Trương Huyền, theo sau đi vào Lâm Thanh Hạm trước mặt, mở miệng nói, Lâm Tổng, vừa mới an bảo đoàn đội phát tới tin tức, kia hai gã bùn xe bồn tài xế, là đang lẩn trốn nhân viên, lần này tới, là chịu người sai xử, yếu hại ngài, tai nạn xe cộ hiện trường, tuần bộ theo dõi bắt dư tới rồi tam trương gương mặt, cũng là đang lẩn trốn nhân viên, trên tay đều có án mạng tên này không thừa nói xong tôn thiến như đương trường lăng ở chỗ này chuyện này là trương huyền bày mưu đặt kế nói ra muốn chính là tôn thiến như có nguy cơ cảm bí thư lý khẽ nhíu mày nhìn về phía tôn thiến như tôn đội trưởng những việc này Người vừa rồi đều không có phát hiện sao tôn thiến như tròng mắt ở hốc mắt giữa không ngừng đảo quanh vài giây sau chỉ vào trương huyền quát lớn nói có thể a à ngươi trước cùng lâm thị tự thân tin tức bộ môn câu thông đúng không bằng không ngươi làm sao mà biết được như vậy kỹ càng tỉ mỉ đừng cho là ta không rõ ràng lắm còn có liền tính ngươi trước tiên phát hiện có người theo dõi ngươi lúc ấy làm người điều khiển nếu liền này đều phát hiện không được ngươi cũng không xứng ăn này chén cơm đều là một ít ngươi nên làm sự lúc này lại lấy ra tới hô to gọi nhỏ làm ngươi đề tài câu chuyện ngươi chỉ có điểm này bản lĩnh sao trương huyền khẽ lắc đầu ta không nghĩ cùng ngươi tranh không có ý nghĩa trương huyền sau khi nói xong nhắm mắt lại, một mình dưỡng thần. Tôn Thiến như lại mắng to vài câu, thấy Trương Huyền không phản ứng chính mình, rậm rậm chân, đi đến mặt sau ngồi đi, bất quá Tôn Thiến như đôi mắt vẫn luôn đều nhìn chằm chằm Trương Huyền, có đôi khi nắm tay gắt gao nhéo lên, không biết suy nghĩ cái gì. Hơn một giờ sau, phi cơ rơi xuống đất. Lâm Thanh hạ một hàng bốn người xuất hiện ở An Thị Sân Bay, hiện tại đã là buổi chiều, với thiên lộ theo như lời gặp mặt thời gian, định ở ngày mai buổi sáng một chiếc xe đã chuẩn bị tốt ngừng ở sân bay ngầm gara giữa, là một chiếc màu đen chạy băng băng đại gờ. Tôn Thiến như đi đến xe bên, một phen lấy qua chìa khóa, mở miệng nói, ta khai đi, miễn cho lại có người đem phân nội công tác trở thành đề tài câu chuyện. Trương Huyền lắc lắc đầu, ta kiến nghị không cần khai này chiếc xe, hiện tại không rõ ràng lắm đối phó chúng ta rốt cuộc là ai, nhưng từ tình huống hiện tại tới xem, với thị tập đoàn có rất lớn hiểm nghi, chúng ta nếu khai này chiếc xe, thực dễ dàng bị đối phương theo dõi với thị tập đoàn, tôn thiến như một bộ xem ngốc tử bộ dáng nhìn Trương Huyền, phiền toái người có điểm đầu óc được chưa, với thị tập đoàn làm ra tới lớn như vậy động tính, vì chính là thấy Lâm Tổng một mặt, nếu là bọn họ muốn động thủ, sao có thể sẽ làm lớn như vậy động tính ra tới, này không phải muốn cho tất cả mọi người hoài nghi thượng sao. Ta nói cho ngươi, Lâm Tổng thân phận đặc thù, cùng toàn bộ Lâm thị tập đoàn móc nối, tưởng đối phó Lâm Tổng người quá nhiều quá nhiều, nếu người cái gì đều phải đề phòng, kia nào đều đừng đi hảo, mỗi ngày ở nhà đợi, như vậy an toàn nhất. Trương Huyền mày nhăn lại, ta chỉ là nhắc nhở ngươi làm tốt bình thường phòng hộ công tác. Phải làm ngươi làm đi, Tôn Thiến như kéo ra cửa xe, trước một bước lên xe. Tôn Thiến như này chuyên quyền độc đoán bộ dáng, làm đứng ở một bên bí thư lý cùng Lâm Thanh Hạm cũng có chút khó xử. Tôn Thiến như ngồi trên xe, nhìn xe hạ ba người, mở miệng hỏi, các người có đi hay không? Không đi ta đi rồi, ta muốn an toàn tới rồi khách sạn, kia cũng coi như ta nhiệm vụ hoàn thành là các người chính mình không tín nhiệm ta. Tôn Thiến như nói xong, thấy Lâm Thanh Hạm còn không có phản ứng, dùng sức một phách tay lái, giẫm hạ chân ga, chiếc xe liền chiều gara bên ngoài chạy tới. Gara nội, Trương Huyền nhìn về phía Bí thư Lý, hỏi: Bí thư Lý, hẳn là còn có khác dự phòng xe đi? Có, Bí thư Lý gật gật đầu, mang Trương Huyền đi lấy xe. Một chiếc không chấp mắt đại chúng xe bị đặt ở trong một góc, chìa khóa xe ở lá cây bản phía dưới cất giấu. Trương Huyền điều khiển này chiếc xe, mang Lâm Thanh Hạm cùng bí thư lý rời đi gara. Tôn Thiến như lái xe ở trên đường chạy, nàng cảm giác trong lòng có một đoàn hỏa ở thiêu, cái này Trương Huyền, một cái nho nhỏ hoàng cấp, dựa vào cái gì dám như vậy cùng chính mình nói chuyện. Dựa vào cái gì dám đối với chính mình một bộ giáo dục ngữ khí. Hắn từ đâu ra tự tin. Tôn thiến như càng muốn, trong lòng càng khí, nàng từ sư môn ra tới, đi đâu người khác đều đối chính mình khách khách khí khí, mở ra lộ huyền cấp thực lực, kia cái dạng gì đãi ngộ đều có, này nghĩ thay đổi sinh hoạt, đảm đương cái bảo tiêu chơi chơi, không nghĩ tới liền gặp được loại người này. Nếu ở ta sư môn, ta nhất định đem ngươi xé. Tôn thiến như hận đến nghiến răng nghiến lợi. Liền ở tôn thiến như nghĩ như thế nào tra tấn trương huyền thời điểm, một cổ khổng lồ lực đánh vào từ một bên đánh úp lại, này lực đánh vào làm tôn thiến như nháy mắt đại não trống rỗng, chỉ nhìn đến tay lái thượng an toàn túi hơi bắn ra tới, dây tiếp theo liền cảm giác đầu óc hỗn loạn, thân thể theo ô tô quay cuồng lên. Trên đường, một chiếc xe tải ngừng ở con đường trung gian, lái xe tài xế nhìn trước mắt quay cuồng chạy băng băng đại gờ, có một loại không chân thật cảm. Tình huống như thế nào? Chính mình đem nhiệm vụ hoàn thành. Không phải nói ở bạc thị đối phương phản trinh sát năng lực rất mạnh sao. Mười mấy chiếc theo dõi xe tất cả đều bị ném xuống, dấu ở trong đám người sát thủ đều giải quyết, như thế nào hiện tại đơn giản như vậy. Chỉ cần đem xe đâm phiên là có thể lấy 500 vạn. Tài xế cố nén nội tâm hưng phấn, biểu tình hoảng loạn mở cửa xe, lao xuống xe, trong miệng kêu, "Xong rồi xong rồi, không chú ý, thực xin lỗi, thực xin lỗi." Tài xế một bộ không cẩn thận bộ dáng, ánh mắt ở tìm hiểu trong xe tình huống, mục tiêu ảnh chụp bọn họ mỗi người đều có một chương, một khi có thể đem mục tiêu bãi bình, kia còn có một ngàn vạn khen thưởng, tài xế liền đang tìm kiếm cơ hội, nhìn xem có thể hay không xuống tay. Trước mặt chạy băng băng đại gờ cửa xe mở ra, một nữ nhân từ bên trong xe bỏ ra tới, đương tài xế nhìn đến bên trong xe chỉ có này một người khi, sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Xong rồi, đây là đối phương ngồi. Tài xế thấy như vậy một màn, không có bất luận cái gì do dự, quay đầu liền chạy. Từ trong xe bỏ ra tới tôn thiến như, chỉ cảm thấy toàn thân nhức mỏi vô cùng, nhưng huyền cấp thực lực vẫn là làm nàng ở chiếc xe quay cuồng chung theo bản năng bảo hộ trụ thân thể. Ô tô quay cuồng hai vòng, chính mình trên người chỉ là có một ít chảy ra mà thôi. Tôn Thiến như toàn thân đau nhức, nhìn mắt kia chiếc gây chuyện xe tải, chuẩn bị dò hỏi một phen, một chiếc đại chúng xe đột nhiên ở trước mắt ngừng lại. Cửa xe mở ra, Trương Huyền từ trên xe đi xuống tới, nhìn trước mắt một màn. Bí thư Lý nhìn đến chiếc xe bị đâm phiên khi, sắc mặt cũng vô cùng khó coi. Lâm Thanh Hạm nhưng thật ra từ đầu đến cuối, biểu tình đều thực đảm nhiên, nàng tuyệt đối tin tưởng Trương Huyền, đồng thời này một chuyến có thể ra tới hiện thân, Lâm Thanh Hạm cũng là được đến Trương Huyền bày mưu đặt kế, nếu không, huyền hoàng huyết mạch cùng Lâm Thị rốt của cái nào quan trọng, Lâm Thanh Hạm vẫn là Linh Đắc Thanh. Tôn đội trưởng, nhìn dáng vẻ, chúng ta đích xác bị người theo dõi, mau lên xe đi. Trương huyền hướng Tôn Thiến như mở miệng. Đánh giám, Tôn Thiến như mắng to một tiếng, đối phương vượt đèn đỏ mà thôi. Xe tải toàn trách, chạy không được. Tôn Thiến như nói, liền chiều kia chiếc xe tải đi đến, kéo ra cửa xe, tài xế đã sớm không thấy bóng người. Tôn Thiến như vội vàng tìm kiếm đối phương bên trong xe đồ vật, lại liền điều khiển chứng, chạy chứng gì đó tất cả đều tìm không thấy. Thực mau, nơi này sự cố có tuần bộ đã đến, đương nhìn đến xe tải biển số xe thời điểm, tuần bộ sắc mặt biến đổi, hướng Tôn Thiến như cùng Trương Huyền nói, ai là chạy băng băng tài xế. Tôn Thiến như vội vàng đứng dậy. Tuần bộ mở miệng, người phải làm tốt chuẩn bị tâm lý, này khả năng không phải một hồi bình thường tai nạn xe cộ, xe tải hôm nay giữa chưa có người báo án mất đi, gây án nhân viên cũng chạy, đây là một hồi có dự mưu tai nạn xe cộ bị trộm xe tải gây chuyện nhân viên đã chạy trốn, có dự mưu tai nạn xe cộ này đó đã nói cho tôn thiến như đáp án này chiếc chạy băng băng đại gờ ở khai ra sân bay thời điểm đã bị người theo dõi tôn đội trưởng làm việc vẫn là phải cẩn thận một chút lên xe đi nơi này giao cho người khác xử lý là được trương huyền hô một tiếng tôn thiến như sắc mặt âm trầm ngồi trên này chiếc đại chúng xe Tôn đội trưởng ngồi ở ghế phụ bí thư lý mở miệng, chúng ta Lâm thị tập đoàn ở đối đãi công tác phương diện, trong ánh mắt là không chấp nhận được hạt cát, người tuy rằng có được huyền cấp thực lực, nhưng an bảo kinh nghiệm thiếu thốn, lúc này đây hành động, tạm thời từ Trương Tiên Sinh đảm nhiệm đội trưởng, người từ bên phụ trợ. Dựa vào cái gì? Tôn Thiến như lập tức hô lớn, làm ta cấp một cái hoàng cấp phụ trợ. Hắn xứng sao? Tôn đội trưởng, đây là công ty quyết định, thỉnh ngươi tuân thủ, nếu cảm thấy bất mãn người tùy thời có thể rời đi bí thư lý nhíu nhíu mày tuy rằng ở xuất phát trước bí thư lý liền nghe người ta nói này đó huyền cấp trở lên cao thủ tính tình đều rất lớn bất qua bí thư lý cũng không có để ở trong lòng mà hiện tại vừa thấy này tính tình thật sự làm bí thư lý đều có chút không tiếp thu được tôn thiến như cắn chặt răng xem trương huyền ánh mắt giữa tràn ngập thù hận ở trương huyền điều khiển hạ chiếc xe chạy đến khách sạn tạm thời ổn định xuống dưới đến khách sạn sau Tôn Thiến như lấy ra di động, bát thông cái điện thoại. Điện thoại kia đầu mới vừa bị chuyển được. Tôn Thiến như liền khóc kêu, Uy, sư huynh, ta bị người khi dễ, ta hiện tại ở An Thị, khách sạn ta chia ngươi, ngươi mau tới giúp ta. An Thị là một tòa phồn hoa đại đô thị, người đến người đi rất nhiều. Lâm Thanh Hạm ngồi ở trong phòng, Trương Huyền làm bảo tiêu, cũng đồng dạng ngồi ở phòng nội. Bí thư lý bị Lâm Thanh Hạm an bài đến một khác gian phòng đi. Lâm Thanh Hạm ở trên sofa nhìn ngồi ở đối diện Trương Huyền, không cấm hỏi, người cảm thấy, tiệt giáo kế tiếp sẽ như thế nào làm. Ở chỗ này, bọn họ không dám qua trắng trợn táo bạo động thủ, những cái đó thánh địa người, ở tới thời điểm, ta đã cho bọn họ giáo huấn, làm cho bọn họ rõ ràng chính mình cũng không phải vô địch, cho nên quy củ bọn họ sẽ tuân thủ. Nhưng đây là bọn họ không biết người có liên quan tới ta dưới tình huống, nếu một khi làm cho bọn họ biết hai ta quan hệ, bọn họ tuyệt đối sẽ không màng tất cả động thủ, Người cảm thấy là nào mấy cái thánh địa, Lâm Thanh Hạm mày liễu hơi nhíu. Không rõ ràng lắm, Trương Huyền lắc đầu, hiện tại có thể xác định, chính là luân chuyển thánh địa cùng cửu cung thánh địa, vô lượng thánh địa cùng càn khôn thánh địa người đã chết, này không hảo kết luận, còn lại sáu đại thánh địa, đều có hiểm nghi. Lâm Thanh Hạm nhìn chằm chằm Trương Huyền thật lâu, đột nhiên hỏi, người ở trong đó sắm vai cái dạng gì nhân vật? Chúng ta sứ mệnh, rốt cuộc là cái gì? Trương Huyền ngẩn người, theo sau lắc đầu, không biết, khả năng thực mau liền có đáp án đi. Trương Huyền đứng dậy, đứng ở bên cửa sổ, nhìn phía dưới. Ngươi nói, Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền bóng dáng, ta quên đồ vật, còn có thể nhớ lại tới sao? Trương Huyền hít sâu một hơi, xoay người lại, nhìn Lâm Thanh Hạm tiếu nhan, dùng sức gật đầu, yên tâm, ta nhất định sẽ làm ngươi nhớ lại tới, nhất định. Lâm Thanh Hạm khóe miệng gợi lên một mặt mỉm cười, theo sau nghịch ngợm từ trên sofa đứng lên, ta đi tắm rửa, ngươi nhớ rõ bảo vệ tốt ta. Lâm Thanh Hạm nói xong, dẫm lên dép lê, đi vào phòng vệ sinh chung. Thực mau, kia dầm tiếng nước vang lên, cửa kính phía sau, một đạo bóng hình xinh đẹp như ẩn như hiện. Trương Huyền bất đắc dĩ nhún vai, ngồi ở trên sofa, kế hoạch một ít việc. Lúc này đây, với thị tập đoàn làm ra lớn như vậy động tĩnh làm Lâm Thanh Hạm ra tới, tuyệt đối phải có đại động tác, một đường tới này đó, chỉ có thể xem như tiểu đánh tiểu nháo, với thị tập đoàn cơ hội chỉ có lúc này đây, Trương Huyền cơ hội cũng chỉ có lúc này đây, muốn sấn cơ hội này, tìm được với thị tập đoàn chứng cứ, làm với thị tập đoàn không còn nữa tồn tại. Hàn ôn nhu bên kia tình huống, cũng có tiến triển, kia bốn gã tiệt giáo thành viên đã chạy trốn tới phương Tây. Với thị tập đoàn sự một giải quyết, liền lập tức nhích người đi trước hàn ôn nhu kia, đem sau lưng người bắt được tới, sở hữu sự tình thu phục sau, liền có thể trở về Sơn Hải Giới. Trương Huyền có dự cảm, đại chiến sắp xảy ra. Buổi tối, cơm điểm liền đưa tới đồ ăn đều bị trương huyền kiểm tra không có vấn đề sau lâm thanh hạm mới có thể đi ăn trương huyền người ra tới ta có việc tìm ngươi tôn thiến như đột nhiên đẩy ra cửa phòng kêu đi trương huyền đối với tôn thiến như trương huyền là thật sự vô tâm tình phản ứng trương huyền tôn thiến như lại lần nữa kêu lên trương huyền tên trong lời nói lộ ra một cổ không kiên nhẫn ta ở chấp hành nhiệm vụ có chuyện gì nhiệm vụ sau khi kết thúc lại nói Trương Huyền phất phất tay, như là xua đuổi ruồi bọ giống nhau. Ngươi không nghe thấy lời nói của ta sao? Tôn Thiến như căn bản không thèm để ý Trương Huyền đang làm cái gì, ta làm ngươi ra tới một chuyến, rất khó sao? Tôn Thiến như ánh mắt lộ ra hung quang. Trương Huyền, ra tới. Tôn Thiến như lặp lại uống ra tiếng âm, rất có một bộ Trương Huyền không ra liền không bỏ qua ý tứ. Trương Huyền mắt trợn trắng, đứng dậy đi ra ngoài, nhìn trước mặt Tôn Thiến như, nói đi. Làm sao vậy? Ngươi cùng ta tới, Tôn Thiến xoay người liền chiều hành lang cuối đi đến. Trương Huyền đi theo Tôn Thiến như, đi vào hành lang cuối, đây là một cái đại sảnh, lúc này trong đại sảnh, ngồi một người nam nhân. Tôn Thiến như nhìn thấy đối phương, hô một tiếng sư huynh sau, liền đứng ở nam nhân phía sau. Nam nhân nhìn qua hơn 30 tuổi bộ dáng, nhìn chằm chằm Trương Huyền, hỏi, liền ngươi. Ngươi chính là Trương Huyền. Trương Huyền mày nhân lại, làm sao vậy? Làm sao vậy? nam nhân cười lạnh một tiếng, làm hại ta sư muội bị thương, người nói làm sao vậy? Hôm nay chính là ngươi, lấy ta sư muội đi đương ngồi đúng không? Làm ta sư muội bị xe tải đụng phải. Trương Huyền nhún vai, ta nhắc nhở quá nàng chiếc xe kia có nguy hiểm, nàng chính mình nhất ý cô hành. Nhắc nhở, nam nhân khinh thường cười, ngươi một đường đều ở dỗi ta sư muội, ngươi cho rằng ngươi nói cái loại này lời nói còn gọi nhắc nhở sao? Theo ý ta tới, ngươi là cố ý kích ta sư muội. Như thế nào, có phải hay không cảm thấy bởi vì ta sư muội ở, người lấy tiền lương thấp. Vẫn là tưởng ở ngươi cố chủ trước mặt tận lực biểu hiện. Ta nói cho ngươi, biểu hiện là muốn xuất ra thực lực. Ngươi chỉ là một cái hoàng cấp, ở huyền cấp trước mặt, ngươi liền phải thấp hèn đầu, minh bạch sao. Không rõ, Trương Huyền lắc lắc đầu, thực lực là một phương diện, nhưng càng có rất nhiều kinh nghiệm, ta kinh nghiệm so nàng càng thêm phong phú. Ôn ào, nam nhân hét lớn một tiếng, Trương Huyền, lúc này đây ta tới, chỉ là cho ngươi một cái cảnh cáo, kế tiếp chấp hành nhiệm vụ thời điểm, muốn lấy ta sư muội là chủ, ngươi nhớ kỹ, ngươi chỉ là một cái hoàng cấp, có thể ở huyền cấp cao thủ phía dưới học tập, đây là vận khí của ngươi, ngươi ngàn vạn không cần không biết tốt xấu, nhớ kỹ. Ta nhắc nhở chỉ có như vậy một lần, nếu tái ngộ đến làm ta sư muội không vui sự, tin tưởng ta, bằng vào ngươi một cái hoàng cấp, ngươi không rời đi An thị. Nam nhân nhìn về phía Trương Huyền ánh mắt giữa tràn ngập uy hiếp. Trương Huyền cười cười ta còn có nhiệm vụ. Trương Huyền sau khi nói xong, xoay người hướng ra phía ngoài đi đến. Làm ngươi đi rồi sao? Tôn Thiến như ngẩng đầu, che ở Trương Huyền trước mặt, ta sư huynh hỏi ngươi nói, ngươi nghe thấy được sao? Tôn Thiến như, chúng ta chức trách là bảo tiêu, hiện tại rời đi cố chủ lâu như vậy, đã thất trách, một khi ở cái này thời gian phát sinh vấn đề, hậu quả ngươi tới phụ trách sao? Ngươi ở giáo dục ta, Tôn Thiến như vẻ mặt khó chịu, ta lặp lại lần nữa, ta như thế nào làm việc, làm cái dạng gì sự, không cần ngươi tới giáo, mà ngươi, chỉ cần. Liền ở tôn thiến như hô to gọi nhỏ là lúc, một trận pha lê rách nát thanh âm đột nhiên vang lên, ngay sau đó, chuyển đến một trận nữ nhân tiếng thét chói tai. Trương Huyền sắc mặt biến đổi, trước tiên liền hướng ngoài cửa phóng đi. Đường Trương Huyền vào tới lâm thanh hạm sở trụ giờ địa phương, liền thấy một cái mặt nạ nam, cầm trong tay một phen trủy thủ, bay thẳng đến lâm thanh hạm đâm tới. Bí thư Lý Chính ngã ngồi ở một bên, đầy mặt kinh hoàng thất thố. Trương Huyền trong miệng thầm mắng một tiếng, tùy tay nắm lên một cái bình hoa dùng sức ném ra, nện ở mặt nạ nam trên cổ tay, làm mặt nạ nam trong tay chủy thủ bóc ra mà ra. Lúc này Tôn Thiến như cùng kia nam nhân cũng chạy tới. Thấy như vậy một màn, Tôn Thiến như hét lớn một tiếng, lớn mật, biết ta là ai sao. Mặt nạ nam xoay người, nhìn thoáng qua Tôn Thiến như, khinh thường lắc lắc đầu, rác rưởi. Tôn Thiến như từ nhỏ đến lớn, cầm y ngọc thực, khi nào chịu quá loại này khí, này một tiếng rác rưởi mắng tôn thiến như thế trong cơn giận dữ, bay thẳng đến mặt nạ nam vọt qua đi. Mặt nạ nam nhìn thoáng qua vào tới tôn thiến như, cười lạnh một tiếng, chính là một chân đá ra. Này một chân, bày ra ra tới địa cấp thực lực, tôn thiến như căn bản vô pháp né tránh, trực tiếp bị này một chân đá nhảy ra đi. Hắn dưới chân lực lượng thực ổn, nhược điểm ở thượng ba đường. Trương huyền ra tiếng, đồng thời quan sát đến bốn phía. Trương Huyền đang xem, còn có hay không tiệt giáo người ẩn núp ở chung quanh, chính mình thân phận tuyệt đối không thể bại lộ. Dùng ngươi nói, Tôn Thiến như chừng mắt nhìn liếc mắt một cái Trương Huyền, lại một lần vọt đi lên. Hai người liền quá mấy chiêu, lại thấy Tôn Thiến như bị đá phiên trở về. Sư muội nam nhân hô to một tiếng, trực tiếp gia nhập chiến trường. Tôn Thiến như thấy nam nhân gia nhập tiến vào, yên tâm không ít, nhìn mắt Lâm Thanh Hạm nói, Lâm Tổng, nhiệm vụ lần này làm ta sư huynh ra tay, các ngươi lâm thị nhưng đến thêm tiền, ta sư huynh giống nhau sẽ không động thủ, có thể làm hắn ra tay, cũng coi như là lâm thị phúc âm. Tôn thiến như vừa dứt lời, nam nhân trực tiếp bị người oanh phiên tới rồi trên tường, một ngụm máu tươi phun ra, sắc mặt khó coi đến cực điểm, nhìn chằm chằm kia mặt nạ nam, trong mắt tràn ngập sợ hãi, mà. Địa cấp, địa cấp, tôn thiến như kinh ngạc một chút. Nói, hắn hạ bàn thực ổn, các ngươi không cần cùng hắn đánh bừa hạ bàn, Trương Huyền lắc lắc đầu. Câm miệng, Tôn Thiến như quát lớn một tiếng, nếu không phải ngươi tại đây tất tất, quấy giày ta, ta sao có thể không phải đối thủ của hắn. Liên tính là địa cấp, ta cùng ta sư huynh cùng nhau thượng, cũng tuyệt đối không thành vấn đề. Hai người không có kinh nghiệm chiến đấu, cho dù là cùng cấp bậc, cũng không phải đối thủ của hắn. Trương Huyền hoạt động một chút bả vai, hắn đã xác định, chung quanh không ai. Ngươi một cái nho nhỏ hoàng cấp, đâu ra nhiều như vậy vô nghĩa, nếu không phải ngươi phía trước trêu chọc ta, hắn căn bản lẻn vào không tiến vào, tình huống hiện tại, hoàn toàn liền trách ngươi. Tôn Thiến như trừng mắt Trương Huyền. Trương Huyền không hề cùng Tôn Thiến như nhiều lời, nhìn mặt nạ nam, mở miệng nói, nếu ngươi nguyện ý cung cấp cố chủ tên họ, ta có thể làm ngươi bất tử. Mặt nạ nam nhìn về phía Trương Huyền trong ánh mắt, nhiều vài phần kiêng kỵ, vừa rồi Trương Huyền ném ra bình hoa, mặt nạ nam là có thể cảm nhận được mặt trên uy lực. Mặt nạ nam còn không có ra tiếng, Tôn Thiến như khinh thường thanh liền trước một bước vang lên, làm bộ làm tịch cũng muốn phân cái trường hợp đi. Trương Huyền, ta khuyên ngươi đừng đi lên chịu chết, ngoan ngoãn khái hai cái vang đầu, người khác còn có thể tha thứ ngươi. Một cái hoàng cấp, cũng dám kêu gào địa cấp, thật là tìm chết. Nam nhân cũng che lại ngực, châm chọc mở miệng. Trương Huyền không để ý đến hai người nói chính là cái gì, khẩn nhìn chằm chằm trước mặt mặt nạ nam, hỏi, nói hay là không. Sõng sạc, mặt nạ nam hét lớn một tiếng, một bước chiều trương huyền vừa tới. Mặt nạ nam tốc độ thực mau, mau đến tôn thiến như cùng nam nhân đều thấy không rõ, cũng đã tới rồi trương huyền trước mặt, ở hai người bọn họ xem ra, cái này chỉ có hoàng cấp trình độ trương huyền, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Mà xuống một giây, phát sinh hình ảnh, lại ra ngoài bọn họ đoán trước. Mặt nạ nam vào tới trước thần ẩn đột nhiên bay ngược đi ra ngoài, nện ở trên mặt tường, trương huyền một bước tiến lên, một chân đạp lên mặt nạ nam trên ngực, quát hỏi nói, nói hay là không ngươi mặt nạ nam duỗi tay chỉ vào trương huyền vừa muốn nói chuyện trương huyền đạp lên mặt nạ nam ngược chân đột nhiên dùng sức mặt nạ nam một ngụm máu tươi phun tới nói hay là không trương huyền tiếp tục quát hỏi ánh mắt lộ ra hung mang một màn này làm tôn thiến như chừng lớn đôi mắt tôn thiến như sư huynh cũng một bộ không thể tin bộ dáng mặt nạ nam đột nhiên nhếch miệng cười trương huyền thấy như vậy một màn trong lòng giật mình một phen gỡ xuống mặt nạ nam trên mặt mặt nạ nhưng thời gian đã muộn, mặt nạ nam đã cắn nứt ra trong miệng độc dược, người nằm trên mặt đất, khóe miệng tràn ra màu đen huyết, hiển nhiên là đã chết. Trương Huyền nhìn chằm chằm mặt nạ nam, này hiển nhiên là tử sĩ. Nhìn mắt một bên Lâm Thanh Hạm, Trương Huyền đi ra phía trước, đem Lâm Thanh Hạm đỡ lên. Lâm Thanh Hạm hướng Trương Huyền khẽ lắc đầu, tỏ vẻ chính mình không có việc gì. Bí thư Lý tuy rằng thần sắc hoảng loạn, nhưng vẫn là lập tức làm người lại đây xử lý khởi bên này xử tới. Hảo ngươi cái họ trương cố ý không ra tay là muốn cướp công lao đúng không? Tôn Thiến như từ trên mặt đất bò dậy chỉ vào trương huyền quát mắng. Tôn Thiến như sư huynh lau sạch khóe miệng vết máu lạnh lùng nói: Ta cùng ta sư muội vừa rồi đã đem người nọ bị thương nặng, ngươi liền lập tức động thủ chế tạo một bộ ngươi đem đối phương đánh bại biểu hiện giả dối. Thật đúng là tâm cơ a, à, ngươi rốt cuộc là đảm đương bảo tiêu vẫn là lại đây lập công. Họ trương người thật đúng là không biết xấu hổ a. À. Tôn thiến như nhìn chằm chằm Trương Huyền, loại sự tình này ngươi đều có thể làm được, rốt cuộc có hay không đem bảo hộ cố chủ đặt ở đệ nhất vị. Lâm thanh hạm nhíu nhíu mày, vừa muốn lên tiếng, liền nghe Trương Huyền thanh âm ở bên tai vang lên. Hai người kia lưu trữ hữu dụng, vừa rồi người nọ trên người tiêm vào dược tề, hiển nhiên đối phương tạm thời có thể thỉnh đến sát thủ, cũng liền cái này tiêu chuẩn, lần này không được, bọn họ đại khái suất sẽ không mang tất cả, hai người kia lưu trữ đương xương khói đạn thì tốt rồi. Lâm Thanh Hạm nghe được lời này, khẽ gật đầu, hướng Tôn Thiến Như cùng Tôn Thiến Như sư huynh mở miệng, "Tôn nữ sĩ, các ngươi làm, ta Lâm Thanh Hạm đều xem ở trong mắt, lần này đa tạ, có cái gì từ từ rồi nói sau, hiện tại nơi này đã không an toàn, chúng ta đổi cái địa phương lại nói." Tôn Thiến Như thấy Lâm Thanh Hạm mở miệng, sắc mặt mới đẹp một ít, lại ra tiếng cảnh cáo Trương Huyền hai câu, lúc này mới từ bỏ. Trương Huyền cầm lấy di động, làm người liên hệ cửu cục người. Sắc trời dần tối, một nhà khách sạn nội với thiên lộ được đến nhiệm vụ lần này kết quả nổi trận lôi đình vẫn là thất bại vẫn là thất bại các ngươi rốt cuộc là làm cái gì ăn không biết thiếu ra lâm thanh hạm thỉnh an thì thiết sơn môn người đương bảo tiêu đối phương ở an thì có vài phần thực lực môn chủ cũng là địa cấp thực lực chỉ sợ đối phương môn chủ giấu ở âm thầm với thiên lộ tâm phúc đứng ở một bên thấp giọng trả lời thiết sơn môn với thiên lộ ánh mắt lộ ra hận ý một cái địa cấp mà thôi Ai đều không cần thỉnh, mặt sau, ta chính mình động thủ. Cho ta điều tra rõ Lâm Thanh Hạm ở đâu. Tâm phúc sắc mặt đại biến, thiếu gia, này trăm triệu không thể a. À. Lâm Thanh Hạm thân phận đặc thù, một khi bị cửu cục người phát hiện là thiếu gia người động thủ kia, kia thì thế nào? Với Thiên Lộ cười lạnh một tiếng, chỉ cần làm thịt Lâm Thanh Hạm với thị tập đoàn từ bỏ lại như thế nào, toàn bộ văn minh sắp khởi động lại, chúng ta sẽ trở thành tân thời đại sáng lập giả. Với Thiên Lộ trong mắt lập lòe điên cuồng. Lại làm Lâm Thanh Hạm ra tới đã là không có khả năng sự, lúc này đây, cần thiết muốn nắm chắc được cơ hội, đêm nay ta sẽ động thủ. Điều tra rõ họ Lâm ở đâu. Tâm Phúc gật gật đầu, rời đi nơi này. Lâm Thanh Hạm thay đổi một nhà khách sạn, đã xảy ra chuyện vừa rồi, Trương Huyền không có lại rời đi Lâm Thanh Hạm chung quanh. Lâm tổng, vừa rồi đại chiến lãng phí ta không ít thể lực, ta yêu cầu đi nghỉ ngơi, hôm nay sẽ không có nguy hiểm. Tôn Thiến như lưu lại những lời này sau, chạy bên cạnh phòng ngủ đi sắc trời càng ngày càng ám, khách sạn chung quanh ánh đèn cũng càng ngày càng ít. Phòng nội chỉ còn Lâm Thanh Hạm cùng Trương Huyền hai người. Lâm Thanh Hạm nhìn Trương Huyền, mở miệng hỏi, người xác định đối phương đêm nay sẽ động thủ sao? Nhất định sẽ, Trương Huyền gật đầu, tôn thiến như tồn tại, chính là muốn cho đối phương biết bình thường cao thủ không đối phó được ngươi, chỉ có thể làm đỉnh cấp cao thủ ra ngựa, nơi này có quy định, không thể ngự khí, ta đã thông chi cử cục người tiềm nhập tiến vào, một khi đối phương động thủ, cử cục liền sẽ tham gia, đến lúc đó có thể bảo đảm ngươi trong khoảng thời gian này bình an. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, phòng nội Lâm vào trầm mặc. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, phòng nội ánh đèn, đột nhiên đen xuống dưới. Tới, Trương Huyền ánh mắt một lăng. Chói chặt cửa phòng đột nhiên mở ra, phòng cửa, một bóng người xuất hiện. Vẫn luôn nghe nói qua Lâm Tổng Đại Danh, lại trước nay không có gặp qua, thật đúng là thất lễ đâu, theo lý thuyết, Chúng ta với thị tập đoàn đi ngân châu ngày đầu tiên, ta nên bái Phỏng Lâm tổng mới đúng." Một đạo hài hước thanh từ cửa vang lên. Với Thiên Lộ, Lâm Thanh Hạm nhìn cửa đi vào tới thân ảnh. Trương Huyền trong lòng lại là vui vẻ, Trương Huyền là có nắm chắc với thị tập đoàn muốn được ăn cả ngã về không, nhưng lại không nghĩ rằng người tới sẽ là Với Thiên Lộ, nếu nói như vậy, kia sự tình liền càng đơn giản. Lâm tổng thật là lợi hại a, à. với Thiên Đường đi tiến vào, vài lần nguy cơ đều bị Lâm tổng ngươi hóa giải nhìn dáng vẻ, thiết sơn môn người, vẫn là có chút bản lĩnh, bất quá cũng không biết, tình huống hiện tại, thiết sơn môn người, có thể hay không bảo vệ lâm tổng ngươi đâu. Đường đường huyền hoàng huyết mạch người thừa kế, lại muốn dựa vào người khác tới bảo hộ, loại cảm giác này, thật sự là thực nghẹn khuất đi. Với thiên lộ nhìn chằm chằm lâm thanh hạm, ta cũng không nghĩ tới, tiệt giáo cánh chim có như vậy đầy đặn. Lâm thanh hạm trên mặt lộ ra mỉm cười, là vị nào thánh địa đại nhân gần nhất liền như vậy gấp không chờ nổi cho ngươi hạ mệnh lệnh đâu lâm thanh hạm người lập tức người chết một cái cũng không cần thiết bộ ta nói đi với thiên lộ khẽ lắc đầu nếu người muốn biết đáp án đi địa ngục ta tưởng sẽ có người nói cho ngươi với thiên lộ lòng bàn tay chỗ một đoàn ngọn lửa đột nhiên bốc cháy lên liền thấy ở thiên lộ một bước vượt trước thẳng đến lâm thanh hạm mà đi cùng tồn tại trong phòng trương huyền căn bản không bị với thiên lộ để vào mắt một cái thiết sơn môn người mà thôi ở người thường trung miễn cưỡng có thể coi như là cao thủ nhưng ở chỗ thiên lộ trong mắt, cái gì đều không tính. Với thiên lộ tốc độ thực mau, gần một cái chớp mắt liền đến Lâm Thanh Hạm trước mặt. Lâm Thanh Hạm, Huyền Hoàng huyết mạch, muốn ở chỗ này biến mất a. Với thiên lộ khóe miệng gợi lên một mặt cười lạnh, trực tiếp hạ sát thủ. "Với tổng, chúng ta thiết sơn môn, nhưng không đồng ý." Trương Huyền một cái lắc mình xuất hiện ở với thiên mặt đường trước. Với thiên lộ sắc mặt biến đổi, người này biểu hiện ra ngoài thực lực vượt quá hắn tưởng tượng. Trương Huyền tay phải thành quyền, liền đơn giản như vậy một quyền oanh ra, với thiên lộ cả người bay ngược đi ra ngoài, nện ở trên tường. Cùng lúc đó, khách sạn cửa phòng bị người một chân đá văng, tắt ánh đèn cũng một lần nữa sáng lên. Cửu cục, không được nhúc nhích, liên tiếp hơn 10 người vọt vào khách sạn bên trong. Lâm Thanh hạm vội vàng chỉ vào với thiên lộ mở miệng, hắn. Chính là hắn, lạm dụng linh khí, phá hư quy định. Với thiên lộ, cửu cục người phụ trách nước mắt một cái liền nhận ra với thiên lộ tới. Mấy người lập tức xông lên phía trước, đem với thiên lộ chế phục. Với thiên lộ muốn phản kháng, nhưng hắn hoảng sợ phát hiện, chính mình toàn thân linh khí, đều bị cái kia thiết sơn môn người cấp phong. Với thiên lộ như thế nào cũng chưa nghĩ đến, một cái thiết sơn môn, một cái bình thường võ quán, như thế nào liền có như vậy một cao thủ. Cửu cục người bay nhanh xử lý khởi chuyện này tới, Lâm Thanh Hạm cũng phối hợp ghi lại khẩu cung, lần này sự phát, cửu cục cũng chuyên môn phái người, bảo hộ Lâm Thanh Hạp, hiện tại chẳng sợ tiệt giáo sau lưng người biết cửu cục phái người bảo hộ Lâm Thanh Hạp, cũng sẽ không hướng địa phương khác liên tưởng, chỉ biết coi như với thiên lộ làm việc bất lợi. Trương huyền sở làm nhiều như vậy, mục đích cũng chỉ có một cái, đừng làm tiệt giáo sau lưng người đem Lâm Thanh hạm sự cùng chính mình liên hệ thược, nếu không, hết thảy liền trở nên phiền toái lên. Cửu cục người đã đến, đang ở ngủ say tôn thiến như cũng bị bừng tỉnh. Chờ nghe người khác nói lên vừa rồi phát sinh sự tình khi, Tôn Thiến như mới biết được, ở chính mình ngủ quá trình giữa, Lâm Thanh Hạm lại một lần bị tập kích. Nữ sĩ Ngài Hảo, xin hỏi Ngài là Lâm Tổng Bảo Tiêu sao? Với thị tập đoàn thiếu đông gia xâm nhập khách sạn đả thương người xử tình, một chút liền truyền đi ra ngoài, đương trường liền có khứu giác nhanh nhạy phóng viên đuổi lại đây, chuyện này cũng là Lâm Thanh Hạm bày mưu đặt kế nhất định phải làm đại. Đối mặt phóng viên vấn đề, Tôn Thiến như sau ý thức gật gật đầu. Nữ sĩ, lúc này đây Lâm Tổng bình yên vô sự, tất cả đều là bằng vào nữ sĩ ngài không tầm thường thực lực, nữ sĩ ngài có thể hướng chúng ta giới thiệu một chút chính người sao. Đương nhiên, Tôn Thiến Như cũng mặc kệ chuyện vừa rồi cùng chính mình có hay không quan hệ, lập tức nói lên, ta kêu Tôn Thiến Như, đến từ An Thị Thiết Sơn Môn, các vị có yêu cầu an bảo, có thể tùy thời liên hệ ta, tuy rằng giá cả cao hơn thị trường giới, nhưng tuyệt đối vật siêu sở giá trị. Tôn Thiến Như ở cực lực mèo khen mèo dài đuôi lên. Trương Huyền từ đầu đến cuối không có lộ diện, Xác định nơi này không có việc gì lúc sau, Trương Huyền đã nhích người, muốn đi trước phương Tây, thả chạy kia bốn gã tiệt giáo thành viên, hẳn là có thể mang đến tân tin tức. Đến nỗi nơi này sự, tiệt giáo tra lên, cũng chỉ là một cái thiết sơn môn bối nổi, rốt cuộc từ đầu tới đuôi biểu hiện ra ngoài, đều là người thường vũ lực mà thôi. Hiện giờ, tiệt giáo sau lưng người tránh ở chỗ tối, Trương Huyền tránh ở chỗ tối, chỉ có Lâm Thanh Hạm một người bãi ở bên ngoài. Nhưng hiện tại bên ngoài thượng người này, tiệt giáo không thể lấy thường quy phương thức đi đối phó, tất nhiên sẽ áp dụng một ít cực đoan thủ pháp. Mà này, chính là Trương Huyền phải bắt được manh mối. Cùng ngày ban đêm, Trương Huyền đã đuổi tới sân bay, ngày hôm sau buổi sáng, liền cưỡi phi cơ, rời đi hè oi bức. Với thị tập đoàn đối lâm thị mạnh mẽ chèn ép, bởi vì với thiên lộ sự tình, cũng hạ màn, lâm thanh hạm một chúng, trực tiếp trở lại ngân châu thị. Lúc này đây, lâm thanh hạm chung quanh, có cửu cục người ra mặt xa ở phương tây một đạo thân ảnh sắc mặt âm trầm một đám tạp gã liền điểm này việc nhỏ đều làm không song sao kinh động nơi này bản thổ thế lực lại muốn động thủ rất khó cái kia họ trương sẽ nhìn chằm chằm chúng ta một khi ai phá hư nơi này quy củ hẳn phải chết không thể nghi ngờ chờ trở lại sơn hải giới ta nhất định phải làm cái kia họ trương đẹp người nói chuyện trên người linh khí bốc lên một đạo nữ tính thanh âm vang lên họ trương không sao cả chỉ cần chúng ta không phá hư quy củ, hắn là sẽ không động thủ, hiện tại phải làm rõ ràng, cái kia Thiết Sơn môn rốt cuộc là cái gì lai lịch, một cái với thị mà thôi, một viên bé nhỏ không đáng kể quân cờ thôi. Quân cờ là không sao cả, nhưng hiện tại Lâm Thanh Hạm bên người có bản thổ thế lực bảo hộ, như thế nào động thủ? Thiết Sơn môn, ta tự mình đi một chuyến, nhìn xem kia Thiết Sơn môn rốt cuộc là cái gì lai lịch. Có thể hay không là xiển giáo dư nghiệt, nữ tính thanh âm vang lên không có khả năng, xiển giáo sớm đã không còn nữa tồn tại, vô luận này thiết sơn môn là cái gì lai lịch, đều đến trả giá đại giới. Đến nỗi huyền hoàng huyết mạch, nếu sát không được, liền lưu nàng sống lâu một đoạn thời gian hảo, chờ chúng ta mở ra đại môn, nàng sớm muộn gì đều phải chết. Này lưỡng đạo thân ảnh trong bóng đêm, thấy không rõ bộ dạng, nhưng từ nói chuyện chung có thể biết được, tất cả đều đến từ chính sơn hải giới. Ngân Châu Thị, Lâm Thị Tập đoàn Lâm Thanh Hạm trong văn phòng, lúc này chỉ đứng tôn thiến như cùng Lâm Thanh Hạm hai người. Lâm Tổng, có chuyện, ta phải cho ngươi nói rõ ràng. Tôn thiến như đôi tay ôm ngực, một bộ ngạo nghế bộ dáng. Lâm Thanh hàm khẽ gật đầu, ngươi nói. Tôn thiến như khóe miệng một phiết, hiện giờ ta giá trị con người, cùng phía trước nhưng bất đồng, nếu ngươi còn hy vọng ta có thể tiếp tục bảo hộ ngươi nói, một ngàn vạn lương một năm là xa xa không đủ. Bên ngoài có quá nhiều người khai ra so này còn cao giá cả, ta yêu cầu gia tăng đãi ngộ, Lâm Thanh hạ mày liễu vừa nhíu, người muốn thêm đến nhiều ít. Tôn Thiến như vươn ba ngón tay, ít nhất là hiện tại gấp ba, hơn nữa mỗi một lần nhiệm vụ trợ cấp, cũng là gấp ba. Lâm Tổng, ta tưởng ngươi hẳn là rõ ràng, lúc này đây, nếu không có ta ra tay, ngươi hiện tại căn bản cũng chưa về Ngân Châu, cái kia họ trương đối mặt nguy hiểm đã chạy, chỉ có ta còn lưu lại nơi này, ta muốn cái này giới, cũng không quá mức, hơn nữa lấy Lâm Tổng ngươi giá trị con người, chút tiền ấy, không tính cái gì đi, Lâm Thanh Hạm cười cười, tôn nữ sĩ, nơi này không có người khác, chỉ có người ta, ta tưởng, có một số việc, người không cần thiết lại chứa đi đi, với thiên lộ tới thời điểm, người giống như cũng không có xuất hiện, là cửu cục người, chế phục với thiên lộ. Tôn thiến như khinh thường khẽ quát một tiếng, ta không xuất hiện, cũng không đại biểu ta không tham dự chuyện này, người cho rằng, không có ta, cửu cục người, có thể như vậy nhẹ nhàng lấy trụ với thiên lộ. Không có ta, ở cửu cục người xuất hiện trước, người cũng đã chết ở với thiên lộ trong tay, người mệnh, hẳn là không ngừng ba nghìn vạn như vậy điểm đi. Lâm Thanh Hạm gật gật đầu, ta mệnh, đích xác không ngừng ba nghìn vạn, nhưng tôn nữ sĩ, người đãi ngộ, sẽ không thay đổi, tương phản, lúc này đây hành trình, làm ta nghi ngờ người chuyên nghiệp năng lực, nếu người tưởng tiếp tục đãi ở Lâm Thị, người đãi ngộ, muốn hạ thấp chín thành. Chín thành, tôn thiến như sắc mặt biến đổi, Lâm Thanh Hạm, người là ở đầu ta. Lâm Thanh Hạm khẽ lắc đầu, ta không có cùng ngươi nói giỡn, nếu ngươi không muốn, có thể tùy thời rời đi. Tôn Thiến như hít sâu một hơi, hảo, lâm thanh hạng, ngươi chọc giận ta, nhưng ngươi giống như còn không rõ ràng lắm, chọc giận một cái huyền cấp cao thủ hậu quả, ngươi còn không rõ ràng lắm, chọc giận thiết sơn môn hậu quả. Hy vọng ngươi không cần vì ngươi vừa rồi hành vi hối hận. Tôn Thiến như buông một câu tàn nhẫn lời nói, quay đầu liền đi. Lâm Thanh Hạm nhìn Tôn Thiến như bóng dáng, yên lặng lắc lắc đầu. Lúc này, An Thị Thiết Sơn Môn, Thiết Sơn môn vốn là một cái võ quán, trong nhà từng có một người bước lên phản cổ đảo, nghe nói là từ Tiên Sơn giữa được đến mấy viên linh dược, kia linh dược đối phản cổ trên đảo cường đại tồn tại nhóm không có hiệu quả, nhưng bắt được nơi này tới, có thể cho một người bình thường nhảy trở thành đỉnh cấp cường giả. Thân là Thiết Sơn môn môn chủ nữ nhi tôn thiến như liền ăn vào như vậy một viên đan dược, trực tiếp trở thành huyền cấp cường giả, vô luận là tốc độ, sức lực, vẫn là phản ứng lực đều siêu việt người thường quá nhiều mà thiết sơn môn vài tên quan trọng thành viên cũng may mắn ăn xong linh dược, đều là huyền cấp cường giả, cường đại nhất một người, thậm chí tiếp cận địa cấp. Ngày thường, thiết sơn môn là có không ít môn đồ, nhưng hôm nay thiết sơn môn, ngày cửa đều mau bị người san bằng. Chúng ta ra 300 vạn nhất năm, thỉnh thiết sơn môn đệ tử đảm nhiệm bảo tiêu. Chúng ta ra 700 vạn nhất năm, 1.000 vạn nhất năm. Đạo đạo thanh âm ở thiết sơn ngoài cửa vang lên, kia mấy trăm vạn thượng ngàn vạn, nghe thiết sơn môn môn chủ, là kích động không thôi. Này đó tiền muốn thu tới tay, còn khai cái gì võ quán, cả đời cũng xài không hết ha. Thiết Sơn môn môn chủ, trực tiếp ở cửa liền thiêm nổi lên hợp đồng. Các vị, chúng ta Thiết Sơn môn thực lực, tuyệt đối không thể nghi ngờ, môn hạ đệ tử đông đảo, có thể cấp đến mỗi người cường đại nhất an bảo thi thố. Thiết Sơn môn môn chủ nhạc miệng đều khép không được, hắn thật sự không nghĩ tới, chính mình nữ nhi đi ra ngoài tùy tiện chơi một vòng, thế nhưng cấp phó quán mang đến lớn như vậy chỗ tốt cả đời này đều không cần sầu a à. kia với thị tập đoàn thiếu chủ là ngự khí cường giả dục đối lâm thị tập đoàn tổng tài hành hung không thành tin tức đã phi đầy trời đều là mà thiết sơn môn tên đêm qua cũng từ tôn thiến như trong miệng nói ra bị mọi người sở biết rõ hôm nay sáng sớm liền không biết bao nhiêu người đặc biệt tới rồi an thị thỉnh thiết sơn môn người đảm nhiệm bảo tiêu Liên Lâm thì tập đoàn tổng tài đều đi thỉnh võ quán, có thể kém sao? Thiết Sơn môn môn chính và phụ buổi sáng ký hợp đồng, vẫn luôn đánh dấu buổi tối, kia thêm tay đều toan, cuối cùng tính hạ hợp đồng giá cả, tổng cộng có tiếp cận 2300 triệu. 2300 triệu, cái này con số nói ra, Thiết Sơn bên trong cánh cửa cao tầng, tất cả đều nhạc điên rồi. Sư phụ, một người thanh niên đi vào Thiết Sơn môn môn chủ trước người, này tiền tuy rằng nhiều, nhưng chúng ta không cái kia thực lực a cũng không biết sư muội là như thế nào giải quyết cái kia sẽ dùng khí cao thủ, nhưng sư muội thực lực, chúng ta đều rất rõ ràng, so với người bình thường là cường rất nhiều, nhưng ở sẽ dùng khí cao thủ trước mặt, cũng liền như vậy, chúng ta hiện tại ký nhiều như vậy hợp đồng, đến lúc đó gặp được nguy hiểm, xử lý không được làm sao. Xử lý không được, thiết sơn môn môn chủ nghe được lời này, khóe miệng một liệt, xử lý không được cùng chúng ta có quan hệ gì. Chúng ta thực lực liền đặt ở nơi này, xử lý không được vậy trách bọn họ chính mình chiêu chọc địch nhân quá cường đại, chuyện này, hoặc là chúng ta bảo hộ cố chủ, một khi bảo hộ không được, còn có thể có người từ mồ bò ra tới tìm chúng ta lui tiền sao. Nghe được thiết sơn môn môn chủ lời này, tên kia đưa ra vấn đề thanh niên lập tức hiểu rõ, cười ha ha một tiếng, đúng đúng đúng, sư phụ, vẫn là người tưởng xa a à. Này đó tiền tới tay, chúng ta tùy tiện đổi cái thân phận, tiêu tiêu sái sái sống cả đời, người khác chết sống cùng chúng ta có quan hệ gì, ai làm cho bọn họ ở bên ngoài gây thù chuốc oán. Thiết Sơn môn môn chủ cười lạnh một tiếng. Cùng lúc đó, một trận từ phương Tây quốc gia tới phi cơ, mục tiêu thẳng chỉ an thị. Ở trên phi cơ, một người thanh niên tay cầm một phần tư liệu, tư liệu thượng rõ ràng là Thiết Sơn môn sở hữu thành viên tin tức, kia tôn thiến như chân dung, càng là phóng đại, hiện ra ở tư liệu thượng Thiết Sơn môn, làm ta nhìn xem, rốt cuộc là ai cho các người dũng khí. Thanh niên trong mắt, phát ra sát ý, Ngân Châu Thị, một căn biệt thự bên trong, rất nhiều tuổi trẻ nam nữ tụ ở bên nhau, trong đó Tôn Thiến như đang ở này đó tuổi trẻ nam nữ giữa. Từ Lâm Thị rời khỏi sau, Tôn Thiến như thực mau tìm được nhà tiếp theo, hơn nữa lấy nàng chắc tuyệt chiến tích, bắt được 2.000 vạn lương một năm. Mà này đó cùng Tôn Thiến như ở bên nhau tuổi trẻ nam nữ, trong đó một người nữ tính, chính là Tôn Thiến như cố chủ. Bất quá xem người này đối Tôn Thiến như thái độ, càng như là Tôn Thiến như mới là lão bản giống nhau làm một người bảo tiêu tại đây biệt thự tôn thiến như lại là đại tỷ đầu giống nhau tồn tại tôn tỷ thỉnh uống rượu có người đem giá trị xa xỉ rượu vang đỏ khen ngược đoan đến tôn thiến như trước mặt tôn tỷ ăn một chút gì tôn tỷ từng đạo có vẻ kính sợ thanh âm vang ở tôn thiến như bên tai tuổi trẻ thời điểm ai đều có một viên muốn có thể đánh tâm tôn thiến như lập tức trở thành đại gia truy phủng đối tượng muốn ta nói kia lâm thị thật là không biết tốt xấu Tôn Thiến như cố chủ mở miệng, nếu không phải Tôn Tỷ, họ Lâm đã sớm chết ở An Thị, kết quả trở về khen ngược, còn không cho Tôn Tỷ trướng tân, keo kiệt chết này họ Lâm tính. Hảo hảo, chuyện này liền không cần phải nói. Tôn Thiến như nằm ở trên sofa, phất phất tay, một cái Lâm Thị, ta cũng không để ý, ta ra tới đường bảo tiêu, đều chỉ là vì chơi phiếu mà thôi, rốt cuộc nếu ta tưởng, có quá nhiều có thể kiếm tiền phương pháp. Là là là, lập tức có người lấy lòng phụ họa Tôn Thiến như. Tôn Thiến như nghe truyền đến phụ họa thanh, tâm tình là phá lệ thoải mái. Tôn Tỷ, người cho chúng ta giảng hạ ngươi như thế nào đối phó với thiên lộ bái. Đúng vậy Tôn Tỷ, người giảng một chút đi, nghe nói này một chuyến lâm thanh hạm đi an thị hiểm nguy trùng trùng, nếu không phải ngươi, lâm thanh hạm ở Ngân Châu Thị đã bị người lộng chết. Một đám người vây quanh ở Tôn Thiến như bên người, một bộ ham học hỏi biểu tình. Cảm thụ được chung quanh người ánh mắt, Tôn Thiến như phá lệ đắc ý, nàng ngồi dậy tới, ho khan hai tiếng, hảo, nếu các người muốn nghe, nói cho các người cũng không có việc gì, bất quá chuyện này, không cần ngoại chuyện, kỳ thật đương lâm thanh hạm bảo tiêu, không ngừng ta một cái, còn có một người, người nọ là ai ta cũng không nhắc lại, các người cũng không nhớ được tên này, dù sao là cái hoàng cấp đỉnh núi. Oa, hoàng cấp đỉnh núi, cũng rất lợi hại a. À. Lợi hại cái rắm, cùng ta tôn tỉ so, chính là cái cặn bã. Tôn thiến như cố chủ đầy mặt khinh thường. Tôn thiến như gật gật đầu, người nọ thực lực, thực nhược, hơn nữa sức quan sát cũng rất kém cỏi. Ở chúng ta đi ngân châu sân bay trên đường, ta điều khiển chiếc xe, hắn còn ở phía sau nhắm mắt ngủ, dọc theo đường đi, ta ném xuống mười mấy chiếc theo dõi xe, kết quả hắn đâu. Hắn cái gì cũng không biết, cuối cùng vì tránh né hai chiếc bùn xe bồn va chạm, ta chủ động trang khai phía trước xe, mới hóa giải nguy cơ, người kia, ha ha, nói ta sẽ không lái xe. Người này cũng thật quá đáng đi. Không có năng lực vậy câm miệng, còn nghi ngờ ta tôn tỷ đó là ai a à, hành vi quả thực ghê tởm tột đỉnh tôn thiến như đôi tay hư không ép xuống chung quanh thanh âm lập tức nhỏ lên tôn thiến như lại nói phát sinh tai nạn xe cộ sau ta trước tiên liền chú ý tới vây tới trong đám người có ba gã sát thủ vì không làm cho hoảng loạn ta lẻn vào đám người trộm giải quyết ba gã sát thủ chờ ta trở về thời điểm người đoán người nọ nói như thế nào hắn nói ta là đâm xe sợ hãi gánh vác trách nhiệm chạy chờ xem sự tình giải quyết xong rồi mới trở về. Ngoà tào, còn có như vậy không biết xấu hổ người đâu. Tôn tỷ, người không cần thiết cấp loại người này lưu thể diện. Này đều không có việc gì, một cái rác rưởi, ta cùng hắn so đo cái gì. Tôn thiến như không để bụng lắc lắc đầu, thượng phi cơ hắn còn chất vấn ta, ta nói cho hắn sự thật, hắn nói ta là biên, thực sự có ý tứ. Tôn thiến như đem tới rồi an thị sự, cũng tất cả đều nói ra tới, bất quá nhân vật tất cả đều đổi. Ngày đó buổi tối, ta cảm nhận được không khí không thích hợp, lấy cớ nghỉ ngơi, kỳ thật xấu ở chỗ tối, đương với thiên lộ xuất hiện thời điểm, ta trước tiên phát hiện, sau đó ngăn trở, ta thiết sơn môn, tuy rằng đối ngoại tuyên bố chỉ là một cái võ quán, nhưng trên thực tế, tôn thiến như cười lạnh hai tiếng, ở cửu cục người đã đến trước, với thiên lộ, cũng đã bị ta phế đi. Người ở chung quanh nghe đến mắt đầy sao sẹt, tôn thiến như vẻ mặt ngạo kiều ngồi ở kia, hưởng thụ mọi người sùng bái ánh mắt. Đột nhiên, một đạo cười lạnh tiếng vang lên, ta liền nói, một cái nho nhỏ Thiết Sơn môn, sao có thể ngăn được kia viên quân cờ, nguyên lai võ quán chỉ là đối ngoại tuyên bố a. À. Một đạo thân ảnh đột nhiên xuất hiện ở Tôn Thiến Như trước mặt, gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Ngươi là thứ gì? Tôn Thiến Như nhìn chằm chằm trước mắt người, quát lạnh một tiếng. Đến đây đi, làm ta nhìn xem, các ngươi Thiết Sơn môn, rốt cuộc sư thừa nơi nào, sau lưng là cái gì thế lực? Người tới một quyền chiều Tôn Thiến Như oanh ra. Này một quyền, ở tôn thiến như trong mắt, so tia trước còn nhanh. Chỉ là nhìn đến đối phương ra quyền nháy mắt, đau nhức cũng đã chuyển tới tôn thiến như trên người. Giây tiếp theo, tôn thiến như cả người giống như một viên đạn pháo, bị oanh bay ra đi, nện ở trên vách tường. Một ngụm máu tươi, từ tôn thiến như trong miệng phun ra. Tôn thiến như khó có thể tin nhìn đối phương, nàng tuy rằng không biết đối phương là cái gì cấp bậc, nhưng từ này một quyền tốc độ cùng uy lực tới xem, chỉ sợ đã là địa cấp cường giả ngươi ngươi là với thị người tôn thiến như cố nén đau đớn đứng dậy ngươi có biết hay không ta sau lưng là ai là thiết sơn môn đừng nói địa cấp cùng thiên cấp ngay cả sẽ ngự khí ở chúng ta thiết sơn môn hạ cũng đến nuốt hận vậy làm ta nhìn xem các ngươi thiết sơn môn thực lực người tới dây tiếp theo xuất hiện ở tôn thiến như trước mặt lại lần nữa oanh ra một quyền này một quyền ở giữa tôn thiến như bụng tôn thiến như một ngụm máu tươi phun đi ra ngoài bởi vì đau đớn cả khuôn mặt đều trở nên vặn vẹo. Người tới nhìn Tôn Thiến Như, Tôn Thiến Như này bất kham một kích bộ dáng làm hắn khinh thường. Người này thực lực, không khỏi có chút quá yếu, bằng các người trình độ loại này, kém đến quá xa. Tôn Thiến Như đầy mặt thống khổ, đồng thời trong mắt cũng mang theo hoảng sợ, nàng phát hiện chính mình căn bản là thấy không rõ trước mắt người này động tác, đối phương thủ đoạn, làm nàng liền phản kháng hy vọng đều nhìn không tới. Người tới bắt lấy Tôn Thiến Như cổ, đem này lăng không nhắc tới loại này cưỡng bách hít thở không thông làm tôn thiến như mặt nháy mắt đỏ lên tôn thiến như hai chân lăng không không ngừng loạn đặng biệt thự nội này đó phú nhị đại nhóm nhìn thấy ở bọn họ trong mắt cường như thần minh giống nhau tôn thiến như bị người như vậy xong ngược đều có chút khó có thể tin tôn tỷ đừng nhịn lộng hắn tôn tỷ người này quá kiêu ngạo phú nhị đại nhóm không ngừng cấp tôn thiến như cố lên cổ vũ tôn thiến như ngón tay gắt gao thủ sẵn phía sau vách tường đây là nàng thân thể theo bản năng phản ứng, muốn tìm được một cái gắng sức điểm. Nói, người sau lưng là ai? Người tới ánh mắt lộ ra hung mang, theo sau cánh tay vung, tôn thiến như liền giống như một cái rác rưởi giống nhau, trực tiếp bị ném đến trên mặt đất. Thoát vây tôn thiến như mồm to thở hổn hển không ngừng ho khan, qua mười mấy giây mới hoãn quá mức tới. Nói đi, người tới nhìn chằm chằm tôn thiến như. Ta, ta, tôn thiến như lúc này đã hoàn toàn sợ, không phải ta ngày đó buổi tối không phải ta còn trang người tới một bước tiến lên một chân trực tiếp đem tôn thiến như đá nhảy ra đi mấy mét xa tôn thiến như thống khổ ghé vào kia sắc mặt sợ hãi giải thích nói thật sự không phải ta ngày đó ta vẫn luôn đều ở cách vách ngủ căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì chỉ là cuối cùng phóng viên tới hỏi ta mới nói ngày đó buổi tối lâm thanh hạm là ta bảo hộ trên thực tế cùng ta một chút quan hệ đều không có a à. người người muốn tìm căn bản là không phải ta đều là cửu cục tất cả đều là cửu cục người làm. Tôn Thiến như nói, làm những cái đó phú nhị đại nhóm chừng lớn đôi mắt. Tình huống như thế nào? Này Tôn Thiến như, là kẻ lừa đảo. Ngày đó bảo hộ lâm thanh hạm căn bản là không phải nàng, nhưng nàng cố tình ở truyền thông trước mặt đem công lao ngăn ở trên người mình, ở an bảo giới hoàn toàn lửa lớn một phen. Kết quả này hết thảy, đều là Tôn Thiến như đem người khác công lao đoạt ở trên người mình. Ha ha, nghe Tôn Thiến như nói, người tới cười lạnh một tiếng, còn không muốn nói phải không? Vậy làm ta nhìn xem, người kia sư môn người, có phải hay không đều giống ngươi như vậy mạnh miệng, theo ta đi. Người tới tiến lên, trực tiếp đem tôn thiến như dẫm phiên trên mặt đất, theo sau nhắm ngay tôn thiến như tứ chi, liên tiếp mấy đá dẫm đi lên. Liền nghe có xương cốt vỡ vụn thanh âm vang lên. a à, tôn thiến như tiếng kêu thảm thiết, vang vọng toàn bộ biệt thự đại sảnh, nàng tứ chi, tất cả tại vừa mới, bị đối phương vô cùng bạo lực dẫm chặt đứt, cái loại này đau đớn, thẳng tắp chui vào tôn thiến như ngực, làm nàng căn bản không thể chịu đựng được. Người tới bắt lấy tôn thiến như đầu tóc, mạnh mẽ đem tôn thiến như nhắc lên. Tôn thiến như tứ chi đứt gãy, xử không thường một chút sức lực, liền như vậy bị người, giống như chết cẩu giống nhau, túm ra biệt thự, nhét vào một chiếc minibus, theo sau, này chiếc minibus nhanh chóng xử lý. Thẳng đến này minibus hoàn toàn biến mất ở đại gia tầm mắt giữa, mọi người mới phản ứng lại đây. Tên kia Tôn Thiến Như cố chủ giờ phút này sắc mặt khó coi tới rồi cực hạn, vốn dĩ lần này tụ hội chính là hướng đại gia khoe ra chính mình có như vậy một cái chuyên nghiệp cường đại bảo tiêu, kết quả lại nghênh đón như vậy một màn, chính mình giá cao mời bảo tiêu là cái kẻ lừa đảo. Cho hấp thụ ánh sáng nàng, cho hấp thụ ánh sáng nàng. Lúc này Tôn Thiến Như, nhưng không rảnh lo chính mình thanh danh sẽ thế nào, đứt gãy tứ chi không ngừng hướng nàng truyền đến đau đớn cảm giác, trước mặt người, làm nàng cảm thấy vô cùng sợ hãi buổi tối 10 giờ, An Thị Thiết Sơn Môn. Lại là một ngày thời gian, Thiết Sơn Môn ký cả ngày hợp đồng. Thiết Sơn Môn căn bản mặc kệ đệ tử có đủ hay không dùng, dù sao có người lại đây muốn ký hợp đồng, vậy thiêm. Ngày hôm qua ký hợp đồng người, đã chờ không kịp muốn tới thỉnh Thiết Sơn Môn Tinh Anh, chẳng sợ hiện tại đã buổi tối 10 giờ, Thiết Sơn Môn võ quán cửa, đều đình đầy siêu xe. Các vị, đều không cần cấp, chúng ta Thiết Sơn Môn thành viên, các đều là tinh anh, sẽ cho mỗi người an toàn đều cung cấp lớn nhất bảo đảm. Thiết sơn môn môn chủ, cười miệng đều khép không được. Những đệ tử này, cũng đều cười vui vẻ, bọn họ mỗi người đều phân tới rồi một số tiền, hơn nữa môn chủ hứa hẹn, này bảo tiêu chức, chỉ là đi ra ngoài làm làm bộ dáng, gặp được chân chính nguy hiểm, hoàn toàn không cần cố kỵ cố chủ sẽ thế nào, bảo đảm chính mình an toàn, cố chủ chết thì chết, người chết cũng sẽ không lại qua đây lui tiền. Đối với này đó các đệ tử, học võ bản thân chính là bởi vì võ giả đã chịu coi trọng lúc sau mới lựa chọn, vì chính là mỗi một cái kiếm tiền chiêu số, hiện tại tiền cũng có thể kiếm được, lại không cần tiếp tục luyện võ chịu khổ, mỗi ngày đi theo cố chủ cơm ngon rượu say, này cũng quá sung sướng đi. Đang lúc thiết sơn môn võ quán nội mọi người vui vẻ không thôi thời điểm, một chiếc minibus đột nhiên ngừng ở võ quán cửa. Thiết sơn môn môn chủ sớm đã an bài đệ tử bảo vệ cho cửa, an bài tiến đến chiếc xe trật tự đương nhìn đến một chiếc giá rẻ minibus khi hai gã ở cửa duy trì trật tự đệ tử lập tức thay vẻ mặt khinh thường đi 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 chạy nhanh khai đi đừng ở chỗ này đình một người đệ tử vội vàng huy xuống tay đầy mặt không kiên nhẫn minibus lại không một chút muốn khai đi ý tứ làm ngươi đi một bên đình đi không nghe thấy sao một khác danh võ quán đệ tử đã loát nổi lên cổ tay áo rất có một bộ lại không khai đi liền cho người đẹp tư thế minibus môn đột nhiên mở ra ở cửa mở nháy mắt, một bóng người liền từ trên xe lăn xuống dưới, người này ảnh phi đầu tán phát, đúng là đã bị tra tấn không ra hình người Tôn Thiến Như. Tôn Thiến Như nằm ở võ quán cửa, cả người là huyết, sắc mặt khó coi giống như giấy vàng giống nhau, hiển nhiên đã hết giận nhiều, tiến khí thiếu. Đường hai gã đệ tử thấy rõ nằm trên mặt đất Tôn Thiến Như khi, kinh hô một tiếng, sư tỷ Hắn sao, mặt khác một người đệ tử trực tiếp vọt vào minibus hàng phía sau, trong miệng hùng hùng hổ hổ, đem sư tỷ của ta hại thành như vậy, lão tử muốn ngươi mệnh. Tên này đệ tử vừa dứt lời, cả người liền từ minibus nội bay ngược ra tới, thân thể đánh vào võ quán đại môn phía trên, võ quán cửa kính thức khắc vỡ vụn mở ra, kia động tính hấp dẫn một tảng lớn ánh mắt chiều bên này xem ra. Một đạo thanh niên thân ảnh, cũng vào lúc này đi vào bên trong cánh cửa, này thanh niên một tay cắt sách một người, tay trái là sắp tắt thở tôn tiến như, tay phải còn lại là mặt khác một người lưu tại cửa đệ tử, lúc này đầu rũ xuống, hai mắt nhắm nghiền chết sống không biết thanh niên đem này hai người hướng võ quán nội một ném quát lạnh nói thiết sơn môn môn chủ là ai ra tới đáp lời như vậy một màn làm tiến đến mời người những cái đó phú thương bước chân không được lui về phía sau thiết sơn môn môn chủ liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình nữ nhi tức khắc sắc mặt xanh mét đi ra hướng thanh niên quát ngươi là ai dám đến chúng ta thiết sơn môn nháo sự có biết hay không đây là địa phương nào audio điện tử võ tấn bền hết tập 85